Thần Đế, tập 24, đối với cái này Ngọc Đỉnh Tông, Tô giật đương nhiên là biết đến, đây chính là hỗn loạn vực bảy đại nhị lưu thế lực một trong, thực lực tự hồ cùng thiên cương môn không sai biệt nhiều. Phía trước liên minh đại hội trung, Tô Dật với triệu linh bí cảnh, còn cùng cái này Ngọc Đỉnh Tông cái kia vị tên gọi là lục chuyết tuổi trẻ cường giả đánh qua một điểm giao tế, còn càng sâu tầng thứ liên quan, song phương vẫn còn không có, tiểu tử ngươi, bị Tô giật như này hèn mọn, la kính cấp nhãn, đang muốn lý luận một phen nhưng lại là bị chu trưởng lão ngăn lại Tiểu tử, lão phu cũng không nói với ngươi quá nhiều lời nói nhảm, hôm nay chúng ta tới đây, chính là phải ban cho dư ngươi một cái thiên đại kỳ ngộ, hy vọng ngươi, còn có ngươi bá vương tông có thể bắt được, không muốn đơn giản bỏ lỡ, chu trưởng lão như trước ngửa đầu, hai mắt treo lên, nhìn tô giật, nói chuyện đồng thời, hắn còn đưa ra một cái chỉ khoa tay múa chân một cái, ồ, cái gì kỳ ngộ, nghe lời này, tô giật không khỏi cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi phản vấn mà đạo, nhưng hắn tâm lý cũng là nổi lên cười nhạt, cái này Ngọc Đỉnh Tông sợ sẽ không thật mang đến cho mình cái gì tốt chỗ. Hơn nữa Tô Giật Phi thường phản cảm, cái này lão giả hoàn toàn một bộ lỗ mũi triêu thiên dáng vẻ, làm cho hắn cảm giác rất là khó chịu. Bất quá, Tô Giật vẫn là quyết định trước nghe một chút đối phương muốn thế nào nói. Chúng ta Ngọc Đỉnh Tông nghe nói không thiếu liên quan tới ngươi và bá Vương Tông sự tình. Mặt khác cũng biết thiên cương môn cùng giữa các ngươi sinh tử đại thù, lấy bá vương tông thực lực, một ngày thiên cương môn chân chính cường giả mà ra, các ngươi là tuyệt đối không đỡ được mà ta ngọc đỉnh tông cũng là có thể che chở ngươi để cho ngươi cùng bá vương tông đều khỏi bị thiên cương môn tập sát chu trưởng lão nói dừng lại một cái hắn lần nữa vương một cái chỉ khoa tay múa chân một cái nói mà điều kiện cũng rất đơn giản xuất ra phía sau ngươi cái tòa này tài nguyên khoáng sản là được đương nhiên ngọc đỉnh tông cũng tuyệt không để cho ngươi chịu thiệt chúng ta chia chính một là tốt rồi giọng điệu như vậy vừa ra không chỉ có là tô giật bao quát thanh hoàng dương minh âm minh vệ linh hoàng Tô Tiểu Soái mấy người tất cả đều có chút kinh ngạc, cái này Ngọc Đỉnh Tông lại còn nói muốn che chở Bá Vương Tông, thật sự là bọn họ không có nghĩ tới sự tình, hơn nữa cái này Chu trưởng lão cứ việc hận không thể đem hai mắt trường đến đầu chống đi tới, nhưng phía trước nói nhưng cũng không giả, như Bá Vương Tông thật sự có Ngọc Đỉnh Tông che chở, đích thật là không sợ với Thiên Cương môn, bất quá, còn cái này chia chính một, chia chính một ấy ư, đây hoàn toàn không thành vấn đề a, à. không bao gồm người suy nghĩ nhiều, Tô giật lập tức mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nói đạo giữa sân đột nhiên lập tức an tĩnh, Ngọc Đỉnh Tông sáu người, còn có La Kính, Kim Chu tất cả đều có chút không phản ứng kịp, đây là đang Ngọc Đỉnh Tông thương nghị tốt sự tình, bọn họ vốn là muốn trực tiếp đánh bá Vương Tông, cầm hạ mỏ sơn, nhưng có thiên cương môn sát vũ về ví dụ phía trước, cho nên cũng không muốn theo liền gây nên quá lớn phân tranh, nếu như có thể ung dung giải quyết, không uổng nhất binh một tòa thuận lợi cầm hạ tài nguyên khoáng sản nói, tự nhiên là tốt nhất sự tình. Ngọc Đỉnh Tông kỳ thực cũng làm dự tính hay lắm, có thể bá vương tông hội cò kè mặt cả bọn họ cũng sẽ hơi chút lỏng một ít khẩu, cho nhiều một điểm chia làm, coi như là trước giờ đầu tư, dù sao tô giật thiếu niên này thiên phú thực sự bất phàm, tiền đồ vô lượng, chỉ là mọi người tại chỗ không nghĩ tới chính là, chu trưởng lão nói lên yêu cầu, cái này tô giật cư nhiên một lời đáp ứng, liền do dự đều không mang theo, ngược lại làm cho bọn họ đều có chút trở tay không kịp, chủ nhân, thanh hoàng, dương minh đám người này thời gian cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, loại yêu cầu này, đổi lại là bọn họ cũng không thể nào biết đáp ứng A không nghĩ tới chủ nhân lại một khẩu đồng ý. Thanh Hoàng mấy người mỗi một người đều là há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng đều bị tô giật phất tay cắt đứt. Chu trưởng lão trải qua lúc đầu sững sờ thần chi về sau, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, đầu ngang được cao hơn, thỏa mãn gật đầu, nói, coi như ngươi tiểu tử coi như thức thời. Hắn nhãn quan liếc nhìn tô giật, chỉ cảm thấy thiếu niên này trở nên có chút thuận mắt đứng lên, hắc hắc, tô giật xoa xoa hai tay, dường như rất là bộ dáng hưng phấn, nói, Ngọc Đỉnh Tông vậy cũng biết, cái tòa này mỏ trong núi nguyên thạch tàn lượng vô cùng phong phú một ngày khai thác ra đúng là một món tài sản khổng lồ hắn nói chuyện đồng thời không tự chủ nhìn la kính liếc mắt cái tình huống này đối phương nhất định là hồi báo cho ngọc đỉnh tông nhiều như vậy nguyên thạch xuất ra nhất thành vội tới ngọc đỉnh tông đổi lấy một tòa cường đại dựa vào sơn có thể che chở bá vương tông cho chúng ta ngăn trở thiên cương môn đây tuyệt đối là một khoản tính toán buôn bán a kẻ ngu si mới không làm đây tôi giật tiếp tục nói nghe lời này một cái trong sân lại một lần nữa lâm vào ngắn mũi yên lặng, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn cái kia hưng phấn không thôi thiếu niên, tiểu tử ngươi đừng làm sai, ta Ngọc Đỉnh Tông muốn là chính thành, này một thành là cho ngươi bá vương tông, chu trưởng lão hai mắt nhất đột, đột nhiên đánh một cái phát ra tiếng vì vì trong mũi nói đạo, không tự chủ, khóe miệng nổi lên cười nhạt tình, nhìn về phía tô giật trong ánh mắt, cũng là mang theo nồng nặc đùa cực màu sắc, ở Ngọc Đỉnh Tông trước mặt, một cái nho nhỏ bá vương tông cũng dám mở miệng muốn chính thành tài nguyên khoáng sản ai cho hắn lá gan tất cả mọi người tại chỗ đại khái cũng chỉ có thiếu niên này mới sẽ như lần này đi nghỉ đi cái gì không phải chúng ta cầm chính thành sao tôi giật dường như hoàn toàn cùng không trên mọi người nhịp điệu giống nhau vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chu trưởng lão khuôn mặt kinh ngạc nói khó mà làm được nhất thành nguyên thạch quá ít ta bá vương tông không thể bằng lòng tôi giật vội vã xua tay chợt bỗng dưng dừng một cái nhìn phía chu trưởng lão vẻ mặt chân thành nói chu trưởng lão ngươi xem như vậy như thế nào ta bá vương tông cầm chính thành nguyên thạch nhất thành cho Ngọc Đỉnh Tông, nhưng sau hàng năm bá Vương Tông lại thêm vào xuất ra 10 khối nhất tinh nguyên thạch cho các ngươi, nhiều hơn nữa sẽ không được nói chuyện, lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa vắng vẻ, nghe được cả tiếng kim rơi, ở tô giật trong ánh mắt, hắn chứng kiến đối diện cái kia chu trưởng lão thủy chung đầu ngẩng cao đầu lâu từng chút một để xuống, nhìn thẳng chính mình, mà tấm kia già nua khuôn mặt, cũng là từng chút một kéo dài, hiện đầy tái nhật màu sắc, cái trán trên nhất nhiều sợi gân xanh nổi lên, căng cùng đậu giác giống nhau to tiểu tử ngươi ở đây trêu chọc ta, giọng điệu như vậy theo chu trưởng lão giữa cổ họng bài trừ, âm lãnh rét lạnh, nói tới chỗ này hắn cái nào còn không minh bạch, tiểu tử này hoàn toàn chính là ở lấy chính mình trêu đùa, đối phương không phải ngốc, mà là ở giả trang hồ đồ, thuần túy chính là vì trêu đùa chính mình, đùa giỡn ngươi thì như thế nào, tô giật này thì trên gương mặt cười nhạt trong lúc đó đã không che giấu chút nào, hắn hai chân đạp khoảng không mà đứng, trực diện chu trưởng lão, lạnh giọng nói, các ngươi ngọc đỉnh tông là cái thá gì, thật coi ta bá vương tông dễ khi dễ sao đừng nói là nhất thành nguyên thạch cái tòa này mỏ sơn chính giữa nguyên thạch ta bá vương tông một viên cũng sẽ không cho các ngươi còn chính thành liền càng là vọng tưởng vừa mới tô giật đương nhiên là ở giả vờ ngây ngốc đùa gì thế chỉ dựa vào câu nói đầu tiên muốn bộ đi mỏ sơn chính thành nguyên thạch khi hắn bá vương tông là người tiêu tiền như nước sao tô giật hai tròng mắt trong vắt vô hình bên trong có đáng sợ uy thế theo hắn thân trên phát ra uy thế như vậy làm cho đối diện một đám nguyên hoàng kỳ cường giả đều là cảm giác trong lòng có một tia nghiêm nghị tiểu tử thật can đảm dám trêu đùa chu trưởng lão la kính rất nhanh hoảng quá thần lai hướng về phía tô giật đại quát lên hắn vạn vạn không nghĩ tới ở ngọc đỉnh tông trước mặt thiếu niên này thế mà còn là phách lối như vậy ha 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 lão đại người có chí nguyên lai chủ nhân là ý tứ này a à. ha ha không sai ngọc đỉnh tông là cái thá gì cư nhiên chạy đến ta bá vương tông địa bàn đi lên diễu võ dương oai trong nháy mắt tô tiểu soái thanh hoàng Dương Minh đám người đều là phá lên cười, bọn họ thế mới biết lúc trước hiểu lầm Tô giật, mắt thấy Ngọc Đỉnh Tông cái này Chu trưởng lão bị đùa bẩn một trận, Tô Tiểu Soái, Thanh Hoàng đám người tất cả đều cảm giác vô cùng hết giận, đối phương từ vừa mới bắt đầu cái kia loại ngạo nghễ thái độ, lại thêm trên bố thí ngữ khí cũng làm cho người phi thường khó chịu, hiện tại rốt cục ra nhất khẩu ác khí, được, tốt, Chu trưởng lão trên trán nổi lên gân xanh, khuôn mặt không ngừng co quắp, hắn nhìn gần Tô giật, hàm răng cắn rung động, Chu trưởng lão đã ở vào giận dữ bên viền gương mặt kéo lão trường ở toàn bộ hỗn loạn vực có mấy người dám như này trêu chọc ngọc đỉnh tông đã nói đều đã vạch tìm tòi tô giật này thì tự nhiên đã không còn nửa câu lời nói nhảm hắn áo bào không gió mà bay bay phất phới thân hình chậm rãi tiến lên trước một bước ánh mắt đảo qua tất cả ngọc đỉnh tông cường giả còn có la kính cùng kim chu khuyên các ngươi một câu lập tức cút cho ta nếu không thì khả năng liền đừng trách ta không khách khí giọng điệu như vậy theo tô giật trong miệng nói ra trong ánh mắt có sát khí tràn ngập trải ra nhường lưng phát lạnh không biết bực nào lúc, tô giật trong tay đã nắm lấy một thanh đại đao, nguyên khí rưới vào trong đó, không ngừng phục ra hút vào, nở rộ phong mang. Sớm nghe nói tiểu tử ngươi đầy đủ cuồng vọng, trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay coi như là mở con mắt, chu trưởng lão khuôn mặt sắc lạnh như băng nói đạo, bọn họ chịu đến tông chủ sai phái tới đây, vốn tưởng rằng sẽ không tốn hao quá nhiều tay chân là được thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bá vương tông càng như thế nào kiêu ngạo, cũng không thể ở có thiên cương môn cái này đại địch chi về sau, đắc tội nữa bọn họ ngọc đỉnh tông đi cho nên ngọc đỉnh tông sở hữu người hầu như đều nhất trí cho rằng chỉ cần bọn họ đưa ra yêu cầu tô giật tuyệt đối sẽ liền phạm không dám ngỗ nghịch nhưng tình huống hiện tại cũng là cùng tưởng tượng của bọn hắn tuyệt nhiên tương phản cơ hội đã cho ngươi là chính mình không biết quý trọng vậy chờ hậu quả đi chu trưởng lão tay áo bào vung tàn nhẫn nói rằng cái kia cùng sư một dạng kim trưởng lão cũng là nổi giận nói tiếp bá vương tông liền chờ bị diệt môn đi tất cả mọi người sẽ bị đều đánh chết lời này vừa nói ra tô giật chân mày thông suốt vén lên Hai mắt trợn trừng, muốn tiêu diệt ta bá vương tông thật sao? Tốt, vậy trước tiên đem tánh mạng của các ngươi tất cả đều ở lại đây đi. Hắn con ngươi bên trong sát khí đấu bắn, từng tầng cuồn cuộn, trong tay đại đao đột nhiên mạnh mẽ phách mà ra, một đạo sáng chói đao mang kích phát, hung hãn thẳng hướng đối diện trong đám người, một lời không hợp, chính là rút đao khiêu chiến, tiểu tử ngươi muốn chết. Chu trưởng lão, Kim trưởng lão đều là lửa giận hừng hực, hai mắt trừng lớn, lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài tiểu tử này lại dám đối với hắn nhóm Ngọc Đỉnh Tông người động thủ, muốn chết chính là bọn ngươi, ta bá Vương Tông có thể không phải là các ngươi dương oai địa phương, nếu đã tới, vậy toàn bộ chết đi, Thanh Hoàng, Dương Minh, Âm Minh, Phệ Linh Hoàng bốn người đồng thời tuôn ra, bốn đại thú sau cả người khí thế lăn lộn, giống như kinh đào phát ngạn một dạng, cuộn trào mãnh liệt sao động, theo tô giật rút đao xuất thủ, hai phe cường giả trong lúc đó tức thì bạo phát đại chiến, lúc này đây Ngọc Đỉnh Tông người tới không thiếu, thống cùng sở hữu lấy sáu vị, lại thêm trên Thiên Chu tông la kính cùng Kim Chu hai người, chính là đủ đủ tám vị nguyên hoàng kỳ cường giả, đồng thời, tám người này bên trong, có một nửa đều là nguyên hoàng kỳ ngũ trọng lấy lên, Chu trưởng lão cùng Kim trưởng lão hai người càng là nguyên hoàng kỳ bác trọng tu vi, nho nhỏ bá vương tông, cũng dám cùng ta Ngọc đỉnh tông gọi nhịp, nhất định chán sống, Chu trưởng lão khuôn mặt sắc sớm đã biến hóa, thân hình hắn đột nhiên mà phát động, thẳng tắp hướng cô giật phóng đi, muốn đem thiếu niên kia trước một bước bắt hạ, lão tặc đi chết đi một thật lớn thanh sắc quang mang gạt ra hư không, trực tiếp chắn cô giật trước mặt, vô lượng thanh quang bên trong, một con rắn thuộc hư ảnh hung mảnh tràn quét, hung hăng quất về phía chu trưởng lão đỉnh đầu, yêu hoàng kỳ bác trọng tu vi chớp mắt thì bạo nổ phát, yêu khí cuồn cuộn, trùng kích bác phương, hư ảnh đuôi rắn mang theo tê thiên liệt địa một dạng khí thế mà phát động, sở hữu phá sơn đoạn hải oai, tình cảnh như thế, làm cho chu trưởng lão hai mắt chợt co rút nhanh đứng lên, trong lòng hắn bỗng dưng có chút trung đứng lên, yêu hoàng kỳ bác trọng, điều này sao có thể? Chu trưởng lão không thể tin được, dựa theo dĩ vãng một ít tình báo biểu hiện, cái này bá vương tông chính giữa xác thực tồn tại mấy tôn thú hoàng, nhưng tu vi mạnh nhất cũng chỉ ở yêu hoàng kỳ ngũ trọng dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới, nơi này nhất tôn thú hoàng, lại là yêu hoàng kỳ bác trọng, cái này cũng thật là đáng sợ. Chu trưởng lão tự thân chính là nguyên hoàng kỳ bác trọng, nhưng cùng yêu hoàng kỳ bác trọng giao thủ, vậy tuyệt đối chỉ có bị trà đạp phần, không kịp nghĩ nhiều. Chu trưởng lão vội vàng dừng khí thế lao tới trước, nguyên khí trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng hội tụ ở hai cánh tay chi lên mà sau hai tay cùng thì lựa chọn đón đỡ thức nên hướng thanh hoàng hư ảnh đuôi rắn ầm hai người đụng nhau nhất thanh muộn hưởng đẩy ra kèm theo chu trưởng lão giữa cổ họng kêu trên tiếng thân thể hắn phản phất là một viên tên rời cung vũ bắn ngược lái đi xẹt qua một đạo đường thẳng cái đập về phía mặt đất ầm ầm một tiếng rung mạnh núi đá bay vụt khói bụi nổi lên bốn phía phía dưới dãy núi bị chu trưởng lão trực tiếp đập ra một cái hai trượng sâu hố to thanh hoàng thực lực bây giờ thật mạnh Tô giật đã thối lui đến phía sau, không có tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong sân đã bột phát ra chiến đấu. Thanh Hoàng đột phá đến yêu Hoàng Kỳ Bác Trọng Chi về sau, cái này còn là lần đầu tiên cùng người đối địch, trực tiếp liền nghiền ép nhất vị nguyên Hoàng Kỳ Bác Trọng Cường Giả. Ta Ngọc Đỉnh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Khoảng khắc chi về sau, hố sâu ở giữa có giận giữ tiếng gầm gừ truyền ra, mà sau chính là chứng kiến Chu trưởng lão quần áo tả tơi mà bay ra, lắc lắc ung dung, vô cùng chật vật. Hắn bộ mặt tức giận, cho tới bây giờ vẫn là cảm thấy khó có thể tin, cái này bá vương tông người thật dám đối với bọn họ hạ nặng tay như thế, đến lúc này vẫn còn ở nói ẩu nói tả, thật sự cho rằng Ngọc Đỉnh Tông có thể bảo vệ được ngươi sao, Thanh Hoàng cười nhạt, giống như là sớm đã tính toán kỹ như vậy, ở chu trưởng lão theo cái hố bên trong bay ra trong nháy mắt, thân hình hắn lần nữa nhanh lướt, hung hãn một chưởng đánh xuống, vô biên thanh quan phân tranh bắn, trực tiếp đè ở chu trưởng lão đỉnh đầu, phốc, thổ huyết tiếng vang lên, chu trưởng lão bị một chưởng này hung hăng đánh về hố sâu bên trong dãy núi trong lúc đó lại là phát sinh một đạo rung mạnh, cái kia đạo hố, lúc này đây không biết lại trầm xuống bấy nhiêu, thật mạnh, nhìn một màn này tôi giật mí mắt nhảy lên, vì thanh hoàng thực lực cảm thấy khiếp sợ, cái này là tuyệt đối nghiền ép tư thái, không được phép cái kia chu trưởng lão có bất kỳ phản kháng, sự thực lên, không chỉ có là thanh hoàng sở hữu như này ngang ngược cùng bá tư thế, bên kia âm minh cùng dương minh hai người, cũng cường hãn tuyệt luân làm cho tôi giật nhãn run rẩy. Này lúc, một thân hắc sắc quần áo âm minh nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, đang cùng cái kia đồng dạng là nguyên hoàng kỳ bác trọng kim trưởng lão chiến ở nhất chỗ nàng quanh thân yêu khí đằng đằng hắc vụ tràn ngập chuyển hóa ra một thanh sắc bén tuyệt nhiên trường kiếm màu đen ở giữa hư không bổ ngang chém thẳng mấy lần giao thủ phía dưới liền ở kim trưởng lão lồng ngực chi trên chèo hạ mấy đạo sâu có thể đụng xương vết thương khiến cho thụ thương không nhẹ dương minh bên kia tắt thì là cùng thì cản lại la kính cùng kim chu hai người lấy một chọi hai đồng thời chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép thái độ ở nơi này hai người áp chế xuống ba vị nguyên hoàng kỳ cường giả, ngay cả chạy trốn đều không pháp làm được, giết, bên kia, vệ linh hoàng một người cản lại còn dư lại bốn vị ngọc đỉnh tông cường giả, bốn người này tu vi đều ở đây nguyên hoàng kỳ ngũ trọng trở xuống, cũng không tính mạnh, lấy hắn lực một người, có thể trong vòng thời gian ngắn toàn bộ đánh chết cũng không dễ dàng, nhưng muốn chặn đứng bọn họ, không cho bốn người đào tẩu vẫn là rất dễ dàng, sự thực lên, trong lòng nhất kinh sợ cùng sợ chính là la kính cùng kim chu hai người, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch, lần trước tới nơi này cùng bá vương tông giao thủ cái này mấy tôn thú hoàng đều mới yêu hoàng kỳ ngũ trọng mà thôi lúc này mới bao lâu quá khứ cư nhiên xuất hiện ba vị bác trọng thú hoàng cái kia vệ linh hoàng cũng có yêu hoàng kỳ sáu trọng tột cùng tu vi như vậy thuế biến thật là đáng sợ siêu ra tưởng tượng của bọn hắn lão đại ta đi trước một cái tôi giật đầu vai tôi tiểu soái ánh mắt lòe lòe mà nhìn một hồi chi về sau đột nhiên mở miệng nói ừ, ngươi đi giúp hắn một chút nhóm sớm kết thúc một chút đi tôi giật gật đầu nói lấy mà sau tô tiểu soái chính là bay thẳng đi, nhưng phương hướng sắp đi, cũng là làm cho tô giật trực tiếp trừng mắt, hắn cũng không có đi vệ linh hoàng chỗ, trợ giúp hắn thần tốc cầm hạ ngọc đỉnh tông bốn người, mà là một đầu đâm về phương xa trong dãy núi, ở tô giật sững sờ ánh mắt bên trong, không một lát sau, chính là chứng kiến tô tiểu soái hai cái móng vuốt nắm lấy một con chim lớn bay trở về, chính là ngọc đỉnh tông đám người khi trước tọa kỵ, hắc hắc, lão đại, ta đi ban vệ linh hoàng, đợi lát nữa cho ta thịt quay ăn a. À. Tô tiểu soái nắm lấy một cử động cũng không dám chim to, ném tới tô giật trước người, mà sau liền trực tiếp đầu nhập chiến trường ở giữa, tô giật đối với đây, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Theo tô tiểu soái gia nhập vào, bá vương tông năm vị hoàng cấp đánh với ngọc đỉnh tông nhất phương tám người, căn bản không có bất kỳ áp lực đáng nói, thanh hoàng canh giữ ở hố bên ngoài, từng đường ánh sáng màu xanh đánh ra, tử tử mà áp chế chu trưởng lão, thẳng đến trong hố sâu không có có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, lão đồ đạt, cái này hạ rốt cục đàng hoàng. Thanh Hoàng xông vào cái hố trung, đem một cái mềm hoặc thân ảnh sách ra, lúc này Chu trưởng lão nhìn qua đã hấp hối, cả người đều là hiện đầy vết máu, quần áo càng là rách nát không chịu nổi, vẻ mặt quể oải chi bộ dạng, nên có nửa điểm lúc trước cao ngạo ngang ngược dáng dấp, quỵ hạ, hầu như chính là ở đồng thời, Dương Minh trực tiếp bắt la kính cùng Kim Chu hai người, ném vào tô giật trước mặt, hắn cũng biết, Long Tê Hoàng trúng cái này Kim Chu độc, cho nên có cần phải lưu hai người này tính mệnh, chủ nhân, lão già này làm sao xử lý âm minh cũng dẫn theo thương tích đầy mình kim trưởng lão, rơi vào tô giật trước mặt hỏi, đương nhiên là trực tiếp giết, tô giật còn chưa mở lời nói, tô tiểu soái thanh âm chính là truyền đến, thừa lại hạ cái kia bốn vị ngọc đỉnh tông nguyên hoàn cảnh, tại hắn cùng vệ linh hoàng trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, bốn người trong nháy mắt bị đánh cho trọng thương, tô giật hai cánh vỗ, nhất cổ kinh khủng lực lượng đang nổi lên, chuẩn bị đem bốn người này kể hết đánh chết, ngươi không thể giết chúng ta, chu trưởng lão, kim trưởng lão, la kính, kim chu tám người, lúc này tất cả đều sa sút tinh thần như chết bọn họ cho tới bây giờ mới minh bạch cái này bá vương tông là thật hung hãn a hoàn toàn không có đem bất luận cái gì thế lực để vào mắt bọn họ lúc này mới chân chính tin tưởng tô giật tiểu tử này là thật dám giết bọn họ đó a chờ một chút mắt thấy tô tiểu soái sẽ động thủ tô giật kịp thời ngăn hắn lại mà thanh âm nghe vào chu trưởng lão đám người trong tay cũng là giống như thiên lại những thứ này người còn giữ làm sao tô tiểu soái không hiểu hỏi nhưng động tác trong tay vẫn là ngừng lại trước giữ lại tánh mạng của bọn họ đi không chừng có thể phái trên chỗ dụng vỏ gì đây sáu người này dù sao có ngọc đỉnh tông thân phận tôi giật đột nhiên cải biến chủ ý cũng không tính giết chết mấy người này hắn mở miệng nói toàn bộ phong ấn tu vi trước ném tới mỏ sơn ở giữa đi khai hoang nguyên thạch đi phải chủ nhân thanh hoàng mấy người gật đầu xác nhận mà sau tuyệt không dây dưa trực tiếp từng đạo cấm chế rơi vào chu trưởng lão kim trưởng lão đám người thân lên mà về sau bọn họ giống như dẫn theo con gà con giống nhau em Ngọc Đỉnh Tông tám người mang vào mỏ sơn ở giữa, mà La Kính cùng Kim Chu hai người, tắc thì vẫn bị Dương Minh đè ở tô giật trước mặt, không có một chút sức phản kháng, Thiên Chu Tông Tông chủ đúng vậy, tô giật nhẹ nhàng bước đi thông thả nổi lên bước chân, đi tới hai người bên người, lớn, đại nhân, là La Mổ rối rắm, chớ nên, La Kính cả người đều kinh hoàng, hắn lúc này mới chân chính thấy được tô giật hung hãn một mặt, không khỏi lập tức rung giọng mở miệng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà lời của hắn chỉ nói ra phân nửa, liền hơi ngừng, chỉ thấy tô giật bàn tay bỗng dưng vung ra, mang theo vô biên rừng rực khí độ, hỏa quan phục ra, như thế nung đỏ thiết trưởng một dạng, trực tiếp thắt ở la kính đầu chi tiến lên, phanh một tiếng, nguyên hoàng kỳ thất trọng cường giả đầu, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tô giật ống tay áo khẽ qua phía dưới, liền đem cái này huyết vụ bị xua tan, la kính, một bên kim chu thấy một màn này, tức thì kinh hô, cả người đều giật mình ngay tại chỗ, chật hắn khuôn mặt chi dân lên hiện ra vô tận bi thống ý, trong ánh mắt có nước mắt đang nổi lên một cái yêu hoàng kỳ ngũ trọng cường giả, cư nhiên liền khóc như vậy, đây cũng là làm cho tô giật cực kỳ ngoài ý, có một số việc tình đã làm, cái kia liền phải trả giá thật lớn, tô giật nhàn nhạt mở miệng nói, như cái này la kính không đi tìm tìm ngọc đỉnh tông đi đối phó bá vương tông, hắn còn có thể suy nghĩ thu phục đối phương, khiến cho thiên chu tông nhập vào bá vương tông, nhưng bây giờ, tô giật thầm nghĩ đánh chết, còn ngươi, tô giật mâu quan trong vắt, hai mắt nhìn chầm chầm về phía kim chu, lạnh nhạt nói, khám phá ngươi là yêu tộc phần lên, ta cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội, giao ra thiên sát chi độc giải dược, nhưng sau thần phục với ta, liền có thể để cho ngươi miễn cho vừa chết. Hắn cứ như vậy nhìn chầm chầm Kim Chu, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn, nhân loại, muốn ta thần phục, ngươi mơ tưởng, Kim Chu hận hận cắn răng, trên mặt có khó che giấu bi thống màu sắc, là kính chết, làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Kim Chu năm đó còn rất từ khi còn nhỏ yếu, trọng thương vì la kính cứu, ở đối phương dốc lòng chăm sóc chi hạ khôi phục, mấy năm nay cộng đồng trưởng thành, mới có hôm nay thiên chu tông đối với kim chu mà nói la kính đã là ân nhân cũng là thân nhân hắn mang theo thiên sát độc chu bộ tộc cùng la kính cùng nhau thành lập thiên chu tông trải qua mười mấy năm kinh doanh rốt cục đạt tới tam lưu thế lực tình trạng không ao ước đối với đụng tới bá vương tông về sau liền bắt đầu thay đổi mắt thấy la kính chết ở tô giật trong tay kim chu vô luận như thế nào cũng không thể có thể thần phục với thiếu niên này trong lòng của hắn chỉ có hận nói như vậy tình nghĩa sao la kính cùng kim chu chi giữa quan hệ tô giật cũng không biết hắn cũng không muốn biết hắn chỉ là khóe miệng nổi lên lạnh lùng tiếu ý điềm nhiên nói không muốn thần phục hạ tràng chỉ có chết nói xong hắn trực tiếp xoay người bước đi hướng mỏ sơn ở giữa lao đi đồng thời ý bảo dương minh đem kim chu mang lên tiểu tử sự tình làm xong tôi giật trở lại sơn động đại điện bên trong tây vô tình đang ở này tu luyện điều tức lúc trước bên ngoài chuyện phát sinh tình hắn tự nhiên là cảm giác được chẳng qua vẫn chưa xuất thủ đơn giản là thanh hoàng dương minh âm minh mấy người bây giờ đã cường đại đến khủng bố đại ca cái này kim chu liền giao cho ngươi ở tô giật chỉ thị xuống dương minh đem kim chu ném ở tại mặt đất long tê hoàng trên người thiên sát chi độc còn không có giải chỉ là tạm thời dựa vào tây vô tình đang dược áp chế chẳng qua hiện nay bắt được cái này kim chu nghĩ đến lấy tây vô tình năng lực tuyệt đối có thể luyện chế ra giải dược một con yêu hoàng kỳ ngũ trọng thiên sát độc chu thực sự là khó có được a à. chứng kiến kim chu chi về sau tây vô tình hai mắt sáng lên nói tiểu tử ngươi yên tâm đi chỉ cần thu được máu tươi của hắn là được luyện chế ra giải dược hơn nữa cái này thiên sát độc chu trong cơ thể yêu đan càng là nhất kiện bảo vật khó được đối với phong kỳ nhi nha đầu kia có trọng dụng ồ tôi giật mặt mày một cái chẳng qua cũng không có quá lớn ngoài ý muốn thiên sát độc chu vốn là lấy kịch liệt độc tính trứ danh mà phong kỳ nhi sở hữu kiếp khí độc hồn cũng ác độc trong người nếu như đem kim chu yêu đang luyện chế một phen đại khái có thể cho phong kỳ nhi thu được không nhỏ tốt chỗ ta lập tức chuẩn bị luyện chế đan dược tây vô tình bỗng nhiên có chút kích động Kim Chu Yêu đang tuyệt vật phi phàm, đây là khó được tốt chỗ, còn luyện chế đang dược tắc thì không phải việc khó gì, chỉ cần thu được Kim Chu tinh huyết, lại dựa vào những thứ khác một ít linh dược, liền rất là đơn giản, tô giật gật đầu, mà sao cũng không nói gì nhiều, trực tiếp tìm chỗ tu luyện đi, bác hoang nộ đệ tam thức, cử tuyệt hám càng khôn, hắn đã tu luyện không ngắn thời gian, nhưng vẫn là không có chân chính tu luyện thành công, một thức này yêu cầu cao vô cùng, cần chính đạo vết chân uy lực không ngừng điệp ra, mãi cho đến nhất sau một cước, có thể sở hữu lay động càng không chi lực, nhưng tô giật hiện nay vẫn chỉ là có thể thô sơ giản lược mà ném cửu chân, phối hợp thống nhất tính còn kém rất nhiều. Ngoài ra, nguyên dương thiên cốt tu luyện tô giật cũng không có phóng xuống, chỉ còn hạ mấy chục cây xương cốt cần rèn luyện, nhưng cái này tiến trình lại là phi thường chậm chạp, toàn lực làm một mạch không ngừng nghỉ, cũng cần hơn nửa năm, thời gian vội vã mà qua, tô giật cái này vừa tu luyện chính là 7 ngày quan cảnh, ở cửu tuyệt hám càng không lên, hắn có một ít tiến bộ, thuần thục rất nhiều mà ở tu luyện vũ kỹ hơn, Nguyên Dương Thiên Cốt cũng bị Tô giật lại rèn luyện hoàn thành một khối. Hô hô hô, ở nơi này một khối Nguyên Dương Thiên Cốt chính thức rèn luyện hoàn thành thời điểm, trong không gian thần bí bảo táp cao ngất, thần hà khắp nơi thiên, như có thần linh giáng thế một dạng, uy áp trận trận, thanh thế hiển hách, Tô giật thân trên bắt đầu quanh quẩn bắt đầu vô biên kỳ vĩ đại lực, yêu mà không tà khí tức tầng tầng cuồn cuộn, dẫn động toàn bộ không gian, bị rung rẩy, quanh két, một đạo sấm sét theo thiên khung bên trong bỗng nhiên phát xuống, trong hư không có rồng ngâm hổ gầm, cước lệ quy minh tiếng truyền ra, thả ra thao thiên hung uy, cùng này đồng thời, thổ, hỏa, thủy, phong bốn loại thuộc tính lực lượng cũng ở tô giật bên người bốc hơi không ngớt, trời quang mây tạnh, cực kỳ đồ sộ, ở này bên trong, tô giật trên người nguyên khí điên cuồng sóng gió nổi lên, trong cơ thể thái hư thần hải nhất lên cơn sóng thần, đảng đánh cửu thiên, tiểu tử này, cư nhiên lại sắp đột phá rồi, bích huyết linh tham theo linh trong ruộng thuốc chui ra, hoảng sợ nói đạo, thì đến bây giờ, Tô giật tu vi đã xa xa vượt qua hắn, điều này làm cho bích huyết linh tham rất chịu đã kích, một mạch ở chỗ này không gian bên trong, vẫn là không sánh bằng tiểu tử này. Bích huyết linh tham cười khổ, cũng không biết mình muốn đột phá đến yêu hoàng kỳ, còn cần phải bao lâu thời gian, chẳng qua có một chút hắn có thể khẳng định, tô giật tiểu tử này đại khái không cần lâu lắm liền có thể đạt được nguyên hoàn cảnh. Bích huyết linh tham trong lòng bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt vẫn chấn động lay động mà nhìn phía xa tình cảnh, cái kia mênh mông khí thế vẫn còn ở kịch liệt tăng trưởng đem tô giật thân ảnh bao vây ở tại ở giữa trong không gian thần bí thanh thế hạo đại một mạch dằn co sấp xỉ thời gian một ngày mà ở cái này nhất ngày về sau đây hết thảy tình cảnh mới vừa từ từ tiêu tán lái đi tô giật thân ảnh hiển lộ mà ra bá lưỡng đạo thanh lượng ánh mắt đột nhiên mở hóa ra doanh xích phong mang giống như thực chất tô giật thật dài phun ra một hơi đến đem trong cơ thể hết thảy khí cơ tất cả đều án ép xuống nguyên hư kỳ lục trọng thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều đó a à. tô giật khoanh chân mà ngồi cảm nhận được chính mình tu vi đột phá tự lẩm bẩm nói đạo nhưng khuôn mặt trên cũng không có quá lớn vui sắc hắn bây giờ đối mặt địch nhân đều quá mức cường đại rồi xa xôi thánh sơn trước không đi nói vẻn vẹn là hỗn loạn vực bên trong thì có thiên cương môn cái tòa này nhị lưu thế lực mà ở mấy ngày trước đây càng đem ngọc đỉnh tông sáu người tất cả đều bắt xuống ngọc đỉnh tông chắc chắn sẽ không đến đây thì thôi ngoại trừ này bên ngoài còn có một số ẩn tính địch nhân nói thí dụ như nhất lưu thế lực huyết dương tông những thứ này đều là cần tô giật đi đối mặt vấn đề lấy bá vương tông thực lực hôm nay còn không đủ để cùng thiên cương môn ngọc đỉnh tông loại này nhị lưu thế lực chính diện ngạnh kháng một ngày những thứ kia thế lực nội tình cường giả xuất hiện đến lúc đó hội là tuyệt đối phiền phức có thể coi đầu rút cổ ở kỳ môn huyễn hồn giới bên trong thiên cương môn cùng ngọc đỉnh tông bắt hắn nhóm cũng không có quá tốt biện pháp coi như đối phương có nội tình cường giả mà đến cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản trên một đỡ nhưng bá vương tông muốn quật khởi cũng không thể đem kỳ môn huyễn hồn giới coi như thế ngoại đào viên một mạch co đầu rút cổ trong đó nói cho cùng ngạnh thực lực đề thăng mới là trọng trung chi trọng trước ra tình huống đi tô giật bỗng dưng thu hồi hết thảy tâm tư không nghĩ nhiều nữa hắn đứng dậy đi ra thần bí không gian tìm được rồi đại ca tây vô tình đám người chỗ tô giật chỉ ở tô giật bước vào đại điện trong nháy mắt một đạo xinh đẹp hài lòng đứng lên chính là phong kỳ nhi tiểu tử ngươi lại đột phá tây vô tình thanh hoàng đám người hai mắt đều là đông lại một cái nhìn tô giật có chút kinh ngạc hỏi ly khai triệu linh bí cảnh lâu như vậy rồi mới đột phá nhất trọng mà thôi tô giật lắc đầu đối với kết quả như vậy cũng lơ đễnh niết long thai trên liên phá cân nhắc trọng khiến cho tô giật trong khoảng thời gian này tới nay vẫn là ở củng cố tu vi tới gần nhất mới nước chảy thành sông lại phá nhất trọng tiểu tử ngươi tây vô tình tức giận trắng tô giật liếc mắt tiểu tử này tốc độ tu luyện nhất định ở phi đem so với xuống những thứ kia nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất căn bản không coi là cái gì kiên sát chi độc giải dược luyện chế xong rồi sao Tô giật nhìn về phía tây vô tình, như thế hỏi, yên tâm đi, đã luyện chế xong rồi, đồng thời đã đưa đến tông trung đi, giao cho Long tê hoàng phục xuống, thuận liền đem tiểu nha đầu này cũng nhận lấy, ta dùng cái kia kim chu yêu đan là chủ yếu tài liệu, luyện chế một viên thiên sát dung hồn đan, muốn mượn ngươi cái kia không gian, lại để cho nàng làm ra càng nhiều hơn đột phá, tây vô tình con ngươi như tinh thần một dạng sáng lên, hướng về phía tô giật nói đạo, thiên sát dung hồn đan, tô giật đầu tiên là một trận, trong đầu tìm được liên quan tới cái này thiên sát dung hồn đang tin tức chi về sau, cả người hắn lưng đều sinh ra hàng khí. Cái này thiên sát dung hồn đang chính là một loại độc đan, công hiệu so với phụ cốt vệ hồn đang còn kinh khủng hơn vô số lần. Tương hợp cái này thiên sát dung hồn đang phục hạ chi về sau, ngoại trừ luyện đang người tự thân xuất thủ phía dưới, còn lại người căn bản không pháp căn cứ bên ngoài thuốc đông y tính hợp với giải dược, mà nếu không có giải dược, phục đang người lại cũng không rất chết nhanh đi, mà là linh hồn dần dần bị thiên sát khí độ sở thôn phệ mất đi chính mình linh trí, nhục thân thì tại đáng sợ sát khí khống chế phía dưới, chỉ còn hạ giết hại bản năng ở không đối thủ có thể giết thời điểm, phục đa người cuối cùng sẽ ở vô ý bên trong xuống tay với chính mình, giống như lăng trì giống nhau, đem trên người mình huyết nhục từng cục bỏ đi. Tôi giật biết được những nội dung này, cả người đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Bình thường người nguyện ý tốn nhiều sức luyện chế cái này thiên sát dung hồn đan, bình thường cũng là vì trong lòng cực hận người chuẩn bị, chính là muốn đối phương vì thiên sát khí độ khống chế cuối cùng chết không yên lành, lấy này thu được cái kia loại báo thù vui vẻ, tô giật không nghĩ tới, đại ca Tây vô tình cư nhiên luyện chế được như vậy một viên đang dược đến, thực sự nhường kinh ngạc, cái này thiên sát dung hồn đang đối với người bình thường mà nói chính là vật kịch độc, liền nghe được tên đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vật ấy đối với tiểu nha đầu này mà nói, cũng là bảo vật khó được, Tây vô tình biết tô giật tâm lý đang suy nghĩ gì, không khỏi đối với hắn nói ra, nha đầu kia kiếp khí độc hồn đã khống chế được, ta cho nàng công pháp, đầy đủ nàng một mạch tu luyện tiếp, thậm chí trở thành thế gian cường giả. Chỉ bất quá linh hồn của nàng phẩm chất tuy là rất cao, nhưng dù sao chân chính thích hợp với nàng bảo vật cũng không nhiều. Mà thiên sát dung hồn đan, tắc thì có thể đối với linh hồn của nàng đưa đến cực mạnh rèn luyện tác dụng, mượn nửa giúp ngươi cái kia thần bí không gian, tuyệt đối có thể có sải bước đề thăng. Chiếu nói như vậy, chúng ta bá vương tông lại muốn nhiều cường đại ngự hồn sư rồi hả? Nghe đại ca Tây vô tình chính là lời nói, tô giật trong lòng cũng là hiểu được, đồng thời cũng cực kỳ mừng rỡ phong kỳ nhi một mạch bị khốn tại kiếp khí độc hồn trước đó không lâu ở tây vô tình chỉ điểm phía dưới mới hoàn toàn khống chế lại đồng thời một đường đột phá sắp đạt được nguyên chân cảnh tu vi dựa theo đại ca từng nói nếu như nàng lần nữa tiến bộ to lớn cái kia bá vương tông lại muốn nhiều cường đại ngự hồn sư chuyện tốt bực này tô giật ngẫm lại đều cảm thấy hài lòng không sai tây vô tình gật đầu tiếp tục nói ra không chỉ có như đây đồng thời một quả này thiên sát dung hồn đang bị ta cải tạo một phen mất không ít khí lực. Nó hiện tại không chỉ có riêng là một quả đan dược, như nha đầu kia vận khí tốt, còn có cơ hội đem chuyển hóa thành một món bảo vật. Chuyển hóa thành một món bảo vật, tô giật sững sờ thần, loại này thuyết pháp quá kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao luyện đang luyện khí phương diện vấn đề, tự mình tính là dốt đặt cán mai. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tay vô tình nhếch miệng lên, chợt lại là nói ra, chẳng qua điểm này không bắt buộc, còn có thể thành công hay không, tất cả đều xem tiểu nha đầu này vận khí, vừa nói, hắn lại là nhìn về phía phong kỳ nhi cầm trong tay bình đang dược hỏi tiểu nha đầu cái này thiên sát dung hồn đang tác dụng ngươi nên cũng biết ngươi dám không dám phục hạ nó phong kỳ nhi không chút nghĩ ngợi nói chỉ cần có cơ hội tăng thực lực lên báo đáp đại nhân ân tái tạo phong kỳ nhi không sợ hãi nàng ngôn ngữ thanh thúy cánh tay nhỏ nhắn vương tiếp nhận tay vô tình đang dược trong tay tô giật nhìn cái này màn tràn cảnh không khỏi cảm giác có dũng khí ngẩn ngơ cảm giác nghĩ lúc đó mới quen phong kỳ nhi thời điểm cái này thiếu nữ vẫn chỉ là không có bằng hữu tiểu nha đầu, tâm lý cất giấu rất nhiều chuyện, không biết cùng ai đi nói, nhưng bây giờ, khí chất của nàng vô hình bên trong có to lớn biến hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một suất trần ý nhị tới, tốt, tay vô tình khóe miệng nổi lên tiếu ý, thỏa mãn gật đầu, hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy phong kỳ nhi thời điểm, thì nhìn lên đối phương độc hồn thiên phú, muốn bồi dưỡng nàng. Bây giờ thấy cái này thiếu nữ vô hình trung xuất hiện biến hóa, tay vô tình trong lòng cũng đều là vui mừng vậy cũng không nên trì hoãn nữa, ta cũng rất muốn kiến thức một cái, nhìn cái này kiếp khí độc hồn đến cùng có như thế nào uy thế, tô giật không kịp chờ đợi nói đạo, phân phó thanh hoàng đám người một tiếng chi về sau, chính là lần nữa mang theo tây vô tình cùng phong kỳ nhi hai người tiến nhập thần bí không gian, phong kỳ nhi tọa ngồi chung một chỗ đất trống chi lên, tiến nhập trạng thái tu luyện, tô giật lẳng lặng nhìn nàng, nhìn thấy thiếu nữ thân trên dành ra một ít ti ti lũ lũ hắc khí, cho dù là dính trên một tia, cũng có thể làm cho người linh hồn cảm thấy vài phần khó chịu. Đây là ở tô giật linh hồn lực phá lệ kinh khủng tình huống xuống, nếu như là đổi lại người bình thường, đại để như này độc khí, đầy đủ khiến cho linh hồn sản sinh đau nhức, thậm chí trực tiếp bị mạt sát cũng có khả năng. Đang uống thiên sát dung hồn đang chi về sau, phong kỳ nhi toàn thân khí tức lần nữa xảy ra biến hóa, ở nàng quanh thân đáng sợ hắc khí bên trong, tự hồ lại xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh, bắt chước vật ma quỷ một dạng vướng víu ở nàng linh hồn lực lượng chi lên, muốn đem nàng linh hồn lực lượng thôn vệ, chỉ bất quá, phong kỳ nhi nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, phối hợp tây vô tình truyền thụ cho công pháp cùng cái này hắc sắc ma quỷ hư ảnh triển khai tranh đấu hai người đều muốn đem đối phương áp chế xuống tiến hành thôn vệ đó là kim chu còn sót lại linh hồn lực lượng tồn tại một loại bản năng ý thức bị sát khí ảnh hưởng nhìn cái kia ma quỷ hư ảnh tây vô tình mở miệng nói đại ca phong kỳ nhi tu vi còn chưa không quá mạnh mẽ a à? cái này thiên sát dung hồn đang dược tính nàng thật có thể đối kháng được sao tôi giật mắt nhìn phong kỳ nhi tình huống mang theo gánh ưu nói đạo hắn có thể đủ rõ ràng nhìn ra được thiên sát dung hồn đang lực lượng là muốn mạnh hơn nhiều phong kỳ nhi chân chính tính toán ra thiên sát dung hồn đang nhanh đạt được hoàng phẩm đang dược tầng thứ bình thường nguyên hoàng kỳ đều không chống cự nổi bên ngoài đáng sợ độc tính huống phong kỳ nhi liền nguyên chân kỳ cũng còn kém một ít yên tâm đi nàng nhất định là được ngay cả ta môn trung truyền thừa xuống công pháp nàng có thể tu luyện thành công kiếp khí độc hồn đều có thể bị nàng khống chế được huống chút chuyện nhỏ này tây vô tình trầm giọng mà đạo nhưng trong đôi mắt nhưng cũng nổi lên rung động có một chút lo lắng vì Phong Kỳ Nhi luyện chế loại đan dược này, cho nàng dùng, Tây vô tình vẫn có niềm tin chắc chắn. Hai người không nói chuyện nhiều, tất cả đều hai mắt không hề nháy mà nhìn chầm chầm vào Phong Kỳ Nhi. Cường hẳn linh hồn lực lượng ba động, độc khí khuếch tán, chung quanh giải đất không gian đều giống như dính vào một tầng hắc sắc. Mà cái kia đạo hắc sắc ma quỷ hư ảnh, tắt thì là không ngừng mà hướng Phong Kỳ Nhi tấn công, dương nanh múa vuốt, trong miệng phát sinh không tiếng động tru lên, muốn đưa nàng cắn nuốt. Ma quỷ hư ảnh móng vuốt huy kích, bén nhọn trảo nhọn đem phong kỳ nhi quanh người hắc khí lần lượt xé thành nát bấy chẳng qua phong kỳ nhi cũng không hề từ bỏ chỉ thấy cái kia hắc khí lần lượt lần nữa ngưng tụ thành hình hóa thành sương mù dày đặc vậy muốn đem ma quỷ hư ảnh bao vây ở bên trong tiến tới luyện hóa đây là một hồi đánh giằng co một mạch duy trì liên tục tô giật ở một bên nhìn cũng có thể cảm giác được trong đó tràn đầy cự đại hung hiểm nhưng mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện phong kỳ nhi cư nhiên ngạnh sinh sinh đem cái kia ma quỷ hư ảnh cho chặn lại tuy là nhất thì cũng không có chiếm giữ nhiều thiếu thượng phong cái tráng trên cũng chảy ra đại lượng mồ hôi kiếp khí độc hồn cư nhiên lợi hại như vậy sao tô giật kinh ngạc không gì sánh được có chút không dám tin tưởng phong kỳ nhi có thể làm được trình độ như vậy hắn chỉ cảm thấy ở chính mình không đến nguyên chân cảnh thời điểm như nuốt cái này thiên sát dung hồn đan linh hồn lực lượng có thể hay không bị cái kia ma quỷ hư ảnh cho xé thành nát bấy ngoại trừ nàng cái này thế thượng đại khái không có mấy người có thể bằng tu vi như thế đối kháng thiên sát dung hồn đan Tây vô tình cảm khái nói đạo, chẳng qua đang phát ra than thở đồng thời, hắn lại không tự chủ liếc về tô giật, cảm thấy có thể tiểu tử này có thể giống nhau làm được. Tô giật không có chú ý tới điểm này, hắn vẫn như cũ là thẳng tắp nhìn chầm chầm phong kỳ nhi. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, rõ ràng có thể chứng kiến, phong kỳ nhi thân trên cái kia sương mù màu đen một mực duy trì liên tục không ngừng phát ra, một tầng lại một tầng về phía ma quỷ hư ảnh bao vây đi. Ở như vậy cường đại tiêu hao phía dưới, ma quỷ hư ảnh ngược lại thì có gần như bộ dáng yếu ớt. Thẳng đến một khắc nào đó, làm ma quỷ hư ảnh lần nữa yếu lên một phần chi về sau, phong kỳ nhi thân trên hắc vụ đột nhiên cuộn trào mãnh liệt mà ra, dùng tuyệt đối cường hãng tư thế, thoáng thì đem toàn bộ ma quỷ hư ảnh hoàn toàn vây ở ở giữa, ngao ngao, ở tô giật cùng tây vô tình hai linh hồn của con người cảm giác phía dưới, bọn họ có thể rất rõ ràng mà nghe được ma quỷ gào thét cùng rít gào, có tuyệt đối bạo lệ khí hơi thở, mà phong kỳ nhi ngoài thân cái kia hắc vụ, cũng không ngừng mà phập phòng ba động, chịu đến trùng kích cực lớn nhất định phải chống đỡ a tây vô tình mâu quang trong vắt song quyền cũng không tự chủ nắm lên vì phong kỳ nhi âm thầm cổ động tô giật cũng cảm thấy khẩn trương không nhúc nhích nhìn về phía trước hồi lâu chi về sau bọn họ dần dần chứng kiến cái kia ba động vật phòng càng ngày càng nhỏ mà phong kỳ nhi sương mù màu đen vẫn như cũ hoàn hảo điều này làm cho hai người thoáng ung dung một chút là không phải muốn thành công rồi hả tô giật thì thào mà nói chỉ cảm thấy phong kỳ nhi dùng cái kia thiên sát dung hồn đang phía sau quá trình thực sự có chút kinh tâm động phách a thành công còn sớm, nhưng tình huống hẳn là ổn định rồi. Tiếp liền chủ yếu là hết sức công phu, tiểu nha đầu này chỉ cần không nóng lòng, từng bước đến, vấn đề tuyệt đối không đại. Tay vô tình dài ra một hơi đến, như thế mà đạo, khuôn mặt trên ra lộ ra buông lỏng thần thái. Tôi giật thấy này, đồng dạng cũng có tiếu ý. Đại ca, ngươi vẫn luôn còn không có nói ta, cái này cự hồn thạch đến cùng có dịu dụng gì đây? Đột nhiên, tôi giật dời đi ngôn ngữ, đem ánh mắt nhìn về phía thần bí không gian nhất chỗ địa phương ở nơi đó có lấy một khối oánh màu xanh biết tảng đá, chính lặng lặng đứng ở mặt đất lên, vậy cũng là đồ tốt a. À? nghe được tô giật câu hỏi, tây vô tình cũng đưa mắt theo phong kỳ nhi thân trên thu hồi lại, hắn cùng tô giật hai người cùng nhau lướt đi, rơi vào oánh đá xanh lục đầu bên cạnh, tảng đá này, chính là trước đây cướp đoạt thất tinh kiếm tông nguyên khoáng thạch dấu thời điểm, sở phát hiện được, đương thời tô giật hai mắt vừa nhìn, chính là trực tiếp lâm vào vô cùng chân thật huyển cảnh, kém chút ngã xuống nhất té ngã, mà thôi nguyên khí hoặc thân thể đụng vào, cái này cự hồn thạch trong lực lượng, càng là hội thuận thế chui vào bên trong cơ thể, đối với linh hồn tạo thành ảnh hưởng to lớn, đại ca ngươi không phải nói vật ấy có dịu dụng này, đến cùng có tác dụng gì, tô giật hiếu kỳ hỏi, cự hồn thạch đặt ở thần bí không gian đã rất lâu rồi, hắn một mạch không có hảo hảo nghiên cứu, tây vô tình không gấp với trả lời tô giật, mà là đặt mông ngồi ở cự hồn thạch trước mặt, đơn giản nhãn hạ phong kỳ nhi bên kia tình huống đã không sai biệt lắm ổn định lại, cũng không cần hắn đi lo lắng cho nên tây vô tình liền lạnh nhạt nhìn một chút tô giật hỏi tiểu tử ngươi nghiên cứu qua ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù kiên sao ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù kiên cái này hai người tô giật đương nhiên là biết đến ban đầu ở trung châu thành bên trong đấu giá hội lên thánh sơn liền chụp được một viên ngự hồn sát phù về sau vẫn còn ở thánh vũ bí mật giới ở giữa lấy ra đối phó chính mình cũng may ở trước đó linh bảo các từng biếu tặng chính mình một viên ngự hồn phù kiên lúc này mới chặn cái kia ngự hồn sát phù nếu không thì đương thời tuyệt đối cửu tử nhất sinh ta không có quá thâm nhập nghiên cứu quá hai thứ đồ này chỉ là ở ngự thiên cung xem qua tài liệu tương quan mà thôi biết được cũng không nhiều tô giật cũng ngồi xuống hướng về phía tây vô tình nói đạo nói lên hứng thú nói tô giật đối với kỳ môn huyễn hồn giới hứng thú so với đối với ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên muốn nồng hậu nhiều lắm cho nên dù cho có thời gian tình nguyện đi nhiều tìm hiểu kỳ môn huyễn hồn giới dù sao ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên hai thứ này đối với chân chính cường giả mà nói cũng không có trọng dụng những thứ kia đại thế lực đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện nhưng thật ra tác dụng không nhỏ ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên cũng là ngự hồn sư thủ đoạn có thể ngưng tụ tàn hồn lực phong ấn cấm chế đứng lên sử dụng thì lấy nguyên khí thôi động là được bột phát ra cực mạnh uy lực hoặc hình thành cường đại phòng ngự tây vô tình nói nhỏ mà cự hồn thạch lớn nhất diệu dụng đang luyện chế ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên thời điểm tắt thì có thể tạo được tác dụng rất lớn vừa nói tây vô tình lấy ra một cái túi không gian theo ở giữa lấy ra một ít gì đó trưng bày ở tại mặt đất mấy thứ này chủng loại không nhiều lắm lác đác vài loại mà thôi nhưng tôi giật liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo đây là luyện chế ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên tài liệu hắn chứng kiến một ít lớn chừng bàn tay gì đó trong đó có quan thải lưu chuyển hình dạng cùng ngự hồn sát phù tương tự chẳng qua cũng không có ngự hồn sát phù cái kia loại khí tức nguy hiểm tán phát không sai ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên hai người lại nói tiếp đối với chân chính cường giả không có trọng dụng nhưng ở thời khắc mấu chốt, có thể cũng có thể trở thành bảo mệnh vật cũng không nhất định. Tây vô tình theo trên đất cầm lấy một vật, đặt ở trong tay, nhàn nhạt nói ra, cho nên thứ này có thể chuẩn bị một chút, để ngừa bất cứ tình huống nào cũng là tốt đẹp. Nghe đại ca vừa nói như thế, tô giật lập tức liền hiểu hắn ý tứ, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên cái này hai người, chỉ có thể coi là đường nhỏ mánh khóe, đăng không được lớn mặt bàn. Nhưng như hai vị thực lực sắp xỉ cường giả kia này giao thủ, đánh đến song phương đều là đem lực kiệt thời điểm, tay người nào trên nếu như lấy ra một tấm ngự hồn sát phù, vậy rất có thể sẽ trực tiếp tập trung thắng cuộc, thậm chí lấy đi đối phương tính mệnh, như lần này đi vận dụng nói, là có thể thể hiện ra ngự hồn sát phù tuyệt đối giá trị, cũng tỷ như ban đầu ở Thánh Vũ bí mật giới lúc, Thánh Sơn Sở Trường Hoang bị Tô giật lực áp, cuối cùng lại đột nhiên lấy ra trương ngự hồn sát phù, trong nháy mắt xoay tình thế, có thể nói, như không phải linh bảo các đưa tặng tấm kia ngự hồn phù khiên, Tô giật khả năng rất lớn chết thảm tại chỗ cái kia, đại ca, cái này cùng cự hồn thạch có cái gì quan hệ, tô giật hỏi lần nữa, ngươi trước đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi biết, tây vô tình khoát tay áo, ý bảo tô giật an tĩnh, mà sau liền tự nhiên mở miệng nói ra, ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên luyện chế, cần dùng đến cái này hồn phù, để mà chịu tải cùng phong ấn tàn hồn lực, hắn đem trong tay cầm lớn chừng bàn tay vật ném một cái, rất nhanh tiếp tục nói, đồ chơi này luyện chế cũng không phiền phức, phiền toái là dẫn động tàn hồn, đồng thời phong ấn trong đó tiến tới chế tạo ra ngự hồn sát phù đây là một kiện phi thường tiêu hao linh hồn lực chuyện tình bằng vào ta bây giờ linh hồn lực lượng như muốn luyện chế ra một viên cùng ta một kích toàn lực tương đối ngự hồn sát phù linh hồn lực lượng hội tiêu hao hết chí ít ba thành ba thành tô giật có chút khiếp sợ cái này tiêu hao cũng quá lớn một điểm nói cách khác đại ca toàn lực luyện chế duy nhất tối đa chỉ có thể luyện chế ra ba miếng ngự hồn sát phù hiệu suất này thật sự là quá thấp xem ra loại này luyện chế so với thôi động tàn hồn mà chiến tiêu hao còn muốn tới lớn hơn nhiều a phong ấn tàn hồn trong quá trình toàn tiêu hao tổn rất nhiều linh hồn lực đây là chuyện không có cách nào khác tình dù sao muốn lâu dài ổn định ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù khiên có thể cũng không dễ dàng nếu không thì một cái không tốt ở bên cạnh mình nổ tung ra cái kia ngược lại thành chính mình bùa đòi mạng tây vô tình nói nhỏ nguyên lai like như này tôi giật gật đầu lúc này mới hiểu phong ấn linh hồn lực lượng kỳ thực mới là trọng trung chi trọng nếu không thì mang theo đồ chơi này hành tẩu liền cùng mang theo cái mình định giờ giống nhau tâm lý khẳng định hoảng sợ được thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn đến đến nơi đây tây vô tình lần nữa nhìn về phía trước người oánh đá xanh lục đầu chậm rãi nói ra mà cự hồn thạch công dụng liền ở chỗ này nó có thể đối với linh hồn lực hình thành cực đại hiệu quả áp chế ở chúng ta điều động tàn hồn lực lượng thời điểm có thể mượn cự hồn thạch lực đem tàn hồn ung dung trấn áp xuống tiến hành phong ấn lấy này có thể rất là giảm thiếu linh hồn lực tiêu hao có thể có loại này hiệu quả sao Tô giật cảm thấy kinh ngạc, hắn đích xác phát hiện cự hồn thạch đối với linh hồn lực khủng bố áp chế, trước đây chính mình không thiếu chút nữa đạo này, dù cho lấy tu vi bây giờ ngồi ở chỗ này, cũng mơ hồ bên trong cảm thấy có dũng khí vô hình lực lượng, muốn đưa hắn linh hồn lôi kéo xuất thể, ta biểu diễn cho ngươi một chút đi, tay vô tình vừa nói, cầm trong tay lớn chừng bàn tay sự việc đặt ở cự hồn thạch chi lên, phía trên có ánh sáng tán phát, theo sau hai tay của hắn cũng là ngủ chỉ bắt đứng lên, có cường đại linh hồn lực theo hắn cả người tiêu tán lái đi, vù vù trong nhấp nháy theo không gian xa xôi chi chỗ có âm phong gào thét tới nhanh chóng hội tụ đến tay vô tình trước người cái này âm phong bên trong có một đầu mang yêu thú hư ảnh tồn tại phát sinh rít gào rống giận Tô giật biết thần bí không gian là có thể cùng ngoại giới tương liên cho nên ung dung đem tàn hồn dẫn tiến đến mà ở cái này mang yêu thú hư ảnh xuất hiện chi về sau nguyên bản vẫn còn ở gào thét không ngừng nhưng ở tây tình khống chế xuống khẽ dựa gần cự hồn thạch chi về sau trong nháy mắt biến được lão thật tựa như là theo một đầu giận dữ suy nghĩ, hóa thành một con khéo léo mèo, phong, ở tình huống như vậy phía dưới, tay vô tình trong miệng khẽ quát một tiếng, đưa tay chỉ một cái, cái này mang yêu thú tàn hồn trực tiếp liền bị giam giữ lại ở cái kia lớn chừng bàn tay phù bên trong, chật tay vô tình chỉ liên tiếp hoa động, ở nơi này phù trên khắc xuống từng đạo hoa văn thần bí, thần dị không gì sánh được, toàn bộ quá trình, giống như là là nước chảy mây trôi một dạng, không có chút nào lo lắng, tay vô tình động tác nhìn qua thập phần ung dung thoải mái, được rồi một hồi chi về sau, hắn đem cự hồn thạch trên cái viên này đã luyện chế xong sự việc ném cho tô giật, nói, này cái ngự hồn sát phù, một ngày thôi động ra, có thể đạt được ta một kích toàn lực 8 phần 10 lực lượng, 8 phần 10 lực lượng, nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra, tô giật kinh dị không ngớt, cầm trong tay ngự hồn sát phù lăn qua lộn lại đánh giá, đại ca một kích toàn lực 8 phần 10 lực lượng, tính thế nào cũng nên có một dạng nguyên hoàng kỳ bác trọng một kích toàn lực đi, cái này có thể là tuyệt đối thứ tốt. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng mà xem đại ca dáng vẻ mới vừa rồi, tự hồ chế luyện vô cùng dễ dàng. Hiện tại ngươi biết cái này cự hồn thạch tác dụng đi, chế tác ngự hồn sát phù chỉ là một cái phương diện, dù sao ai cũng sẽ không cần nhiều lắm đồ chơi này, mà theo ý nghĩ này, vật ấy làm có thể khai phát ra càng nhiều hơn diệu dụng. Đối mặt với tô giật ánh mắt ngạc nhiên, tây vô tình mỉm cười nói đạo, cự hồn thạch là khó được trọng bảo, nhưng khẳng định không thể chỉ dùng để chế ngự hồn sát phù cùng ngự hồn phù kiên. Đại ca, như vậy ngự hồn sát phù, ngươi duy nhất có thể chế tác nhiều thiếu, Tô giật cảm thấy khiếp sợ, nhìn không được hướng tây vô tình hỏi, có cái này cự hồn thạch, có thể liên tục chế tác 30 miếng tả hữu đi, nếu như muốn đạt được ta một kích toàn lực quy lực, cái kia đại khái chỉ có thể chế tạo ra 10 miếng, tây vô tình thô sơ giảng lược tính toán, khoảng khắc chi rồi nói ra, tô giật hai mắt trừng lớn lên, 8 phần 10 uy lực có thể chế tác 30 miếng tả hữu, một kích toàn lực quy lực có thể chế tác 30 miếng, cái này số lượng thật có thể kinh khủng, lập tức liền lật nhiều gấp 3A đại ca kia ngươi linh hồn lực lượng dùng để chế ngự hồn sát phù, ở chế tác 30 miếng loại này chi về sau, đại khái cần bao lâu có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, tô giật hỏi lần nữa, nếu như là ở vào ngươi cái này trong không gian, đại khái là nửa ngày liền có thể khôi phục, tây vô tình đạo, vậy nếu như chế tác 5 phần 10 uy lực đây, có thể duy nhất làm ra nhiều thiếu miếng, tô giật lại hỏi, còn nhìn chầm chầm tây vô tình, mặt tràn đầy mong đợi nhìn hắn, đại khái 200 mai dáng vẻ, làm sao vậy? Tây vô tình gấp bội cảm thấy nghi hoặc, bị tô giật cái này nhãn thần thấy có chút không rõ vì sao, 200 miếng, thật tốt quá, tô giật đột nhiên trực tiếp liền nhảy, cao hứng bừng bừng nói, duy nhất chế tác 200 mai ngự hồn sát phù, đồng thời sở hữu chí ít nguyên hoàng kỳ 6 bảy trọng cường giả xuất thủ bi lực, phát MNR, nhìn tô giật vẻ mặt kích thích thái độ, tay vô tình mặt ngay lập tức sẽ kéo dài lên, tức giận nói, tiểu tử ngươi có phải hay không không nghe lọt tai lời nói của ta, chế tác ngự hồn sát phù chỉ là cho ngươi lấy một thí dụ mà thôi, không phải thật để cho ngươi hoàn toàn cầm đồ chơi này chế tác ngự hồn sát phù hắn lật bạch nhãn hoàn toàn không biết tô giật ở kích thích cái gì cự hồn thạch tác dụng chớ nên chỉ là điểm này mới đúng có thể đào móc ra càng nhiều hơn dùng chỗ vô luận là ngự hồn sát phù vẫn là ngự hồn phù kiên muốn quá nhiều cũng không có gì trọng dụng đồ chơi này là giá trị chút tiền lẻ nhưng bá vương tông như nay tài nguyên khoáng sản đều có còn thiếu về điểm này nguyên thạch đại ca a ngươi xem a lúc nào chế tạo gấp gáp ra một nhóm ngự hồn sát phù tới a càng nhiều càng tốt, tô giật hãy còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở kích động của mình bên trong, hướng về phía tây vô tình nói đạo, hắn hưng phấn mà xoa xoa hai tay, vui vẻ đến giống như một hơn một trăm cân hài tử, ngươi muốn nhiều như vậy ngự hồn sát phù làm cái gì, tây vô tình vẫn còn ở lật bạch nhãn, hắn hoàn toàn không hiểu được tô giật não đường về, ngự hồn sát phù lại không thể coi như ăn cơm, ở chân chính cường giả trong lúc giao thủ tác dụng cũng không lớn, luyện chế quá nhiều, thật không có ích gì a, à. hắc hắc, đại ca, suy nghĩ của ngươi bị hạn chế. Tô giật đột nhiên cười hắc hắc, một bộ ước mơ dáng vẻ nói, đại ca ngươi tưởng tượng một cái, nếu như chúng ta trong tay có lấy lấy không hết, dùng không cạn ngự hồn sát phù, đến lúc đó nếu như người nào thế lực đắc tội chúng ta, đi trước bọn họ tông môn trên khoảng không chạy một vòng, thuận tay ném hạ mấy ngàn miếng ngự hồn sát phù, đó đúng là một bộ dạng gì tràn cảnh, hắn nháy mắt mấy cái, nhìn chầm chầm tay vô tình, muốn xem phản ứng của hắn, bị tô giật vừa nói như vậy, tay vô tình lập tức liền giật mình, dựa theo tiểu tử này mạch suy nghĩ. Nếu quả thật có nhiều như vậy ngự hồn sát phù, chạy đến khác tông môn trên không đi ném loạn một phen, đây tuyệt đối là muốn đem nơi ấy tạc long trời lỡ đất đó a à. loại này hình ảnh, ngẫm lại đã cảm thấy rất mỹ a à. nhất định không dám tưởng tượng, đại ca ngươi tái thiết muốn một cái, ngươi nếu như luyện chế ra chính mình 10 phần uy lực ngự hồn sát phù, lập tức ném ra hơn 10-20 mai, chỉ sợ là một dạng nguyên tông kỳ nhất trọng cường giả cũng sẽ có chút kiên kỵ đi, tô giật lại là hắc hắc mà đạo, tây vô tình hai mắt nổi lên quan thải, vì tô giật mạch suy nghĩ chiết phục, thật nếu là như vậy, cái kia ngự hồn sát phù hoàn toàn chính xác giá trị tăng gấp bội, bá vương tông thực lực hôm nay tuy là đã không yếu, nhưng chỉnh thể mà nói cũng tuyệt đối không tính là mạnh mẽ, không nói chủ động đi công phạt người khác, tối thiểu chúng ta sở hữu rất nhiều ngự hồn sát phù thời điểm, ở thủ vệ chính mình tông môn lúc, không đến mức bởi vì thiếu ít người tay mà có vẻ trứng chọi đá, tô giật tiếp tục nói, sự thực trên hắn chủ yếu là có kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp trước bên trong chiến tranh phương thức cùng cái này thiên rất đại lục nhưng là hoàn toàn khác nhau, nơi ấy cường đại uy lực đạn pháo ném mạnh, có thể đưa đến tuyệt cường uy hiếp tác dụng, để ở chỗ này, đương nhiên đạo lý cũng là nhất trí, ngoài ra, cũng không phải nói tô giật đầu óc linh hoạt, có thể nghĩ tới cái này mặt đi lên, sự thực trên người bình thường cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng, bởi vì ngự hồn sát phù chỉ có ngự hồn sư tài năng chế tác được, mà ngự hồn sư bản thân liền là thưa thất tồn tại, huống chi là cường đại ngự hồn sư thì càng ít, không chỉ có như đây, ở chế tác ngự hồn sát phù thời điểm linh hồn lực tiêu hao quá lớn đã định trước đồ chơi này không pháp lượng sản chỉ có thể thiếu lượng đồ dự bị để ngừa không sách nhưng bây giờ có cự hồn thạch cự hồ loại vấn đề này liền nên nhận nhi giải bọn họ đã cụ bị đại lượng sinh sản ngự hồn sát phù năng lượng thử nghĩ một cái cầm nguyên hoàng kỳ cao cấp ngự hồn sát phù làm tảng đá ném đó là một loại bực nào chờ dạng tràn diện chỉ là ngẫm lại tôi giật liền cả người dũng cảm hưng phấn không thôi tiểu tử ngươi cái này trong bụng ý nghĩ xấu cũng thật nhiều a à tây vô tình bất đắc dĩ nở nụ cười khổ tô giật người này khiến cho bắt đầu hư đến thật không có mấy người chống đỡ được thật làm ra đại lượng ngự hồn sát phù phàm là những thứ kia đắc tội bá vương tông người tuyệt đối là muốn có nếm mùi đau khổ hắc hắc tô giật lặng lẽ mà cười chợt đột nhiên hỏi đúng rồi đại ca cái này cự hồn thạch đang sử dụng trong quá trình sẽ có hay không có tiêu hao a à? hắn nháy mắt có chút ước ao như cự hồn thạch tiêu hao quá nhanh vậy coi như có chút phiền phức ngự hồn sát phù cũng không có thể thời gian dài rất nhiều lượng sử dụng, đương nhiên là có tiêu hao, Tây vô tình khẳng định tô giật phỏng đoán, nghe được tô giật hưng phấn sức mạnh lập tức liền tiêu thất hơn phân nữa, chỉ là Tây vô tình lời kế tiếp, lại lần nữa làm cho tô giật hai mắt sáng lên, dùng để luyện chế ngự hồn sát phù, đồ chơi này tương đối mà nói đã tiêu hao cũng không lớn, nhưng là không thể một mạch sử dụng xuống phía dưới, trong đó năng lượng tiêu hao hoàn tất chi về sau sẽ biến thành nhất khối đá bình thường nhưng cái này cự hồn thạch có một tốt chỗ đó chính là hội tự hành thôn vệ trong thiên địa năng lượng, lấy này tới khôi phục, thậm chí đề thăng phẩm chất, nguyên lai like như này, tôi giật gật đầu, hắn mới biết được loại tình huống này, chiếu nói như vậy, trước đây thất tinh kiếm tông tòa kia tài nguyên khoáng sản, cũng không biết là bởi vì này cự hồn thạch mà hình thành, vẫn là cái này cự hồn thạch là ở cái kia tài nguyên khoáng sản ở giữa tạo ra tới, đại ca Tây vô tình rất ý tứ sáng tỏ, cự hồn thạch có thể tự hành chữa trị tổn hao, cũng có thể hấp thu linh khí đề thăng tự thân phẩm chất, cái kia ở nơi này thần bí không gian bên trong tắt thì không cần e ngại năng lượng không đủ nói cách khác dù cho cự hồn thạch trong năng lượng thật tiêu hao nhiều lắm cũng có thể ở thần bí không gian ở giữa nhanh chóng được bổ sung đã biết điểm này tôi giật liền rất yên tâm tối thiểu không cần lo lắng cự hồn thạch báo hỏng không có pháp sử dụng tiểu tử muốn ta giúp ngươi nhóm lượng luyện chế ngự hồn sát phù không phải là không thể được lấy tốc độ của ta chỉ cần tài liệu đầy đủ chính là nhất thiên luyện chế ra gần nghìn miếng phân nửa uy lực cũng không ở nói xuống 8 phần 10 uy lực cũng có thể làm ra 100 mai dáng vẻ, bất quá, ta vất vả như vậy mà thay ngươi làm lại nhiều lần, tiểu tử ngươi nên cho ta cái gì tốt chỗ, tay vô tình hai mắt trong vắt mà nhìn tô giật, khóe miệng tạo nên tiếu ý, hắn chính là biết người này trên người thứ tốt không thiếu, không nhân cơ hội đập một khoản nói có thể có lỗi với chính mình, đại ca ngươi lời này liền thách khí nữa à, bây giờ bá vương tông cũng không phải là ta một người, cũng có một phần của ngươi a, à. vì bá vương tông xuất lực, không phải chúng ta đều chuyện nên làm tình này, đàm luận thù lao nói có phải hay không quá tục tằng hơi có chút, tô giật liền vội vàng nói, tiểu tử ngươi thiếu dùng lời lừa gạt ta, tông chủ vị trí là ngươi ở ngồi, tài nguyên gì gì đó đều nên ngươi tới bận tâm sự tình, ta cho bá vương tông làm việc là phải, nhưng coi như là bình trong phàm nhân hoàng đế còn không kém đói bên đây, dù cho ngươi cho ta một cái đại cung phụng chức vụ, nhưng cũng không thể sai bảo chứ, trấn thủ mỏ sơn loại này tiện tay nhưng vì việc nhỏ còn tốt, nhóm lượng luyện chế ngự hồn sát phù loại này sự tình, nhưng là tiêu hao cực đại tây vô tình móc ra sái hồ lô quát một khẩu liếc mắt nói đạo hắn âm thầm có chút hối hận vừa rồi không nên đem gốc cát đều bóc cho tiểu tử này hẳn là nhiều cùng tô giật nói chuyện nhiều nói giá tiền mới là a à. tô giật tức thì liền bất đắc dĩ lên khu móc lục soát theo không gian đại lý lấy ra hai bình linh dịch đưa cho tây vô tình nói đại ca ngươi hiện tại cũng quá có thể lừa đảo linh dịch không nhiều lắm a à. đại ca ngươi tiết kiệm một chút quát mắt nhìn tô giật cười khổ thần tình tây vô tình có thể không do dự một tay lấy hai bình linh dịch đoạt đi tiện tay bỏ vào không gian đại lý, linh dịch này tây vô tình thân trên kỳ thực còn có không thiếu, không thể không nói, tô giật tiểu tử này ở thời khắc mấu chốt xuất thủ còn rất là hào phóng, trước đây bắt được còn không dùng hết đây, hai bình này linh dịch ta nhận trước, chẳng qua bằng vào cái này nhưng đánh phát không được ta, lấy sau có cơ hội, ngươi giúp ta tìm giống nhau linh dược, tên gọi là cửu chuyển long lân thảo, ta có trọng dụng, tây vô tình nói đạo, cửu chuyển long lân thảo, tô giật cả kinh, loại linh dược này hắn chính là biết, Tuy nhiên đã là tới gần hoàng phẩm cao cấp linh dược, giá trị khủng bố, nếu như là phóng tới đấu giá hội đi tới, vậy khẳng định là so với lúc trước cây kia tinh vân linh chi muốn đắt nhiều, cái này cửu chuyển long lân thảo, có thể dùng đến luyện chế một loại cửu chuyển càng nguyên đan, là phẩm cấp cực cao đang dược, chỉ là không biết đại ca có phải hay không cần tới luyện chế viên thuốc này, yên tâm đi đại ca, ta sẽ giúp ngươi tìm được cửu chuyển long lân cỏ, tô giật suy tư khoảng khắc, liền trầm nói rằng, mặc kệ đại ca tây vô tình muốn loại này trân quý linh dược làm cái gì hắn đều hội tận lực đi tìm trở về nói tóm lại có một chút có thể khẳng định cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu tình tây vô tình ừ một tiếng mà sau lại nói mặt khác nhiều hơn nữa đi mua một ít luyện chế ngự hồn sát phù tài liệu ta chỗ này có thể nhỏ như vậy nay thiên thì sẽ dùng hết chẳng qua ngươi cũng muốn chú ý một cái đồ chơi này khả năng bên ngoài bán không nhiều lắm mỗi lần đều không mua được bao nhiêu tôi giật nghe vậy gật đầu ngự hồn sát phù vốn là rất ít khi dùng đến đồ đạc tiêu hao không lớn nhu cầu cũng không lớn cho nên tài liệu luyện chế thị trường trên cũng không nhiều, muốn rất nhiều lượng mua, phỏng chừng không dễ dàng, ta có biện pháp, cái này sự tình có thể xin nhờ Linh Bảo các đi làm, lấy năng lực của bọn họ, khẳng định có thể đại lượng thu được, tô giật cười nói đạo, Tây vô tình mí mắt đưa lên một chút, nói, nhưng thật ra đã quên, tiểu tử ngươi còn có Linh Bảo các hắc tạp, vậy chuyện này không khó lắm làm, cho đến ngày nay, vừa nghĩ tới Linh Bảo các hắc tạp chuyện tình, Tây vô tình liền gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn, sợ rằng lấy hắn thực lực hôm nay đi đến Linh Bảo Cát, cũng rất khó chiếm được một tấm hắc tạp đi, không nghĩ tới tô giật tiểu tử này cư nhiên có thể sở hữu, cũng không biết rốt cuộc là làm sao tới, việc này ta sẽ mau sớm đi làm, đến lúc đó phiền toái nữa đại ca, tô giật gật đầu, cái này Linh bảo các hắc tạp, đối với mình nhưng là mang đến rất nhiều phương tiện, mỗi lần đi mua bán Linh dược đang dược, bán đi là giá cao, mua đến tay chính là giá thấp, đây là vô số người không hưởng thụ được đãi ngộ, huống còn có thể đại bút mà chịu nợ nguyên thạch, nghĩ đến cái này luyện chế ngự hồn sát phù tài liệu, Linh Bảo Các cũng có biện pháp đi đại lượng lấy được, mặt khác đại ca mong muốn cửu chuyển Long Lân Thảo, nói không chừng nơi ấy cũng có, đúng rồi, đồ chơi này đã lâu không có nghiên cứu qua, đột nhiên, đang suy tư chính giữa tô giật mừng rỡ, theo không gian đại lý lấy ra một cái kỳ quái rương gỗ, phóng ở tại mặt đất, cái rương gỗ này chính là trước đây đấu giá hội trên được cái kia, chỉ bất quá tô giật nghiên cứu thật lâu đều không pháp mở ra, cùng 8.000 năm trước U Châu Phục yêu môn cường giả có quan, ở giữa rất có thể có bên ngoài cuộc đời truyền thừa. Tô giật trong miệng lầm bầm, trước đây cũng không chính là bởi vì cái rương gỗ này mới để cho chính mình thiếu hạ đặt môn khoản nợ. Nhưng cho đến ngày nay, hắn đều không có thể mở ra cái này rương gỗ, cũng không dám mạnh mẽ khai mở, nếu không thì chắc chắn hư hao bên trong vật, lại để cho ta thử xem. Tây vô tình cầm lấy rương gỗ đánh lượng, mặt trên còn có không thiếu ban bác vết tích, hắn đem linh hồn chi lực buông thả ra đến, phi thẳng đến rương gỗ phía ngoài phong ấn trên thẩm thấu đi, muốn đem phá giải, nhưng mà một hồi chi về sau, tây vô tình hết thảy lực lượng tất cả đều bị bắn trở về vẫn là không được cái này cấm chế thời gian xa xưa thủ pháp cũng vô cùng phức tạp trừ phi là linh hồn lực lượng siêu cường hạng người mới có thể có cơ hội mở ra bằng vào ta thực lực bây giờ còn kém một ít tây vô tình đem trương gỗ trả lại cho tô giật nói như vậy nói như vậy bên trong thật là có cái gì chí bảo a à. tô giật cảm thán cái này hoa một tỷ nhất tinh nguyên thạch vỗ xuống ngoạn ý từ nơi này phong ấn nhìn lên đến đồ vật bên trong nhất định là thập phần trân quý không thể nghi ngờ chỉ là không biết, rốt cuộc muốn lúc nào tài năng chân chính mở ra, nói thật, tô giật có điểm tâm cấp bách, vạn một dặm mặt vật trải qua 8.000 năm đã một nát làm sao bây giờ, vậy mình nhưng chỉ có tổn thất lớn rồi, vẫn có thể đã từng mở ra xem mới an tâm, tiểu nha đầu kia hẳn là còn muốn một chút thời gian tài năng triệt để luyện hóa thiên sát dung hồn đan, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, chờ ngươi đem tài liệu mua về, ta sẽ đi luyện chế ngự hồn sát phù, Tây vô tình nhìn về phía tô giật, hướng về phía hắn nói đạo, tô giật gật đầu, mà sau cũng không dây dưa, cùng Tây vô tình cùng đi ra khỏi thần bí không gian, lúc này mới vừa trở về liền lại muốn đi ra ngoài, Tô giật sờ lỗ mũi một cái, hắn trước mấy thiên tài đi linh bảo cắt trả nợ, cái này vì mua tài liệu, lại là muốn đi một chuyến nữa, chẳng qua cái này cũng không có biện pháp, ngự hồn sát phù nhất định là cần luyện chế, Tô giật ở mỏ sơn trên tuần tra trong chốc lát, bây giờ toàn bộ mỏ sơn ở giữa một mảnh nhiệt liệt triêu thiên cảnh tượng, ngoại trừ thiên chu tông gần 2.000 người bên ngoài, cũng không thiếu tán tu cũng bị chiêu mộ qua đây, mảnh này hầm mỏ bây giờ đã không coi vào đâu lớn bí mật phụ cận không ít người đều biết chẳng qua cụ thể cất dữ lượng cũng chỉ có ngọc đỉnh tông tương đối tin tường một ít tôi giật gặp được ông chính quyền cái này lão gia hỏa hiện tại mỗi ngày đều là vẻ mặt hồng quang gặp người liền cười sinh hoạt qua được vô cùng hài lòng tôi giật biết đây cũng là bởi vì nguyên thạch duyên cớ vì thế nhiều như vậy tài nguyên đều giao vào ông chính quyền trong tay lấy hắn tham tiền cá tính nhất định là sướng đến phát rồ rồi mỏ trên núi hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng không cần quá mức quan tâm, hiện tại duy nhất cần phòng bị chính là Ngọc Đỉnh Tông người trở lại, dù sao tô giật mới đem bọn họ sáu gã nguyên hoàng kỳ cho trói lại, đang ở làm nô đãi sai bảo, tiểu soái đâu, tô giật chuẩn bị xuất phát, lần nữa vào thành một chuyến, tìm linh bảo các mua sắm tài liệu, chỉ bất quá hắn tìm một vòng, đều không nhìn thấy tô tiểu soái thân ảnh, cũng không biết lại đã chạy đi đâu, tiểu soái đại nhân sẽ không có chuyện, chủ nhân, phải không ta cùng ngươi vào thành một chuyến được rồi, thanh hoàng đứng dậy, hướng về phía tô giật nói đạo, không cần, ta và viêm hổ đi là được, tô giật lắc đầu, lấy hắn dưới mắt tu vi, chỉ cần không gặp được nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả, tự bảo vệ mình tuyệt đối không ngại, phụ cận cái này một mảnh mang mạnh nhất cũng chính là tam lưu thế lực, hơn nữa thất tinh kiếm tông cùng kim đao tông, thậm chí thiên chu tông đều bị diệt trừ, còn dư lại huyền kiếm môn, lục hợp tông đều là người mình, đối với tô giật mà nói vẫn là vô cùng an toàn, ta sẽ mau sớm chạy về, tô giật không có dây dưa, lúc này đây trực tiếp cởi viêm giật ma hổ thần tốc hướng kiếm tinh thành chỗ bay đi, lấy viêm dực ma hổ tốc độ, toàn lực mà đi, thứ nhất một hồi cũng liền hai ngày thời gian bộ dạng, không quá khó khăn. Viêm dực ma hổ khi lấy được thần bí không gian tốt chỗ chi về sau, bây giờ tu vi tiến triển cực nhanh, đạt tới yêu hư cảnh ngũ trọng, thực lực rất mạnh, tốc độ cũng phi thường nhanh, khí thế tán phát trong lúc đó, có thể dọa lui rất nhiều nhân loại cùng mang yêu thú. Ở viêm dực ma hổ lưng lên, tô giật bắt đầu khoanh chân tu luyện, chuyên tâm rèn luyện nguyên dương thiên cốt. Khi đến kiếm tinh thành thời điểm, Tô Dật đã rèn luyện một khối còn nhiều hơn, hắn không chút nào làm dây dưa, rất nhanh đi đến rồi linh bảo các bên trong, tiếp đại hắn vẫn là triệu tứ trưởng quỷ, Tô giật đem nhu cầu của mình toàn bộ nói ra, chính như hắn sở liệu đồng dạng, cái này chỗ linh bảo các ở giữa dùng để luyện chế ngự hồn sát phù tài liệu cũng không nhiều, chẳng qua triệu tứ trưởng quỷ miệng đầy bằng lòng, hội lấy tốc độ nhanh nhất theo những phân điếm khác triệu tập qua đây, ở trong vòng một tháng làm có thể lấy được Tô giật cần số lượng, đồng thời, triệu trưởng quỷ còn nói cho Tô Dật làm linh bảo các hắc tạp quý khách bọn họ có thể vì tô giật cung cấp giao hàng đến nhà phục vụ, ngay đầu tiên đem hàng giao cho trong tay của hắn, cũng không thu thêm vào phí dụng. Tô giật đối với Linh Bảo các đại ngộ càng ngày càng là kinh dị, xem ra chính mình vẫn luôn vẫn còn ở đánh giá thấp cái kia hắc tạp. Hắn đem bá vương tông mỏ sơn vị trí nói cho triệu trưởng quỷ, mà sau thanh toán nguyên thạch, theo sau chính là ly khai kiếm tinh thành. Luyện chế ngự hồn sát phù tài liệu cũng không tính đắt, tô giật một hơi liền mua một nhóm lớn, có thể luyện chế ra 10 vạn mai cái kia loại hắn thân trên theo lục hợp tông lấy được nguyên thạch chia làm cũng nguyên nhân hoa này mất gần một nửa chẳng qua cái này đối với hôm nay tô giật mà nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi vì luyện chế nhiều như vậy ngự hồn sát phù sao cái này bá vương tông rốt cuộc là muốn làm gì à ở tô giật ly khai chi về sau triệu trưởng quỷ một mạch vẫn duy trì bình tĩnh mặt khuôn mặt rốt cuộc động dung số lượng nhiều như vậy tài liệu mặc kệ người nào ngự hồn sư tới luyện chế muốn toàn bộ dùng xong không ngủ không nghỉ vậy cũng phải cần bao nhiêu năm a à? Triệu trưởng quỷ hoàn toàn sờ không được đầu não, hắn biết tô giật là ngự hồn sư, nhưng coi như là dùng để luyện tập, cũng không trở thành muốn nhiều như vậy mới được. Tô giật cũng không đi quản triệu trưởng quỷ nghi hoặc, hắn lần nữa đạp trên đường về, ngồi xếp bằng ở viêm giật ma hổ lưng trên tu luyện nguyên dương thiên cốt, một chút thời gian đều không dây dưa. To lớn viêm giật ma hổ ở giữa hư không bay nhanh, tốc độ mau lẹ không gì sánh được, nhưng lưng chi trên cũng là tứ bình bát ổn. Bất quá, đang ở nó vác tô giật bay vào mịt mờ tùng lâm ở giữa không bao lâu chi về sau, cũng là đột nhiên thân hình có chút run rẩy hơi lắc lư một cái gào gừ viêm dực ma hổ giữa cổ họng phát sinh gầm nhẹ tiếng cảnh kỳ lấy sau lưng đeo tô giật có cường giả mà đến sự thực trên ở viêm dực ma hổ phía trước tô giật liền đã phát hiện không đúng địa phương hắn trước tiên mở hai mắt ra chính là chứng kiến viễn phương có một đạo a na thân hình đạp khoảng không mà đến cũng không tận lực thả ra khí thế liền phô hiển ra nguyên hoàn cảnh cường đại khí tức tức thì liền cách rất xa cũng làm cho viêm dực ma hổ cảm thấy hoảng hốt đảm chiến tô giật cũng vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, mới đưa trong lòng cái kia phân rung động ý lắng lại sóng gió, viêm hổ chúng ta xuống phía dưới, không muốn phức tạp, tô giật thông báo một tiếng, làm cho viêm giật ma hổ rơi vào rồi tùng lâm bên trong, đem cao khoảng không nhường cho cái kia nguyên hoàn cảnh cường giả, lần này đi theo không có tô tiểu soái thậm chí là đại ca Tây vô tình mạnh như vậy người, tô giật cũng thập phần cẩn thận, không muốn cùng nguyên hoàng kỳ cường giả đánh đối mặt. Vừa mới cái kia nguyên hoàng kỳ nữ tử rõ ràng chính là từ đường này quá mà thôi, hắn có thể không muốn trêu chọc đến đối phương, nơi này chính là hỗn loạn vực, vạn vừa bị đối phương tiện tay giết chết, đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi, yêu hư cảnh mang yêu thú, còn có tiểu tử kia tự hồ cũng bất phàm, chắc là biết tên khốn kia ở đâu trong chứ, chỉ ở tô giật cùng viêm giật ma hổ rơi vào tùng lâm chính giữa thời điểm, viễn phương cái kia nguyên hoàn cảnh thân ảnh cũng phát hiện bọn họ, đồng thời cảm giác được viêm giật ma hổ tình huống cụ thể, đây là một cái cực kỳ xinh đẹp phu nhân, niên kỷ nhìn qua ở hơn 30 không đến 40 dáng vẻ một bộ cung giả trang phủ đầy thân, đem làm nổi bật lên vài phần cao nhã khí độ, mà nữ tử trên khuôn mặt, tắt thì là tràn đầy nồng nặc lạnh lùng ý, tráng làm cho càng là hàng quan bắn ra bốn phía, ẩn có sát phạt khí tức tràn ngập, sát khí giấu giếm, mỹ phụ nhân liếc về phía Tô Dật cùng Viêm Dực Ma Hổ bối cảnh ánh mắt, đồng dạng mang theo cực độ xâm lãnh, yêu hư cảnh mang yêu thú bình thường cũng không nhiều cách nhìn, này thì đụng tới một cái, nữ tử cũng không tính buông tha, nàng trực tiếp lướt đi, cũng trong nháy mắt chui vào rừng rậm ở giữa, tình huống gì? cảm giác được hơi thở kia vẫn là xông cùng với chính mình hai người mà đến, tô giật chân mày vặn thành hình méo mó, còn có thể hay không thể nói điểm đạo lý, cao khoảng không cũng làm cho cho ngươi một cái người bay, ta đều tránh xuống yếu thế, ngươi còn đuổi theo làm len sợi, viêm hổ chúng ta đi mau, càng nhanh càng tốt, tô giật hai tròng mắt trầm, lần nữa nhẹ quát, làm cho viêm giật ma hổ tăng thêm tốc độ. Bây giờ còn không pháp xác định cái kia nguyên hoàng kỳ cường giả liền thật là xông cùng với chính mình mà đến, nhưng tô giật nhất định bày ra một bộ nhận thua thái độ đến vạn nhất đối phương không phải thật đang nhớ chính mình đây ở ta vô thường tiên tử trước mặt ngươi một cái tiểu gia hỏa chạy sao thanh âm rét lạnh ở tô giật sau lưng vang lên truyền vào lỗ tai của hắn ở giữa ở nghe được thanh âm này thời điểm tọa hạ viêm giật ma hổ thân thể lần nữa run rẩy kịch liệt phát ra trận trận rít gào trầm trầm mang theo vô biên sợ hãi tình vô hình bên trong theo sau lưng truyền đáng sợ hơn khí sát phạt khiến nó bản năng cảm giác được sợ tô giật tình huống cũng không kém cũng may hắn hỗn nguyên chí tôn công, công huyền diệu bất phàm lúc này mới ổn định nỗi lòng, đồng thời làm cho viêm dực ma hổ an bình không thiếu, cường giả, tuyệt đối là nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả, tô giật tê cả da đầu, nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả hắn thấy cũng nhiều, nhưng chưa từng có độc tự ứng đối quá, đều là có đại ca Tây vô tình, thanh hoàng bọn họ ở một bên chỗ dựa, hiện tại cảm giác được cái kêu uy thế kinh khủng vô hình bên trong trải ra qua đây, làm cho hắn lưng đều lạnh, đáng sợ nhất là, mạnh như vậy người lúc này thật chính là xông cùng với chính mình tới điều này làm cho tô giật khóc không ra nước mắt, ta đặc biệt treo ai ghẹo ai, nhanh xa nhau trốn, tô giật quát lên một tiếng lớn, thân hình chợt khoảng không dựng lên, trực tiếp hướng về cao thiên chi trên lao đi, hắn phải cùng viêm giật ma hổ xa nhau, chỉ có thể có một người rơi vào sau lưng trong tay cường giả, một người khác có thể đi trở về viện binh, làm cho đại ca Tây vô tình tới này nghĩ cách cứu viện, nếu không thì hắn cùng viêm giật ma hổ đều ở đây này xảy ra chuyện tình, vậy thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đang ở tô giật phi thân lên sau một khắc, một đạo đáng sợ tinh thần phong đột nhiên tập kích tới, trực tiếp rơi vào phía sau lưng của hắn chi lên, giống như một tòa đại sơn trực tiếp đập trúng, phốc, tô giật tức thì phun một nguồn máu tươi trào mà ra, khuôn mặt sắc thoáng thì tái nhợt, thân hình cũng lay động không ngừng, kém chút một đầu ngã xuống rơi hư không, bất quá hắn nỗ lực gắn gượng, vẫn là hướng về viễn phương bay đi, cho hướng một hướng khác chạy trốn viêm dực ma hổ tranh thủ thời gian, di, lại là nguyên hư cảnh tiểu tử, thiên phú rất mạnh a, à, thân về sau, Người Mỹ phụ kia nhìn thấy tô giật cũng không có bị chính mình thuận tay một kích trọng thương, cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi kinh ngạc, nàng ánh mắt lạnh lùng hơi rụt một cái, mà sau hai chân nhẹ nhàng dậm chân mà ra, đạp ở giữa hư không, vừa sải bước xuống, chính là mười mấy trượng khoảng cách, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, thân ảnh của nàng chính là trực tiếp ngăn ở tô giật trước người, tô giật chạy trốn động tác thoáng thì một trận, dừng ở giữa không trung, mâu quan lạnh lùng nhìn đột nhiên này xuất hiện nguyên hoàng kỳ nữ tử, nói, vị tiền bối này, tại hạ chẳng bao giờ trêu chọc ngươi, bực nào vì thế ra tay với ta, trong lòng hắn nổi lên lãnh ý, lấy tô giật nhớ thù tính cách, bút trướng này hắn âm thầm ghi tạc tâm lý, ta ra tay với ngươi, còn cần lý do sao, đối diện phu nhân lạnh trên một tiếng, chợt cánh tay khẽ dơ lên, đột nhiên một hồi quang mang quét ngang mà ra, không được phép tô giật phản kháng chút nào, chính là đưa hắn trực tiếp lôi đến bên người, một bàn tay bấu vào tô giật cánh tay lên, cái kia nhìn như nhỏ yếu ánh bạch bàn tay, lại mang theo vô cùng lực đạo, bóp tô giật cánh tay làm đau. Cảm giác nguy cơ to lớn theo tô giật tâm lý sinh ra, cô gái này thực lực quá cường đại rồi, chính mình ở trước mặt đối phương liền giống như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào, bàn tay kia trung truyền ra ngoài lực lượng, trực tiếp làm cho hắn nguyên khí trong cơ thể cầm cố, không pháp vận chuyển. Phu nhân mang theo tô giật rơi xuống sơn lâm bên trong, một tay lấy hắn ném ở trên đất, không chút nào làm dây dưa, há mồm chính là hỏi, tiểu tử, ngươi nếu là có thể nói cho ta bá vương tông ở cái gì địa phương, tình huống là thật, ta có thể suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Nàng hai mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm tô giật, không nháy một cái. Mà vấn đề như vậy vừa ra, tô giật trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ nói, người này dĩ nhiên là hướng về phía bá vương tông tới sao? Kết quả này là thế lực nào cường giả? Bá vương tông lại lúc nào đắc tội đối phương? Tô giật tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu, này vấn đề, hắn hoàn toàn không biết. Nguyên lai tiền bối là muốn tìm bá vương tông, cái này tông môn gần nhất nhưng là thanh danh truyền xa, chung quanh đây thế lực tán tu không có không biết, tiền bối nếu như muốn đi, ta có thể dẫn đường. Tô giật cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói ra những lời ấy, chợt ngữ chuyển hướng, lại vô tình hay cố ý hỏi, chẳng qua cái kia bá vương tông nhưng là rất mạnh, không biết tiền bối muốn tìm bọn họ làm cái gì, rất mạnh. Mỹ phụ nhân đột nhiên bật cười một tiếng, dùng kinh bỉ nhãn thần nhìn tô giật, nói, ngươi nói là tây vô tình sao, ta chính là tìm đến cái kia lão già khốn nạn, lúc này đây, ta muốn thấy hắn còn có thể trốn nơi nào, nói đến nhất về sau, Mỹ phụ nhân cả người toát ra đáng sợ sát khí, còn có vô biên hung thần ý buông thả ra đến, làm cho tô giật cả người nghiêm nghị. Tới này hắn mới biết được, nguyên lai like cái này cường giả là đại ca Tây vô tình cừu nhân, cũng không biết giữa bọn họ có như thế nào ân oán. Cư nhiên phụ nhân này sát khí như này nồng nặc, chẳng qua tô giật bắt đầu có chút yên lòng, chỉ cần có thể đem cái này người dẫn tới đại ca trước mặt, tất cả không khó lắm giải quyết, mạng nhỏ mình có hy vọng bảo trụ, chỉ là không biết phụ nhân này tu vi cụ thể như thế nào, chẳng qua nghĩ đến chắc là so với bất quá đại ca Tây vô tình đi, dù sao đại ca nhưng là có thể cùng nửa bước nguyên tông kỳ cường giả chính diện giao thủ tồn tại, huống chi, bá vương tông trung còn có kỳ môn huyễn hồn giới, càng đáng sợ hơn, ở nơi này ngắn ngủi trong quá trình, viêm dực ma hổ sớm đã là đào tẩu, hắn đương nhiên biết nên làm như thế nào, cái này hội tất nhiên là chạy trở về viện binh, chẳng qua phu nhân đối với này không để ý chút nào bộ dạng, bắt tô giật chi sau cũng không có truy kích viêm dực ma hổ, tiền bối cùng cái kia tây vô tình trong lúc đó, chẳng lẽ là có cái gì ân oán sao? Tô giật nhìn phu nhân vẻ mặt sát khí, trong con ngươi oán hận ngập trời gián dấp, không khỏi rất là hiếu kỳ, cũng không biết đại ca Tây vô tình cùng cái này người tồn tại bao nhiêu ân oán. Cái kia lão già khốn nạn né 20 năm, rốt cục vẫn phải lộ ra tung tích, lão nương trằn trọc nghìn vạn dặm, chạy tới Trung Châu, không nghĩ tới hắn lại chạy đến hỗn loạn vực đến rồi. Lúc này đây, hắn hoặc là triệt để chết trong tay ta, hoặc là phu nhân mâu quan oán hận, nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đẹp dung nhan chi trên để lộ ra vô biên oán niệm, chỉ là lời nói của nàng chợt một trận, chợt hai mắt hung hăng trừng mắt về phía Tô giật, đồng thời một hung hãn khí cơ cuộn trào mãnh liệt mà ra, tràn ngập sát cơ, ngươi một cái tiểu hỗn đảng, còn dám bộ ta, ta liền trực tiếp giết ngươi. Phu nhân hai mắt hơi khép dựng lên, hàng quan phục ra, nhìn Tô giật nói đạo, Tô giật trong lòng phát run sợ, cắt cao ngậm miệng lại, không còn dám làm nhiều lời. Bất quá hắn cũng phi thường tin tường phát hiện, phụ nhân này cùng đại ca giữa cừu hận sợ rằng so với chính mình tưởng tượng phải trả phải thâm hậu, nếu không thì không về phần mình lời nói khách sáo phía dưới, đối phương nói đều nhanh nói xong mới phản ứng được, hắn sớm nhất ở mang yêu sâm lâm thời điểm chợt nghe nói qua, đại ca Tây vô tình ở năm đó thanh danh lan xa, nhưng ở 20 năm trước đột nhiên biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào, có người suy đoán hoặc có lẽ là vì tránh né thiên long tông truy sát, cũng có người cảm thấy hắn tìm kiếm địa phương chuyên tâm tu luyện đi, chỉ vì tốt hơn hướng thiên long tông trả thù. 20 năm bây giờ đã quá khứ, mà tuyệt mệnh Diêm La Tây vô tình đột nhiên lần nữa xông vào thế nhân nhìn kỹ phía dưới, đầu tiên là ở Trung Châu Thánh Vũ Đại Hội, cùng vài tên thiếu niên kết bái, vài cái nguyệt về sau, lại ở hỗn loạn vực ngoại đại chiến nửa bước nguyên tông kỳ cường giả, vi danh thẳng trên trọng tiêu, lần nữa làm cho thế nhân chấn động lay động, tràn trọc nghìn vạn dặm xa, còn chạy đi quá Trung Châu, này thì lại chạy đến hỗn loạn vực tới, cái này phải là bao nhiêu cừu hận a? À? tô giật thì thầm trong lòng chỉ cảm thấy khoảng này năm xưa nợ cũ phỏng chừng muốn ồn ào ra đại động tỉnh tới, hắn thẳng thắn không dám nói tiếp nữa, vạn nhất nếu là tiết lộ thân phận của mình, bị phụ nhân này biết mình chính là Tây vô tình bái làm huynh đệ chết sống, vậy liệu rằng trước một bước giết chết chính mình, nghĩ tới đây, tô giật phụ nhân này thực lực phỏng chừng rất mạnh, nếu không thì ở biết rõ đại ca Tây vô tình có thể lực chiến nửa bước nguyên tông cảnh tình huống xuống, làm thế nào dám cứ như vậy tìm tới cửa, tiền bối, ta mang ngươi tìm được bá vương tông, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải thả ta một con đường sống. Tô giật giả ra sợ gián dấp, vẻ mặt đau khổ đối với phu nhân nói đạo, dẫn đường, ngươi nếu dám đùa dẫn cái gì tâm nhãn, ta không ngại trực tiếp tiễn ngươi xuống địa ngục, chết ở vô thường tiên tử trong tay, coi như là ngươi kiếp trước đã tu luyện có phúc. Phu nhân trầm nói rằng, tô giật tâm như hến, không còn dám dông dài nửa câu, đùa gì thế, chết ở trong tay ngươi còn kiếp trước đã tu luyện có phúc, cái này có phúc người nào thích muốn ai muốn đi thôi phản chính hắn tô giật còn muốn làm cái nghìn năm vương bát vạn năm quy, sống được càng lâu càng tốt, tô giật chỉ một cái đại khái phương hướng, mà hậu thân thể liền bị phu nhân sách lên, thần tốc mà đi, hắn không rên một tiếng, nhưng tâm lý cũng không ngừng mà mà lầu bầu, vô thường tiên tử cái này danh xưng, nghe có vài phần tiên khí, nhưng nếu tỉ mỹ phẩm giá táp, lại khiến người ta sinh ra cảm giác mát, chẳng qua tô giật mơ hồ cảm giác được một ít kỳ quái chi chỗ, đại ca Tây vô tình danh hào tuyệt mệnh Diêm La, phụ nhân này lại gọi vô thường tiên tử diêm la cùng vô thường trong lúc đó làm thế nào gây ra cừu hận tới sưu sưu vô thường tiên tử tốc độ phi thường nhanh so với viêm dực ma hổ cực nhanh còn nhanh hơn trên rất nhiều cái này không hổ là nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả tô giật đoán chừng phu nhân đơn thuần tu vi trên thậm chí so với đại ca tây vô tình đều mạnh hơn hai người hao tốn không đến hai cái canh giờ chính là đi quá một phần tư đường cứ như vậy đến xem có nửa ngủ sáu canh giờ là có thể trở lại bá vương tông mỏ núi tô giật hiện tại tuyệt không sợ chỉ cần mình tính tạm thời mệnh không ngại vậy thì tốt rồi làm, một ngày đến rồi mỏ sơn, đại ca Tây vô tình, Thanh Hoàng, Dương Minh, âm minh bốn người này xuất thủ, liền là chân chánh nguyên tông kỳ nhất trọng bọn họ hẳn là đều có thể đấu một trận, huống là phụ nhân này, lã tả, hai đạo nhân ảnh theo nửa khoảng không xẹt qua, tốc độ cực nhanh, mà đang khi hắn nhóm trải qua nhất chỗ khe núi thời điểm, phía dưới có một ít thân ảnh ngẩng đầu, gặp được hai người thân ảnh, như tô giật chú ý tới đây nói, vậy nhất định sẽ nhận ra những thứ này thân ảnh chính là huyền kiếm môn mọi người trong đó cầm đầu cũng không phải là quý thiên phục mà là nhất vị lão giả chẳng qua quý hàm nặc cùng du văn huyền hai người cũng đều ở trong đó di vừa mới cái kia không phải tô giật như vậy du văn huyền nhãn nhọn lập tức liền nhận ra tô giật là hắn quý hàm nặc cũng là nói đạo nàng không thể nhận sai tô giật nhưng là bên cạnh hắn phụ nhân kia là ai tự hồ cũng không phải là bá vương tông người chứ huyền kiếm môn lão giả phi thường nghi hoặc hắn chính là nguyên hoàng kỳ tu vi phía trước bá vương tông tiêu diệt kim đao tông chi về sau, hắn là gặp qua tô giật cùng bá vương tông những thứ kia cường giả, trong đó cũng không có như thế nhất hào phu nhân, hoàn toàn chính xác chưa có nghe nói qua cái này người. Quý hàm nạc đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhẹ giọng nói đạo, ta đây như không có nhìn lầm, tô giật là bị người bắt, làm nguyên hoàng kỳ cường giả, hắn thị lực rất mạnh, càng là thấy rõ rất nhiều người bên ngoài không cách nào thấy rõ tỉ mỉ, kèm hai bên, quý hàm nạc nghe vậy lập tức liền nóng nảy, mặt cười chi dân lên hiện ra lo lắng màu sắc các ngươi ở chỗ này chờ, ta tình huống, lão giả dặn dò Du Văn Huyền đám người một tiếng, mà sau liền chuẩn bị nhổ khoảng không dựng lên, nhưng tay áo của hắn lại bị Quý Hàm Nặc trực tiếp kéo lại, niên trưởng lão, ta cũng muốn, ngươi mang ta đi chung, Quý Hàm Nặc liền vội vàng nói, ngữ khí ở giữa tất cả đều là cấp bách ý, được xưng niên trưởng lão lão giả trong nháy mắt giống như là hiểu cái gì, hắn nhìn Quý Hàm Nặc tự hồ có hơi năng nỉ nhãn thần, trầm ngâm chốc lát chi về sau, cũng không dám nhiều làm dây dưa, gật đầu nói, được rồi, theo về sau, Quý hàm nặc ở niên trưởng lão mang theo chi hạ phóng lên cao, hướng về tô giật cùng vừa mới phụ nhân kia đuổi theo. Niên trưởng lão nguyên hoàng kỳ ngũ trọng tu vi, toàn lực đuổi kịp phía dưới, rất nhanh chính là gần hơn lấy giữa song phương khoảng cách. Vô thường tiên tử tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có toàn lực chạy đi, chỉ chốc lát sau chi về sau, nàng liền cảm giác được hậu phương động tĩnh, nhìn thấy có người đuổi theo, không khỏi mặt mày ngưng tụ lại, có sát cơ nở rộ, tốc độ cũng một cách tự nhiên thả chậm càng nhiều. Tô giật, tô giật, như vậy tiếng kêu từ phía sau truyền đến, cũng rơi vào rồi tô giật trong tay, hắn nhìn lại, mới thấy được quý hàm nặc cùng huyền kiếm môn nhất vị cường giả đuổi theo, bá, niên trưởng lão mang theo quý hàm nặc lập tức liền ngăn ở tô giật hai người lối đi chi lên, mà thấy như vậy một màn, vô thường tiên tử đôi mắt đẹp băng lãnh, ta nhớ được cái kia bá vương tông tông chủ tự kêu là tô giật, là một thiếu niên, nguyên lai chính là ngươi, vô thường tiên tử đảo mắt nhìn về phía tô giật, trầm nói rằng, không nghĩ tới như này chi xảo, ngươi chính là cái kia lão già khốn nạn anh em kết nghĩa trong mắt nàng hàng mang đấu bắn đâm vào tô giật hai mắt làm đau ở không pháp vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công tình huống xuống cái này vô thường tiên tử lực lượng làm cho hắn khó có thể chịu đựng tiền bối ta tô giật đáy lòng hiện ra vô biên vẻ khổ sở không lâu hắn còn đang suy nghĩ nhất định phải hảo hảo lừa gạt thân phận của mình nếu không thì phụ nhân này không làm được hội trước giết mình không nghĩ tới lúc này mới bao lâu quá khứ dĩ nhiên lại đụng phải quý hàm nặc cùng huyền kiếm môn người cô giật thật khóc không ra nước mắt thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cái này khiến phỏng chừng muốn hỏng việc a à, chẳng qua có một chút rất rõ ràng huyền kiếm môn cái này trưởng lão cùng quý hàm nặc tới rồi nhất định là muốn cứu chính mình quả nhiên ở ngăn hạ hai người bọn họ chi về sau cái kia niên trưởng lão chính là trực tiếp trầm giọng hỏi ngươi là người phương nào mau đem thiếu niên này thả niên trưởng lão thần tình ngưng trọng không thiếu hắn mơ hồ bên trong có thể cảm giác được đối diện phu nhân phi thường cường đại chính mình có thể không phải là đối thủ vốn lấy huyền kiếm môn cùng bá vương tông quan hệ, hắn không có biện pháp có mắt không trồng, cái này sự tình nhất định phải quản, nho nhỏ nguyên hoàng kỳ ngũ trọng, cũng dám đối với ta khoa tay múa chân, vô tình tiên tử tuyệt đẹp dung nhan lên, bắt đầu đầy sát khí, hướng về niên trưởng lão cùng quý hàm nặc trải ra đi, ngươi rốt cuộc là người nào, nhanh lên một chút thả tô giật, bằng không bá vương tông cùng huyền kiếm môn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, quý hàm nặc đem mặt cười nghiêm, trực tiếp chính là hướng về phía vô thường tiên tử lãnh quát lên, huyền kiếm môn đại tiểu thư phái đoàn và khí thế, không chút nào hư, chỉ bất quá, nàng cái kia đôi mắt sâu chỗ hiện ra lo lắng màu sắc, cũng là khó có thể che giấu ở, toàn bộ đều bị vô thường tiên tử xem ở trong mắt, ha hả, chỉ nghe vô thường tiên tử khẽ cười một tiếng, mắt nhìn quý hàm nặc, cư nhiên bắt đầu có chút lời nói thấm thía nói ra, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi sợ không phải yêu mến tiểu tử này đi, nghe ta khuyên một câu, cõi đời này nam nhân không có một cái tốt, toàn bộ đều nên bầm thay vạn đoạn, ngươi chính là sớm một chút kiềm chế lại đi, miễn cho chính mình vạn kiếp bất phục, tô giật cùng niên trưởng lão nghe lời này một cái, khuôn mặt sắc đều biến được tái nhật một mảnh, người nhà rốt cuộc là bị người nam nhân nào bị thương sâu như vậy, dĩ nhiên đem đàn ông của toàn thế giới đều mắng tiếng vào, xà tinh bệnh chứ, chẳng qua nếu như vậy, là vạn vạn không dám nói ra miệng, cái này sự tình không nhọc các hạ quan tâm, ngươi mau mau thả người, nếu không thì dù cho nay thiên ngăn không được ngươi, ngày khác ta huyền kiếm môn sẽ làm toàn lực truy sát ngươi. Quý hàm nặc thân trên bỗng nhiên bộc phát ra một hung hãn ý nhị, dù cho tu vi xa xa không so sánh được trên vô thường tiên tử nhưng nàng như cũ không sợ chút nào tôi giật nghe vậy không khỏi cảm động quý hàm nặc đã không phải lần thứ nhất trợ giúp mình lần này nhìn thấy mình bị phụ nhân này bắt đúng là trực tiếp cùng đối phương gọi nhịp nhưng mà nàng như vậy khí thế là hoàn toàn không đè ép được vô thường tiên tử chỉ nghe phu nhân lại nói huyền kiếm môn này chưa nghe nói qua ta vô thường tiên tử liền thiên long tông người không sợ chẳng lẽ còn có thể bị ngươi hỗn loạn vượt một cái nho nhỏ thế lực hù được hay sao hắn khuôn mặt bố trí trên sương lạnh lạnh lùng hướng về phía quý hàm nặc đáp lại nói vô thường tiên tử mà nhất nghe được cái này danh hào niên trưởng lão tắt thì là chợt cả kinh ngươi ngươi niên trưởng lão đôi mắt già nua mở cực lớn phi thường hoảng sợ nhìn đối diện mỹ phụ nhân thân thể run nhẹ nhẹ nói ngươi là vô thường tiên tử ngươi chính là vô thường tiên tử tô giật thấy đây không khỏi có chút kinh dị xem ra cái này vô thường tiên tử cũng là phi thường nổi danh một cái người chỉ bất quá chính mình cũng là còn chưa từng nghe nói qua nhưng tô giật lại bắt được một cái khác trọng điểm, đó chính là Thiên Long Tông. Cái này vô thường tiên tử cũng cùng Thiên Long Tông có cừu oán sao. Tô giật tâm lý lén lúc tự nhủ, người Mỹ phụ này đã cùng đại ca Tây vô tình đều cùng Thiên Long Tông có thù, vậy còn không như liên thủ cùng nhau đối phó Thiên Long Tông đây. Thời gian dài mắt đi mày lại, không làm được hai người còn có thể ma sát ra một điểm hoa lửa đến, vì sao muốn phải đã sanh đã tử. Chờ một chút, tô giật nghĩ tới đây, đột nhiên thân thể chấn động, giống như là xúc động một cái mấu chốt huyền âm, đại ca cùng cái này vô thường tiên tử trong lúc đó, thật chỉ là sinh tử đại thù đơn giản như vậy sao? Hắn không khỏi hoài nghi, cái này hai người trong lúc đó, có thể hay không tồn tại cái gì bội tình bạc nghĩa, giống như rồi giết cẩu huyết tiết mục, nếu quả thật là như vậy, chuyện này tình khả năng liền có ý tứ A, trong lúc nhất thời, tô giật đáy lòng bác quái chi hỏa cháy hừng hực, thật là nhớ tỉ mỉ hỏi thăm cái tin tường, nhưng nghĩ đến vô thường tiên tử hung ác độc địa gián dấp, thoáng thì vừa giống như bị rót một chậu nước lạnh, hàm nặc cô nương, ngươi và niên trưởng lão đi trước đi, ta mang vị tiền bối này đi bá vương tông ngồi ngồi, không có việc gì. Mắt thấy vô thường tiên tử thân trên khí thế càng ngày càng là nồng nặc, tô giật không còn dám làm suy nghĩ nhiều, vội vã mở miệng hướng về phía quý hàm nặc nói đạo, nha đầu kia vẽ mặt hung tướng, vạn nhất cái cái này vô thường tiên tử cho làm phát bực, tô giật thật sợ hội xảy ra chuyện lớn gì, nhưng là, quý hàm nặc đôi mi thanh tú ngưng tụ lại, vội vàng nói, nàng chính muốn nói gì, nhưng vô thường tiên tử cũng là trước một bước mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi chính là sớm làm hết hy vọng đi. Tiểu tử này cùng Tây vô tình cái kia lão già khốn nạn cùng một chỗ ngây người lâu, tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Ngươi, quý hàm nạch hai mắt lại trừng, đang định tiếp tục buông lời, nhưng rất nhanh bị bên người niên trưởng lão kéo lại. Đại tiểu thư ngươi đừng kích động, niên trưởng lão lôi kéo quý hàm nạch, ánh mắt lại là nhìn vô thường tiên tử, yếu thế nói, không biết là vô thường tiên tử giá lâm hỗn loạn vực, có nhiều đắc tội, tại hạ xin cáo từ trước, nói xong, hắn trả lại cho tôi giật chuyển tới một cái tự cầu đa phúc nhãn thần niên trưởng lão quý hàm nạc vừa vội nhưng niên trưởng lão lúc này đây không hề cho nàng cơ hội trực tiếp thân hình lướt động thần tốc hướng về đường tới bay đi không chỉ có như đây niên trưởng lão còn phóng xuất ra khí thế của mình trực tiếp đem quý hàm nạc tạm thời phong cấm lại làm cho nàng liên tục nói đều nói không được hai người này tới cũng nhanh đi được nhanh hơn vô thường tiên tử cũng không ngăn cản tôi giật càng hiếu kỳ hơn không biết cái này vô thường tiên tử đến cùng là như thế nào địa vị cư nhiên làm cho niên trưởng lão như này nhường đường, chẳng qua nhìn thấy quý hàm nặc bị niên trưởng lão mang đi, hắn trong lòng cũng thật dài thả lỏng ra một hơi tới, niên trưởng lão, ta muốn đi cứu tô giật, bay xa chi về sau, niên trưởng lão buông lỏng ra quý hàm nặc, thiếu nữ lập tức cựa ra cánh tay hắn, vội vàng đạo, đại tiểu thư đại tiểu thư, ngươi đừng có gấp, tô giật sẽ không có chuyện, niên trưởng lão vội vàng mở miệng, nữ nhân kia nhìn một cái cũng rất hung, thực lực còn vậy mạnh, tô giật làm sao lại không có việc gì, quý hàm nặc là thật lo lắng, nàng thật vất vả ở đường trên đụng phải tô giật, nếu như không thi tay cứu giúp, thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đại tiểu thư, người mới vừa rồi không có nghe nói ấy ư, tô giật là muốn mang vô thường tiên tử đi bá vương tông A, đến rồi bá vương tông, tô giật tuyệt đối không có việc gì, cái kia tuyệt mệnh diêm la tây vô tình nhưng là phi thường mạnh, mà ta chỉ có nguyên hoàng kỳ ngũ trọng tu vi, căn bản sẽ không là vô thường tiên tử đối thủ, mạnh mẽ yếu nhân nói sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại niên trưởng lão lần nữa khuyên giải nói Quý hàm nặc chậm rãi tỉnh táo một ít, niên trưởng lão nói cũng không giả, tô giật tạm thời cũng không nhìn thấy nguy hiểm tánh mạng, như đến rồi bá vương tông, tây vô tình khẳng định có lớn hơn cơ hội cứu hạ tô giật, so với hắn nhóm ở này mạnh mẽ gọi nhịp phải hữu dụng nhiều lắm, chẳng qua nàng còn chưa hiểu, không khỏi hỏi lần nữa, nữ nhân kia hội ngu sao như vậy, sẽ tự mình đưa tới cửa làm cho bá vương tông cường giả xuất thủ, đại tiểu thư có chỗ không biết, cái này vô thường tiên tử cùng cái kia tây vô tình tựa hồ là bạn cũ, 20 năm trước. Tuyệt mệnh Diêm La Tây vô tình đột nhiên thoái ẩn không cách nhìn, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, mà ở cái kia phía sau trong mấy năm, vô thường tiên tử ở từng cái trên đại lục gây ra to lớn phong ba, chính là chuyên tâm muốn tìm được Tây vô tình, thậm chí bởi vì nàng cùng Tây vô tình loại này không muốn người biết quan hệ, cùng Tây vô tình có thù thiên long tông cũng tìm tới nàng, nhưng ở vô thường tiên tử trong tay, thiên long tông cũng liên tiếp chịu thiệt, nhất sau cũng không dám, nửa quản, niên trưởng lão đạo, nữ nhân kia lợi hại như vậy, quý hàm nạc kinh ngạc Tất cả mọi người biết Thiên Long Tông, đây chính là Thiên Long Đại Lục đệ nhất thế lực, đương thế nhất sơn nhị giáo Tam Tông tứ môn một trong, so với hỗn loạn vực Thương Vân Điện, Cửu Tinh Cốc, Huyết Dương Tông cái này ba đại nhất lưu thế lực chung vào một chỗ còn muốn cường đại, có thể để cho Thiên Long Tông chịu thiệt, đủ thấy cái kia vô thường tiên tử đáng sợ, vô thường tiên tử tự nhiên là cực kỳ lợi hại, nàng nổi danh nhất chính là vui giận vô thường tính cách, tất cả hành sự toàn bằng đương thời tâm tình, tựa như mới vừa tình huống, như nàng tâm lý không thoải mái nói, không làm được trực tiếp xuất thủ đem chúng ta mấy người đánh chết. Niên trưởng lão suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói ra, cụ thể hơn đồ đạc ta cũng không phải đặc biệt tin tường, nhưng có thể khẳng định một điểm là, nàng cùng Tây vô tình chi giữa quan hệ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Y theo năm trước nghe đồn, nàng lần này đi tới hỗn loạn vực, vô cùng có khả năng cũng là hướng về phía Tây vô tình mà đến, chỉ cần thấy được Tây vô tình, tô giật khẳng định thì không có sao. Quý hàm nặc không nói gì, nếu quả thật là nếu như vậy, cái kia ngược lại không cần lo lắng quá mức. Không được, ta cũng nhận được bá Vương Tông đi một chuyến, nhưng mà suy tư khoảng khắc chi về sau, Quý Hàm Nặc vẫn là yên tâm không xuống, nói như vậy, nói nàng đã nghĩ xoay người bước đi, nhưng Niên trưởng lão phản ứng kịp thời, lần nữa giữ nàng lại, "Niên trưởng lão, ngươi mau trở về tìm Du sư huynh bọn họ, sẽ giúp ta thông báo một cái phụ thân." Quý Hàm Nặc đạo, "Đại tiểu thư." Mắt thấy trước mặt thiếu niên như này bướng bỉnh, Niên trưởng lão há miệng, không biết còn có thể như thế nào khuyên bảo, nhất sau hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu nói, đã đại tiểu thư như này cố ý, vậy ta còn cùng ngươi đi một chuyến đi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết tô giật, thiên phú ngược lại không tệ, đáng tiếc cùng cái kia lão già khốn nạn hỗn với nhau, vậy trước tiên gọt ngươi một trận lại nói, quý hàm nạc cùng niên trưởng lão hai người đi xa chi về sau, vô thường tiên tử bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm về phía tô giật, không nói hai lời chính là đẩu thủ vung, một tràng trề khí cơ đánh vào tô giật lồng ngực chi lên, đưa hắn đánh bay, ngô một tiếng, tô giật trong miệng phát sinh kêu rên, chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, thân thể như muốn nổ tung một dạng, đau nhức không gì sánh được, ta đặc biệt, tô giật trong lòng mắng to, cái này vô thường tiên tử nói động thủ liền động thủ, rõ ràng đây là muốn ở nhìn thấy đại ca Tây vô tình phía trước, trước đánh chính mình một trận vung trúc cơn giận dữ A, đây là tạo cái gì nghiệp A, hắn bị trực tiếp đánh bay, ở trong hư không lộn tốt một khoảng cách, mới bắt đầu xuống phía dưới rơi xuống, mà vô thường tiên tử thân hình tiêu xạ, lần nữa vọt tới, tô giật thấy một màn này, vội vàng hô lớn, tiền bối chậm đã a, à. ta có liên quan tới tây vô tình bí mật phải nói cho ngươi, lại không muốn chút biện pháp, tô giật cảm giác mình trở lại bá vương tông thời điểm phỏng chừng không hình người, là một tông chi chủ, mặt mũi này nên đi cái nào phóng, ồ, bí mật gì, vô thường tiên tử hứng thú, nhanh chóng bay đến tô giật bên người, đưa hắn lần nữa sách lên, hiếu kỳ hỏi, tô giật bị nàng dẫn theo, tâm lý hoang mang rối loạn, đấu tranh một lát chi về sau, mới vừa cắn răng nói ra, Ta không biết ngươi cùng ta đại ca Tây vô tình có thù oán gì, bất quá ta phỏng đoán hai người các ngươi hẳn là, hẳn là, tô giật dừng lại, ấp úng dáng dấp, hẳn là cái gì, vô thường tiên tử trừng mắt hỏi, cái kia, tiền bối, ta trước đây cùng đại ca Tây vô tình cùng nhau ở mang yêu sâm lâm trong đi lúc đi, từng có mấy lần nghe hắn nói qua nói mớ, vẫn luôn ở lẩm bẩm một cái gọi tiểu thúy tên, về sau ta hỏi hắn, không nói cho ta cũng không tính, hắn còn uy hiếp nói muốn đánh ta, chẳng qua loại này sự tình người nào đoán không ra tới a à? tiểu thúy nhất định là đại ca ý trung nhân không thể nghi ngờ. Nay thiên gặp được tiền bối, ta nghĩ, ngươi đại khái chính là cái kia tiểu thúy chứ. Nói đồng thời, tô giật còn vẻ mặt thành thật nhìn vô thường tiên tử, cắt cao chú ý nét mặt của nàng, muốn nhìn được một ít gì tới. Tiểu thúy, nghe được tô giật nói xong, vô thường tiên tử thân trên sát khí đột nhiên bạo dũng mà ra, một tay lấy tô giật bắt được trước mặt, ép hỏi, nói, tiểu thúy là ai? Tô giật trong lòng phát trung sợ, cảm thụ được sát khí này, làm cho trong cơ thể mình huyết dịch đều muốn ngưng động. Vãn bối không biết tiểu thúy là ai a à, đại ca một mạch giấu giếm, không có nói cho ta. Tô giật hốt hoảng nói, loại này biểu tình hốt hoảng, này thì đã là giả vờ. Tô giật trước cục xác định một việc tình, cái này vô thường tiên tử cùng đại ca Tây vô tình trong lúc đó, tuyệt đối sẽ không chỉ là có thù đơn giản như vậy. Phương diện này khẳng định tồn tại cái gì chuyện thú vị tình. Tô giật tâm lý được kêu là một cái hiếu kỳ, nhưng lúc này lại không pháp trực tiếp hỏi. Hiện tại để cho hắn cần lo lắng chính là vô thường tiên tử, vô thường, cho nên hắn chỉ có thể đem đại ca tây vô tình cho cái hố tiến vào quản nó chi phản chính trước hết nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình lại nói miễn cho chịu da thịt nổi khổ mắt thấy vô thường tiên tử khuôn mặt trên sương lạnh càng ngày càng là lạnh thấu xương tô giật dương giả ra vẻ mặt khiếp sợ hỏi tiền bối chẳng lẽ ngươi không phải cái kia tiểu thúy sao đó là ta nhận lầm người sao đại ca tại sao sẽ là như vậy nhân a nhất định không thể nhẫn nhịn loại này hành vi nhất định phải mãnh liệt khiển trách không thể bởi vì hắn là tuyệt mệnh diêm la tây vô tình để hắn cảm thấy đương nhiên, tô giật gương mặt bi phẫn thần tình, theo như lời lời nói tất cả đều là tin khẩu hồ đặc điều, không có gì logic đáng nói, nhưng nghe ở vô thường tiên tử trong tai, cũng là làm cho nàng càng ngày càng khí, theo thì ở vào bùng nổ bên viền, dẫn đường, nàng đem tô giật đi phía trước ném một cái, lạnh lùng quát lên, tô giật rốt cục ngầm dài ra một hơi đến, chỉ cần vô thường tiên tử không hề giận lây sang chính mình nói, cái kia liền tất cả dễ bàn, trải qua vừa rồi như thế nháo trò hắn nhưng thật ra cảm thấy sự tình có thể không có ngay từ đầu tưởng tượng hỏng bét như vậy đại ca tây vô tình cùng cái này vô thường tiên tử trong lúc đó tuyệt đối có câu chuyện gì nếu là như vậy vậy thì dễ làm đem hết thảy lửa giận đều dẫn tới đại ca trên người chính mình liền có thể thuận lợi bước ra trở lui tô giật chỉ cảm thấy một chiêu này họa thủy đông dẫn xử lý pháp nhất định tuyệt không thể tả họa là bởi vì đại ca tới làm cho hắn cổng nồi tô giật không có chút nào áp lực tâm lý vô thường tiên tử cùng tô giật hai người một đường mà đi tốc độ cực nhanh, so với yêu hư cảnh viêm dực ma hổ phải nhanh chóng nhiều lắm, bọn họ trong này đang ở tô giật chỉ dẫn phía dưới, đạt tới bá vương tông mỏ sơn vị trí, đại ca, mau ra đây, cách thật xa, tô giật mà bắt đầu há mồm kêu to, thanh âm vang dội triệt chỉnh tọa mỏ sơn, vô thường tiên tử một bộ nộ khí đằng đằng dáng vẻ, đứng thẳng ở giữa hư không, lặng lặng cùng đợi, tiểu tử ngươi gào cái gì quỷ, chỉ chốc lát, tay vô tình đáp lại truyền đến, hạ nhất chớp mắt cũng chứng kiến thân ảnh của hắn xuất hiện trong tầm mắt chớp mắt rơi vào tô giật không xa chỗ vừa lúc đó tây vô tình cả người giống như là bị điện giật điện một cái tựa như thân thể co lại hai mắt một mạch nhìn chầm chầm về phía bên cạnh người mỹ phụ kia ngươi 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 tây vô tình há mồm muốn nói cái gì đó nhưng chỉ là ngươi tốt nửa thiên lão già khốn nạn ngươi không biết ta sao vô thường tiên tự nhướng mày một cái sát khí phục ra ngươi ngươi là tiểu hàng ngươi tại sao lại ở chỗ này tây vô tình mở to nhãn tuyệt không dám tin tưởng dáng vẻ nói đạo bắt đầu dựng dụng ra vẻ kích động, thua thiệt ngươi một cái lão già khốn nạn còn nhớ rõ ta, 20 năm trước không cáo mà biệt, lão nương tìm ngươi tìm được thật là khổ, nay thiên ở chỗ này, lão nương muốn đem ngươi cho xé, hung ác khí tức theo vô thường tiên tử con ngươi là bạo xạ, nàng thân hình phi thẳng đến tay vô tình phóng đi, trong tay đánh ra một đạo hàng băng giải lụa, hung hăng đẳng đánh mà ra, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ, tay vô tình vừa mới kích động, đã bị vô thường tiên tử hành vi tạc một chậu nước lạnh, không khỏi đại quát lên một hỏa thuộc tính năng lượng thần tốc tại hắn trước người thành hình, hóa thành một đầu hỏa diễm dị thú, dương nanh múa vuốt, cùng vô thường tiên tử giải lộ xông đụng vào nhau, ầm ầm, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại năng lượng va chạm phía dưới, tức thì bạo phát ra đáng sợ tiếng sấm, cơn bão năng lượng tịch quyển, hóa ra bão phong, ở dãy núi trong toàn phi mà đi, đem rất nhiều cây cối đều là xé thành bột miệng, chủ nhân, ta đi hỗ trợ, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng mấy người cái này thời gian cũng theo mỏ sơn ở giữa xuất hiện tô giật bị bọn họ nâng lên, trên người tấm chế cũng bị giải khai, nhìn thấy cái kia tây vô tình cùng người kịch đấu đứng lên, thanh hoàng muốn đi lên hỗ trợ, cùng nhau đem cái kia cung giả trang phu nhân trấn áp xuống, không cần, việc này làm cho đại ca chính mình đi giải quyết là tốt rồi, chúng ta thì nhìn đùa dẫn đi, tô giật đem thanh hoàng ngăn xuống, nói như vậy, hắn tâm lý có ủy khuất, chỉ cảm giác mình là bị vô vọng chi tai họa, ở vô thường tiên tử trong tay nhưng là xác thực ăn một ít khổ sở, bút trướng này, xem ra chính mình tạm thời là không có pháp tìm vô thường tiên tử đi tự thân thỉnh cầu trở lại rồi, vậy ghi tạc đại ca Tây vô tình thân thượng hạng, làm cho hắn đã ở vô thường tiên tử thủ hạ nếm chút khổ sở, như vậy tô giật tâm lý tài năng cân bằng một ít, huống chi, đây vốn chính là Tây vô tình chính mình sự tình, còn liên lụy đến chính mình, mấy công thú hoàng cũng không xuất thủ, bọn họ cùng tô giật đứng chung một chỗ, lăn lập nửa khoảng không, nhìn vô thường tiên tử cùng Tây vô tình ý khí kịch chiến. Mấy người tất cả đều kinh hãi phát hiện, Vô thường tiên tử thực lực phi thường đáng sợ, thuần túy tu vi, cư nhiên đã bước vào nguyên hoàng kỳ cửu trọng chi, so với Tây Vô Tình cao hơn trọn 2 tầng, chẳng qua theo chiến lực đi lên nói, Tây Vô Tình hay là muốn mạnh mẽ trên không thiếu, đây chính là ngự hồn sư biến thái chi chỗ, đây là tình huống gì, Tây Vô Tình đại nhân mạnh khỏe giống như đang để cho lấy nữ nhân kia a, Thanh Hoàng, Dương Minh mấy người cũng rất nhanh phát hiện, Tây Vô Tình cũng không có sử xuất toàn lực, ngược lại là có chút bị phụ nhân kia đánh bẹp, chỉ phòng ngự, không hoàn thủ càng về sau nhìn qua càng giống như là chạy trối chết bộ dạng tiểu hàng có chuyện hảo hảo nói a à, tay vô tình kêu to lão nương với ngươi không có gì đáng nói vô thường tiên tử một kích đã ra một kích lại nổi lên không ngừng mà hướng tay vô tình oanh cứ một bộ liều mạng tư thế tô giật rõ ràng có thể chứng kiến phụ nhân kia hàm răng cắn cực chặt quán niệm thật sâu hận không thể đem tay vô tình ăn giống nhau tiểu hàng đừng làm rộn nhiều như vậy hậu bối đang nhìn đây tay vô tình cấp nhãn nói lần nữa chớ cùng lão nương lời nói nhảm chịu chết đi lão già khốn nạn vô thường tiên tử hai tròng mắt u mịt căn bản không hề đi đón tay vô tình lời nói gốc tay vô tình chỉ cảm thấy sâu đậm cảm giác vô lực hắn một bụng nói muốn nói nhưng ánh mắt thoáng nhìn tô giật thanh hoàng đám người đều ở vòng ngoài nhìn quanh lại không tốt trực tiếp mở miệng nhất là tô giật tiểu tử kia lại còn ở buồn cười hình như là đang cười trộm điều này làm cho tay vô tình gương mặt âm trầm hai người kịch chiến một hồi chi về sau tay vô tình cắn răng một cái vọt thẳng lấy xa chỗ bay đi cũng không quay đầu lại lão già khốn nạn đứng lại cho ta vô thường tiên tử truy kích không có nửa điểm dừng tay ý tứ chẳng qua mấy hơi thở công phu nhất trước nhất sau hai bóng người chính là bay xa biến mất chẳng biết đi đâu chạy a à, cái này hạ không có tốt đùa dẫn nhìn tôi giật cương mặt tiết hận than thở đạo chủ nhân phụ nhân kia là lai lịch gì a à, dường như rất mạnh a à, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới nhìn một cái vạn nhất tây vô tình đại nhân cần giúp đâu thanh hoàng nhìn xung quanh xa chỗ hỏi như vậy phụ nhân kia thực lực rất mạnh Bất quá hắn nhóm cái này mấy tôn thú hoàng cũng là không sợ, không cần đuổi, vẫn là đi về trước đi. Tô giật cũng không dám đuổi theo, cái kia vô thường tiên tử nếu như quay đầu lại cho chính mình một cái, vậy coi như thật không chịu nổi. Phản chính đã cái hố quá đại ca một phen, sự tình vẫn là tùy hắn đi giải quyết đi. Tô giật biết chắc chắn sẽ không có việc gì, bởi vì Tây vô tình thực lực đặt nơi ấy, hơn nữa hai người vẫn tồn tại một ít không thế gọi tên quan hệ, đến nhất sau còn không biết là tình huống gì đây. Hắn không có dây dưa, trực tiếp về tới mỏ sơn ở giữa, chỉ ở vào một ngày ban đêm, viêm giật ma hổ cũng rốt cục chạy về, bất quá khi nó nhìn thấy bình yên vô sự tô giật chi về sau, cũng yên lòng, ta phong kỳ nhi tình huống thế nào, tô giật phân phó thanh hoàng đám người một tiếng, mà sau liền tự hành tiến nhập trong không gian thần bí, đang ở hắn tiến vào trong nháy mắt, một như bài sơn đảo hải kịch độc khí độ đẳng khoảng không mà đến, lập tức đã đem tô giật thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, làm cổ hơi thở này tiếp xúc được thân thể thời điểm, Tô giật chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình giống như là bị sấm sét bổ trúng, trong nháy mắt ma túy đứng lên, có như vậy trong nháy mắt, cả người đều mất đi năng lực suy tính, thật là lợi hại độc hồn, tô giật ngược lại hấp một luồng lương khí, kinh hải không gì sánh được, cũng may hắn linh hồn lực lượng vốn là cường hãn, mà phong kỳ nhi bây giờ tu vi còn chưa không cao lắm, cho nên trong sát na đã đem đem về linh hồn độc tố khu trừ lái đi, đây nếu là thay đổi một dạng không cảnh giác cường giả người, xuất kỳ bất ý phía dưới, sợ rằng ở nơi này độc hồn ảnh hưởng xuống không làm được trực tiếp sẽ bỏ mình, hô lạp lạp, Phong Kỳ Nhi thân thể mềm mại chậm rãi hướng về nửa khoảng không dâng lên, có nồng nặc khí tức ở chấn động, xinh đẹp kia khuôn mặt, này thì xứng trên vô biên độc khí cùng ánh sáng màu đen, khiến nàng nhìn qua giống như nhất vị thao túng thế gian kịch độc yêu ma, tà dị không gì sánh được, suy suy, chỉ ở tô giật ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn chứng kiến cái kia từng luồng sương mù màu đen cùng đại lượng ánh sáng màu đen, bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng hội tụ đi giống như là trăm sông đổ về một biển một dạng, cuối cùng ẩn nút xuống. Quá trình này rất nhanh, vẻn vẹn rằng co sau thời gian uống cạn tuần trà chính là kết thúc, mà đang ở tất cả song thời điểm, phong kỳ nhi đỉnh đầu chi chỗ, đột nhiên nhất viên hạt châu màu đen theo nàng huyệt bách hội từ từ dâng lên, ở nàng phía trên đỉnh đầu ba thước chi chỗ đình chỉ bất động, xoay chậm chậm, ở nơi này hạt châu màu đen lên, có quỷ dị quan mang phát ra lệnh tô giật xem một chút, đều cảm thấy con mắt sản sinh một tia đau đớn, ngao ngao, ở tô giật quan sát phía dưới, hắn càng thêm hoảng sợ phát hiện, Cư nhiên người lấy tàn hồn theo thần bí không gian bên ngoài, hướng về nơi đây mà tới. Những thứ này tàn hồn phát sinh thê thảm tru lên tiếng, liều mạng dùng dằn muốn thoát đi, nhưng này hạt châu màu đen trên tựa hồ tồn tại to lớn hấp xả lực, đem trực tiếp lôi vào hạt châu bên trong, tiện đà tất cả tru lên toàn bộ tiêu thất, hô, khi này chút tàn hồn toàn bộ tiêu thất chi về sau, phong kỳ nhi mặt khuôn mặt chi trên hồng nhuận một ít, nàng nhẹ nhàng phun ra một khẩu trọc khí tới, lập tức, hạt châu kia lại từng điểm từng điểm lần nữa chui vào vào nàng huyệt bách hội bên trong, biến mất không thấy, cô giật, phong kỳ nhi mở hai mắt ra, vui vẻ kêu lên, nàng trước tiên thấy được vô cùng ngạc nhiên tô giật, ngươi đột phá, nguyên chân kỳ ba trọng, tô giật kinh dị không ngớt, phong kỳ nhi đã nguyên chân kỳ ba trọng, nàng cái này mới tu luyện bao lâu thời gian a, tốc độ như thế, nếu như nói ra, không biết muốn dọa hỏng bao nhiêu người đi, là đây, chẳng qua còn kém hơn ngươi xa, phong kỳ nhi le lưỡi một cái đầu, nhìn ra được nàng tâm tình vô cùng tốt, tô giật trong lòng chấn động lay động không ngớt, chỉ cảm thấy nha đầu kia tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, bất quá hắn cũng rất tin tưởng một điểm, Phong Kỳ Nhi có kiếp khí hồn hồn trong người, bị đại ca Tây vô tình trong môn công pháp kích hoạt, khiến nàng tu luyện làm ít công to. Ngoài ra, lại thêm trên phía trước cái kia một viên thiên sát dung hồn đan, lại làm cho nàng thu được khó có thể tưởng tượng tốt chỗ, cho nên lúc này đột phá đến nguyên chân kỳ ba trọng, thực sự không phải là cái gì dự liệu ra sự tình. Phong Kỳ Nhi, ngươi vừa mới cái viên này hạt châu là cái gì, dường như có thể thôn vệ tàn hồn, tô giật hiếu kỳ, không khỏi hỏi như vậy, theo vừa mới cái viên này hạt châu lên, tôi giật nhận thấy được một rất khí tức quỷ dị, làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ. Vừa mới hạt châu kia, chính là thiên sát dung hồn châu luyện hóa chi sau lấy được bảo vật, chủ thể là thiên sát độc chu yêu đan, có thể thôn vệ tàn hồn, cũng có thể chuyển hóa ra trong đó tàn hồn lực cho mình sử dụng. Phong Kỳ Nhi suy nghĩ khoảng khắc, mà sau nói ra, ta quyết định, đã bảo nó dưỡng hồn châu, dưỡng hồn châu. tôi giật suy tư, phía trước đại ca Tây vô tình nói qua, như Phong Kỳ Nhi vận khí tốt, ở luyện hóa thiên sát dung hồn đang thời điểm, có thể khiến cho đang dược chuyển hóa ra một món bảo vật đến này thì nghĩ đến đại khái chính là chỗ này dưỡng hồn châu đi ngươi là nói cái kia dưỡng hồn châu có thể thôn vệ tàn hồn có phải là đang không ngừng ngưng tụ tàn hồn lực ở trong đó mà sau ở sau này chiến đấu bên trong thi triển ra để mà đối địch tôi giật hỏi chính là như vậy phong kỳ như nhẹ nhàng cười nói ta có thể không ngừng mà đối với dưỡng hồn châu tiến hành tế luyện thôn vệ càng nhiều tàn hồn liền có thể khiến cho nó uy lực càng đại ta cảm giác nếu như ta đem dưỡng hồn châu tế luyện đến nhãn hạ tu vi có khả năng tế luyện đến cực hạn cũng có thể cùng nguyên chân kỳ bảy tám trọng cường giả một trận chiến tôi giật lại một lần nữa bị khiếp sợ đến cái này dưỡng hồn châu cư nhiên kinh khủng như vậy có thể cho phong kỳ nhi thực lực đại tăng đây tuyệt đối là nhất kiện đáng sợ lợi khí vượt qua bốn năm trọng cảnh giới nhỏ mà chiến đây cũng không phải bình thường người có thể làm được bình thường mà nói cũng chỉ có rất nhiều đại thế lực bồi dưỡng ra được thiếu cân nhắc nhất, nhất đệ tử kiệt xuất mới có như năng lực này mặt khác Tô giật cũng có thể tưởng tượng đến, theo phong kỳ nhi tu vi càng ngày càng là tinh thâm, cái viên này dưỡng hồn châu cũng sẽ bị khai phát ra càng nhiều hơn tiềm lực. Chúng ta bá vương tông vị thứ ba ngự hồn sư A, khiếp sợ chi về sau, tô giật vui vẻ, phong kỳ nhi thực lực đã không tệ, bá vương tông cái này vị thứ ba ngự hồn sư, cũng sẽ nhanh chóng lớn lên. Hắn rất chờ mong, một ngày phong kỳ nhi trở thành chân chính cường giả chi về sau, tất nhiên sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, tô giật biết phong kỳ nhi cái này vị ngự hồn sư, là cùng một dạng ngự hồn sư không quá giống nhau giống như hắn cùng đại ca tây vô tình hai người loại này bình thường đều là không ngừng đề thăng chính mình linh hồn lực cùng nguyên khí tu vi do đó có nhiều hơn lực lượng đi dẫn động tàn hồn để mà cùng địch nhân mà chiến nhưng phong kỳ nhi tắc thì là đặc thù nàng cũng có thể điều động tàn hồn mà chiến nhưng cùng với lúc bên ngoài mạnh hơn thủ đoạn chính là dưỡng hồn châu thời gian dài tế luyện xuống đến bảo vật tương đối gần thì điều động ra tàn hồn uy lực còn đáng sợ hơn rất nhiều mặt khác Phong kỳ nhi kiếp khí độc hồn đặc tính, đã định trước nàng linh hồn lực lượng có thể dùng đến phát động kinh khủng hơn công kích, làm cho địch linh hồn của con người khó có thể chống đỡ. Đại nhân đi nơi nào, làm sao không thấy được hắn? Đột nhiên, Phong kỳ nhi nghi ngờ nhìn tô giật hỏi. Tô giật đương nhiên biết, nha đầu kia nói đại nhân, dĩ nhiên chính là đại ca Tây vô tình. Ha ha, tô giật nở nụ cười, nói, đại ca hắn A, à, hiện tại không biết có phải hay không là rất sung sướng đây. Khóe miệng hắn công lên độ cung, rất muốn biết đại ca tây vô tình cùng vô thường tiên tử trong lúc đó bây giờ rốt cuộc là cái dạng gì tình huống hắn tuyệt không lo lắng chỉ cảm thấy cái này sự tình sẽ không hướng hỏng bét phương hướng phát triển đi thôi chúng ta đi ra ngoài hẳn là không được bao lâu đại ca nên trở lại rồi tô giật nói đạo lập tức hắn mang theo phong kỳ nhi cùng nhau ly khai thần bí không gian tây vô tình nhất thì vẫn chưa về tô giật cũng không có muốn đi tìm ý tứ lấy đại ca tu vi ở phụ cận vùng đất này còn không có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn ở tô giật yêu cầu xuống phong kỳ nhi biểu diễn một cái nàng hôm nay năng lực chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đen theo nàng mi tâm lao ra chi về sau trực tiếp rơi vào một đống trong bụi cây rậm rạp một gốc cây tiểu cây mây phía trên cái này tiểu cây mây trong nháy mắt héo rũ ở độc tố hạ hóa thành bột miệng như này tinh chuẩn trưởng khống cùng so với trước kia đơn giản là long trời lỡ đất biến hóa tô giật tán thán không ngớt trước đây mới quen phong kỳ nhi thời điểm nha đầu kia căn bản không khống chế được kiếp khí độc hồn mỗi một lần phát tác ngoại nhân đều muốn cách xa nàng xa, chung quanh hoa cỏ cây cối đều sẽ bị vạ lây, đồng thời, độc phát thời gian, Phong Kỳ Nhi tự thân cũng hội ngất xỉu, hoàn toàn gánh không được cái kia chờ độc tố lực, bất quá bây giờ, nàng có thể tinh diệu như vậy nắm giữ này của lực lượng, cho mình sử dụng, đây hoàn toàn chính là thuế biến, tôi giật vì nàng vui vẻ không ngớt, cái này đơn thuần hiền lành nha đầu, rốt cục không cần giống như kiểu trước đây đa sầu đa cảm, tôi giật ở sau sơn tu luyện một hồi, ngự thiên quyết, hỗn nguyên trí tôn công, công thiên yêu cổ kinh cái này ba đại công pháp, hắn cho tới bây giờ cũng không có rơi xuống tu luyện, bây giờ ta nắm giữ ngự hồn sư thủ đoạn còn chưa đủ nhiều, có thời gian hay là nên đi ngự thiên cung một chuyến, nơi đó sẽ có không ít thứ tốt, tôi giật trong lòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy nên rút ra khoảng không đến ngự thiên cung tổng bộ đi một chuyến, trước đây cổ nhạc cung chủ cường liệt yêu cầu mình đi làm hoàn toàn kiểm tra đo lường, vẫn luôn không có quá tốt cơ hội, đại ca Tây vô tình tuy là tu vi cường hãn nhưng hắn dù sao cũng là một tán tu, nắm giữ tài nguyên quá ít, xa xa không so sánh được trên ngự thiên cung. Tô giật cảm thấy, quay đầu có thể mang phong kỳ nhi cùng nhau mang đi, nhìn nàng một cái vốn có kiếp khí độc hồn tình huống xuống, đến cùng là như thế nào linh hồn phẩm chất, không biết gia gia bọn họ thế nào, nghĩ đến ngự thiên cung, tô giật không khỏi là liền nghĩ tới gia gia chờ tô gia người. Lúc trước ở thánh vũ đại hội ở trên trận kia tử chiến, đã để hắn triệt để cùng thánh sơn vạch mặt, vì để ngừa vạn nhất, tô giật xin nhờ cổ nhạc cung chủ bọn họ xuất thủ, đem tô gia người rời đi, để tránh khỏi chịu đến Thánh Sơn tập sát. Qua một đoạn thời gian nữa còn kém không nhiều lắm một năm, Tô Giật không có được Tô Gia bất cứ tin tức gì, cũng không biết những người đó bây giờ đến cùng ra sao, để cho hắn quải niệm, vẫn là Gia Gia Tô Vân Thiên, cũng may lão Gia tử thương thế đã khỏi hẳn, điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng. Lại nói tiếp, cái này còn may mà Tô cùng ca Tô trưởng lão, ngoài ra, thần kiếm môn tình nghĩa cũng không gì sánh được sâu trọng, nghĩ tới những thứ này sự tình, Tô Giật tâm lý hiện ra vô biên nhớ tình chính mình con đường đi tới này gặp được một vị kia vị cố nhân cũng làm cho hắn thập phần lo lắng còn có uyển nhi cùng vương mập mạp hy vọng bọn họ không nên gặp chuyện xấu mới tốt lão nhị lão tam các ngươi bây giờ lại ở cái gì địa phương còn có tô thiên tước lần lượt từng bóng người ở tô giật trong đầu chợt hiện hiện tô thiên tước hư trần viêm lân tô uyển nhi vương thượng vũ mấy người này là tô giật bây giờ lo lắng nhất bọn họ cho đến ngày nay đều là không hề có một chút tin tức nào liền là sống là chết cũng không biết Tô giật muốn tìm kiếm, nhưng thiên hạ chi lớn, cũng không biết từ đâu chỗ tìm được. Lão đại, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đang lo lắng lão nhị cùng lão tam bọn họ? Tô tiểu soái không biết bực nào thì về tới mỏ sơn lên, rơi vào tô giật đầu vai, lên tiếng hỏi, yên tâm đi, lão nhị lão tam các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hy vọng tất cả mọi người bọn họ đều không sự tình, luôn luôn nhất thiên, huynh đệ chúng ta định đem lần nữa tụ thủ, lần nữa kề vai chiến đấu, nghe tô tiểu soái, tô giật ánh mắt chớp động, nắm tay chắc chẽ nắm lên nói đạo, nhất định sẽ, có huynh đệ chúng ta ở, bá vương tông tất phải quật khởi, phàm là ngăn cản người, tuy là thần ma, cũng có thể giết chết, tô tiểu soái con người ở giữa ba động ra ngũ thải quan hoa, nghiêm nghị uy áp thả ra, làm cho hư không rung động, tô giật nặng nề gật đầu, hắn bây giờ có thể làm, chính là làm cho bá vương tông thanh danh càng thêm vang dội, ở sáu lục địa ba châu nhất hải triệt để truyền bá ra đi, bị hư trần, tô thiên tước, tô uyển nhi đám người biết, mà men theo như vậy manh mối, những người đó có rất lớn cơ hội có thể tìm tới nơi này đến lúc đó bọn họ một đám huynh đệ làm lại cộng chiến thiên hạ tung hoành vũ nội bình định tất cả trở ngại bá chỉ ở tô giật cùng tô tiểu soái lúc nói chuyện một đạo thân ảnh già nua đột nhiên từ xa chỗ bay tới rơi vào trước mặt bọn họ chính là tây vô tình đại ca ngươi trở lại rồi tô giật nhìn đại ca bình yên vô sự trở về không khỏi cười nói thế nào cùng cái kia vô thường tiên tử trò chuyện còn khoái trá sao hắn bên trong tâm lý tràn đầy bác quái muốn bào căn cứu để, hỏi thăm ra đại ca cùng vô thường tiên tử giữa cụ thể cố sự, chỉ bất quá tay vô tình lúc này lại là gương mặt kéo lão trường, hắn tử tử mà nhìn chăm chú vào tô giật, không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, tô giật bị loại này nhãn thần trành đến hoảng sợ, hậu bối đều có chút cảm giác mát, đại ca, ngươi như thế nhìn ta chầm chầm làm sao, tô giật không chịu nổi, liền vội vàng hỏi, hắn còn muốn hỏi hỏi vô thường tiên tử đi đâu chứ, làm sao đại ca dùng loại này nhãn thần xem cùng với chính mình. Tiểu hỗn đảng ta hỏi ngươi, tiểu thúy là ai tây vô tình nhãn trầm như nước ngôn ngữ rét lạnh ê, tô giật nghẹn mình tại sao lại thành tiểu hỗn đảng rồi hả hắn bất đắc dĩ giang tay ra liếc mắt nói ta cũng không biết tiểu thúy là ai a à? người hỏi ta ta đi hỏi ai đây à tô giật nội tâm không hề sống lớn hắn là thật không biết tiểu thúy là ai nguyên do bởi vì cái này người là hắn bị đặt đi ra căn bản là giả dối không có thật tồn tại a à? tây vô tình nghe lời này một cái kém chút bị tức chết hắn hung hăng lấy tô giật nói hảo tiểu tử ngươi bây giờ bắt đầu học được lừa ta đúng vậy, liền đại ca ngươi ta đều cái hố, tiểu tử ngươi còn có thể có điểm nhân tính sao? À, hắn là giận thật, nói hầu như chính là đang gầm thét, tô giật biểu môi, giải thích, đại ca, cái này là chính mình gây phiền toái, hết lần này tới lần khác còn vạ lây đến ta, ta không bị đặt ra một cái tiểu thúy đến, không làm được là muốn chết ở ngươi cái kia tình nhân cũ trong tay, ngươi cảm thấy ta tình thế cấp bách chi hạ làm như vậy có khuyết điểm sao? Ngươi, tay vô tình thở phì phò, nhưng lại đối với tô giật không làm sao được. Cái kia bà nương hoàn toàn chính xác khó chơi, mà tiểu tử cũng đầy đủ nhạy cảm, lúc này mới nghĩ ra một cái cái gì tiểu thúy, vì là dời đi vô thường tiên tử chú ý lực, không muốn ở trong tay nàng chịu đau khổ. Xét đến cùng, nồi này đích thật là tây vô tình chính mình, không tới phiên tô giật đi lưng, thiệt thòi ta một mạch giúp ngươi tiểu tử, ngươi dĩ nhiên như này lừa ta, tây vô tình cuối cùng đau lòng ôm đầu nói đạo, gương mặt quán niệm, tô giật chưa từng thấy hắn như này biểu tình đây, hắn móc ra hồ lô rượu, hung hăng đổ một hớp lớn, cười khổ không thôi hừ, ngươi không muốn ban hắn, vậy đi được rồi, ở nơi này lúc, một tiếng hừ lạnh truyền đến, chợt chính là chứng kiến nhất vị 40 tả hữu cung giả trang phu nhân theo cao hàng không lâm mà xuống, phụ nhân này khuôn mặt tuyệt mỹ, tản ra một tuyệt đối thành thục ý nhị, nhưng trên trán cũng là mãn hàm sát khí, chính là vô thường tiên tử, nàng đến chi về sau, đầu tiên là trường tây vô tình liếc mắt, mà sau quay đầu nhìn về phía tô giật, nói, tiểu tử, lão hỗn đảng kia không muốn giúp ngươi để hắn đi thôi, hắn vừa đi, lão nương lập tức gia nhập vào ngươi cái này cái gì bá vương tông, cũng có thể thay thế hắn vị trí chứ, mắt thấy cảnh tượng này, tô giật lập tức hiểu cái gì, cảm tình đại ca Tây vô tình cùng cái này vô thường tiên tử trong lúc đó, đã không có chuyện gì nữa à, bộ dáng như hiện tại rõ ràng chính là thuần túy ở đấu khí A, hoàn toàn không giống ngay từ đầu muốn đã sanh đã tử, có gì đó quái lạ A à, có gì đó quái lạ, tô giật trong mắt chuyển không ngừng, các loại suy đoán theo trong lòng xẹt qua. Vô thường tiên tử vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, đây chính là tuyên bố muốn giết đại ca Tây vô tình, nhưng bây giờ lại là bộ dáng này, cái này ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra tình huống, tiểu hàng, ngươi đừng làm rộn, Tây vô tình lập tức chất lên tiếu dung, hướng về phía vô thường tiên tử nói đạo, vẻ mặt lấy lòng dáng dấp, tô giật cùng tô tiểu soái hai mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhất là tô tiểu soái hắn vừa trở về không lâu sau, lúc này thấy vẻ mặt mộng bức, lão đại, Tây vô tình đại ca có phải hay không ở bên ngoài trước lấy trên phong lưu nợ, tô tiểu soái nhẹ giọng hỏi, bất quá hắn thanh âm tuy nhỏ, vốn lấy tay vô tình cùng vô thường tiên tử tu vi, cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng, câm miệng, ngươi một cái tiểu thí hài tử biết cái gì gọi là phong lưu khoản nợ sao, tay vô tình lập tức trợn mắt nói, tô tiểu soái biểu môi, lẩm bẩm trong miệng, mình làm chuyện xấu, còn không cho người nói, mắt thấy tay vô tình lại muốn bạo tẩu, tô giật lập tức hòa giải nói, đại ca ngươi đừng nóng giận, hai người các ngươi chỉ cần không có việc gì thì tốt rồi, hừ, tay vô tình lạnh trên một tiếng, phân biệt trừng tô giật cùng tô tiểu soái liếc mắt, mà sau cũng không truy cứu nữa cái gọi là tiểu thúy việt tiền bối người mới vừa nói muốn gia nhập bá vương tông là thật sao bỗng dưng tô giật nhìn về phía vô thường tiên tử hưng phấn nói nếu nói như vậy tiền bối kia sau này sẽ là bá vương tông đại cung phụng địa vị tôn sùng cái này sự tình cứ quyết định như vậy qua một thời gian ngắn chờ bá vương tông tất cả ổn định lại lại vì tiền bối cử hành vào tông nghi thức hắn vội vàng nói lấy rất sợ vô thường tiên tử đổi ý nói đùa cái này nhưng là một cái nguyên hoàng kỳ cửu trọng tồn tại, thực lực có thể so với hỗn loạn vực nhị lưu thế lực tông chủ trưởng môn cái kia cấp bậc, mạnh như vậy người, nếu như có thể ở lại bá vương tông nói, đó đích xác là chuyện cầu cũng không được tình. Vô thường tiên tử nghe vậy lập tức trắng tô giật liếc mắt, nói, tiểu tử ngươi thật đúng là hội thuận cây mà trèo, ta mới vừa nói, lão hỗn đảng kia không giúp ngươi, ta mới, nàng nói được nửa câu, tô giật liền ý thức được không ổn, đây thật là muốn đổi ý nhịp điệu A. Hắn không khỏi là lập tức cắt đứt Vô Thường Tiên tử, giả vờ không hiểu nói, Tiên tử Đại cung phụng Tiền Bối, đã đều là bá vương tông người cái kia lẫn nhau nên hiểu rõ hơn một điểm mới là a, à. nói Tiền Bối, ngày năm nay có 28 tuổi ấy ư, năm đó nhận thức đại ca thời điểm, chẳng phải là mới 7, 8 tuổi, hắn nháy mắt, nhìn Tây vô tình lại nhìn Vô Thường Tiên tử, làm bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ, nghe lời này một cái, Vô Thường Tiên tử tức thì mặt mày hớn hở, con ngươi chính giữa sát khí đều tiêu tán không thiếu tiểu tử ngươi cái này miệng thật đúng là ngọt cực kỳ, không giống một cái lão già khốn nạn, chỉ biết nói chút lời khoác lác suông. Vô thường tiên tử đột nhiên hé miệng cười, thành thục ý nhị trung, đồng thời lại hiển hiện ra vài phần ngượng ngùng thái độ tới, nhanh nhìn, đại ca đều xem ngây dại, tô tiểu soái bỗng dưng quái khiếu, tiểu soái ngươi có tin ta hay không đem ngươi hầm, tay vô tình nghiêm mặt quát lên, tô giật một hồi cười to, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại ca tây vô tình giống như nay thiên như vậy cũng bách quá, cái này vô thường tiên tử, xem ra là đại ca khắc tinh a à. cái này lúc vô thường tiên tử lại mở miệng nói tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu dễ nghe nói là có thể để cho ta ở lại bá vương tông sáu lục địa ba châu nhất hải mười đại nhất lưu thế lực đều muốn để cho ta gia nhập vào lão nương liền chẳng thèm để ý bọn họ ngươi một cái nho nhỏ bá vương tông liền càng đừng hy vọng ta thật ở lại chỗ này tô giật nghe không nói gì hắn biết vô thường tiên tử nói là sự thực lấy tu vi của đối phương vô luận đi tới cái gì địa phương đều sẽ được người coi trọng mặc dù là nhất sơn nhị giáo tam tông tứ môn, cũng sẽ tôn sùng là thượng khách. Hôm nay bá vương tông, đích xác không có cái gì có thể hấp dẫn đối phương, ngoại trừ đại ca Tây vô tình. Vô thường tiên tử nói xong chi về sau, chính là lập tức phi thân mà đi, rời khỏi nơi này. Nhưng tô giật đám người cảm giác phía dưới, biết nàng cũng không hề rời đi mỏ sơn phạm vi. Đại ca, chuyện này, tô giật lập tức nhìn về phía Tây vô tình, có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi chớ nhìn ta, chúng ta sổ sách còn không có toán tin tường. Tây vô tình tức đầy bụng không có chỗ vung, bạch nhãn cái này tiếp theo cái kia lật, không có một điểm hòa nhã sắc, hắc hắc, tô giật cười đắc ý, nói, đại ca ngươi đừng có gấp A, chỉ cần ngươi có biện pháp đem cái này vô thường tiên tử ở lại bá vương tông, chuyện của các ngươi tình liền quấn ở thân ta lên, được không? Hắn hướng về phía tây vô tình chớp chớp nhãn, tâm lý vẫn còn ở tính toán đem vô thường tiên tử lưu xuống, ngươi thật muốn nàng lưu lại sao? Tây vô tình chậm rãi bình phục một ít, nghi ngờ hỏi, đại ca, ngươi đừng nhìn ta nhỏ, nhưng việc này tình ta thấy phi thường rõ ràng, ta liền xem sớm ra ngươi và cái kia vô thường tiên tử quan hệ khẳng định không bình thường, thế nào, ngươi giúp ta lưu nàng lại, ta giúp ngươi ở trước mặt nàng nói tốt một chút, tô giật cười nói, hắn chính là là người của hai thế giới, cứ việc vẫn là hai thế sử nam, nhưng loại này sự tình, kiếp trước những thứ kia trong kịch TV có thể thấy cũng nhiều đi, đại ca cùng vô thường tiên tử trong lúc đó, tuyệt đối là cái kia loại giống như rồi giết tiết mục, việc này chính ngươi muốn làm pháp đi, tay vô tình lại trợn mắt nói. Tô giật trầm mặt một hồi, có đại ca những lời này, hắn cũng rốt cục yên tâm không thiếu. Dù sao, hắn đối với vô thường tiên tử cũng không biết một tí gì, đã đại ca để cho mình muốn làm pháp, vậy nói rõ người này là có thể lưu, sẽ không đối với bá vương tông có hư chỗ. Này thì đại ca đang cùng mình giận dỗi, tô giật phạm không được tiếp tục hướng nòng súng trên hận, chờ đại ca bớt giận sẽ cùng hắn thương lượng xong. Đại nhân, ở nơi này lúc, phong kỳ nhi từ xa chỗ đã đi tới, nàng đứng ở tây vô tình đối diện, một mực cung kính thi lễ một cái đã xuất quan rồi hả? Tây vô tình biểu hiện trên mặt rốt cục nới lỏng, hắn không khỏi hỏi, thế nào, thiên sát dung hồn châu luyện hóa thành công rồi không? Cái kia bảo vật là hay không cô động hoàn thành? Phong kỳ nhi biết hắn hỏi là cái gì? Trong nháy mắt đem dưỡng hồn châu phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt trong sân một mảnh khí tức âm trầm tịch quyển, có oan hồn kêu trên tiếng phiêu đảng, tốt, tây vô tình trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chứng kiến phong kỳ nhi biểu hiện, lúc trước viền muộn thoáng thì đảo qua mà khoảng không lúc trước hắn liếc mắt liền thấy được phong kỳ nhi thể chất thiên phú giúp lòng bồi dưỡng hồi lâu rốt cuộc thấy được nàng có to lớn như vậy thành quả vô cùng tự nhiên hài lòng phong kỳ nhi hết thảy đều là đại nhân ban tặng không có đại nhân phong kỳ nhi có thể hiện tại đã chết phong kỳ nhi nói đạo tây vô tình tắc thì là lắc đầu nói đây hết thảy đều là chính ngươi nỗ lực kết quả ta chỉ là cho ngươi cung cấp một ít cơ hội mà thôi nếu không phải ngươi ý chí đầy đủ kiên định tâm niệm đầy đủ cường đại ở ải thứ nhất thời điểm liền bả khống không được độc hồn lực mà trực tiếp mất mạng ngươi nếu thật muốn báo đáp ta lấy sau tiếp tục cố gắng tu luyện trở thành đương thế cường giả là được phong kỳ nhi ghi nhớ đại nhân giáo huấn phong kỳ nhi đem dưỡng hồn châu thu hồi ánh mắt chớp động cung kính mà đạo tôi giật nghe những lời này hai hàng lông mày nhẹ nhàng cao phong kỳ nhi cho tới hôm nay vẫn còn ở đối với tây vô tình mở miệng một tiếng đại nhân mà hô nàng có thể biết đại ca là muốn thu nàng làm đồ chỉ bất quá ban đầu bằng lòng buông tha phong gia thôn điều kiện chính là làm cho nàng phụng dưỡng đại ca cùng mình cái kia thì sở dĩ không có trực tiếp thu nàng làm đồ là vì để tránh cho phong kỳ nhi một lòng chỉ nhớ mong phong gia thôn những thứ kia người vô tình vô nghĩa mà vô tâm tu luyện vừa muốn ra như vậy một cái biện pháp tới hiện tại thời gian dài như vậy trôi qua tôi giật cảm thấy phong kỳ nhi tâm lý còn có chấp niệm như trước đem mình làm một cái thị nữ góc sắc chỉ bất quá cái này thị nữ muốn sống được lâu hơn một chút lúc này mới cần nỗ lực tu luyện mà thôi lấy sau tìm cơ hội nhắc nhở nàng một chút đi tôi giật trong lòng suy nghĩ hắn chỉ cảm thấy có một số việc phải cùng phong kỳ nhi nói rõ phản chính đại ca tây vô tình không quá phương tiện nói thẳng cái kia liền do tự mình tiến tới được rồi theo phong kỳ nhi đến tô giật tô tiểu soái tây vô tình ba người giữa bầu không khí rốt cục thay đổi qua đây bọn họ cùng một chỗ hàng huyên không thiếu tô giật cũng cuối cùng từ đại ca tây vô tình trong miệng biết vô thường tiên tử vốn tên là là gọi ngu thu hàng đồng dạng là một vị tán tu chỉ bất quá vô thường tiên tử ngu thu hàng tu vi vẫn luôn muốn áp đại ca tây vô tình một đầu qua nhiều năm như thế, đối phương đã nguyên hoàng kỳ cửu trọng, mà đại ca tắc thì là trước đó không lâu mới đột phá đến nguyên hoàng kỳ bát trọng. Tô giật phi thường kinh ngạc, chỉ cảm thấy đại ca Tây vô tình ở lúc còn trẻ, tuyệt đối không phải bây giờ nhìn lại cái dạng này, có thể cũng là một cái đa tình, bằng không vô thường tiên tử làm sao sẽ xem trên hắn, hoặc có lẽ là đại ca là sử dụng đặc biệt gì thủ đoạn. Bất quá về điểm này, Tây vô tình là đánh chết cũng không thừa nhận, hắn cũng không có cùng tô giật đi nói qua nhiều tỉ mỉ, chỉ là nói cho hắn, giữa hai người quả thật có qua một việc tình, nhưng tương đối phức tạp, vài ba câu căn bản nói không tin tường, tô giật cũng không dễ chịu nhiều truy vấn, dù sao đây coi như là thế hệ trước lịch sử di lưu vấn đề, chính mình không tất yếu dính vào nhiều lắm, phản chính hiện tại vô thường tiên tử ngu thu hàng tạm thời lưu tại bá vương tông, nếu như tất yếu phải vậy, tô giật cảm thấy có thể đi nhiều tác hợp bọn họ một cái thì tốt rồi, tông chủ, việc vui, đại hỷ sự a đột nhiên. Một tiếng mừng như điên tiếng kêu to từ xa chỗ truyền đến, một cái nhỏ gầy lão giả thần tốc phi khoảng không tới, ông lão bực nào thì kích động như thế, tô giật cao mi, cái này bay tới người chính là ông chính quyền, mỏ trên khai thác ra nguyên thạch đều là hắn trưởng quản, tông chủ, hai vị đại nhân, nhìn thấy tô giật, tây vô tình, tô tiểu soái mấy người chi về sau, ông chính quyền nỗ lực dừng hưng phấn trong lòng, vội vàng nói, tam tinh nguyên thạch, chúng ta đã đào được đại lượng tam tinh nguyên thạch, tam tinh nguyên thạch, tô giật, tây vô tình mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, mỏ trong núi rốt cục đào được tam tinh nguyên thạch loại này nguyên thạch có thể không như bình thường a à, cái kia ở bình thường giao dịch ở giữa đều là ít thấy vô cùng chẳng qua tô giật cao hứng thì cao hứng nhưng tam tinh nguyên thạch là sớm đã theo dự liệu sự tình nam cung ngưng nguyệt trước đây thăm dò kết quả liền biểu thị nơi đây tồn tại không ít tam tinh nguyên thạch cái này cũng không đến nỗi làm cho ông chính quyền kích động như thế mới là a à, không chỉ là tam tinh nguyên thạch mắt thấy tô giật đám người hài lòng hơn cũng không có qua nhiều dám vẻ kích động ông chính quyền liền vội vàng nói công chủ chúng ta càng đi hạ đào tam tinh nguyên thạch tính chất cũng càng ngày càng tốt, cho nên ta phi thường khẳng định, phía dưới tuyệt đối sẽ xuất hiện tứ tinh nguyên thạch, tứ tinh nguyên thạch, tô giật, tô tiểu soái, tây vô tình ba người nhìn nhau, tất cả đều theo với nhau đôi mắt bên trong nhìn thấu kinh hải tình, tứ tinh nguyên thạch nói, vậy coi như thật đại phát, một khối tứ tinh nguyên thạch, đó chính là tương đương với một triệu khối nhất tinh nguyên thạch a, nếu như có thể đào ra mấy mười vạn đồng, cái kia chỉnh thể giá trị tuyệt đối đều muốn vượt lên trước mỏ trên một, hai, ba ngôi sao nguyên thạch giá trị tổng hòa. Mấu chốt nhất chi ở vào với, phẩm cấp càng cao nguyên thạch càng là hy hữu, dùng để tu luyện, hiệu quả kia nhưng là phải tốt trên quá nhiều. Chẳng qua cái này số lượng tô giật chỉ dám suy nghĩ một chút, thật nói vậy, vậy quá dọa người một điểm. Cụ thể tàn lượng còn không có pháp xác định, chẳng qua số lượng cũng không thiếu. Nam cung nha đầu kia an bài nhân thủ, đang ở khẩn la mật cổ khai thác, không được bao lâu sẽ có đại khái kết quả. Ông chính quyền theo xuất hiện đến bây giờ, há miệng thủy trung liệt, sẽ không hợp lại quá, có thể thấy được hắn hưng phấn trình độ nhanh hơn khai thác đi tôi giật gật đầu đem tâm lý cổ này tâm tình kích động áp chế xuống nói đạo hắn còn không có gặp qua tứ tinh nguyên thạch đây không nghĩ tới cái tòa này mỏ trung cư nhiên xuất hiện nam cung ngưng nguyệt thật đúng là hắn phúc tinh a à. chính mình thuận tay cứu hạ bọn họ cư nhiên mang đến to lớn như vậy tài phú những thứ này nguyên thạch sẽ trở thành bá vương tông nội tình có thể bồi dưỡng được rất nhiều cường giả đúng rồi mỏ sơn còn bao lâu nữa khai thác hoàn tất bỗng dưng tôi giật hướng về phía ông chính quyền hỏi tôi giật từng có hiểu rõ bình thường một tòa nguyên thạch khoáng sơn khai thác, cần thời gian, căn cứ cấp giữ lượng bất đồng cũng sẽ dài ngắn không đồng nhất, nhưng một dạng tam lưu thế lực có khả năng nắm giữ được tài nguyên khoáng sản, nhân thủ đầy đủ tình huống xuống, đại để đều ở đây một cái nguyệt đến năm sáu cái nguyệt bộ dáng như vậy, bây giờ bá vương tông đã khai thác nhanh ba cái nguyệt, tiến trình có thể cũng hơn phân nữa, khởi bẩm tông chủ, cái tòa này mỏ sơn tàn lượng vô cùng phong phú. Ta phỏng chừng còn cần ba cái nguyệt tả hữu thời điểm tài năng triệt để khai thác hoàn thành, ông chính quyền đạo thời gian này cùng tô giật suy đoán không sai biệt lắm, nói rõ cái tòa này tài nguyên khoáng sản vẫn là cực kỳ phong phú, quan trọng nhất là, bên trong nguyên thạch phẩm cấp đầy đủ cao, được, ta biết rồi, sự tình liền giao cho các ngươi đi làm, chờ khai thác kết thúc, mọi người luận công ban thưởng, tô giật gật đầu, hướng về phía ông chính quyền nói đạo, phải, tông chủ, ông chính quyền mừng rỡ nói, nghe được sắp sửa khai thác ra tứ tinh nguyên thạch tin tức, tô giật cũng tâm tình thật tốt lên. Hắn thậm chí tự mình đi đến rồi hầm mỏ bên trong, muốn gặp gỡ một cái tứ tinh nguyên thạch dáng vẻ. Bây giờ, bá vương tông thợ mỏ đã có hơn 3.000 người, quy mô khá lớn, khai thác tốc độ cũng hoàn toàn có thể cùng lên. Mà trong đó, nguyên bản thiên chu tông người liền chiếm hơn phân nửa, trong đó còn có mấy vị nguyên hoàng kỳ cường giả. Ngoài ra, ngọc đỉnh tông mấy cái nguyên hoàng kỳ cũng bị ném tới mỏ trong núi làm thợ mỏ sử dụng, điều này làm cho bọn họ vô cùng biệt khuất. Nhưng ở bá vương tông hung uy phía dưới, lại không được đi làm loại này việc bẩn việc mệt nhọc, những thứ kia bị chiêu mộ ở đây tán tu thợ mỏ, tắc thì là từng cái tràn đầy nhiệt tình, bởi vì hắn nhóm mấy cái này nguyệt đều lãnh được thuộc về mình nguyên thạch, cũng chính là tiền công. Bá vương tông nơi đây cũng không phải là hắc chỗ trú, cái này hành sự có thể sánh bằng có chút đại thế lực mạnh hơn nhiều. Nhìn đây hết thảy tỉnh tỉnh hữu điều dáng vẻ, tô giật vừa lòng phi thường, đối với nam cung ngưng nguyệt năng lực cực kỳ thưởng thức, chủ nhân, không xong, nhưng mà, đang ở tô giật tâm tình thật tốt thời điểm, thanh hoàng đột nhiên xông vào hầm mỏ bên trong, đi sắc thông thông gián dấp, đã xảy ra chuyện gì? Tô giật bản năng nhận thấy được một ít không đúng địa phương, không khỏi vạn mi hỏi, tiểu soái đại nhân đang bên ngoài phát hiện huyền kiếm môn niên trưởng lão, thấy hắn bản thân bị trọng thương, liền trực tiếp dẫn theo trở về, chủ nhân ngươi nhanh đi, thanh hoàng vội vàng nói, niên trưởng lão, tô giật trong lòng thất kinh, niên trưởng lão phía trước không trả mang theo quý hàm nặc xuất hiện, muốn ngăn lại vô thường tiên tử, do đó cứu chính mình sao, chẳng qua hiển nhiên niên trưởng lão biết vô thường tiên tử không dễ chọc, cũng minh bạch nàng cùng tây vô tình quan hệ biết tô giật không có đại sự cho nên thức thời mang theo quý hàm nặc ly khai làm sao lúc này hắn hội xuất hiện ở bá vương tông mỏ sơn phụ cận hơn nữa còn bị thương thật nặng tô giật không làm suy nghĩ nhiều trực tiếp xông ra hầm mỏ là chỉ có niên trưởng lão một cái người sao hàm nặc cô nương đâu đường xá bên trong hắn hướng về phía thanh hoàng hỏi lần nữa chỉ có niên trưởng lão một cái người cũng không thấy quý đại tiểu thư tiểu soái đại nhân tới lúc hắn trở lại đã chỉ còn một hơi thở dáng vẻ tây vô tình đại nhân đang ở thi cứu tình huống cụ thể còn không tin tường thanh hoàng đạo Tô giật gương mặt tức thì biến được âm trầm như nước, không cần phải nói, quý hàm nặc có thể đã xảy ra chuyện. Trong lời nói, tô giật cùng thanh hoàng hai người đã trực tiếp vọt vào sơn động đại điện ở giữa. Nhất vị lão giả, chính cả người trên huyết mà ngồi ở một tấm tiểu sàn chi lên, tay vô tình tại đây thân về sau, từng cổ một hùng hồn nguyên khí không ngừng mà độ vào lão giả trong cơ thể. Chu Vi, Dương Minh, Âm Minh, Vệ Linh Hoàng, tô tiểu soái bọn người ở. Phốc. Đột nhiên một muộn muộn huyết theo lão giả trong miệng thốt ra, bên ngoài khuôn mặt lập tức biến được trắng bệch như tờ giấy thần tình uể oải chẳng qua cái này một muộn muộn huyết cũng để cho lão giả thần thái ung dung không thiếu hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bốn phía hắn đã phục hạ đang dược không có nguy hiểm tánh mạng chẳng qua thương thế trên người còn cần một ít thời gian điều dưỡng tay vô tình theo sàn thượng xuống tới ra nói rằng niên trưởng lão chuyện gì xảy ra tình ngươi làm sao sẽ bị thương như thế trọng còn nữa hàm nặc cô nương đây nàng không phải là cùng ngươi cùng nhau sao Tô giật thần tốc đi tới sàn trên lão giả trước người, gấp gáp hỏi, Tô Tông Chủ, chứng kiến Tô giật xuất hiện, hơn nữa bá Vương Tông rất nhiều cường giả cũng ở đây, niên trưởng lão không khỏi gắn bó run rẩy, nói, Tô Tông Chủ, ngươi nhanh đi mau cứu đại tiểu thư, nàng bị thanh minh Tông người bắt đi, niên trưởng lão ngươi đừng vội, nói cho ta chuyện đã xảy ra, Tô giật nỗ lực ổn định dòng suy nghĩ của mình, lần nữa bình tĩnh hỏi, hắn hai mắt gắt cao nhìn niên trưởng lão, ở giữa không có một chút sóng lớn, tự hồ bị hắn trạng thái như vậy lây, niên trưởng lão nhẹ nhàng hô hấp một hơi nói ngươi bị vô thường tiên tử bắt ta biết nàng cùng tuyệt mệnh diêm la tây vô tình quan hệ cảm thấy vô thường tiên tử sẽ không thật thương tổn ngươi cho nên liền dẫn đại tiểu thư ly khai chi sau tiểu thư vẫn là yên tâm không xuống hay là muốn tới bá vương tông nhất định gặp lại ngươi không việc gì nàng mới hội chân chính yên tâm cho nên ta ở an bài huyền kiếm môn những đệ tử khác chuyện tình chi về sau liền dẫn đại tiểu thư lần nữa hướng bá vương tông mỏ sơn phương hướng mà tới chỉ là ở nửa đường thời điểm lại đột nhiên gặp được thanh minh tông người, ngay trong bọn họ có hai vị nguyên hoàng kỳ cường giả, một người trong đó càng là nguyên hoàng kỳ sáu trọng, ta không phải là đối thủ, bị bên ngoài kích thương, đại tiểu thư cũng bị bọn họ bắt lại, ta vốn định lại liều mạng nhất cái, nhưng nhất sau đại tiểu thư hô to, để cho ta tới bá vương tông tìm tô tông chủ, thanh minh tông người không muốn thả ta ly khai, một đường truy sát, ta dùng hết toàn lực, lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua bọn họ, tô giật nghe xong, lúc này mới biết chuyện đã xảy ra, tiểu tử cái này sự tình sợ rằng có chút kỳ quặc ở thất tinh kiếm tông cùng kim đao tông lần lượt bị diệt chi về sau cái kia thanh minh tông sợ rằng ẩn nứt cũng không kịp lúc này lại còn dám chủ động sinh sự nói rõ bọn họ tự hồ không có sợ hãi a à. tây vô tình nhíu mày suy nghĩ một chút nói đạo còn lại người nghe vậy tất cả đều khẽ gật đầu sâu thấy nói thế hữu lý không nói bá vương tông riêng là huyền kiếm môn cùng lục hợp tông liên thủ phía dưới đều đủ thanh minh tông chịu được chẳng qua cái kia hai đại tông môn bây giờ vội vàng quản lý tân đón lấy thành trì còn không có công phu đi để ý tới thanh minh tông mà thôi, nếu không thì sợ là sớm đã muốn làm pháp diệt trừ hắn nhóm, cho nên nói, thanh minh tông vào lúc này xuất hiện dị động, nhất định là có nhất định cậy vào, tô tông chủ, người có thể nhất định phải đi mau cứu đại tiểu thư A, niên trưởng lão dùng khao khát ánh mắt nhìn tô giật, hắn cũng minh bạch tây vô tình theo như lời nói như vậy rất có thể là thật, cái này ở giữa không làm được hội có âm mưu gì cũng không nhất định, hắn niên trưởng lão vẫn là hy vọng tô giật có thể xuất thủ, hắn tự nhiên nhìn ra được đại tiểu thư đối với thiếu niên này tồn tại thâm hậu tình cảm nhưng hắn vẫn không tin tưởng tô giật tâm lý sẽ ra sao có thể hay không vì đại tiểu thư mà ra tay niên trưởng lão ngươi ở trong này cứ an tâm dưỡng thương thanh minh tông thật sao bọn họ nếu dám động hàm nặc cô nương một đầu ngón tay ta nhất định muốn bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong tô giật vẫn duy trì thanh âm bình ổn hướng về phía niên trưởng lão nói đạo nói chuyện đồng thời hắn chậm rãi xoay người hướng về đại điện bên ngoài đi tới tại chuyển người trong nháy mắt Vô biên sát phạt tàn nhẫn khí độ theo tô giật con ngươi ở giữa bạo xạ ra, hắn đáy mắt có xích sắc quan mang chấp diệu, như xúc tích huyết sắc, hơi lạnh thấu xương chợt hàng lâm, làm cho đại điện ở giữa không khí đều biến được băng lãnh một mảnh, ngồi xếp bằng ở sàn ở trên niên trưởng lão, tại dạng này khí thế bên trong, cả người trực tiếp cương thẳng lên, thẳng đến tô giật đi ra đại điện mới vừa chuyển biến tốt đẹp, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng, theo ta đi đầu một bước, đi một chuyến thanh minh tông, mặt khác, lập tức triệu tập còn lại mang yêu thú hôm nay ta muốn sang bằng thanh minh sơn tô giật bay thẳng khoảng không dựng lên không biết bực nào thì viêm giật ma hổ đã làm xong chuẩn bị lướt đến rồi tô giật chân xuống phải chủ nhân mấy vị thú hoàng tức thì xông trên cao khoảng không đứng ở tô giật bên người đạp vân ngân báo xích phong hắc tình yêu hầu chờ mang yêu thú tắt thì là trực tiếp lướt ra ngoài mỏ sơn xông vào vô biên tùng lâm phát sinh từng tiếng kéo dài tru lên bắt đầu tập kết càng nhiều hơn mang yêu thú lão đại ta cũng cùng đi với ngươi Tô Tiểu Soái bay đến Tô Giật đầu vai lên, trầm nói rằng, đại ca, Mỏ Sơn liền làm phiền ngươi một người, Tô Giật quay đầu, xem xuống phía dưới tay vô tình nói đạo, tiểu tử ngươi yên tâm đi, có ly hỏa huyền dương giới ở, Mỏ Sơn tuyệt đối không ngại, tay vô tình gật đầu, hướng về phía Tô Giật đạo, Tô Giật không tiếng động gật đầu, mà hậu chiêu cánh tay vung lên, khẽ quát một tiếng, chúng ta đi, phim giật ma hổ trong miệng phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, thoáng thì đạp khoảng không lao ra, ở Tô Giật dẫn dắt phía dưới mấy đạo thân ảnh theo bá vương tông mỏ sơn xuất phát nhanh lướt mà ra đằng đằng sát khí càng nhiều hơn mang yêu thú bị triệu tập lại nối liền không dứt trầm thấp triếp gào ở đất rừng trong lúc đó truyền lại mà ra đứng ở viêm dược ma hổ lưng lên tô giật song quyền cầm thật chặt gương mặt âm lãnh đến đáng sợ phản phất là muốn chảy ra nước quý hàm nặc là yên tâm không hạ chính mình cho nên phải cầu niên trưởng lão hướng bá vương tông mà đến lúc này mới bị thanh minh tông người đụng tới tiến tới cướp đi vô hình bên trong kinh khủng lửa giận ở thiếu niên trong lòng cháy hừng hực, như hàm nặc cô nương có bất kỳ sơ thất nào, ta nhất định muốn thanh minh tông mọi người hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Tô giật một đôi trong ánh mắt hung quang thao thao, nói nhỏ mà đạo, viêm giật ma hổ tốc độ phi thường nhanh, yêu hư cảnh phi hành mang yêu thú, so với hắn chính mình tốc độ đi đường muốn nhanh hơn rất nhiều, nhưng tô giật vẫn còn có chút không kịp đợi, không lâu sau chi về sau, trực tiếp từ thanh hoàng mang theo bọn họ mà đi, thẳng đến thanh minh tông vị trí, tô giật, tô tiểu soái, thanh hoàng, Dương Minh, Âm Minh, Vệ Linh Hoàng mấy người, đều là phóng xuất ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, ở giữa hư không phô triển ra, sở trải qua chi chỗ, vô luận nhân tộc hoặc là thú tộc, đều là bị kinh động, nhiều như vậy hoàng cấp cường giả xúc động, lại phát sinh đại sự gì sao, có vũ giả ngửa đầu ngắm thiên, đờ đẫn nói đạo, tự hồ là thú hoàng khí tức, thật là đáng sợ, phụ cận đây lúc nào có nhiều như vậy cường đại thú hoàng, cũng có người cảm giác được thanh hoàng đám người khí tức, trở nên hoảng sợ, bá vương tông, nhất định là bá vương tông chỉ có bá vương tông tài năng đồng thời tụ tập nhiều như vậy thú hoàng đồng thời giá minh một trương đảm xông vào nhân loại địa bàn tiến lên không ít người rất nhanh đoán được điểm này bởi vì bọn họ đều là biết có thể triệu tập nhiều như vậy thú hoàng người chỉ có bá vương tông bá vương tông người lần nữa xúc động thiếu niên kia chẳng lẽ lại muốn ồn ào ra cái gì động tĩnh lớn sao mọi người nghĩ tới mấy tháng trước sự tình bá vương tông rất nhiều hoàng cấp mà ra đồng thời vô số mang yêu thú nhất lên đáng sợ thú triều trực tiếp đem thất tinh kiếm tông cùng kim đao tông trước sau ném đi mà lần này nhìn những thứ này thú hoàng khí thế hung hung dáng dấp rõ ràng lại muốn phát sinh đại sự ông nghĩ như vậy pháp có không ít người bắt đầu hướng đám người kia mà đi phương hướng đuổi theo muốn tìm hiểu một chút tình huống mà để cho người cảm thấy hoảng sợ là đang ở mấy vị kia thú hoàng trải qua không đến nửa ngày về sau lại là mảng lớn thú tộc xuất động lần nữa ở tùng lâm ở giữa quét ngang mà qua lúc này đây cũng không có hình thành phô thiên cái địa khủng bố thú triều mang yêu thú số lượng nên ít đi hơn phân nữa, nhưng mọi người lại càng thêm hoảng sợ phát hiện, những thứ này thú tộc so với lần trước càng ngay ngắn rõ ràng, trật tự rõ ràng, đồng thời thực lực tổng hợp ngược lại cường hãn vài phần, qua chi chỗ, vô luận phương nào thế lực, tất cả đều nhượng bộ lui binh. Thanh Minh Tông, ở vào Thanh Minh dãy núi, cùng huyền kiếm môn, lục hợp tông, còn có nguyên bản thất tinh kiếm tông phạm vi thế lực liền nhau, tông môn đại điện bên trong, Thanh Minh Tông mấy người ở đang ngồi, trong đó vì thủ người, chính là thanh minh tông tông chủ Khương Trạch Khôn, ngoài ra, còn có mấy vị nguyên hoàng kỳ trưởng lão, tông chủ, chúng ta bắt nữ qua kia, vốn là muốn trước đối phó huyền kiếm môn cùng lục hợp tông, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên trước kinh động cái kia bá vương tông, cái này hạ sẽ không xảy ra vấn đề gì sao, nhất vị lão giả ngồi ở phía dưới, nhìn Khương Trạch Khôn, có chút lo lắng hỏi, bọn họ sở dĩ ở nửa đường đối với quý hàm nạch hạ thủ, chính là bởi vì muốn đối phó huyền kiếm môn mà sau lại hướng lục hợp tông làm khó dễ, còn bá vương tông, tắt thì là bước thứ hai kế hoạch, nhưng bất ngờ là, sau cùng nữ hoa kia đúng là hô to, muốn cái kia họ niên lão gia hỏa đi thông báo bá vương tông, đồng thời cái kia niên trưởng lão thật vẫn đem hết toàn lực thành công trốn, đây cũng là ngoài ta dự liệu việc, bất quá ta đã thông tri ngọc đỉnh tông cường giả, bọn họ phải có tốt hơn an bài, cương trạch không ngồi ở trên thủ, cao mày nói đạo, thanh minh tông gần nhất tới nay qua được phi thường biệt khuất, từ liên minh đại hội kết thúc chi về sau, liền hoàn toàn không có thư thái quá. Cái kia nho nhỏ bá vương tông đột nhiên cuộc khởi, làm cho bọn họ khu vực này thế lực cực kỳ kinh sợ, nhất là thất tinh kiếm tông cùng kim đao tông trước sau lấy thế lôi đình bị diệt, càng làm cho người trở tay không kịp. Kể từ đó, phụ cận chân chính tam lưu thế lực, cũng chỉ thừa lại hạ bọn họ thanh minh tông, còn có huyền kiếm môn, lục hợp tông hai người, lại thêm lên một cái hơi có chút khoảng cách thiên chu tông, nhưng không nghĩ tới chính là, thiên chu tông ở không lâu sau chi sau cũng bị người cho một qua đoan, xuất thủ vẫn như cũ là cái kia tô giật, cho nên, thanh minh tông không thể không sớm tính toán, bọn họ căn bản không phải bá vương tông đối thủ, chỉ cần tô giật tiểu tử kia nhớ tới bọn họ, cái kia thanh minh tông sợ rằng thật chạy không khỏi diệt vong, bước trên thất tinh kiếm tông cùng kim đao tông sau bụi, cho nên, bọn họ chỉ có thể cầu trợ ở Ngọc Đỉnh Tông, càng thêm ngoài ý liệu là, Ngọc Đỉnh Tông đúng là miệng đầy đáp ứng, không có một chút ý cự tuyệt, điều này làm cho Khương Trạch không thụ sủng nhược kinh, về sau Khương Trạch không mới mơ hồ biết một chút. Nguyên lai Ngọc Đỉnh Tông đã ở bá Vương Tông trong tay bị thua thiệt, đang chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Bá Vương Tông thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực của bọn họ, có thể tể thân nhị lưu thế lực nữa à. Lúc trước mở miệng cái kia trưởng lão cảm thán một tiếng, tâm lý tồn tại vô biên hoảng sợ tình. Bất quá hắn cũng biết, Bá Vương Tông tể thân cái này nhị lưu, cũng là yếu nhất nhị lưu, cùng những thứ kia có thâm hậu nội tình thế lực so với, vẫn là kém nhiều lắm. Tiểu nữ hoa kia thế nào, nhất định phải giam giữ tốt, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Bỗng dưng, Khương Trạch không nhìn về phía phía dưới đại điện, trầm nói rằng, xem ra quý thiên phục nữ nhi này cùng cái kia tô giật trong lúc đó tồn tại không một dạng quan hệ nếu thật như thế cái kia tiểu tạp toái sợ rằng sẽ tới rồi nghĩ cách cứu viện đã như vậy cái kia cái này liền là chúng ta cơ hội có ngọc đỉnh tông tương trợ lúc này đây chúng ta có thể là có thể triệt để diệt trừ bá vương tông còn huyền kiếm môn cùng lục hợp tông nhưng thật ra không đáng để lo hồi tông chủ tất cả an bài thỏa đáng nữ hoa kia liền nhốt ở thiên điện bên trong có nguyên hư kỳ trông coi không có việc gì mấy đạo nhân ảnh bên trong lại là nhất vị thương lão thân ảnh chấp tay, đối với Khương Trạch không cung kính nói đạo, bọn họ đều minh bạch đạo lý này, như tô giật cùng nữ hoa kia trong lúc đó thật sự có cái gì thấm thiết liên quan, vậy lần này còn có khả năng hảo hảo lợi dụng một phen, đang ở những thứ này người thảo luận thời điểm, bá bá bá, liên tiếp quan ảnh hiện lên, trong nháy mắt hơn 10 đạo cường đại thân ảnh đột nhiên lướt vào đại điện bên trong, thập phần đột nhiên, Khương Trạch không đám người thấy một màn này, tức thì trong lòng phát run sợ, nhanh chóng đứng dậy, đối người tới cung kính hành lễ gặp qua chư vị đại nhân, làm một tông chi chủ, Khương Trạch không nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện người, cũng một mực cung kính thần thái, không dám chậm trễ chút nào chi tâm, đơn giản là, những thứ này người chính là Ngọc Đỉnh Tông Cường Giả, như Tô Dật ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ nhận ra những thứ này người ở giữa một trong, chính là Ngọc Đỉnh Tông trẻ tuổi tối cường người, lục truyết, bọn họ giữa lẫn nhau từng đã từng quen biết, ừ, người đến cầm đầu là một vị mặt bạch không cần lão giả, khẽ ừ chi về sau, con đường tự đi tới nguyên bản khương trạch không chỗ ngồi chi trên ngồi xuống, vô hình bên trong, cái này lão giả cả người có quỷ dị lực lượng phát ra, làm cho không gian chung quanh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, cho dù là nguyên hoàng kỳ cao cấp khương trạch khôn, ở nơi này quỷ dị lực lượng ảnh hưởng xuống, đều cảm thấy thần tình có chút ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy lão giả bên người giải đất, đều là nguy hiểm cấm khu, loại này lực lượng khí tức, cùng trước đây triệu linh bí cảnh bên ngoài, thiên cương môn môn chủ hồng cường long thân trên sở tản ra, rất giống nhau nửa bước nguyên tông kỳ cường giả cương trạch không nhận thấy được cái này sự thật đáng sợ không khỏi một lòng nhảy dồn dập ngọc đỉnh tông cư nhiên phái ra như vậy nhất vị cường giả cái này thật là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chẳng qua cũng có thể lý giải dù sao bá vương tông ở giữa tồn tại một cái tây vô tình không có nửa bước nguyên tông kỳ kiềm chế căn bản không pháp đấu thắng bọn họ trừ phi là chân chánh nguyên tông kỳ xuất hiện nhưng mà cái kia đẳng cấp cường giả làm nhị lưu thế lực tối cường nội tình quanh năm đều nằm ở bế quan bên trong làm sao có thể tùy ý xuất hiện, bình thường không gặp trên giống như là Diệt môn đại sự, bọn họ căn bản sẽ không tham dự vào quá nhiều, chỉ biết chuyên tâm tìm tu. Vị này chính là chúng ta Tam trưởng lão, là nửa bức Nguyên tông cảnh cường giả, vừa mới xuất quan không lâu sau, còn có hai vị này, theo thứ tự là Nghiêm trưởng lão cùng Lệ trưởng lão, đều là nguyên hoàng kỳ cửu trọng tồn tại, đang ở khương trạch không cùng Thanh Minh tông trong lòng mọi người hoảng sợ thời điểm, nhất vị Ngọc đỉnh tông người đến ra nói rằng, phân biệt chỉ hướng trên thủ lão giả ngoài ra còn có hai cái nhìn qua có ít nhất hơn 70 tuổi lão giả, mà lời của hắn cũng để cho hết thảy thanh minh tông người ở tại tràng trực tiếp ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhất vị nửa bước nguyên tông kỳ, hai vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng, thực lực như vậy xúc động, thật sự là nhường cảm thấy sợ, từ này cũng có thể thấy rõ, Ngọc Đỉnh Tông lúc này đây đối với bá vương tông chuyện coi trọng, không chỉ có như đây, theo vừa mới người kia giới thiệu, bọn họ càng thêm biết được, hơn 10 vị Ngọc Đỉnh Tông cường giả, chí ít đều là nguyên hoàng kỳ năm sáu trọng tồn tại thực lực vô cùng kinh khủng, đây là một đáng sợ lực lượng, chỉ có lục truyết nhất người, chính là vừa mới bước vào nguyên hư cảnh tu vi, chư vị đại nhân, bá vương tông này thì sợ rằng đã tại tới rồi ta thanh minh tông đường lên, không biết chư vị đại nhân an bài như thế nào, có gì phân phó, cương trạch không một mực cung kính hướng về phía trên thủ lão giả vái chào, nhẹ giọng hỏi, nhưng mà cái kia nửa bước nguyên tông cảnh lão giả ngồi hạ chi về sau, con đường tự bế lên hai tròng mắt, tiến nhập trạng thái giả vờ ngủ tự hồ hoàn toàn không muốn để ý tới chuyện ngoại giới. Khương Trạch không nhất lúc đó có chút xấu hổ, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, rất sợ đã quấy rầy trên thủ cái kia vị. Khương Tông chủ yên tâm đi, có ta Ngọc Đỉnh Tông ở, còn sợ một cái bá Vương Tông hay sao? Một đám nguyên hoàng kỳ cường giả bên trong, lúc trước mở miệng giới thiệu cái kia người lạnh nhạt mở miệng, nói, cái kia bá Vương Tông có tay vô tình ở, lại có kỳ môn Huyễn hồn giới tương trợ, đối phó vốn là phiền toái, chẳng qua các ngươi lần này đánh bậy đánh bạ, nhưng thật ra trong lúc vô tình làm nhất kiện đúng sự tình, cam trưởng lão. Khương Trạch Khôn vừa nghe, cảm giác có chút không giải khai, không nghĩ tới cái kia tô giật cùng huyền kiếm môn nữ hoa trong lúc đó có tầng kia quan hệ, cái này hạ khen ngược, thì nhìn cái kia tô giật có dám hay không đi ra bá vương tông, như hắn có lá gan đó, cái kia lần này nhất định phải hắn có đến mà không có về, được xưng cam trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông Nguyên Hoàng Kỳ Cường giả thân lên, tản mát ra sát ý nồng nặc trải qua hắn như thế nhất giảng, Khương Trạch Khôn cũng đại khái hiểu ý tứ. Bá Vương Tông như nay lực lượng đều tụ tập ở tòa kia mỏ sơn chi lên, nơi ấy tất phải đã bị tây vô tình bày ra kỳ môn huyễn hồn giới kể từ đó nếu như muốn tới cửa đối phó bọn họ tắt thì sẽ vô cùng phiền phức mà bây giờ bác quý hàm nặc trong lúc vô tình dẫn động bá vương tông đến đây cứu người chuyện này tình nhưng là khác rồi đi ra mỏ sơn chi về sau bá vương tông sẽ gặp mất đi kỳ môn huyễn hồn giới cái này cự đại dựa vào như tây vô tình tự thân mà đến vậy đưa hắn cùng nhau lưu ở nơi đây như hắn không đến bá vương tông còn lại người tắt thì hẳn phải chết mà đồng thời Bá vương tông mỏ sơn thế tất không có càng rất mạnh hơn người trấn thủ, muốn cầm hạ liền dễ dàng hơn. Cam trưởng lão lộ ra cười nhạt ý, chỉ cảm thấy chỉ cần bá vương tông dám động, vậy lâm vào hẳn phải chết nơi. Vô luận Tây vô tình có hay không tới đây, bọn họ đều muốn rơi vào một cái bẫy chết. Khương Trạch không đối với này thâm biểu nhận đồng, bá vương tông sở biết nguyên hoàng kỳ cường giả chỉ mấy cái như vậy, ba vị thú hoàng, nhất vị nguyên hoàng kỳ, còn có chính là Tây vô tình cái này ngự hồn sư, còn tô giật đám người, ở nguyên hoàng kỳ cường giả trước mặt căn bản toán không trên cái gì chiến lực như vậy lực lượng đối với một dạng tam lưu thế lực tuyệt đối chuyển nghiền ép thái độ nhưng ở ngọc đỉnh tông nhãn trong cũng là hoàn toàn không đáng chú ý phải biết nơi đây chỉ là ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ cường giả liền đã có mười mấy người đồng thời đều là nguyên hoàng kỳ ngũ trọng lấy lên trong đó hai vị cửu trọng nhất vị nửa bước nguyên tông kỳ xa xa giỏi hơn bá vương tông thực lực chi tiến lên đang không có kỳ môn huyễn hồn giới phụ trợ phía dưới bá vương tông như bực nào cùng bọn họ đấu đại nhân, như Tây vô tình không tới, cũng sẽ là một cái phiền toái lớn, có hắn tỏa trấn mỏ sơn, muốn cầm hạ cũng sẽ có chút cố sức, Khương Trạch không suy nghĩ một chút nói đạo, một cái Tây vô tình mà thôi, đang không có người phụ trợ tình huống xuống, mặc dù có kỳ môn huyển hồn giới ở tay, cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng, huống chi, chúng ta Ngọc Đỉnh Tông cũng mời được nhất vị tứ phẩm trung cấp ngự hồn sư, liền dựa vào hắn bài trừ bá vương tông kỳ môn huyển hồn giới. Cam trưởng lão bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói đạo, như thế đối với cái kia ngự hồn sư rất có lòng tin. Tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, Khương Trạch Khôn lập tức trợn to hai mắt, một luồng lương khí hít vào trong bụng, cả người đều kinh trụ. Ngọc Đỉnh Tông cư nhiên thỉnh động như vậy nhất vị cường giả, điều này thật sự là nghe rợn cả người Việt. Ta nghe nói có nhất vị ngự hồn sư gần nhất ở hỗn loạn vực hoạt động nhiều lần, chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là hắn? Nhất vị Thanh Minh Tông trưởng lão chợt lên tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nói đạo, người nào? Khương Trạch Khôn hỏi, chính là cái kia vị nhân xưng thần hồn chí tôn tứ phẩm trung giai ngự hồn sư từng tại hỗn loạn vực nhất lên vô biên sóng to nhân vật cường hãn thanh minh tông trưởng lão nói đạo thần hồn chí tôn lôi vân hạc khương trạch không đột ngột cả kinh trong đại điện rất nhiều ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia ngọc đỉnh tông cam trưởng lão thấy hắn khẽ cười gật đầu xác định điều phỏng đoán này trong lúc nhất thời thanh minh tông tất cả mọi người đều chấn động lay động ở tại tại chỗ ngự hồn sư địa vị cao thượng đây là mọi người công nhận sự thực mà cái kia thần hồn chí tôn lôi vân hạc cũng tiếng tâm lừng lẫy hạng người tất cả mọi người tại chỗ đều nghe nói qua đối phương danh hào ở gần trăm năm trước lôi vân hạc từng ở hỗn loạn vực gây ra thao thiên phong ba liền ba đại nhất lưu thế lực đều bị kinh động ở về sau phong ba bình tức chi về sau cái này vị thần hồn chí tôn cũng không vì thế tiêu thất chẳng biết đi đâu gần nhất đột nhiên lại xuất hiện ở hỗn loạn vực đồng thời lúc này đây lại còn bị ngọc đỉnh tông mời được nghĩ đến bọn họ nhất định cũng là bỏ ra giá cả to lớn nếu có như vậy nhất vị ngự hồn sư, đối phó bá vương tông, nắm chặt tăng nhiều, Khương Trạch không tâm lý đã có quá mức, mặc dù nói đối phó rồi bá vương tông chi về sau, chính mình không pháp đạt được trực tiếp tốt chỗ, nhưng vô hình bên trong một cái to lớn địch nhân trực tiếp đã bị diệt trừ đi. Tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, đối ứng tu vi cũng không sai biệt lắm ở nguyên hoàng kỳ 4 đến 6 trọng, thêm trên ngự hồn sư thủ đoạn, càng đáng sợ hơn. Cái này thần hồn chí tôn sấm dậy hạt dùng để đang đối mặt trả tay vô tình sợ rằng không đủ nhưng nếu có nửa bước nguyên tông kỳ cường giả phối hợp, bài trừ hắn bày ra kỳ môn huyễn hồn giới, không phải là không có nắm chặt, một cái nho nhỏ bá vương tông, cũng dám đối với ta ngọc đỉnh tông hạ thủ, thế tất yếu trả giá tuyệt đối đại giới, cam trưởng lão con ngươi ở giữa lần nữa hiện ra khí sát phạt, trầm giọng mà đạo, ngọc đỉnh tông phía trước liền phái ra quá chu trưởng lão, kim trưởng lão đám người đi trước bá vương tông, ngoài ra còn có thiên chu tông la kính cùng kim chu hai người, muốn có được tài nguyên khoáng sản, đồng thời thu phục bá vương tông cho mình sử dụng nhưng không nghĩ tới, nhất cộng 8 vị hoàng cấp cường giả, tất cả đều bị đối phương bắt sống tới. Về sau Ngọc Đỉnh Tông cũng lợi dụng chính mình thủ đoạn tìm hiểu quá một, hai, biết Ngọc Đỉnh Tông 6 vị nguyên hoàng kỳ trưởng lão, đều bị ném tới mỏ sơn ở giữa làm thợ mỏ đi, mà la kính cùng kim chua hai người, tắt thì là không biết hạ lạc, có thể đã bị đánh chết. Điều này làm cho Ngọc Đỉnh Tông sở hữu người tức giận, Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ càng là yêu cầu nhất định sang bằng bá Vương Tông, tuyệt đối không lưu mối họa. Lúc này đây đối phó bá Vương Tông, bọn họ phải cứu về cái kia sáu vị nguyên hoàng kỳ cường giả, ngoại trừ này bên ngoài, còn muốn một lần hành động cầm hạ bá vương tông mỏ sơn, hết thảy rơi vào bá vương tông trong tay tốt chỗ, nhất định toàn bộ làm cho tô giật cho nhổ ra, đại điện bên trong, mọi người lần nữa nghị luận một việc tình, mà sau có hai vị thanh minh tông trưởng lão ly khai, đi vào tìm hiểu tình trạng, chuẩn bị theo thì hướng đại điện mọi người hội báo bá vương tông hướng đi, quan trọng nhất là, nhìn tây vô tình có hay không hướng nơi đây mà tới, quả nhiên ở không lâu sau chi về sau, bọn họ chiếm được truyền lại trở về tin tức, tô giật mang theo mấy vị thú hoàng hùng hổ tới, nhưng Tây vô tình cũng là không ở trong đó, chúng ta đi, trực tiếp đi vào bá vương tông đi, đại điện trên thủ, cái kia nhắm mắt dưỡng thần nửa bước nguyên tông kỳ lão giả bỗng dưng mở hai mắt ra, đạm nhiên mà đạo, thân hình hắn lóe lên chi hạ liền ra đại điện, hai vị khác nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả trung, có nhất người cũng theo đuôi mà đi, lại thêm trên hai vị nguyên hoàng kỳ cao giai. Ta Ngọc Đỉnh Tông còn có 12 vị Nguyên Hoàng Kỳ ở đây, trong đó lệ trưởng lão càng là nguyên hoàng kỳ cửu trọng, chỉ cần Tây vô tình không có tới, cái kia tô giật cùng những người còn lại chờ, hôm nay chắc chắn phải chết, mắt nhìn mấy người kia ly khai, đại điện bên trong, lục truyết ánh mắt lòe lòe, lạnh giọng lẩm bẩm, hắn rất tin tường, đã Tây vô tình tương lai, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão đám người, căn bản không muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian, thầm nghĩ mau sớm đi đến mỏ sơn, đem nơi đó tình huống nhanh chóng bãi bình, đồng thời, cái kia vị nhân xưng thần hồn chí tôn ngự hồn sư, đang ở Thanh Minh Tông bên ngoài chờ, sẽ cùng Tam trưởng lão đám người cùng đi đến Bá Vương Tông Mỏ Sơn, tiếp đó, sắp có một trận đại chiến, Cương Trạch không làm xong chuẩn bị tâm lý, phải thật tốt nên tiếp Tô giật đám người đến, có Ngọc Đỉnh Tông mười mấy người ở đây, lại thêm trên Thanh Minh Tông bản thân lực lượng, muốn đưa hắn nhóm giết chết, căn bản không phải việc khó, đoàn người an tĩnh ngồi ở đại điện bên trong, không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng chờ, hai tông người chờ đồng thời, Thanh Minh Tông mặt khác nhất chỗ thiên điện bên trong, Quý Hàm nặc bị giam ở đây, trong thiên điện đại môn đóng chặt, tia sáng u ám, chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ đường nét, có thể mơ hồ chứng kiến, quý hàm nặc ngồi xếp bằng ở một xó xỉnh mặt đất lên, hai tròng mắt khép hờ, nàng cả người nguyên khí bị phong cấm, không pháp vận chuyển, này thì cũng chỉ có thể giống như một không có tu vi người giống nhau, hoạt động chịu đến cự đại hạn chế, hô, bỗng dưng, quý hàm nặc nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, con ngươi mở, cũng là ẩn chứa bất đắc dĩ màu sắc, vẫn là không xông ra cấm chế, nàng thử rất nhiều lần, muốn phá tan ràng buộc, nhưng miên hoàng kỳ cường giả bố trí cấm chế, căn bản không phải hôm nay nàng có thể lay động được, thân hãm nhà tù bên trong, quý hàm nặc không có bất kỳ bối rối, cho tới nay, nàng sở hữu gặp nguy không loạn vật chất, nàng đang không ngừng suy tính thoát thân chi pháp, sự thực trên nàng phi thường tin tường, dù cho chính mình thật giải khai cấm chế, cũng căn bản không đi ra lọt cái này đại điện, bên ngoài tuyệt đối có cường giả trấn thủ, bây giờ chân chính bị thanh minh tông sở bắt, xem ra tất cả chỉ có thể dựa vào tô giật hoặc là phụ thân tài năng đủ cứu mình, chi. An tĩnh trong đại điện, bỗng dưng một bên tiểu môn bị người đẩy ra, theo một ít tia sáng xuyên vào, điện trung biến được sáng một ít, cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, Quý Hàm Nặc nghiêng đầu mà trông, nhìn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến, tiện đà, đẩy ra đại môn lại bị giam lên, điện trung lần nữa u ám một mảnh, hắc hắc, cười quá dị tiếng cho tới bây giờ nhân trong miệng phát sinh, hắn không ngừng mà hướng Quý Hàm Nặc đi tới, cước bộ không nhanh không chậm, cương hút, ta khuyên ngươi chính là thả ta, nếu không thì ta có thể bảo đảm ngươi sẽ bị chết rất thảm. Quý Hàm Nặc đã khôi phục lẳng lặng ngồi xếp bằng tư thế, lãnh nói rằng, ở cái kia người dậm chân mà vào thời điểm, nàng liền đã xem rõ ràng, đối phương chính là Thanh Minh Tông thiếu tông chủ, Hương Húc, hừ, Quý Hàm Nặc, ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, đến rồi loại tình trạng này, ngươi còn dám uy hiếp với ta. Nghe được Quý Hàm Nặc, Hương Húc lạnh trên một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi là ở chờ Tô giật cái kia tiểu tạp toái tới cứu ngươi sao? Không sợ nói cho ngươi, Ngọc Đỉnh Tông hơn 10 người cường giả này thì đang ở Thanh Minh Tông, cái kia tô giật không dám tới còn tốt, có thể tạm thời bảo trụ một mạng, như dám đến, vậy chính là tự tìm tử lộ, Ngọc Đỉnh Tông, quý hàm nặc mặt cười trầm xuống, nếu có Ngọc Đỉnh Tông ở chỗ này nói, tình huống kia hội phi thường không ổn, nghĩ tới đây, nàng không khỏi bắt đầu vì tô giật cảm thấy lo lắng, tâm lý hiện ra hối hận, cảm giác mình có phải hay không chớ nên làm cho niên trưởng lão đi tìm hắn, quý hàm nặc, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đi, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào ta thanh minh tông trong tay, hơn nữa hiện tại giá trị của ngươi, không chỉ có là có thể dùng đến đối phó ngươi cha và huyền kiếm môn, còn có thể dùng đến uy hiếp tô giật, đây thật là ngoài ý muốn a. À. hắc hắc hắc, quý hàm nặc xếp bằng ngồi dưới đất bất động, khương hút vây quanh nàng đi mấy bước, trong miệng không ngừng mà phát sinh tiếng cười âm lãnh, quý hàm nặc không có nói tiếp, thanh minh tông cùng huyền kiếm môn trong lúc đó từ trước đến nay bất hòa, lần trước thanh minh tông sai sử hải long ban bắt cốc nàng kế hoạch thất bại chi về sau, hai đại tông môn trong lúc đó chính là đạt tới không chết không thôi tình trạng, những thứ này không có gì đáng nói, hạ nhất chớp mắt. Khương Húc đột nhiên ngồi xổm xuống, một tay bỗng nhiên nắm được Quý Hàm Nặc cầm, đưa hắn mặt cười nâng lên, "Khương Húc, ngươi muốn làm gì?" Quý Hàm Nặc thoáng thì tê rần, không khỏi tròn trẻo lạnh lùng vang lên quát lên, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Húc hai mắt như hổ báo vậy, ở u ám bên trong lộ ra xâm lược tính quang mang, hắc hắc, Khương Húc còn đang cười quái dị, u ám trong đại điện xem không rõ ràng biểu tình, nhưng là nghe hắn nói ra, phản chính đối phó xong Huyền Kiếm môn cùng Bá Vương tông chi về sau, ngươi cũng trốn không thoát vừa chết, chẳng qua trước đó, hãy để cho bản thiếu hảo hảo hưởng thụ một chút đi, hắc hắc hắc, nói chuyện đồng thời, Khương hút tay kia nhất cái duệ khởi quý hàm nặc cánh tay, đưa nàng hướng trong ngực kéo đi, tình cảnh như thế, quý hàm nặc làm sao không biết hắn muốn làm gì, cầm thú, ngươi cút ngay cho ta, quý hàm nặc nũng nịu một tiếng, thân trên tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra, muốn bỏ qua Khương hút tay trảo, nhưng mà nàng nguyên khí bị phong ấn, sợ có thể phát huy ra lực lượng đối với Khương hút mà nói, cùng con kiến hôi không khác. Hai bàn tay kia như kiềm sắt một dạng, thật chặt siết chặt lấy giữ lấy quý hàm nặc cánh tay khiến nàng nhất cái bị khương hút kéo tới bên người hừ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng cái kia tô giật ở mắt đi mày lại sợ rằng ngươi từ lâu không phải hoàng bích chi thân đi khương hút cười lạnh không dứt hoàn toàn không để ý đến quý hàm nặc yếu ớt phản kháng thể nội lực lượng vận chuyển phía dưới ung dung đem thiếu nữ cầm cố lại hắn dành ra một tay đến nhất cái níu lại quý hàm nặc vạt áo chợt xé ra xoẹt một tiếng thiếu nữ thắt lưng quần áo thoáng thì bị xé mở một đạo nhỏ dài chỗ hỏng a à, cút ngay quý hàm nặc nghẹn ngào gào lên đối mặt sinh thời điểm chết nàng có thể giữ bình tĩnh nhưng vào giờ phút này lòng của thiếu nữ thần rốt cục có chút thừa nhận không được dấu hiệu nếu quả thật phải ở chỗ này phát sinh cái gì không tốt sự tình nàng tình nguyện vừa chết kiệt 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 nhìn ngươi còn có thể như thế nào phản kháng hôm nay ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta khương hút cười quá dị liên tục quý hàm nặc càng dãy dụa lại làm cho hắn càng là kích thích một tà hỏa theo hắn bụng dưới bay lên Khương Húc cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều chờ đợi, lần nữa bàn tay tìm kiếm, lại là bắt lại quý hàm nặc cổ áo, lần nữa xé ra, suy, quý hàm nặc mặc áo làng váy toàn bộ mở tung, hóa thành hai mảnh mì sợi rủ xuống, u ám tia sáng bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến một bộ linh lung thân thể di chuyển hiện, tại đây thân lên, chỉ có áo lót hãy còn hoàn hảo, tặc tử ngươi mau dừng tay, ta muốn giết ngươi, quý hàm nặc thét chói tai không ngừng, tứ chi loạn vũ, đem hết toàn lực, muốn tránh thoát lái đi, nhưng như vậy lực lượng phát ở Khương Húc thân lên, cũng là làm hắn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại là khơi màu mãnh liệt hơn chinh phục chi dục. Khương hút đôi tròng mắt kia trong toát ra màu đỏ quan mang, giữa cổ họng càng giống như là mang yêu thú vậy phát ra gào trầm thấp. Hắn hướng về quý hàm nặc nhào lên đi. A, à, quý hàm nặc thét chói tai, cảm thụ được đối phương cái kia thân thể gần gần kề, trong lòng nàng sợ hãi vô độ, vô hình bên trong, nàng một cách tự nhiên vận chuyển lên kiếm quyết, muốn ngưng tụ kiếm mang, thẳng hướng Khương hút. Thần dị là, một bá đạo tuyệt nhiên lực lượng nhanh chóng ở trong cơ thể nàng du thoáng đứng lên, giống như thế gian này cường hãn nhất vật, nàng kinh mạch bên trong đi xuyên không trở ngại, trong nháy mắt chu du một cái đại chu thiên, từ thanh minh tông nguyên hoàng kỳ trưởng lão bố trí mà xuống cấm chế, đều ở đây lực lượng chi hạ bị rất nhanh vọt một cái mà ra, trong thoáng chốc, một tràn trề khí cơ, giống như hồng thủy như vỡ đê phân tranh trào mà ra, theo nàng khí hải bên trong gầm thép hội tụ đến cánh tay chi tiến lên, khanh, tự dưng trong lúc đó, một tiếng thanh lượng lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng ở đại điện ở giữa đẩy ra như vang ở nhân linh hồn sâu chỗ một dạng làm người ta mê mẩn tâm thần như tiếng này vang làm cho khương hút đột ngột cả kinh theo dục hỏa truyền thân trong trạng thái tỉnh táo thêm một chút tiện đà trong đại điện hào quang tỏa sáng một đầu kinh khủng dị thú hư ảnh chuyển hiện mà ra thân hình to lớn lớn giống như thần long thân thế vắt ngang thả ra màu xanh biết thủy thuộc tính quan mang cái này dị thú hư ảnh đỉnh đầu không có sừng mà còn lại địa phương tắc thì cùng thần long hoàn toàn không dị tại đây xuất hiện chi về sau, thoáng thì chính là hướng cương hút vọt một cái đi, gào gừ, đáng sợ gào thét tiếng phát sinh, dị thú miệng khổng lồ đại trương, trong nháy mắt đem cương hút thôn vệ đi vào, tiện đà cái này dị thú tiếp tục vọt mạnh, trực tiếp hướng về nghiêng phía trên đi, năm trượng chi về sau, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa một dạng kiếm mang, hung hãn đánh trúng đại điện bầu trời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện đều xảy ra lay động, như thế muốn sụp xuống ra, ở nơi này đáng sợ lực lượng tập kích phía dưới, đại điện bầu trời bị toàn bộ hất bay nổ tung, hóa thành khắp nơi thiên phấn bụi, mặt khác nửa bên tường thể cũng hoàn toàn nổ nát vụn, hiện trường đóng hỗn độn một mảnh, mà đạo kiếm quan kia càng là một mạch vọt tới chín tầng mây lên, trong nháy mắt sấm gió khắp nơi thiên, thiên âm trận trận, quanh minh không ngớt, có vô tận mây đen lăn lộn tới, dị tượng lộ ra, kéo dài không ngừng, chuyện này, quý hàm nạc kinh ngạc nhìn thang ngồi ở đại điện bên trong, hai mắt trừng cực lớn, vẫn có chút ngẩn ngơ. Nàng nhìn thấy dị thú xông ra chi về sau, Khương Húc thân ảnh vẫn còn tại chỗ hiển hóa ra ngoài, chẳng qua cũng là trực tiếp vẽ oải ở tại mặt đất, hết thảy sinh cơ đã hoàn toàn mất đi, đã không có chút nào động tĩnh. Cái này Ly Long kiếm quyết, Quý Hàm nặc một lát không có hoảng quá thần lai, nàng dần dần mới biết được chuyện gì xảy ra tình, vừa mới trong lúc nguy cấp, nàng bản năng muốn thi triển Ly Long kiếm quyết tới đối kháng Khương Húc, nhưng không nghĩ tới chính là, kiếm quyết này cư nhiên cường hãn như vậy, không biết như thế nào vận chuyển phía dưới lại chân chính xông phá trong cơ thể nàng tất cả cầm cố, nguyên khí trong nháy mắt trở về, đồng thời ly long kiếm quyết càng là phát huy ra kinh khủng lực lượng, đánh giết trong chớp mắt khương hút, càng đem cái tòa này đại điện phá hủy, ly long kiếm quyết không chỉ là kiếm quyết, vẫn là một đoạn bí pháp, tới lúc này, quý hàm nạc mới vừa bắt đầu nghĩ vậy một tầng, ly long kiếm quyết, chính là ban đầu ở triệu linh bí cảnh bên trong, cùng tô giật thân hãm cái kia kỳ môn huyễn hồn giới chi sau sở được đến vật đương thời cuối kỳ hàm ngoại trừ cảm thấy ly long kiếm quyết cực kỳ bất phàm chi chỗ cũng mơ hồ cảm giác được đó không phải chỉ là một loại kiếm quyết nhưng nghiên cứu thật lâu cũng không có tính ra kết quả, nhưng không thể nghĩ tới thời điểm, cư nhiên ở hôm nay cái này trong lúc nguy cấp, Ly Long kiếm quyết lại đột nhiên phát huy ra đáng sợ lực lượng, Quý Hàm Nặc viền mắt ở giữa lập tức xông ra nước mắt, nàng vừa mới thật cực sợ, nhưng cư nhiên trong nháy mắt hy vọng, thực sự ngoài ý muốn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy bất quá là ngắn ngủi nhất trong nháy mắt, Quý Hàm Nặc không kịp nghĩ nhiều, nàng đem thân trên phá vỡ quần áo cột chặt, kiều, thân thể lướt động, trực tiếp đạp đại điện phế tích trung khoảng không mà tiến lên, thủy thuộc tính hóa hình lực lượng ở nàng chân hạ thành hình, kéo lên thiếu nữ thân hình rất nhanh lướt ra ngoài đại điện phạm vi, đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài, thanh minh tông người phản ứng tốc độ cực nhanh, trừ phi đa số người đều ở đây khẩn trương chuẩn bị ứng đối bá vương tông bên ngoài, vẫn còn nhất vị nguyên hư kỳ hai trọng cường giả một mạch canh giữ ở đại điện bên ngoài, trong coi quý hàm nặc cương hút tiến nhập đại điện hắn cũng biết, nhưng này thì đại điện đột nhiên đổ nát, làm cho cái này cường giả cả kinh. Khi hắn theo hoàng hảo một bên đại môn sông lúc tiến vào, vừa vặn thấy quý hàm nặc thân ảnh cướp đi ra ngoài thiếu tông chủ cái này nguyên hư kỳ hai trọng cường giả liếc mắt liền thấy được hương hút nhưng này thì bọn họ thiếu tông chủ cũng là hóa thành nhất của thi thể lạnh như băng nằm trên đất hỗn đản cái này cường giả quát lên một tiếng lớn hắn vạn lần không ngờ thiếu tông chủ cư nhiên chết rồi mà cái kia thiếu nữ tắt thì là đào tẩu đây là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chuyện tình nguyên hoàng kỳ cường giả bày ra cấm chế nhất vị nguyên chân cảnh tiểu cô nương làm sao có thể đủ phá giải được mở nhưng cái này thì cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm cái này nguyên hư kỳ cường giả thân hình đoạt khoảng không mà ra xong hơn nửa khoảng không dùng tuyệt đối tốc độ hướng về phía quý hàm nặc đuổi theo một thanh đại đao bị hắn cầm trong tay đáng sợ nguyên khí sôi trào bên trong toàn bộ thân đao đều bị độ lên một tầng xích kim ánh sáng sắc bén phong duệ chi khí tung hoành cắt ở trong hư không phát sinh hú gọi trốn chỗ nào nguyên hư kỳ cường giả trường quát mở lời nhanh chóng gần hơn lấy cùng quý hàm nặc giữa khoảng cách một đạo kinh khủng công kích ở trong tay hắn nổi lên, thiếu tông chủ chết, hắn ác sẽ chịu đến tông chủ trách phạt, mà bút trướng, nhất định phải tính tới phía trước cô gái kia thân lên, mắt thấy hai người giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cái này nguyên hư kỳ cường giả chuẩn bị cho cái kia thiếu nữ hung hăng tới trên một kích, lấy tiêu tan trong lòng chi hỏa, nhưng mà đang khi hắn chuẩn bị động tác thời điểm, chỉ thấy thiếu nữ thân ảnh cư nhiên chủ động quay lại, chỉ thấy hai tay mang ở trước người, mười con mảnh khảnh chỉ nhanh chóng bắt lấy kiếm quyết, cuối cùng tay phải lấy tay làm kiếm, hướng phía trước một điểm mà ra gào gừ lại là một tiếng kinh thiên động địa long ngâm rít gào xông thẳng nhân linh hồn bên trong làm cho nguyên hư kỳ cường giả hai chân mềm nhũng hầu như theo cao khoảng không một đầu ngã xuống hạ xuống một đạo màu xanh biết kiếm cương mang theo tê thiên liệt địa một dạng uy thế phủ đầu hướng hắn tập sát mà hạ không biết lượng sức cái này nguyên hư kỳ cường giả áp quyết tâm đầu hoảng sợ tình nhưng hắn vẫn là không có cảm thấy một cái nguyên chân cảnh thiếu nữ có thể đối với mình hình thành uy hiếp gì trong lời nói hắn trong tay đại đao bỗng nhiên bổ ra, một đạo xích kim sắc đao mang các trường khoảng không, như trải qua thiên giải lụa, hóa thành một đầu dài hồng, hung hăng cùng phía trước cái kia kiếm cương đụng vào nhau, suy suy suy, đao mang kiếm cương kia này tê liệt ma sát, sắc bén khí độ phục ra, sức mạnh hủy diệt điên cùng khuếch tán, trong hư không nổ vang liên tục, cuối cùng là quý hàm nặc tu vi yếu nhược lên nhiều lắm, chỉ ở mấy hơi thở công phu chi về sau, cái kia kiếm cương chính là bị đao mang trực tiếp đập vỡ vụn lái đi, ly long trải qua thiên, đối mặt với một màn này, Quý hàm nặc bỗng nhiên kiều quát một tiếng, mười ngón tay bắt như bay, lần nữa hóa ra một đạo sáng chói lục sắc kiếm cương, ngang dọc hư không, mặt nàng sắc bỗng nhiên nhất bạch, hồng, môi khẽ nhất phía dưới, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, trực tiếp thổ ở tại trước người kiếm cương chi tiến lên, khi này động tác rơi hạ phía dưới, giữa thiên địa phản phất là có thần chỉ hàng lâm trần thế một dạng, trên khoảng không mây đen rợp trời mà xuống, tầng tầng cuồn cuộn, vô biên sấm gió khắp nơi thiên sao động, thần ma khí độ cuồn cuộn, hư không lay động, So trước đó đáng sợ hơn dị tượng đột nhiên chuyển hiện, thanh minh tông cái này chỗ giải đất đột nhiên tối sầm lại, vô số đạo ánh mắt từ phương xa bắn tới, hết hết thảy đều không biết chuyện gì xảy ra tình, mà quý hàm nặc đối diện, cái kia vị nguyên hư kỳ hai trọng thanh minh tông hộ pháp, hai mắt trừng cực đại cực lớn, bên trong tràn đầy tố chi vô tận sợ hãi tình, ở trước mặt hắn, một đầu dài chừng 10 trượng ly long thân thể chuyển hiện, ngang dọc với giữa hư không làm bộ muốn lao vào thanh minh tông cái này vị nguyên hư cảnh hộ pháp trong nháy mắt dại ra cái kia ly long thân trên uy áp hiển hách như xuyên thấu thời gian trường hà theo thái cổ đi tới đương thế một dạng cực kỳ lực áp bách mơ hồ bên trong hắn thậm chí có thể cảm giác được ly long miệng mũi bên trong phun mạnh ra khí tức mang theo cực độ hàng băng chi khí muốn đem thân thể hắn đông cứng thời gian phản phất đều vào giờ khắc này động lại nhưng thấy quý hàm nặc đứng ở ly long thân về sau dính máu tươi khóe miệng khẽ động nhẹ nhàng phun ra một chữ nhãn đi gào gừ thân thể khổng lồ ly long tức thì xông ngang mà ra miệng khổng lồ đại trương trăng nanh u mịch, cuồng mảnh khí độ mênh mông cuồn cuộn, lập tức đã đem đối diện nguyên hư kỳ hộ pháp thân thể nuốt vào, làm khổng lồ ly long thân thể xông qua, rất nhanh hư đạm, cái này hộ pháp thân hình thông dong vĩ chi chỗ bằng khoảng không xuất hiện, cả người nhìn qua cũng không dị trạng, nhưng hai mắt cũng là trừng thành nhất đôi chuông đồng, hô hấp dần dần biến mất, làm nhất sau một hơi thả lỏng đi, thân thể hắn trực tiếp theo cao khoảng không rớt, rơi, bút thẳng hướng xuống, hung hãn đập vào thanh minh tông trong nhất chỗ sân rộng chi tiến lên, phanh một tiếng, nền đá mặt xuất hiện hình lưới nước khe, một đoàn máu tươi từ hộ pháp thân thể bên trong phục ra, như hoa tươi nở rộ ra, như vậy một màn, hoàn toàn bị phía dưới thanh minh tông từng đôi mắt nhìn đến, thật là lợi hại nữ hoa, ở đại điện sụp đổ thời điểm, Ngọc Đỉnh Tông còn dư lại mười mấy người cũng đều cảm giác được động tĩnh theo đại điện ở giữa đi ra, ngoài ra còn có khương trạch không đám người, tất cả đều đem vừa mới phát sinh tất cả thu vào đáy mắt, dù cho những thứ này người đại thể đều là nguyên hoàng kỳ cường giả, nhưng này thì từng cái nhãn thần chấn động lay động đến rồi mức độ không còn gì hơn. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, cô gái kia tu vi vẫn như cũ là nguyên chân kỳ, khoảng cách nguyên hư kỳ còn xa cực kỳ. Nhưng mà nhất vị nguyên hư kỳ hai trọng cường giả, cư nhiên ở nàng một kích chi hạ thân chết, không có lực phản kháng chút nào. Cái này ở giữa tuy tồn tại cực đại vận khí thành phần, nhưng cũng không thể phủ nhận cô gái kia thủ đoạn khủng bố tuyệt đỉnh. Tông chủ, không xong, thiếu tông chủ hắn, hắn, ở nơi này lúc, nhất vị nguyên chân cảnh trung niên nhân theo nguyên bản trong đại điện vọc ra chứng kiến khương trạch khôn chi về sau lập tức bi thương hô cái này người phía trước cùng cái kia nguyên hư kỳ hộ pháp trước hậu tiến nhập đại điện nhưng tốc độ xa xa không kịp hộ pháp thẳng đến này thì mới vừa lần nữa chạy ra hút nhi hắn làm sao vậy khương trạch khôn lập tức cả kinh ý thức được không ổn hắn khuôn mặt lập tức liền kéo xuống nhanh chóng chạy vào đã tàn phá đại điện bên trong liếc mắt liền thấy được nằm trên đất khương hút thi thể hút nhi khương trạch không bi thiết tiến lên một tay lấy khương hút ôm vào trong ngực trong nháy mắt lão lệ tung hoành ở khương hút thân lên hắn không nhìn thấy bất kỳ vết thương nhưng trong cơ thể sinh cơ cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt cái này cùng vừa rồi cái kia hộ pháp không có sai biệt trong chốc lát khương trạch không liền đại thể đoán được chuyện gì xảy ra con trai độc nhất của hắn khương hút chết ở quý hàm nạch trong tay con ngươi của hắn trong nháy mắt một mảnh đỏ đậm vô tận lửa giận tràn ngập trong đó hảo một cái nữ tặc tử bản tọa muốn ngươi thay ta nhi đền mạng quý thiên phục huyền kiếm môn tất cả mọi người nên vì con ta chôn cùng giọng điệu như vậy theo khương rạch khôn trong miệng nói ra thân hình hắn trực tiếp phóng lên cao thần tốc tới gần quý hàm nặc con trai độc nhất bỏ mình cựu hận ngập trời tập kích vào não hải làm cho hắn nổi giận muốn lập tức đánh chết quý hàm nặc một hung hãn khí độ tại hắn quanh người dân lên nguyên hoàn cảnh tu vi toàn lực thôi động sát ý phi nhanh uy nghiêm hủy diệt mà lúc này quý hàm nặc tuy là bằng vào nguyên khí hóa hình miễn cưỡng lăn đứng ở nửa khoảng không bên trong nhưng không đường có thể trốn chỉ là khương trạch không trên người uy áp đứng hàng khoảng không tới để nàng cảm thấy không thể thở nổi hai cái đại cảnh giới trên lệch căn bản không phải bí pháp có thể lau sạch ly long kiếm quyết cũng viết không được cái này to lớn khe rảnh ta dám đánh cuộc nhất sau diệt vong tuyệt đối là ngươi thanh minh tông mà không phải ta huyền kiếm môn đối mặt với nhất vị nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả tập sát mà đến quý hàm nặc chống đỡ cái kia thao thiên uy áp nỗ lực để cho mình thanh âm bình tĩnh nói cứ việc đã biết được thanh minh tông leo lên ngọc đỉnh tông cái này đại thụ nhưng tự dưng trong lúc đó, nàng chính là đối với tô giật có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần có thiếu niên kia ở, huyền kiếm môn là được đảm bảo không ngại, mà thanh minh tông, cũng sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá tuyệt đối đại giới, cái này đại giới, chính là diệt vong, mặc kệ lấy sau như thế nào, bản tọa hiện tại thầm nghĩ muốn tính mệnh của ngươi, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiên, khương trạch không bảo quát, hai tròng mắt sung huyết, muốn trách cả mí mắt, hắn một quyền chợt đập ra, nắm tay chi lên, lao ra một đầu kiếm sĩ mang hổ hư ảnh trực tiếp đập ra, hướng về quý hàm nặc cắn xé đi. Quý hàm nặc một đôi mắt đẹp nổi lên hơi yếu quan thải, nàng không có lập tức xuất thủ ứng đối như vậy một kích, ngược lại là khẽ nâng đầu lên, nhìn về viễn phương, tô giật, ngươi sẽ tới sao, đôi môi nhẹ mở bên trong, thanh âm nhẹ nhàng phát sinh, như bên trong tâm lý chỗ sâu nhất một tia hô hoáng, nàng biết, chính mình tuyệt đối không phải là khương trạch không đối thủ, một kích này chi về sau, nàng cửu tử nhất sinh, quý hàm nặc cũng không quá mức sợ hãi tử vong, mà ở cái này bước ngoặt cuối cùng, nàng hay là muốn nhìn thấy cái kia đạo trong ngày thường thật lâu nhớ nhung thân ảnh, chỉ là mỏi mắt chờ mong, viễn phương chung quy một mảnh không đảng, trống trống, đang ở này lúc, cái kia kiếm sĩ mang hổ tiếng gầm gừ rung động hư không, giống như tiếng sấm, quý hàm nặc trong nháy mắt thu nạp tâm thần, hai tay bấm tay niệm thần chú đồng thời, lại là búng máu tươi lớn phun ra, gào, ly long lại hiện, thân thể nghiền ép hư không, cái này ngưng tụ quý hàm nặc nhất sau hết thảy lực lượng một kích hung hãn cùng khương trạch không thế tiếng công đụng vào nhất chỗ ly long đối với mang hổ một hồi kinh khủng long tranh hổ đấu triển khai hai người đồng thời dương nanh múa vuốt phát động hung mảnh thế tiến công nhưng mà ly long vẫn là khiêm tốn sắc nhiều lắm không đến một cái hô hấp chi về sau chính là bị kiếm sĩ mang hổ hư ảnh trực tiếp xé thành nát bấy tiện đà cái kia thân thể cao lớn mang hổ một cái sông ngang phía dưới ầm ầm đụng vào quý hàm nạc kiều thân thể chi tiến lên ầm không hề ngoài ý muốn quý hàm nặc thân hình bắn nhanh đi hóa thành một đạo đường thẳng cái phi hướng cực xa chi chỗ ven đường bên trong một chuỗi thê lương huyết tuyến ở trong hư không đường ngang như mưa phùn róc rách mà xuống phụ thân nữ nhi đi trước một bước quý hàm nặc ý thức sau cùng chi lật lên nghĩ tới cha của mình ngoài ra thiếu niên kia thân ảnh cũng trong đầu cuối cùng di chuyển hiện tô giật chỉ mong kiếp sau còn có thể gặp được ngươi theo như vậy nỗi lòng xẹt qua nàng cuối cùng mất đi ý thức chỉ là ở giữa hư không tiếp tục bay ngang trống khương trạch không lần nữa mà phát động cái kia kiếm sĩ mang hổ cũng tùy theo cùng nhau đi so với quý hàm nặc bay ra ngoài tốc độ còn nhanh hơn làm tổn thương ta nhi tính mệnh, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, khương trạch không thanh âm âm trầm tới cực điểm, cái kia kiếm sĩ mang hổ lần nữa rít gào một tiếng, vài cái to lớn cấp bước phía dưới, đuổi đến rồi quý hàm nặc phụ cận, nhấc trảo lấy ra, muốn đưa nàng kéo thành toái phiến, nhưng đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phương xa vội xông mà đến, nhanh như sấm đánh, nhanh như thiểm điện, so với khương trạch không cùng mang hổ hư ảnh tốc độ, cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, bá, bóng đen này chưa đến chính là kèm theo một mảnh thao thiên hỏa diễm lan ra kéo dài, đốt đỏ lên thiên vũ. Đây không phải bình thường không được hỏa diễm, trong đó mang theo không gì sánh được nóng trực nhiệt độ cao, hóa ra một cái hỏa phượng thái độ, trực tiếp trấn áp tại mang hổ hư ảnh chi tiến lên, gào gừ. Ở nơi này hỏa diễm lực lượng tác dụng xuống, mang hổ thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đốt thành từng luồng hắc khí bốc lên, cuối cùng ở va chạm vào quý hàm nặc thân thể phía trước, chính là toàn bộ biến mất, một màng như thế, làm cho khương trạch khôn đồng tử chợt đông lại một cái ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ bên trong một chú chim nhỏ thân ảnh di chuyển hiện phóng xuất ra vô hình khí cơ đem quý hàm nạch thân thể nâng nổi ở tại giữa hư không cái này chim nhỏ thân hình rất nhỏ nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng vừa mới cũng là bạo phát ra làm cho khương trạch khôn đều kiên kỵ uy thế bá 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 rất nhanh lại là có mấy đạo thân ảnh từ phương xa thần tốc lướt tới mấy hơi thở chi về sau liền rơi vào trong sân tô giật nhìn người tới Khương Trạch không nổi lên cười nhạt tình, hắn tự nhiên là nhận được, những thứ này người chính là bá vương tông mọi người, lấy tô giật vì thủ, bá vương tông những người này đến, sớm đã tại hắn nhóm tra xét bên trong, đồng thời thanh minh tông đã làm xong tất cả chuẩn bị, có ngọc đỉnh tông chỗ dựa, vô luận bá vương tông ai tới, đều muốn triệt để chết ở chỗ này, lão đại, tô giật đến chi về sau, tô tiểu soái đem quý hàm nạc giao cho trong tay của hắn, hàm nạc, trong lòng ông thiếu nữ sụt mềm thân thể, tô giật môi có chút run rẩy. Hắn thoáng kiểm tra phía dưới, phát hiện quý hàm nặc trong cơ thể sinh cơ cư nhiên đã đoạn tuyệt sang bằng thanh minh tông phàm là sở kiến người giết không tha nhàn nhạt ngôn ngữ theo tô giật trong miệng nói ra hắn mặt trầm như nước ông quý hàm nặc thân thể rơi xuống đất chi lên nói tiểu soái cho ta hộ pháp phải lão đại tô tiểu soái bằng lòng một tiếng rơi vào tô giật bên người suy suy hạ nhất chớp mắt một mảnh thần bí quan mang theo tô giật thân trên phát ra có khí tức kinh khủng theo trong ánh sáng tràn ngập như thế siêu thoát rồi đương thế vậy mang theo viễn cổ mang hoang ý nhị, thần bí không gian bị tô giật mở ra, hắn trực tiếp mang theo quý hàm nặc chui vào trong đó, thời gian vội vàng, tô giật căn bản không kịp lại đi tìm gì đất bí mật, nhìn không trên thần bí không gian bại lộ, hắn thầm nghĩ bắt lại bất luận cái gì từng giây từng phút thời gian, thiết lập pháp cứu trị quý hàm nặc, mà ngoại giới, tô tiểu soái canh giữ ở cái này quan mang bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần, cái đó là thần bí quan đoàn lực lượng, đưa tới khương trạch không chú ý nhưng hắn cũng không thể dò thám biết ra bên ngoài chân chính nội tình cái này tuyệt đối không phải phàm vật phải là tô giật tiểu tử kia trên người chí bảo mắt thấy tô giật mang theo quý hàm nặc biến mất ở quan đoàn bên trong xa chỗ ngọc đỉnh tông lệ trưởng lão đám người cũng nhìn thấy màn này không khỏi trong lòng có suy đoán cái kia khí tức thần bí làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng rung động nhất là lệ trưởng lão nhãn thần càng là chấn động lay động chẳng qua ở nơi này lúc mấy đạo thân ảnh đạp khoảng không mà ra trực tiếp rơi vào trước người bọn họ kể từ hôm nay cái này thế thượng liền đã không còn thanh minh tông thanh hoàng dương minh âm minh vệ linh hoàng bốn người đứng thẳng ở giữa hư không cước bộ bước ra trực diện khương trạch khôn cùng cuộn sát khí theo bốn tôn thú hoàng thân trên mênh mông cuồn cuộn như sóng biển vuốt thiên địa làm cho không gian chung quanh đều phát ra hung mảnh lay động thật là đáng sợ bốn tôn thú hoàng ngọc đỉnh tông lệ trưởng lão cùng hơn mười vị nguyên hoàng kỳ cường giả lúc này tất cả đều tụ tập bá vương tông đến liền nên bọn họ đồng thời xuất thủ cảm giác được thanh hoàng bốn người khí thế trên người chi về sau những thứ này người từng cái hẳn là cảm thấy hoảng sợ bốn tôn thú hoàng tự hồ so với trong truyền thuyết khủng bố hơn không thiếu trong nháy mắt ngọc đỉnh tông rất nhiều người tâm lý đều hù dọa cái này bá vương tông thực lực tự hồ so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn lại cường đại lại có thể thế nào có lệ trưởng lão ở đây bá vương tông hôm nay ai cũng không pháp chạy thoát lục truyết cười lạnh một tiếng lãng nhưng nói ra có lệ trưởng lão ở đây chính là mấy tôn thú hoàng cũng đều là không chịu nổi một kích hàng sắt nghe được như nói thế ngữ thanh minh tông mọi người tâm lý mới vừa bình phục lại không hề kiên kỵ bá vương tông ngọc đỉnh tông lệ trưởng lão nguyên hoàng kỳ cửu trọng tu vi lại thêm trên mặt khác mười mấy người mỗi người đều ở đây nguyên hoàng kỳ ngũ trọng lấy lên mà đối diện bá vương tông lần này cũng chỉ có sáu người tới chân chính xuất thủ tạm thời chỉ có bốn tôn thú hoàng cái này to lớn thực lực sai biệt làm cho bọn họ lòng tin tăng gấp bội đem so với xuống bá vương tông tuyệt đối là ở lấy trứng chọi đá bốn con thú hoàng cường thịnh trở lại, mấy tháng trước ở triệu linh bí cảnh ra ngoài tay, trong đó một hai người cũng bất quá chỉ là yêu hoàng kỳ ngũ trọng đến lục trọng dáng vẻ, hảo một cái không chịu nổi một kích, vậy đến xem, rốt cuộc là người nào không chịu nổi một kích đi, thanh hoàng bảo quát, ánh sáng màu xanh phô thiên cái địa mà ra, hóa thành từng cái cuồng mảnh bá đạo xà hình vật, ở hư không bên trong tung bay vạn vẹo, dũng mảnh tập sát, giết, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng ba người, cũng đồng thời động, bốn vị thú hoàng không nói hai lời, chính là kéo ra chiến đấu mở màn trong nháy mắt bột phát ra khó có thể tưởng tượng thế tiến công đem ngọc đỉnh tông cùng thanh minh tông thống cộng hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ cường giả toàn bộ bao quát ở bên trong đánh nhanh thắng nhanh bắt hắn lại nhóm lệ trưởng lão hô to một tiếng mang theo mọi người ứng chiến trong lúc nhất thời đáng sợ tranh đấu chém giết triển khai song phương đều là khuynh lực mà phát động triển khai hung mảnh công phạt thanh minh tông trong phạm vi vô cùng năng lượng mênh mông cuồn cuộn đánh thiên gào thét quyển vũ vô số cây rừng bị sang bằng đại địa xuất hiện từng đạo đáng sợ hố sâu, còn có rất nhiều kiến trúc sụp đổ, đại lượng thanh minh tông đệ tử theo mặt đất mà chạy, đi đến rồi chiến trường ngoại vi, xa xa quan sát, tất cả mọi người đạt được thông báo, biết Ngọc Đỉnh Tông đến đây giúp đỡ thanh minh tông, cho nên hoàn toàn không sợ bá vương tông, nói cách khác, không có thanh minh tông đệ tử theo này chỗ đào tẩu, bọn họ đều ở đây chờ đại chiến kết thúc, bởi vì kết quả đã định trước, bá vương tông người đều là chắc chắn phải chết, kinh khủng đại chiến đang tiến hành, mà ở thần bí quan đoàn sở tại, Tô Tiểu Soái trực tiếp bay lơ lửng ở trên khoảng không, lẳng lặng thủ hộ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần này chỗ. Có mấy vị gan lớn thanh minh tông nhân ý đồ đến đây tra xét, đều bị Tô Tiểu Soái miệng chim một tấm, phun ra hỏa diễm thiêu thành tro tàn. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Thần bí không gian bên trong, Tô Giật đem quý hàm nặc mang vào chi về sau, Bích Huyết Linh tham chính là đã nhận ra động tĩnh, không khỏi theo linh trong ruộng thuốc chui ra hỏi. Chứng kiến lần này mang vào là một cô gái xa lạ, Bích huyết linh tham cũng phỏng đoán tuyệt đối xảy ra đại sự gì. Tham gia gia, ngươi nhanh muốn làm pháp mau cứu nàng. Tô giật đem quý hàm nặc đặt ở mặt đất lên, vội vàng mở miệng, hướng về phía bích huyết linh tham nói đạo. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt đại nhân tham gia, bây giờ tất cả hy vọng đều ký thác vào nó trên người. Quý hàm nặc sinh cơ đã đoạn tuyệt, còn muốn cải tử hồi sanh nói, chỉ có bích huyết linh tham cái này chờ tồn tại mới có thể cứu trị. Cái này tiểu nữ hoa sinh cơ đã đứt, đồng thời phía trước trong cơ thể lực tiêu hao quá độ, nhục thân bị to lớn tổn thương tình huống so với nhìn từ bề ngoài muốn nghiêm trọng nhiều. Bích huyết linh tham tiến lên, kiểm tra rồi quý hàm nặc tình huống chi về sau, trầm nói rằng, tham gia gia ngươi nhất định có biện pháp, chỉ cần có thể cứu nàng tính mệnh, ngươi có yêu cầu gì, ta đều nhất định bằng lòng ngươi. Tô giật níu lại bích huyết linh tham, liền vội vàng nói, như lời ấy ngữ, làm cho bích huyết linh tham gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn nhìn tô giật liếc mắt. Tiểu tử này từ trước đến nay là không khéo tới cực điểm, mọi chuyện tính kế, tuyệt đối không chịu chịu thiệt, hắn như này hứa hẹn. Tự hồ vẫn là đầu một hồi chuyện tình xem ra cái này tiểu nữ qua đối với ngươi mà nói thập phần trọng yếu a à. bích huyết linh tham than nhẹ một tiếng lắc đầu thở dài nói cứu nàng không phải là không có biện pháp nhưng mặc dù là ta cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được muốn tiếp tục sinh cơ liền nhất định tiêu hao ta bản mệnh tinh khí như này mới vừa chỉ có ba thành hy vọng chỉ có ba thành tô giật vừa nghe biến sắc như liền bích huyết linh tham đều nói như vậy cái kia thật không phải là tin tức cốt gì vô tận tự trách tình trào trên tô giật trong đầu đều do hắn tới quá muộn, như sớm trên một bước, có thể tình huống liền hoàn toàn bất đồng, không làm được là có thể thuận lợi cứu hạ quý hàm nặc. Bây giờ chỉ có ba thành hy vọng, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Tiểu tử, thời gian không nhiều lắm, ngươi còn muốn cứu người nói, cũng không cần ma thẳng. Bích huyết linh tham nói đạo, mặc kệ có nhiều thiếu hy vọng, ta đều nhất định muốn cứu nàng. Tham gia gia, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều bằng lòng ngươi. Tô giật vội vàng nói, bích huyết linh tham nhìn trừng hắn một cái, than thở nói, ta cũng không biết là thiếu ngươi cái gì, cư nhiên lúc này đây phải tiêu hao bản mệnh tinh khí tới giúp ngươi cứu người, một lần này tổn thất, ngươi ít nhất phải cho ta năm bình linh dịch tài năng bù lại. Bích huyết linh tham vừa mới dứt lời, tô giật liền tiếp lời nói, mười bình, tham gia gia ngươi nhanh cứu người, chỉ cần có thể thành công cứu nàng tính mệnh, ta cho ngươi mười bình linh dịch, đến rồi loại thời khắc mấu chốt này, tô giật đã bất chấp đi tính toán cái gì, nếu là có thể cứu được quý hàm nạt, giá cao hơn nữa hắn cũng nguyện ý trả giá, được, ta đây đi thử một chút, nhất định toàn lực cứu trị cái này tiểu nữ qua bích huyết linh tham lần nữa nhìn chằm chằm tô giật liếc mắt mà sau cũng không dây dưa trực tiếp bay lơ lửng ở quý hàm nạc thân thể trên khoảng không từng cổ một hào quang màu bích lục phát ra đến như mây như khói một dạng từ từ tiến vào quý hàm nạc thân thể bên trong này của lực lượng đang nhanh chóng chữa trị thiếu nữ thương thế bên trong cơ thể hư hại kinh mạch đều đang không ngừng bị tiếp tục mà lên tô giật đứng ở một bên nhìn trái tim nhảy cực nhanh hắn biết cái kia màu xanh biết mây mù vật chính là bích huyết linh tham bản mệnh tinh khí, làm cho hắn gấp bội cảm thấy vui mừng là, rõ ràng có thể cảm giác được, quý hàm nạc trái tim cũng bắt đầu rồi nhảy lên, huyết dịch trong cơ thể cũng ở chảy xuôi, lồng ngực đã ở nhất khởi nhất phục, đây là sinh cơ một lần nữa cháy lên dấu hiệu, như tình cảnh, làm cho tô giật không gì sánh được mừng rỡ, hô lạp lạp, tất cả vẫn còn ở duy trì liên tục, bích huyết linh tham toàn bộ thân thể đều bị lục sắc quang mang bao vây, nhưng theo thời gian trôi qua, hào quang màu xanh lục này cũng là càng ngày càng ảm đạm hắn lực lượng tiêu hao cự đại, chảy qua thập phần rất mạnh, không lâu sau chi về sau, chỉ nghe suy một tiếng, ánh sáng màu xanh đột nhiên vừa thu lại, bị bích huyết linh tham mạnh mẽ cắt đứt, ngoài thân lực lần nữa về tới trong cơ thể của nó, mà thân hình tắc thì là ở giữa không trung chợt nhoáng lên, kém chút một đầu ngã quỵ xuống, tham gia gia ngươi không sao chứ, tô giật kinh hô, thần tốc xông lên phía trước diều dắt nhất cái. Ta còn chưa chết, bích huyết linh tham miễn cưỡng trên mặt đất trên đứng thẳng người nói đạo, ý bảo tô giật không có việc gì chẳng qua rất rõ ràng có thể thấy được, nó lần này thật là bị thương nguyên khí, thể hình lập tức tiêu tan gầy đi trong thấy, vô cùng dễ thấy. Tô giật theo không gian đại lý lấy ra ba bình linh dịch, đưa cho bích huyết linh tham, nói, trên người ta linh dịch cũng không bao nhiêu, bên ngoài bây giờ còn rất nhiều sự tình phải đối mặt, trước cho ngươi ba bình hơi chút khôi phục còn dư lại, ta sẽ muốn làm pháp mau sớm cho ngươi, được, bích huyết linh tham cũng không khách khí, tiếp nhận ba bình linh dịch chi về sau, trực tiếp liền mở ra một chai rưới vào vào trong miệng, tham gia gia, Hàm nặc nàng tình huống thế nào? Tôi giật hỏi lần nữa. ở quan sát của hắn xuống, quý hàm nặc kiểm tra triệu chứng bệnh tật so với vừa rồi yếu ớt một ít. Đây là bích huyết linh tham bản mệnh tinh khí tách ra chi sau đưa tới tình trạng không đa nghi nhảy huyết lưu, hô hấp các loại cũng còn tồn tại. Có thể thấy được bích huyết linh tham bản mệnh tinh khí cường hãn, tức thì liền tách ra chi về sau bảo tồn vẫn ở nổi lên tác dụng to lớn. Bây giờ còn khó mà nói. Ta vừa mới đem bản mệnh tinh khí độ vào trong thân thể của nàng thúc giục nàng thân thể cơ năng vận chuyển, nhưng có thể hay không chính sống lại, tất cả hay là muốn nhìn nàng chính mình, hơn nữa, coi như sống lại, chân chính khôi phục nói, cũng sẽ cần thời gian phải rất lâu, bích huyết linh tham nói đạo, như vậy phải không, tô giật cao mày, hắn minh bạch, bây giờ quý hàm nặc còn không có chân chính sống lại, tất cả còn cần thời gian tới cuối cùng kết luận, hắn cảm thấy vô cùng gánh ưu, không biết nhất sau hội là nhất cái kết quả như thế nào, bây giờ có thể làm, chính là trọn nhân sự, nghe thiên mệnh, tiểu tử, chuyện nơi đây tình trước giao cho ta đi, nếu như ngươi bên ngoài có chuyện, liền đi nhanh làm xong. Bích huyết linh tham thoáng luyện hóa một điểm linh dịch, mà sau mở miệng nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt cái này tiểu nữ qua chỉ cần nàng đủ kiên cường, liền nhất định có thể đủ sống lại, được, cái kia tất cả liền phiền phức tham gia gia, tô giật ôm quyền, hướng về phía bích huyết linh tham thi lễ một cái đạo, quý hàm nặc thân thể cơ năng bắt đầu vận chuyển, đây là bích huyết linh tham có thể làm được cực hạn, cuối cùng còn muốn dựa vào nàng ý chí của mình, mà bây giờ, bốn tôn thú hoàng đang ở thanh minh tông địa bàn trên chém giết. Khi tiến vào thần bí không gian phía trước, tô giật cũng là cảm giác được, tự hồ còn có đại lượng còn lại cường giả tồn tại, cũng không biết là cái nào nhất phương thế lực người, nhưng có thể xác định không phải đều là thanh minh tông người, cho nên, hắn nhất định ra đi xem một cái, tuyệt không thể làm cho thanh hoàng, dương minh đám người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bá một tiếng, tô giật thu hồi thần bí không gian, đi tới ngoại giới, lão đại, tình huống như thế nào, nhìn thấy tô giật xuất hiện, Tô Tiểu Soái lập tức bay đến trước mặt của hắn hỏi, tham gia gia xuất thủ cứu trị, nhưng tình huống cụ thể trễ giờ mới có thể biết. Tô Giật vừa nói, theo sau cũng là hỏi bên này thế nào, nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung, nơi ấy vô lượng quan mang phục ra, đáng sợ năng lượng như sơn hô hải khiếu một dạng hàng lâm, phá nhạc đoạn sơn, phần thiên chữ hải, sở hữu đáng sợ sức mạnh hủy diệt, rõ ràng có thể cảm giác được, trong đó chiến đấu thập phần kịch liệt cùng khủng bố. Tô Tiểu Soái cười lạnh một tiếng, nói, lão đại, cái này thanh minh tông không biết làm sao tìm được giúp đỡ, đúng là cùng Ngọc Đỉnh Tông cấu kết ở cùng một chỗ, bọn họ hiện tại, nhất cùng sở hữu lấy 17 vị nguyên hoàng cảnh ở đây, Ngọc Đỉnh Tông, 17 vị nguyên hoàng kỳ, tô giật lông mi chợt trở nên một hiên, trong lòng ám tự gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thanh minh tông lại là leo lên Ngọc Đỉnh Tông cây to này làm dựa vào sơn, tìm được rồi một cái nhị lưu thế lực ở lưng sau chỗ dựa, thảo nào tử bọn họ bây giờ lại dám chủ động xuất thủ, đối với huyền kiếm môn cùng bá vương tông làm khó dễ nguyên lai là dựa vào sơn thực cứng duyên cớ vì thế, đối với Ngọc Đỉnh Tông, Tô Dật cũng không ngờ rằng, bọn họ lại là cùng Thanh Minh Tông làm được cùng nhau đi, bá vương Tông mỏ sơn bên trong, còn có năm tên Ngọc Đỉnh Tông Nguyên Hoàng Kỳ trưởng lão tồn tại đây, cho nên Tô Dật sớm đã chuẩn bị xong Ngọc Đỉnh Tông sẽ tìm chính mình phiền phức, nhưng không nghĩ tới là lấy phương thức này tìm đến phiền phức, theo ta quan sát, cái này 17 vị Nguyên Hoàng Kỳ cường giả trung, có 12 tên đều đến từ chính Ngọc Đỉnh Tông, trong đó có một gã Nguyên Hoàng Kỳ cửu trọng, Nguyên hoàng kỳ bác trọng cũng có nhất vị, những người còn lại cũng đều rất mạnh. Thanh hoàng bọn họ hiện nay còn có thể thông dong ứng đối, nhưng một lúc sau, có thể sẽ có một ít ngoài ý muốn. Tô tiểu Xóa nhìn chồng chọc liếc mắt phía trên, hướng về phía tô giật nói đạo. Nguyên hoàng kỳ cửu trọng sao, tô giật mâu quan thâm trầm không gì sánh được. Nguyên hoàng kỳ cửu trọng, cái này là tuyệt đối cường giả, nhất định cẩn thận ứng đối. Chẳng qua cũng may thanh hoàng, dương minh, âm minh ba người theo liền nhất người đều có cùng nguyên hoàng kỳ cửu trọng chính diện chống lại lực lượng, cần nhất lo lắm chính là đối phương nhân thủ nhiều lắm chen nhau lên hội mang đến nguy hiểm cực lớn kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý tôi giật vẫn hiểu hảo một cái ngọc đỉnh tông xem ra lúc này đây thật đúng là đến có chuẩn bị chỉ bất quá như vậy thì muốn đối phó chúng ta cái kia cũng quá coi thường ta bá vương tông tôi giật lạnh lùng mở miệng ra nói rằng tiểu soái ra tay đi hôm nay những thứ này nguyên hoàng kỳ một cái cũng không thể bỏ qua bất kể là thanh minh tông người vẫn là ngọc đỉnh tông người tất cả đều phải chết vô biên sát khí ở trong hư không dân trào lái đi giống như sóng triều cuộn trào mãnh liệt đánh thiên gào thét động khoảng không tịch quyển tứ phương quý hàm nặc bây giờ sinh tử khó liệu bút trướng này tô giật trước hết đi thỉnh cầu trở về giết nghe được tô giật tô tiểu soái hai cánh trung lên thân hình trực tiếp trung khoảng không mà lên lấy trực tiếp nhất mạnh mẽ phương thức liền xông vào cái kia mảnh nhỏ hỗn chiến vòng tròn ở giữa mà tô giật cả người quan mang lóe lên một bộ toàn thể áo giáp nổi lên đem thân thể hắn bao vây ở bên trong cái này áo giáp quan mang rạng rỡ như từng mảnh một lông lân bao trùm khiến cho tô giật nhìn qua uy nghiêm thêm khí phách không trọn vẹn phá kiếm cũng chính là huyết ma sát thần kiếm bị hắn cầm ở trong tay tô giật cả người cũng lập tức vọt vào chiến đoàn ở giữa giờ này khắc này vô luận là ngọc đỉnh tông lệ trưởng lão đám người vẫn là thanh minh tông khương trạch khôn chờ tất cả đều là tâm lý có vô tận vẻ hoảng sợ bọn họ nhất cộng 17 người nên chiến bốn tôn thú hoàng vốn tưởng rằng có thể ung dung nghiền ép đối phương nhưng theo chiến đấu kéo dài thời gian càng dài bọn họ kinh hoảng mà phát hiện, cái kia bốn tôn thú hoàng đều là cường đại đến đáng sợ tình trạng, yêu hoàng kỳ bát trọng, ba vị yêu hoàng kỳ bát trọng, nho nhỏ bá vương tông, làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả, lệ trưởng lão hai mắt đều nhanh trừng ra viền mắt, nỗi lòng khó dằn, có kinh đào hải lãng cuồn cuồn, nghe đồn bên trong, bá vương tông tự hồ chỉ có ba vị yêu hoàng kỳ cường giả, hai vị thực lực ở yêu hoàng kỳ ngũ trọng đỉnh phong, vị thứ ba thú hoàng tắc thì là ngũ trọng sơ cấp dáng vẻ mà lần này đột nhiên nhiều hơn nhất tôn yêu hoàng tới cũng coi như, bực nào vì thế lập tức xuất hiện ba vị yêu hoàng kỳ bác trọng, cái này cùng trong tin đồn trên lệch cũng quá lớn một điểm, trước kia tin tức tuyệt đối sẽ không giả bộ, dù sao đã có rất nhiều thế lực chứng thực quá, nhưng vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, ba vị thú hoàng tuyệt sẽ không trong vòng thời gian ngắn có to lớn như vậy đột phá mới là, cái này nhất định nghe rợn cả người, chiến đấu hồi lâu, Ngọc Đỉnh Tông nhất phương cư nhiên không chiếm được chút nào thượng phong, đối phương bốn vị thú hoàng, đúng là ngạnh sinh sinh chống đỡ bọn họ 17 người công kích, như tình huống như vậy nếu như truyền ra ngoài, được dọa hỏng bao nhiêu người, chết yes. nhưng mà ở nơi này lúc, Tô Tiểu Soái cùng Tô Giật hai người trước sau nhảy vào vòng chiến, lần nữa lệnh chiến đoan xảy ra to lớn biến hóa, ở hai người cường lực trùng kích phía dưới, chỉ là trong nháy mắt, Ngọc Đỉnh Tông cùng Thanh Minh Tông nhất phương, tự như cái kia một chậu vững vàng thủy chịu đến cự lực trùng kích, bỗng nhiên đung đưa, toàn bộ thối lui, lệ trưởng lão trường quát một tiếng, trung động thiên khung, ở hắn mệnh lệnh xuống, ngọc đỉnh tông tất cả mọi người đều trong nháy mắt chợt lui mà đi thanh minh tông mấy người tốc độ cũng không hãng tướng rất mau đem thanh hoàng dương minh âm minh Phệ linh hoàng còn có tô giật cùng tô tiểu soái hai người lộ ra ngoài hỗn chiến đi xuống bọn họ ắt sẽ rơi vào hạ phong tình huống hội dần dần chuyển biến đến lúc đó bị động bị đánh khả năng liền không phải bá vương tông mà là chính bọn hắn kết trận đánh chết nhất định phải đem mấy người này toàn bộ trấn áp xuống lệ trưởng lão phân phó một tiếng mà sau chính là chứng kiến Ngọc Đỉnh Tông 12 người mỗi ba người làm một tổ, chia làm bốn tổ, lệ trưởng lão chính mình, cũng phân biệt mang theo hai vị nguyên hoàng kỳ sáu trọng cùng bảy trọng người, thành tam tài chi thế mà đứng, ông ông ông, sau một khắc, chỉ thấy cái này bốn tổ cường giả thân thượng nguyên khí quan mang nở rộ, mà sau sẽ mỗi một tổ ba người toàn bộ bao dung ở bên trong, hào quang tổ hợp biến ảo phía dưới, rất nhanh huyển hóa ra một cái đại đỉnh hình dạng, mà ba người tắt thì phân biệt giống như là vị này đại đỉnh ba đủ, vững vàng đứng ở giữa không trung kết trận sau tô giật nhìn một màn này nếu mày nói đạo hắn cũng đã nghe nói qua có chút công pháp hội sở hữu đặc thù thủ đoạn nhất là đại thế lực bên trong đang đối mặt cường địch tập kích thời điểm cần kết trận lấy chống ngưng tụ chúng nhân chi lực tới đối chiến địch nhân cường đại hiện tại ngọc đỉnh tông người thi triển thủ đoạn chính là thuộc về loại này bất quá tô giật đối với này cũng không phải là đặc biệt để ý bởi vì hắn rất tin tường ở tuyệt đối lực lượng trước mặt loại tổ hợp này biến ảo căn bản không có tác dụng gì dương minh âm minh tô giật đột nhiên trầm giọng mở miệng dùng trường kiếm trong tay chỉ hướng lệ trưởng lão cái kia một tổ vị trí hỏi lão già kia các ngươi liên thủ đối phó nói có nắm chắc thần tốc đánh chết sao hắn nghĩ tới rồi một việc tình đó chính là dương minh cùng âm minh hai người vốn là nhất thể hai người hợp thể mà chiến nói hội vô cùng khủng bố tô giật vẫn chưa từng gặp qua loại tình huống này nhưng bây giờ hắn cảm thấy là thời điểm làm cho hai người này triển lộ ra hồi chủ nhân ta hai người hợp lực giết lão già này giống như giết chó dương minh con ngươi nở rộ quan thải lành lạnh nói đạo một bên âm minh doanh doanh bước ra một bước đứng ở bên người của hắn nhẹ nhàng gõ đầu vậy thì tốt cái này lão cẩu ba người liền giao cho các ngươi tô giật nói đạo được dương minh cùng âm minh đồng thời gật đầu lập tức hai người đồng thời nhảy lên một cái ở mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ phía dưới hai người thân trên phân biệt bốc lên hắc bạch nhị sắc quan mang như mây mù trải ra ở giữa hư không ngay sau đó một trắng một đen hai đầu âm dương minh giao bản thể xuất hiện, miếng vẫy u mịch, cực độ đáng sợ, vô hình uy áp đẳng khoảng không dựng lên, làm cho lệ trưởng lão đám người tất cả đều khóe mắt hung hăng run rẩy, gào gừ, dương minh cùng âm minh hiện ra bản thể chi về sau, phân biệt nghiêm ngặt trống một tiếng, mà sau bỗng nhiên xông về đối phương, suy suy, cũng không có đáng sợ tiếng va chạm phát sinh, ngược lại hai người giống như nước sữa giao dung một dạng, nhanh chóng dung làm một thể, tiện đà chính là chứng kiến, một đầu dài hàng trăm trượng âm dương minh giao xuất hiện, cả người miếng vẫy kích trương, phân nửa bạch, phân nửa hắc, to lớn con ngươi chuyển động, nhìn về phía lệ trưởng lão đám người đi, một tiếng đáng sợ rít gào hô lên, hư không trực tiếp vặn vẹo nhất chớp mắt, phốc, phốc, mọi người tại chỗ bên trong, hết thảy nguyên hoàng kỳ sáu trọng trở xuống vũ giả, đều trong nháy mắt phun ra một mụn muộn huyết, chớp mắt thụ thương, vì thế như thế, làm cho tất cả mọi người đều hết hồn, cho dù là không có thụ thương người, cái này thời gian cũng tất cả đều ngực khó chịu, khó có thể hô hấp, tự liền lệ trưởng lão đều không ngoại lệ. Âm Dương Minh Giao, tại sao có thể có như thế cường đại Âm Dương Minh Giao? Lệ trưởng lão trong đồng tử hiện ra hoảng sợ, hắn rút cục ý thức được một việc tình, chính là hắn nhóm quá mức coi kinh bá Vương Tông, có thể hợp hai thành một Âm Dương Minh Giao, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng lúc này thấy đến, nhưng là vô cùng đáng sợ, chỉ là cái này một đầu thú hoàng, liền đầy đủ bọn họ những thứ này người tốt tốt rồi uống lên một bầu, lão cẩu, chịu chết đi, Âm Dương Minh Giao há mồm, hung hãn hướng lệ trưởng lão chỗ ở cái kia một tổ ngọc đỉnh tông người phóng đi cùng này đồng thời một đạo hắt cột sáng màu trắng theo trong miệng thốt ra còn như một tòa núi nhỏ phẩm chất trực tiếp thẳng hướng đối diện nhanh toàn lực ngăn cản lệ trưởng lão hai mắt nổi lên nghiêm ngặt quát mở lời nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tất cả đều độ vào ngoài thân quan mang đại đỉnh ở giữa thân sau hai người khác cũng không dám thờ ơ cũng toàn lực làm làm cho đại đỉnh giống như là muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng có nặng nề chi khí tán phát ra ầm ầm kèm theo nổ động khoảng không hắc bạch quan trụ hung hăng đụng vào chiếc đỉnh lớn này chi tiến lên trong khoảnh khắc như một tòa đại sơn bị trực tiếp hất tung ra ngoài vậy đại đỉnh ở trong hư không lăn lộn chèn ép không gian vang lên ầm ầm trung động không ngớt phốc khoảnh khắc chi về sau lệ trưởng lão sau lưng hai người chợt phun ra một nguồn máu tươi tới mà lệ trưởng lão chính mình cũng bị chấn động to lớn cứ việc không có thổ huyết nhưng thể nội khí huyết cũng là lăn lộn không ngớt như này tình trạng không chỉ có là ngọc đỉnh tông bên này cảm thấy hoảng sợ tự liền tô giật cũng mí mắt không khỏi giật một cái. Dương Minh cùng âm Minh nói qua, bọn họ hợp thể chi sau hội thập phần cường đại, lực lượng có thể bạo tăng gấp bội, nhưng không nghĩ tới chính là, bọn họ lại là như vậy cường đại, nhưng sợ hãi không thôi. Chiếu mới vừa tình huống đến xem, muốn đánh chết cái kia nguyên hoàng kỳ cửu trọng lão giả ba người, đúng như giết chó độc nhất vô nhị. Tới đây, tô giật mới vừa tâm lý có cơ sở, thanh hoàng, ngươi ba người kia ngươi tới giải quyết, tô giật lần nữa giơ tay lên, chỉ hướng mặt khác một tổ ngọc đỉnh tông cường giả, phải, chủ nhân, thanh hoàng lên tiếng, không chút nghĩ ngợi, liền vội xông đi, thừa lại hạ sáu người, ta và vệ linh hoàng đến ngăn trở một hồi, tô giật mở miệng, theo sau hắn lại lên tiếng nói, tiểu soái thanh minh tông năm người ngươi tới giải quyết, cần phải quả nhiên đánh chết, theo sau tới giúp chúng ta, minh bạch, lão đại, tô tiểu soái hai cánh chấn động, hung hãn mà ra, lao thẳng tới khương trạch khôn đám người đi, khủng bố nóng trực hỏa diễm hàng lâm làm cho khương trạch khôn ở bên trong thanh minh tông năm người tất cả đều trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu, vô biên nóng rực lực tầng tầng cuồn cuộn, năm người này chỉ cảm giác mình đưa thân vào một cái to lớn hỏa lò bên trong, liền cốt tủy cùng linh hồn đều giống bị châm lửa, sắp sửa đốt cháy trở thành tro tàn, thần tình cũng trong nháy mắt liền hoảng hốt, mau ngăn cản hắn, Khương Trạch không cao quát, bị Tô Tiểu Soái cái này đáng sợ uy thế chấn nhiếp, nỗ lực khống chế được linh đài vẫn duy trì một đường thanh minh, hắn một quyền nhất ngang, hướng chung quanh ác diễm bỗng nhiên đánh ra, cùng này đồng thời, ở khương trạch không đại quát thức dậy phía dưới thừa lại hạ mấy vị thanh minh tông nguyên hoàng kỳ trưởng lão cũng từng cái bắt đầu rồi phản kích muốn phá vỡ hỏa diễm lao lung tránh ra khỏi đi Kiêu lương tiểu sửu cũng dám nhảy nhót đối mặt tình cảnh này tô tiểu soái giữa cổ họng phát sinh hừ lạnh chỉ thấy hắn hai cánh cấp thiết huy động càng thêm cuồng mảnh ác diễm sao động mà ra vô biên vô tận cửu thiên thần hỏa hàng lâm liên tục không ngừng mà đem thanh minh tông mọi người thật chặt vây ở ở giữa chợt chỉ nghe tô tiểu soái giữa cổ họng phát sinh cô một tiếng kêu to hắn hai cánh như đao đem khắp nơi thiên hỏa quan cắt ra một đạo chỗ hỏng thân hình chợt hiện vào trong đó cự ly gần cùng khương trạch không đám người triển khai chém giết mà ở bên kia thanh hoàng cũng hung hãn xuất thủ minh xà bản thể hóa ra vắt ngang thiên thiên khung bên trong tràn ngập vô tận hung hãn khí độ thanh sắc quan mang tuế phát đục lỗ thiên địa gào thét động khoảng không kinh khủng kia đuôi rắn rút ra đánh trên đánh cửu trọng thiên vũ hạ đảng vô ngân hậu thổ như thế có thể rung chuyển trời đất một dạng, cảnh tượng kinh người, Ngọc Đỉnh Tông ba vị nguyên hoàng kỳ cường giả tạo thành bàn đại quan đỉnh, thần quan trong trẻo, giống như là một tòa khuôn mặt đại sơn nhạc ở giữa hư không hoành động, phát sinh, cùng ùng, ùng âm thanh, tiện đà, thanh hoàng đuôi rắn lấy không gì sánh được ngang ngược tư thế, thoáng thì cùng cái này quan đỉnh hung mảnh đánh vào nhau, quanh, nổ chấn thế, hư không lay động, thiên khung rung rẩy, đại địa rung rẩy, hủy diệt phong bạo quét ngang cửu thiên thập địa, như mười vạn đại sơn muốn nổ tung lên, vô lượng quan mang vút dựng lên, đáng sợ khí tức hủy diệt tịch quyển bát hoang, thanh minh trong dãy núi, một tòa ngọn núi cao vút bị cái này cơn bão năng lượng trực tiếp hất bay, cuốn vào cao khoảng không, tiện đà nổ thành khắp nơi thiên khói bụi, không biết có nhiều thiếu thanh minh tông đệ tử, ở nơi này một cái va chạm chi hạ hóa thành tro tàn, bị chết ngay cả một đống cặn bã đều không thể thừa lại xuống, đi, đi mau, thanh minh tông ngoại trừ nguyên hoàn cảnh cường giả bên ngoài, còn có đại lượng đệ tử đều ở đây phía dưới vây xem, nhưng mà này lúc, bọn họ tất cả đều trong lòng hoảng sợ không ngớt, dường như chó nhà có tan, bắt đầu hướng về ngoài dãy núi vây chạy trốn, ai cũng không dám ở phụ cận tiếp tục lưu lại nữa, sự thực trên mọi người cũng không nghĩ tới, bá vương tông người cư nhiên cường hãn như vậy, không chịu nổi một kích, vô biên bảo táp bên trong, thanh hoàng lạnh trên một tiếng, khổng lồ minh xà thân thế ở đáng sợ năng lượng cùng triều ở giữa lăn lộn, như thế cái kia thao túng phong vân thần long, hung hãn tuyệt thế, suy suy. Ngọc Đỉnh Tông ba vị nguyên hoàng kỳ cường giả thân hình bắn ngược lái đi, vị kia quan mang đại đỉnh xuất hiện từng đạo rộng rãi nước khe, như muốn trực tiếp tán loạn ra, bên trong ba người đều là khóe miệng tràn ra tơ máu, bị thương cực trọng, gào gừ, nhưng nghe được thanh hoàng lần nữa phát sinh một tiếng chấn thiên động địa rít gào, mênh mông thanh sắc quan mang nhan sắc đột nhiên nhất chuyển, hóa thành thuần chánh kim sắc, lại tựa như một vòng diệu nhật làm khoảng không, trên người của hắn từng viên miếng vẫy chi lên, cũng xanh, kim hai sắc lưu chuyển, nhìn qua như kim thiết đổ bê tông mà thành, thân rắn mạnh mẽ, làm như chân long hàng lâm, gào gừ, lại là một tiếng gào thét tiếng theo thanh hoàng trong miệng phát sinh, nhưng mà lần này, cũng là cùng long ngâm một dạng, sở hữu tê thiên liệt địa oai, tốc hành nhân linh hồn sâu chỗ, một đạo dài trăm trượng kim long hư ảnh tự dưng chuyển hiện, cùng thanh hoàng thân thể hòa làm một thể, theo động tác của hắn mà phát động, thân thể vặn vẹo, nghiền ép lấy hư không, lần nữa phát sát mà ra, trận trận phong lôi kích đảng mà ra, thiên vũ chi trên hắc mây lăn lộn, mênh mông cuồn cuộn không ngớt, đây là kim long chi pháp, là thanh hoàng luyện hóa kim long tinh huyết chi sau đạt được vô thượng tốt chỗ trốn đối diện ngọc đỉnh tông ba người tâm thần hoảng hốt cái kia đáng sợ uy áp trấn áp xuống làm cho bọn họ hoảng sợ muốn chết cũng nửa sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng dù cho ba người liên thủ bọn họ cũng bản năng đã nhận ra hết sức nguy hiểm biết rõ không phải thanh hoàng đối thủ lên trời xuống đất đều không ngươi chờ bỏ chạy chi chỗ giọng điệu như vậy tiến theo thanh hoàng trong miệng nói ra hắn môi khẩu đại trương trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm quan trụ Manh, một tiếng đánh trúng ba người kia tạo thành quang mang đại đỉnh, khiến cho nổ lớn nổ tung, phốc, hào quang đại đỉnh tán loạn, ba vị ngọc đỉnh tông cường giả phân biệt đều học ra một nguồn máu tươi, dụng đỏ trường thiên, ba bóng người chèo rơi, giống như lưu tinh bắn nhanh, thanh hoàng thân thể vạn động, tiếp tục truy kích mà tiến lên, bắt giặc phải bắt vua trước, liên thủ thu thập tiểu tử này, một bên khác, sáu vị ngọc đỉnh tông cường giả hợp thành hai tổ quang mang đại đỉnh, đồng thời hướng tô giật vây công quá khứ, chỗ khác tình trạng làm cho bọn họ kinh hãi lúc này cũng nữa không thể chú ý được rất nhiều, muốn trước đem tô giật bắt hạ, nếu không thì từ lâu rồi, tình huống sẽ vô cùng không ổn, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đụng đến ta chủ nhân, phệ linh hoàng trực tiếp chắn tô giật trước người, trực diện sáu vị cường giả, đáng sợ hàng băng khí tức theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, mang theo vô khổng bất nhập linh hồn công kích, trong nháy mắt tập kích vào sáu bộ não người bên trong, không gian chung quanh phản phất là cũng bị bị đông. Suy, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, sáu người đều là thần tình trở nên hoảng hốt. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ bằng vào đại đỉnh cùng đánh chi pháp ổn định lại, cũng không dám, nửa coi khinh phệ linh hoàng, ngọc đỉnh tông người, đáng chết, tô giật con ngươi ngưng tụ lại, có tàn nhẫn khí độ trào hiện, yêu thần chiến khải chi trên quan hoa lưu chuyển không ngừng, không trọn vẹn phá kiếm ở giữa càng là xuất hiện vô biên sát khí, sát ý ngút trời mênh mông cuồn cuộn ở giữa hư không, tô giật thái hư thần hải không ngừng sôi trào, nhấc lên kinh đào hải lãng, vận chuyển tới cánh tay, lần thứ hai vào trong tay không trọn vẹn phá kiếm. Tật phong 13 kiếm huy kích đi, trong nháy mắt ngưng tụ ra 13 đạo kiếm mang, đồng thời hướng về trong đó ba vị ngọc đỉnh tông cường giả tập sát đi, chiến, vệ linh hoàng nghiêm ngặt quát một tiếng, cả người băng hàng chi khí vô triển ra, liền không gian đều bị đóng kết ở, ngọc đỉnh tông sáu người động tác biến được cực kỳ chậm chạp, đồng thời, băng tủy vệ linh trùng đặc hữu linh hồn công kích, càng thêm vô thì vô khắc mà đối với sáu người hình thành tập kích quấy rối, khiến cho hắn nhóm chiến lực tổn hao nhiều, giết, tô giật bạo quát, kiếm mang chém ngang, trong nháy mắt bắn trúng trong đó nhất tôn đại đỉnh, xoẹt hào quang đại đỉnh bị vết ra một đường thật dài vết kiếm, khoảng khắc chi sau mới chậm rãi khép lại, chúng ta ngăn trở thú hoàng này, người ba người mau mau bắt vết tô giật, ở nơi này lúc, ngọc đỉnh tông sáu người bên trong, nhất vị nguyên hoàng kỳ thất trọng lão giả hô to một tiếng, theo sau chính là dẫn theo sau lưng hai người, toàn lực thẳng hướng vệ linh hoàng, tiểu tử, chịu chết đi, nhìn thấy một màn như thế, ba người khác căn bản không cần nhiều lời, trong nháy mắt xông thẳng tô giật đi. Khổng lồ quan mang đại đỉnh áp bách hư không, cùng tô giật lần nữa ngưng tụ ra một ánh kiếm hung hăng va chạm ở tại nhất chỗ phanh nhất thanh muộn hưởng tạo nên tô giật thân thể bị chút nào không ngoài suy đoán đụng bay ra vẽ ra một đạo đường thẳng cái bắn ngược viễn phương hai người giữa thực lực chênh lệch quá xa dù cho đều có tàn khuyết phá kiếm ở tay lại có yêu thần chiến khải phủ đầy thân nhưng vẫn cũ là không pháp cùng chân chính nguyên hoàng kỳ cường giả bộ dạng sánh được huống vẫn là ba vị nguyên hoàng kỳ sáu thất trọng cường giả liên thủ một cái nguyên hư cảnh tiểu tử mà thôi hôm nay hẳn phải chết cầm đầu nguyên hoàng kỳ bảy trọng lão giả đôi mắt gian hiện lên sắc bén, khóe miệng càng là nổi lên cười nhạt tình. Sau lưng hai người cũng như đây, bọn họ có 10 phần lòng tin, mới vừa một kích kia, tuyệt đối có thể để cho tô giật trực tiếp trọng thương hấp hối. Nguyên hư kỳ cường thịnh trở lại, thiếu niên kia lại như thế nào biến thái, cũng không thể có thể ở trước mặt bọn họ có bất kỳ nhiêu may mắn, nhưng mà đang ở hạ nhất chớp mắt, ba người này như này cười nhạt tình, cũng là trong nháy mắt động lại ở tại khuôn mặt tiến lên, bọn họ kinh hoảng xem đến, Thiếu niên kia thân hình bắn ngược đi ra ngoài trăm trượng chi về sau, đột nhiên hơi ngừng, ngạnh sinh sinh ngưng ở tại giữa hư không, lần nữa nhìn lại, chuyện này, làm sao có thể, ba vị ngọc đỉnh tông cường giả trong lòng hoảng sợ, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch, thiếu niên này làm sao có thể đủ làm tới mức này, có thể thừa nhận toàn lực của bọn hắn một kích mà không việc gì, nay thì người đáng chết, là các ngươi, tô giật đem trào trên cổ họng tiên huyết mạnh mẽ nuốt xuống, trong cơ thể lăn lộn nguyên khí cũng bị từ từ áp xuống hắn một đôi đồng tử ở giữa nổi lên vô biên lạnh lùng ý, sát khí mênh mông cuồn cuộn. Hắn có yêu thần chiến khải trong người, lại có kim cương chi thể, lại thêm trên kim long tinh huyết rèn luyện quá nhục thân, vừa mới mới vừa miễn cưỡng chặn lại kinh khủng kia một kích, sự thực lên, hắn bây giờ đích xác thân phụ trọng thương, nhưng xa xa không có đạt được sắp chết trình độ, ta cũng không tin, còn giết không được một cái nguyên hư cảnh tiểu tử, Ngọc đỉnh tông cường giả trống to hơn, khuôn mặt đều ở đây co rúm, lại một vòng thế tiến công hung hãn đánh tới, muốn bằng vào ưu thế tuyệt đối đánh chết tô giật, là sao? Tô giật đứng thẳng ở giữa hư không, lặng lặng nhìn một màn này, không có một chút ứng đối động tác, hắn nhẹ nhàng mà đưa mắt thiên hướng bên kia, nhếch miệng lên, nói, đáng tiếc, các ngươi đã không có có cơ hội, tô giật tầm mắt đạt tới, chính là Dương Minh, âm minh hai người hợp thể phía sau chiến trường chỗ, âm Dương Minh giao trăm trượng thân thế ở giữa hư không vắt ngang, mỗi một lần vạn động phía dưới, đều là kèm theo đáng sợ thần ma khí độ cuồn cuộn. Thiên âm trận trận, quanh quẩn bát phương, phát bạch hai sắc quan trụ hình thiên sát địa, đối diện, lấy lệ trưởng lão cầm đầu ngọc đỉnh tông ba người, hoàn toàn chính là đang bị âm dương minh giao đánh bẹp, cái kia tráng kiện vô cùng quan trụ kích ra, hung hãn tập kích trung ba người ngưng tụ thành quan mang đại đỉnh, phát sinh thật lớn rung động âm ba, liên đới lấy toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động không ngừng, mấy kích rơi hạ chi về sau, ba người ở giữa hư không lăn lộn không ngừng, tự như cùng một khối đá lớn bị mang lên lại rơi đập. Nguyên Hoàng Kỳ cửu trọng lệ trưởng lão cũng há mồm thổ huyết, khuôn mặt sắc phát bạch, khí cơ bể oải hơn phân nữa, ông ông ông, bỗng dưng, âm dương minh giao thân trên cũng bốc lên từng mảnh kim quang, khiến cho mang theo một mảnh vô cùng thần bí màu sắc, theo tới, chính là đáng sợ chí cực uy áp hàng lâm, như một đầu thần long xuyên qua thái cổ hồng hoang, vượt qua vô tận thời gian trường hà, đi tới đương thế, âm dương minh giao miệng khổng lồ đại trương, bỗng nhiên hút một cái, hô lạp lạp, khủng bố vô biên kinh khí tịch quyển, một cái vòng xoáy khổng lồ tự dưng thành hình, cường hãn hấp xả lực tuế phát, phương viên một dặm bên trong hết thảy vật, đều là cuồn cuộn mà đến, phía dưới, từng cây thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng ngọn đỉnh núi sụp đổ, từng cục vạn cân đá lớn nghịch khoảng không mà lên, bay vào vòng xoáy bên trong, tiện đà bị cùng phách xé rách lực xoắn thành nát bấy, nuốt vào âm dương minh giao ăn uống bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, phụ cận giải đất thiên hôn địa ám, như ngày tận thế đột nhiên hàng lâm, khắp nơi thiên bảo tác trú lên, lồng lộn, lôi đình tàn sát bừa bãi, hư không trực tiếp vạn vẹo biến hình, thật giống như một thớt vải gấm vóc rèm cửa bị người đang ở giữa đập nhất cái, sinh ra kinh khủng nếp uống, không được, nhanh đứng vững, lệ trưởng lão tâm đã chìm đến đáy cốc, không khỏi lớn tiếng mở quát, hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn, đầu này âm dương minh giao cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, làm nguyên hoàng kỳ cửu trọng tồn tại, lệ trưởng lão liên hợp hai người khác, cư nhiên không phải cái này âm dương minh giao đối thủ, nửa bước nguyên tông kỳ, đây tuyệt đối có nửa bước nguyên tông cảnh thực lực, lệ trưởng lão thân sau nhất người kêu sợ hãi không ngớt, có thể ảnh hưởng hư không lực lượng, tuyệt đối là nguyên tông kỳ tài năng đủ làm được sự tình. Mà bây giờ đầu này âm dương minh giao mặc dù không có nửa bước nguyên tông cảnh tu vi, nhưng chân chính lực lượng cũng đã trải qua thật đạt được, dốc hết sức vượt 10.000 pháp, không gian xuất hiện khắc sâu nếp uống, đây là tuyệt đối lực lượng thể hiện, đứng vững, lệ trưởng lão hô to, nỗ lực duy trì quan mang đại đỉnh, liều mạng giải dụa, hắn phi thường tin tường, như bị nuốt vào cái kia vòng xoáy to lớn bên trong, tiếng nhập âm dương minh giao ăn uống hôm nay sợ rằng thật chỉ có một con đường chết, kết quả như thế lệnh hắn trong lòng run sợ, dùng hết toàn lực, muốn theo âm dương minh giao tập sát ở giữa thoát ra được đi, trống, bỗng dưng, đang ở lệ trưởng lão kiệt lực giải dụa bên trong, âm dương minh giao hút vào động tác chật một trận, chật lại là bỗng nhiên phun ra một cột sáng tới, cột sáng này so với trước kia muốn tráng kiện mấy lần, trong đó càng là sen lẫn đếm không hết phá toái cây cuối cùng toái thạch, giống như là một cái cửu thiên ngân sông hoành khoảng không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hăng đánh vào lệ trưởng lão ba người ngoài thân vị kia quan mang đại đỉnh chi lên ầm ầm nổ chấn thế thiên địa rung chuyển thanh minh dãy núi vùng này giống như là xuất hiện địa chấn giống nhau kinh khủng tiếng sấm vang dội không thôi làm cho tất cả mọi người mà nghĩ ngẩn ra thần kinh ma túy linh hồn đều nhanh muốn tán loạn lái đi lệ trưởng lão ba người đứng mũi chịu sào ở nơi này cường đại lực lượng trùng kích phía dưới ngoài thân quan mang đại đỉnh trực tiếp nổ nát vụn đi mà cột ánh sáng như thế không giảm lần nữa xông tới ở tại ba thân thể của con người chi tiến lên, phốc, phốc, liên tiếp hai tiếng muộn hưởng truyền ra, ngoại trừ lệ trưởng lão ra hai người, bị quan trụ một cái va chạm phía dưới, thân thể trong nháy mắt nổ thành hai luồng huyết vụ, chết quan chết ủng, mà lệ trưởng lão cũng lồng ngực trực tiếp lỏng xuống, sắp bị ép thành một tấm bánh, bất quá hắn bằng vào nguyên hoàng kỳ cửu trọng tuyệt cường thực lực, ngạnh sinh sinh là ở một kích này chi hạ bảo vệ tính mệnh, trắng chết vẫn còn nọc, âm dương minh giao lớn đồng đưa ngang một cái, hung hãn khí tức tầng tầng cuồn cuộn hắn thấy được bên kia tình huống, này lúc đó có lấy ba người lần nữa thẳng hướng tô giật đi, mà sau chính là chứng kiến, âm dương minh giao to lớn kia giao vĩ đột nhiên vung, trực tiếp rút trúng lệ trưởng lão thân thể, khiến cho bắn mạnh tới, trong khoảnh khắc đánh trúng thẳng hướng tô giật ba vị ngọc đỉnh tông cường giả, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, ba người ngoài thân quan mang đại đỉnh trực tiếp chôn vùi vào vô hình ở giữa, kể cả ba người thân thể, đều là trực tiếp nổ tung, liền nửa điểm ngăn cản lực đều chưa từng vốn có mà lệ trưởng lão cũng ở nơi này một kích chi sau trực tiếp bị mất mạng, thân thể tứ phân ngủ liệt ra, chậm rãi rất hạ hư không, chết đến mức không thể chết thêm, lệ trưởng lão, thiên địa phản phất ở nơi này một màn chi sau an tĩnh như vậy nhất chớp mắt, còn lại mỗi bên chỗ người đều là thấy được như vậy một màn, không khỏi chấn động lay động cùng hoảng sợ, còn dư lại ngọc đỉnh tông cường giả, còn có thanh minh tông năm người, đều là mồ hôi tráng tuôn ra, bọn họ từng cái trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn cái kia đầu vắt ngang ở giữa hư không âm dương minh giao lúc này mới bao lâu thời gian quá khứ, lấy nguyên hoàng kỳ cửu trọng lệ trưởng lão cầm đầu ba người, đều là bị đánh chết ở vô hình, mà cái kia vốn là đối phó tô giật ba người khác, càng thêm liền sức chống cự đều chưa từng vốn có, liền bị chết liền một phấn đều không lưu xuống, tình cảnh như thế quá mức chấn nhiếp nhân tâm, không, không, bá vương tông sẽ không như thế mạnh mẽ, bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy, thanh minh tông tông chủ khương trạch không cơ hồ là muốn đánh mất thần trí, hắn thật vất vả leo trên ngọc đỉnh tông cây to này, nghĩ có hơn mười vị nguyên hoàng kỳ cường giả tọa trấn thanh minh tông muốn làm cho tô giật chờ bá vương tông người có đến mà không có về tuyệt đối dễ như trở bàn tay nhưng sự thực cùng hắn nhóm trong tưởng tượng nhất định một cái ở thiên một cái tại đất bá vương tông chẳng những không có một lần hành động tan tác ngược lại không lâu sau liền đem ngọc đỉnh tông đánh chết sáu người liền mạnh nhất nguyên hoàng kỳ cửu trọng trưởng lão đều không thể may mắn tránh khỏi kết quả như thế nhường sợ nhường kinh hoảng nhường khó có thể tin trốn xác thực là sửng sốt một hồi lâu cái kia đang cùng vệ linh hoàng kịch chiến ba vị ngọc đỉnh tông cường giả mang theo lo sợ không yên tình, bỗng nhiên quay đầu mà đi, muốn thoát khỏi chiến cuộc, lệ trưởng lão đã chết, ngọc đỉnh tông đại thế đã mất, tuyệt đối sẽ không lại là bá vương tông đối thủ, này thì không đi nói, chỉ có một con đường chết, bổn hoàng cho phép các ngươi đi sao, giọng điệu như vậy tiến theo vệ linh hoàng trong miệng nói ra, chỉ thấy hắn thấp bé vóc người chấn động phía dưới, chớp mắt hóa ra băng tủy vệ linh trùng bản thể, băng lam sắc khí tức lưu chuyển giống như giống như mạng nhện thần tốc bành trướng lái đi lập tức đã đem chu vi toàn bộ đông lại cái kia ba vị muốn chạy trốn ngọc đỉnh tông người động tác trong nháy mắt động lại xuống bén nhọn linh hồn công kích từng làn sóng xâm nhập bọn họ khiến cho ba người động tác cực độ chậm chạp đầu não sắp nổ tung giống nhau tiện đà trong mắt bọn họ chỗ đã thấy một màn tắt thì là làm cho ba người trong con ngươi đồng thời xuất hiện tử vong hoảng sợ bọn họ nhìn thấy một cái cường tráng giao vĩ từ phương xa hoành tập kích tới bỗng nhiên rút trúng bọn họ chết đi âm dương minh giao đang nói rơi xuống, lại là nghe được một tiếng vang thật lớn, ba người này kể cả lấy bọn họ cùng đánh trận thế, đồng thời huyễn diệt ở vô hình, tan tành mây khói, ngọc đỉnh tông, liền này kết thúc đi, ở nơi này lúc, thanh hoàng thanh âm truyền ra, tô giật đám người ngẩng đầu mà trông, chứng kiến cái kia to lớn minh xà thân sao động thiên vũ, hắn sở ứng đối ba người, ngoài thân quan mang đại đỉnh sớm bị đánh tan mà ra, ba người thân ảnh hoàn toàn bại lộ tại ngoại, thanh hoàng đuôi rắn vung phía dưới phân biệt theo thân thể của bọn họ chi trên xẹt qua rầm 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 ba tiếng tiếng vang trầm nặng truyền ra đồng thời xuất hiện ba đám huyết vụ dày ở giữa hư không suy suy mà ở tô tiểu soái bên kia tình hình chiến đấu cũng đã đến sau cùng thanh minh tông năm người này thì đã có ba người bị mất mạng chết ở tô tiểu soái trong tay duy chỉ có khương trạch khôn cùng nhất vị nguyên hoàng kỳ ngũ trọng lão giả vẫn còn ở gượng chống cái kia lửa cháy ngập trời của sớm đã phá toái tô tiểu soái vỗ cánh phát sát chỉ thấy bên ngoài nho nhỏ cánh một cái quét ngang phía dưới chính là có bén nhọn phong nhận đảng đánh mà ra thoáng thì tập kích trung cái kia nguyên hoàng kỳ ngũ trọng lão giả đem thân thể theo trung chặt đứt, một phân thành hai hai nửa thi thể theo cao trời sập rơi đập ở phía dưới trong dãy núi huyết nhục vẫy ra ta hận a à, khương trạch khôn ngưỡng thiên thét dài trong lòng vô biên hận ý lan ra kéo dài sự tình đột nhiên thành như bây giờ vậy cục diện là hắn lúc trước là thế nào cũng không dám tưởng tượng cái này kết thúc chiến đấu quá nhanh một đầu âm dương minh giao một cái minh xà một con kỳ quái chim nhỏ một con băng tủy vệ linh trùng lại thêm trên thiếu niên kia tô giật, tự nhiên trong thời gian ngắn ngủi, đã đem hai người bọn họ tông 16 vị nguyên hoàng kỳ toàn bộ đánh chết, cho dù là tới hiện tại, Khương Trạch Khôn vẫn là khó mà tin được sự thật này, cùng ta bá vương tông là địch hạ tràng, chỉ có hủy diệt, tô tiểu soái giữa cổ họng phát ra thanh âm như vậy, mà sau há mồm phun ra một đạo hỏa diễm trường mâu, trực tiếp xuyên thấu Khương Trạch Khôn đầu, cái đầu kia nổ lớn đổ tung, một cổ thi thể không đầu rơi xuống mà hạ, thanh minh tông tông chủ, liền thân này vẫn, không biết tới thời điểm chết, Khương Trạch Khôn trong lòng là có phải có quá hối hận, hối hận cùng bá Vương Tông là địch, hối hận đối với quý hàm nặc hạ thủ, hoặc là hối hận làm cho Ngọc Đỉnh Tông mạnh nhất vài cái người nên rời đi trước, thẳng đến bá Vương Tông mỏ sơn đi, lão đại, toàn bộ làm xong, tô tiểu Soái rơi vào tô giật đầu vai, nhẹ giọng nói đạo, bá, trong hư không, âm dương minh giao thân trên quan hoa lóe lên, hắc bạch hai sắc ánh sáng tách ra, dương minh cùng âm minh hai người lần nữa xuất hiện, đứng ở tô giật trước mặt, thanh hoàng, vệ linh hoàng hai người cũng đều là khôi phục bản thể. Chủ nhân, bốn tôn thú hoàng đều là súng lại ở tô giật bên người, mở miệng mà đạo, tô giật không tiếng động gật đầu, không nói gì thêm. Ngọc Đỉnh Tông, Thanh Minh Tông cái này 17 người tất cả đều đáng chết, bởi vì quý hàm nặc, cũng bởi vì phải cứu trị quý hàm nặc, bọn họ thấy được tô giật thần bí không gian trùng sáng. Thanh Minh Tông, nhất định từ nơi này thế thượng tiêu thất, tô giật đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng đột nhiên sát khí mênh mông cuồn cuộn hôm nay ta muốn ở này đại khai sát giới theo tô giật sát khí thả ra thanh hoàng dương minh âm minh vệ linh hoàng tô tiểu soái năm người tất cả đều nổi lên bắt đầu bàn nhiên sức mạnh to lớn đây là ngũ tôn cường đại thú hoàng đều là vô cùng đáng sợ chủ nhân việc này tình liền giao cho chúng ta đến đây đi thanh hoàng mâu quan thâm trầm nhẹ nhàng mà đạo thân hình hắn giống như là một đạo nhanh như tia chớp trực tiếp chém vào phía dưới thanh minh trong dãy núi một mảnh thanh sắc quan mang quét ngang mà qua đem hơn 10 đạo thanh minh tông đệ tử thân ảnh toàn bộ bao trùm ở bên trong a à, một mảng lớn có tiếng kêu thảm thiết phát sinh, hơn 10 người chỉ ở trong chớp mắt liền biến thành bột miệng, giết, dương minh, dương minh, vệ linh hoàng ba người cũng theo sau mà phát động, theo cao khoảng không sông xuống, như mấy tôn tử thần hàng lâm, điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh, trốn, chạy mau, thanh minh tông rất nhiều đệ tử, thẳng đến phương mới phản ứng được, ngọc đỉnh tông, thanh minh tông 17 vị nguyên hoàng kỳ bị đánh chết, chỉ là trong vòng thời gian ngắn chuyện phát sinh tình, làm cho một đám đệ tử tất cả đều ngốc ngay tại chỗ bọn họ chưa từng có tưởng tượng qua kết quả như vậy, sẽ không ai tin tưởng cả bá vương tông cư nhiên như này cường đại, nhưng mà lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn, cũng là vì thì đã muộn, bốn vị thú hoàng thân ảnh hóa thành bốn đạo toàn phong, ở giữa núi rừng tung hoành xung phong liều chết, qua chi chỗ huyết vụ tràn ngập, cục tay cục chân tán loạn khắp nơi, từng cái ngọn núi nhỏ chi lên, đều là bị tiên huyết nhụn thành thê diễm hồng, khí tức tử vong bao phủ thanh minh dãy núi, lão đại, ngươi không sao chứ, cao thiên chi lên, tô tiểu soái ngước mắt nhìn tô giật, lên tiếng hỏi, tiêu hao có chút lớn, không có gì đáng ngại, tô giật nhấp một khẩu linh dịch, giãn ra một hơi nói đạo, vừa mới kịch chiến, hắn dù sao tu vi còn thấp, tình huống bình thường hạ căn bản không thể nào là nguyên hoàng kỳ cường giả đối thủ, huống vẫn là ba vị nguyên hoàng kỳ liên thủ tập sát, như không phải là có kim cương chi thể, tô giật biết mình dù cho có 10 cái mạng, sợ cái này thời gian cũng đã chết hẳn, quan trọng nhất là, trên người yêu thần chiến khải, hóa giải tuyệt đại đa số lực lượng, cho nên tô giật này thì khuôn mặt sắc có chút thương bạch, thái hư thần hải bên trong nguyên khí hầu như tiêu hao nhất khoảng không, lão đại ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta đi giết những người này chơi đùa, tô tiểu soái gật đầu, mà sau hai cánh chấn động, cũng xông vào phía dưới trong dãy núi, trước kia đại chiến, làm cho thanh minh tông rất nhiều đệ tử đều cách xa ở giữa chiến trường, cho nên cái này thì đoàn người phân bố cực kỳ phân tán, tô tiểu soái hoành khoảng không tuôn ra, mâu quan chấp động, tẩn tìm từng vị tu vi nhân vật mạnh mẽ đi, thanh minh tông bên trong, cũng không thiếu nguyên hư kỳ, nguyên chân kỳ đẳng cấp cường giả, nhưng tô tiểu soái tuyệt đối sẽ không phóng mặt hắn nhóm đào tẩu hô lạp lạp đáng sợ năng lượng ở trong dãy núi sao động xuyên toa qua chi chỗ dễ như trở bàn tay quét ngang tất cả hủy diệt chi khí tung hoành tàn sát bừa bãi tô tiểu soái phượng hoàng chân hỏa đốt cháy hư không cũng không biết nhiều thiếu thanh minh tông đệ tử chết quan chết uổng tô giật không có gia nhập tàn sát hắn rơi hạ nửa khoảng không xếp bằng ngồi dưới đất mặt bắt đầu nhắm mắt điều tức khôi phục tiêu hao nguyên khí mà ngủ tôn thú hoàng giống như cái kia hổ vào bầy dê tiến hành tùy ý tàn sát nửa canh giờ chi về sau, tiếng trống hoảng sợ tiếng chậm rãi biến mất thu liễm, càng ngày càng là hiếm thiếu, sát lục tiếng nhập hồi cuối, chủ nhân, thanh hoàng về tới tô giật bên người mà đạo, hô, tô giật phun ra trong lồng ngực trọc khí, mở mắt hỏi, đều giết sạch sao, không có, thanh hoàng lắc đầu, nói, thanh minh tông quá nhiều học trò, có chút xem thời cơ được sớm, không biết tránh đi cái gì bí mật chi chỗ đi, muốn chém tận giết tuyệt, còn cần nghi mật lục soát tìm, chẳng qua không có ai trốn xa, cũng chỉ là ở phụ cận vùng. Tô giật nghe vậy gật đầu, thanh hoàng đám người tuy mạnh, nhưng nhân thủ dù sao cũng có hạn, có thể giết chết thanh minh tông phần lớn người, nhưng không thể một cái đều không đổ vào. Đột nhiên, đang ở thanh hoàng cùng tô giật lúc nói chuyện, viễn phương có từng tiếng kinh khủng thú hống tiếng gầm truyền đến, gào gừ, gào gừ, từng tiếng thật lớn gào thét tiếng, ra từ các loại bất đồng thú loại, dẫn động hư không, nghe được thanh âm như vậy. Tô giật khóe miệng không khỏi từ từ câu dẫn ra một cái xâm nhiên tiếu dung, mang yêu thú đại quân đã đến, tiến hành lục soát từng tất đất, thanh minh tông đệ tử, một người sống cũng không muốn lưu hạ, hắn tiếng băng lãnh, nói từng chữ từng câu, ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, phải, chủ nhân, thanh hoàng nghiêm nghị đáp lại, theo tô giật trong giọng nói, hắn nghe ra được chủ nhân là thật chính đổi lên sát ý, thề phải đem thanh minh tông mọi người, từ nơi này thế thượng lau đi sạch sẽ, cái này, là bởi vì hắn nhóm làm thương tổn quý hàm nặc cũng bởi vì rất nhiều người đã từng thấy được thần bí không gian trùng sáng, bá, thanh hoàng thân hình lần nữa bắt đi, chỉ chốc lát chi về sau, Viễn phương dãy núi bên trong, vô tận mang yêu thú đại quân sông ngang mà đến, khói bụi khắp nơi thiên, ở thanh hoàng chỉ dẫn phía dưới, từng đầu cường đại mang yêu thú đẩy tới thanh minh trong dãy núi, bắt đầu cẩn thận sưu tầm người sống, tô giật lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng lãnh ý chẳng những không có giảm ít hơn nhiều, ngược lại càng sâu vài phần, quý hàm nặc bây giờ sinh tử khó liệu, mặc dù có tham gia gia xuất thủ, sống lại hy vọng cũng vô cùng tiểu, hắn tâm lý tràn đầy sát cơ, còn có một tia ảo não như không phải là vì đi xem tình huống của mình, Quý hàm Nặc cũng sẽ không xảy ra cái này việc sự tình. Ngọc đỉnh tông sau một khắc, tô giật một đôi đồng tử bên trong sóng lớn lại xuất hiện. Ngọc đỉnh tông, cái này hỗn loạn vượt nhị lưu tông môn, như không phải là bởi vì bọn họ thanh minh tông như nay làm sao dám lớn lối như vậy? Mặc dù là đối phó huyền kiếm môn, bọn họ cũng sẽ không có lá gan đó. Đây hết thảy có thể đều là ngọc đỉnh tông ở lưng sau thao túng sai sử, mục đích vẫn là ở chỗ đối phó bọn họ bá vương tông, muốn đoạt được mỏ sơn nhị lưu thế lực lại có thể thế nào? luôn luôn nhất thiên ta muốn các ngươi cũng từ nơi này thế thượng tiêu thất tô giật hai tay nắm lấy lên bên mép thì thào mà đạo ngọc đỉnh tông đồng dạng cần lau đi nếu không thì sẽ là một cái to lớn mối họa thực lực của bọn họ hoàn toàn không kém gì thiên cương môn đây là tô giật bây giờ lớn nhất kiên kỵ lão đại cái này lúc tô tiểu soái từ xa chỗ bay tới rơi vào tô giật bên người mà theo tô tiểu soái cùng nhau mà đến còn có viêm giật ma hổ phía trước vì chạy đi tô giật làm cho viêm giật ma hổ ở nửa đường chờ mang yêu thú đại quân cho nên mới vừa chạy tới không lâu sau, này thì cũng trải qua một phen sưu tầm, tìm ra vài tên thanh minh tông đệ tử, toàn bộ đánh chết, chủ nhân, ta ở một cái sơn động ẩn nút trong phát hiện tiểu tử này, phim giật ma hổ hổ trảo chi hạ mang theo một đạo thân ảnh, lập tức ném vào tô giật trước mặt, tô giật phóng tầm mắt nhìn tới, thân ảnh ấy chính là một cái thanh niên, tướng mạo anh Tuấn, quần áo bất phàm, nhưng mà này lúc, cái này thanh niên cũng là một bộ kinh hách quá độ dáng dấp, thân thể giống như là run rẩy một cái đậu sắc không ngừng, mặt sắc kinh hoàng, hắn hạ càng là ước một mảng lớn, có tanh tử chi khí tán phát ra, lục truyết, tô giật nhíu mày một cái, hắn đương nhiên nhận được cái này thanh niên. Lúc trước ở triệu linh bí cảnh ở giữa tranh đoạt trăng một quỳnh tương lúc, vô nhai cung thượng vương trần cùng tử ảnh lâu thủy nguyệt thiền đều muốn mời chính mình liên thủ, đối phó viêm dực ma hổ, nhưng cái này lục truyết cũng là lên tiếng phản đối, tô giật cùng hắn trong lúc đó lúc đầu không có quá nhiều ân oán, nhưng nhưng cũng biết, đối phương là ngọc đỉnh tông trẻ tuổi ở giữa đệ tử kiệt xuất nhất, thoáng quan sát phía dưới, Lục Triết bây giờ cư nhiên đã là bước chân vào nguyên hư kỳ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng quá khứ, như vậy tiến bộ thật phi thường đáng sợ, đáng tiếc, hắn hôm nay rơi vào tô giật trong tay, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, nếu không thì, ta không ngại để cho ngươi bị chết rất khó nhìn, tô giật bình tĩnh nhìn Lục Triết, đạm nhiên nói đạo, ta, ta, ta cái gì cũng không biết, Lục Triết mang theo tiếng khóc nức nở, khuôn mặt trên nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng nhau, không nói ra được bộ dáng chật vật, không biết là sao. Cô tiểu soái tức thì lạnh trên một tiếng, một cái cánh như dao vung ra, tuôn ra một đạo cương nhận, xoẹt, lục truyết một cánh tay bị cái này cương nhận chặt đứt, huyết thủy phun rượu, a, à, lục truyết không ngừng kêu thảm thiết, thống khổ to lớn xâm nhập thần kinh, liền vội vàng nói, đừng, đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta biết đều nói cho ngươi, các ngươi ngọc đỉnh tông người, tại sao lại xuất hiện ở đây thanh minh tông ở giữa, tô giật không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp chính là hỏi, thanh minh tông, Khương Trạch không biết đắc tội bá Vương Tông, bá Vương Tông quá mạnh mẽ, hắn sợ, cho nên xin giúp đỡ Ngọc Đỉnh Tông, ở to lớn đau đớn xuống, lục chuyết nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng tô giật mấy người tuy nhiên cũng nghe rõ, đại để chính là Thanh Minh Tông cùng huyền kiếm môn mối hận cũ chưa xong, mà bá Vương Tông lại cùng huyền kiếm môn giao hảo, cho nên Khương Trạch không đã nhận ra nguy cơ cực lớn, chỉ cần huyền kiếm môn thông thả lại sức, nhất định sẽ xuống tay với bọn họ đấy, ngoài ra, Khương Trạch không phỏng chừng cũng là nghe được cái gì tiếng gió thổi, ngọc đỉnh tông muốn cướp đoạt bá vương tông tài nguyên khoáng sản cho nên chủ động tìm tới ngọc đỉnh tông tìm kiếm trợ giúp đối với ngọc đỉnh tông mà nói căn bản không có đem bá vương tông quá mức để vào mắt nhưng nếu là có thể thu phục một cái tam lưu thế lực cũng bất quá tiện tay làm sự tình không nói đưa đến cỡ nào tác dụng to lớn không đủ nhất cũng có thể làm lính hầu cùng pháo hôi thúc đẩy việc này tình tô giật đại thể cũng có thể suy đoán được ngọc đỉnh tông thực sự là không hết lòng gian a à, nhưng các ngươi dĩ nhiên khờ dạy cho rằng phái ra một cái nguyên hoàng kỳ cửu trọng, liền có thể đối phó được chúng ta sao? Tô giật nhíu mày, hỏi lần nữa, sự thực trên hắn có chút không giải khai, có thiên cương môn sát vũ mà về cái này vết xe đổ, Ngọc Đỉnh Tông chớ nên như này khinh thị bá vương tông mới đúng, phái ra một cái nguyên hoàng kỳ cửu trọng, ra lệnh mặt khác hơn 10 người nguyên hoàng kỳ cường giả, thực lực như thế, kẻ ngu si đều biết chắc là giải quyết không được bá vương tông, bởi vì ở bá vương tông bên trong, có một tuyệt mệnh diêm la tây vô tình, đó là có thể lực chiến nửa bước nguyên tông cảnh tồn tại mà ngọc đỉnh tông người tuyệt đối sẽ không ngốc đến phái người xuất hiện chịu chết mới là không không phải nghe được tô giật nghi vấn lục triết lần nữa nói ra ngọc đỉnh tông không có khinh thị bá vương tông không chỉ là phái ra nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả mà là hai gã ngoài ra còn có tam trưởng lão tam trưởng lão tô giật mở ra lông mi đúng tam trưởng lão nửa bước nguyên tông cảnh tam trưởng lão lục triết gật đầu như giả tỏi khẩn trương nói đạo nghe được nửa bước nguyên tông bốn chữ tô giật tô tiểu soái viêm giật ma hổ ba người thần tình chợt đều là đông lại một cái nếu như như thế có thể thấy được ngọc đỉnh tông quả thực không có khinh thường bá vương tông đúng như lục truyết theo như lời nói có nửa bước nguyên tông kỳ cường giả ra ngựa lại thêm trên hai vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng dẫn mặt khác hơn mười vị nguyên hoàng kỳ cường giả thực lực như thế nếu là ngày trước lời nói tuyệt đối có thể quét ngang bá vương tông nhưng hắn nhóm căn bản không nghĩ tới là trước đây không lâu thanh hoàng âm dương minh hoàng, phệ linh hoàng ba người, tất cả đều là điên cuồng tấn thăng, thực lực đại tăng, đồng thời âm dương minh hoàng càng là trải qua âm dương tách trời, hóa phân thành dương minh cùng âm minh hai người, hai người hợp thể phía dưới, thực lực càng là trực bước nửa bước nguyên tông kỳ. Ngoài ra, tô tiểu soái cũng là đột phá đến yêu hoàng cảnh giới, lấy phượng hoàng huyết mạch cường hãn cho dù là ứng đối một dạng nguyên hoàng kỳ cao dai, cũng không chút nào hư, những thứ này, đều là ngọc đỉnh tông vô luận như thế nào cũng tính kế không tới sự tình, như vậy các ngươi tam trưởng lão, cùng một vị khác nguyên hoàng kỳ cửu trọng đi đâu trong, khoảng khắc chi về sau, tô giật lại là hỏi như vậy, một phen kịch chiến xuống, cũng không thấy nửa bước nguyên tông kỳ cùng một vị khác nguyên hoàng kỳ cửu trọng tồn tại, cái này cùng lục chuyết nói không hợp, hắn, bọn họ, bọn họ đi bá vương tông mỏ sơn, muốn thừa dịp các ngươi tới tập kích thanh minh tông, một lần hành động đem mỏ sơn cầm hạ, lục chuyết rụt cổ một cái nói đạo, cái này một hồi tô giật cùng tô tiểu soái đều là không hề động hắn cho nên lục chuyết nói hơi có vẻ trôi chảy một điểm đi mỏ sơn tô giật tô tiểu soái phim giật ma hổ đều là ngẩn ra kết quả như vậy làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chẳng qua lục truyết theo sau thoáng giải thích một cái đem tam trưởng lão đám người dự định nói cho tô giật nguyên lai like như này nghe xong chi về sau tô giật mấy người tất cả đều là có chút sững sờ thần nguyên lai like ngọc đỉnh tông người sớm đã dò thăm bá vương tông tây vô tình cũng không có đi cùng mà đến chỉ có tô giật mấy người bọn họ cho nên ngọc đỉnh tông cường giả căn bản không kịp đợi muốn chia binh hai đường một đường trấn áp tô giật cùng mấy tôn thú hoàng, một đường khác tắt thì thẳng bá vương tông mỏ sơn, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, như dựa theo tình huống trước kia đến xem, bọn họ hành động này có niềm tin tuyệt đối, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng hắn nhóm đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, dưới mắt bá vương tông, sớm đã thực lực đại tăng, không phải trước kia bá vương tông, thiên toán vạn toán, không nghĩ tới đem mình cho đi mưu hại, tô giật lộ ra cười nhạt, trong lòng không khỏi có dũng khí vui sướng cảm giác, đáng đời ngọc đỉnh tông như vậy tan tác thật sự là bởi vì quá coi thường bá vương tông, như cái kia nửa bước nguyên tông cảnh tam trưởng lão cùng một vị khác nguyên hoàng kỳ cửu trọng lưu thủ thanh minh tông, lại thêm trên hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ ở đây, tô giật một đầu sông đến thanh minh tông đến, tất nhiên là muốn ăn một cái to lớn thua thiệt ngầm, đừng nói cứu ra quý hàm nạc, sợ rằng mọi người muốn ở này chỗ xuất hiện đáng sợ hao tổn, sẽ có người vẫn lạc, đáng tiếc, ngọc đỉnh tông cấp thiết muốn có được mỏ sơn, dự định đối với bá vương tông phân mà đánh bại, ngược lại đem mình cho tính kế, ha 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 cái này ngọc đỉnh tông tam trưởng lão chúng ta thật đúng là muốn cảm tạ hắn a à. tô tiểu soái trực tiếp cười ra tiếng vô cùng nhìn có chút hả hê nhưng cùng với thì ngữ khí băng hàng hồi tưởng lại ngọc đỉnh tông không lâu bị thiên chu tông dụ dỗ muốn đi chiếm lấy bá vương tông mỏ sơn đúng là đưa ra cho bá vương tông nhất thành phần thành yêu cầu đồng thời hành vi cử chỉ còn mang theo cao cao tại thượng bố thí ý có thể theo cái kia thì bắt đầu bọn họ cùng bá vương tông trong lúc đó đã đã định trước không pháp hòa giải chủ nhân chúng ta phải không nhanh lên một chút chạy trở về đi, Tây vô tình đại nhân độc giữ lại cho mình bảo vệ quán sơn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, tô giật bên người, viêm giật ma hổ suy nghĩ một chút nói đạo, cái này cũng không sốt ruột đi, Tây vô tình đại ca nắm trong tay kỳ môn huyễn hồn giới, trước đây hồng cường long đều ăn thua thiệt bỏ chạy, lúc này đây, bọn họ còn có thể lật thiên hay sao, tô tiểu soái biểu môi, kinh thường nói, lần này Ngọc Đỉnh Tông chỉ là có một nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả mà thôi, căn bản không đáng để lo một ngày xông vào ly hỏa huyền dương giới bên trong, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, tô giật trầm tư khoảng khắc, nói, sợ là Ngọc Đỉnh Tông Tam trưởng lão cũng không ngốc, tất nhiên còn có mạnh hơn chuẩn bị ở sau, nếu không thì sao dám đi sông Mỏ Sơn, điều phỏng đoán này tuyệt đối sẽ không có lỗi, Hồng Cường Long đã tự mình xác nhận bá vương tông kỳ môn huyển hồn giới đáng sợ, Ngọc Đỉnh Tông Tam trưởng lão cũng tất phải có chút dự liệu, không thể cùng lăng đầu thanh vậy giết đi qua, bọn họ, nhất định chuẩn bị đáng sợ hơn thủ đoạn, tô giật vừa nói, khi hắn lần nữa nhìn về phía lục truyết thời điểm, phát hiện đối phương nhãn thần đúng là có chút né tránh. Tôi giật ánh mắt đưa ngang một cái, lạnh lùng nói, ngươi còn có việc gạt ta, không có, không có, lục truyết thân thể run rẩy không ngừng. Đối với trên tô giật ánh mắt, phản phất bị sấm sét bổ trúng một dạng, làm cho hắn hốt hoảng, nhưng mà hắn vẫn thật chặt cắn răng, phủ nhận tô giật suy đoán, là sao, tôi giật ngữ khí rét lạnh, bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, đáng sợ quan mang nở rộ ra, như khai sơn phá thạch một dạng, trực tiếp đánh vào lục truyết một cánh tay khác chi tiến lên phanh một tiếng lục truyết một cánh tay khác trực tiếp nổ tung trở thành huyết vụ a à, trong miệng của hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thân thể tại trên đất uống tới ẹo lui cục tay chi chỗ máu chảy như suối nói đi lại không lão thật giao phó ta tuyệt sẽ không có bất kỳ khách khí tô giật trầm giọng nói ta nói ta nói lục truyết lo sợ không yên kêu to kèm theo thống khổ kêu rên khuôn mặt trên dính đầy nước mắt nước mũi ác tâm không gì sánh được hắn cấp thiết mà nói nhưng ngươi phải đáp ứng không giết ta, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, tô giật nghe vậy, lại là một trưởng vung ra, đánh vào lục chuyết đùi phải chi lên, khiến cho nát bấy, a à, vùng đất này, hoàn toàn bị lục chuyết tiếng kêu thảm thiết sở tràn ngập, thấy tình cảnh này, tô giật trong tay lần nữa nổi lên bắt đầu một mảnh hung hãn khí cơ, đáng sợ lực lượng ở trong không khí cuồn cuộn mà phát động, nóng bỏng khí lãng giống một thanh chui lợi nhận toàn vũ, phát sinh kinh khủng minh hết dài. Lục Chuyết thân trên bị cắt ra từng đạo thật nhỏ vết thương, chảy máu không ngừng hắn hốt hoảng hét lớn, không nên, ta nói, công chủ mời được nhất vị tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, cùng tam trưởng lão bọn họ cùng nhau đi mỏ sơn, cái gì, tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, tô giật thần tình đột nhiên đại động, trở nên hoảng sợ, tô tiểu soái viêm giật ma hổ hai người, cũng đều là đồng thời động dung, tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, bọn họ đều phi thường tin tưởng cái này là dạng gì khái niệm, bởi vì bá vương tông ở giữa có hai gã ngự hồn sư, theo thứ tự là tuyệt mệnh diêm la tây vô tình cùng tô giật tứ phẩm trung giai loại này tầng thứ ngự hồn sư đã là nhân vật hết sức đáng sợ, hỗn loạn vượt ba đại nhất lưu thế lực bên trong, đều không nhất định sở hữu cường hãn như vậy hạng người, mặc dù là phóng tới sáu lục địa ba châu nhất hải bên trong, tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, đều sẽ bị nhất sơn nhị giáo tam tông tứ môn, coi như quý khách giống nhau cung, loại đại ngộ này, cũng không phải đến từ bọn họ thực lực của tự thân, mà là bởi vì ngự hồn sư thân phận, tô giật bọn người là biết, tây vô tình cũng là tứ phẩm ngự hồn sư, ở dùng hoàng cực thiên hồn đang phía trước hắn cũng chỉ là tứ phẩm trung giai mà thôi, hảo một cái Ngọc Đỉnh Tông, tô giật nhãn trầm như nước, tâm lý tối tâm tới cực điểm, không nghĩ tới Ngọc Đỉnh Tông cư nhiên có thể mời được nhất vị tứ phẩm trung cấp ngự hồn sư đi đối phó bá Vương Tông, có như vậy nhất vị tồn tại xuất thủ, ở ly hỏa huyền dương giới ở giữa không nói tới lui tự nhiên, nhưng cũng tất nhiên muốn ung dung nhiều lắm, lại thêm hơn nửa bước Nguyên Tông kỳ cùng Nguyên Hoàng kỳ cửu trọng đồng thời mà phát động không làm được thật sẽ để cho đại ca Tây vô tình đối mặt phiền phức rất lớn dù sao mỏ sơn ở giữa chỉ có tay vô tình cái này nhất vị bá vương tông nguyên hoàng kỳ cường giả trấn thủ phân thân thiếu phương pháp phía dưới cố gắng thật xảy ra đại sự còn nguyên hoàng kỳ nhất trọng ông chính quyền ở đối thủ như vậy trước mặt căn bản không được tác dụng gì lão đại chúng ta làm sao bây giờ tôi tiểu soái rơi xuống tôi giật đầu vai hỏi lập tức xuất phát toàn lực chạy về mỏ sơn hy vọng đại ca có thể chống được chúng ta hồi viên tôi giật không chút nghĩ ngợi thân hình lập tức phóng lên cao nhất khắc cũng không dám trì hoãn tiếp nữa chỉ cần đại ca Tây vô tình chống được bọn họ hồi viên, đến lúc đó cân nhắc tôn thú hoàng sông vào kỳ môn huyễn hồn giới bên trong, làm có thể trà đạp ngọc đỉnh tông mấy người kia, chỉ là hy vọng, đây hết thảy cũng còn kịp, chủ nhân, tiểu tử này làm sao bây giờ, phía dưới, phim giật ma hổ nhìn thoáng qua lục chuyết, như thế hô, giết, tô giật thanh âm lạnh lùng truyền đến, đừng giết ta, không nên, lục chuyết hai mắt trợn trừng, hoảng sợ vô độ, còn sót lại một chân dùng sức đạp mặt đất, nhưng căn bản không thể chạy trốn, tiểu tử, quái thì trách chính các ngươi, chớ nên đắc tội chúng ta bá vương tông, không nên dây vào nộ chủ nhân. Viêm dực ma hổ lạnh trên một tiếng, cánh một cánh phía dưới, xuất hiện mảng lớn hỏa diễm, đem lục chuyết thân thể bao vây, làm có tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, hỏa diễm tắt, tại chỗ cũng chỉ thừa lại hạ một đống hắc hôi, lục chuyết bị chết cực kỳ thấu triệt, mà lúc, viêm dực ma hổ cũng đã ngút trời mà lên, đuổi sát tô giật đi, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng bốn người rất nhanh hội tụ, đi tới tô giật bên người, đi. Tô giật vung tay lên, đoàn người lần nữa tốc độ cao nhất mà đi, hướng bá vương tông mỏ sơn chạy đi. Nguyên chỗ, đại lượng mang yêu thú còn đang không ngừng sưu tầm, thề phải giết chết hết thảy thanh minh tông đệ tử. Viêm dực ma hổ ở tô giật giao cho phía dưới, chủ trì tất cả, làm nhiệm vụ hoàn thành chi về sau, sẽ đi chạy về bá vương tông. Mấy đạo thân ảnh biến mất ở viễn phương, mấy giờ chi về sau, một đám mang yêu thú cũng kết thúc lục soát tìm, từ từ rút đi. Toàn bộ thanh minh trong dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn hạ khắp nơi thi thể và vết máu. Còn có nhất chỗ chỗ tàn phá phế tích, thật lâu chi về sau, mới có vũ giả từ phương xa cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này, chậm rãi hướng về Thanh Minh Sơn ở giữa mà đi. Theo không ngừng thâm nhập, mỗi cái vỏ giả khuôn mặt trên tất cả đều mang theo vô biên hoảng sợ tình. Thanh Minh Tông bị diệt, bọn họ rất nhanh nhận thức đến sự thật này, không khỏi trong lòng chấn động lay động đến rồi mức độ không còn gì hơn. Không chỉ có như đây, theo thời gian trôi qua mọi người cũng dần dần phát hiện, Thanh Minh Tông cư nhiên một người sống đều không hề lưu lại vô luận là cao tầng vẫn là đệ tử, tất cả đều bị giết, tiên huyết đương hồng mãn lớn thổ địa, bá vương tông, đây là muốn nghịch thiên A, một cái tam lưu thế lực lần nữa biến mất lệnh vô số người hoảng sợ, kế thất tinh kiếm tông, kim đao tông, còn có thiên chu tông chi về sau, thanh minh tông lần nữa vì bá vương tông mà hủy diệt, nhưng mọi người nhận được tin vũ giả chấn động lay động về chấn động lay động, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, ở không lâu sau chi về sau, sắp có một cái càng đáng sợ hơn tin tức truyền ra lệnh người tê cả da đầu không biết là từ đâu chỗ tiết lộ tiếng gió thổi, bọn họ nghe được một cái tin đồn, một trận chiến này chết đi ngoại trừ thanh minh tông người, còn có 12 vị ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ cường giả, tô giật cùng tô tiểu soái, thanh hoàng đám người một đường mà đi, cùng tới thì một dạng, triển khai toàn lực chạy đi, chẳng qua đang ở bọn họ hướng bá vương tông mỏ sơn chạy đi đồng thời, một nhóm năm vị lão giả, đã là đạt tới mỏ sơn không xa chi chỗ, cái này năm vị lão giả, dĩ nhiên chính là ngọc đỉnh tông nửa bước nguyên tông cảnh tam trưởng lão còn có nguyên hoàng kỳ cửu trọng nghiêm trưởng lão cùng hai gã ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ cao giai cường giả mà cái kia người thứ năm tắt thì là cả người gắn vào hắc sắc áo choàng bên trong đầu cũng bị bào mũ che lấp nhìn không thấy diện mục bá vương tông đến mỏ sơn phụ cận chi về sau tam trưởng lão lười biến nhíu nhíu mày thì thào mà nói nói hy vọng cái tòa này mỏ sơn thật còn giống thiên chu tông nói như vậy nguyên thạch tàn lượng cự đại đối với tam trưởng lão mạnh như vậy người như mỏ sơn giá trị một dạng làm cho hắn đi ra ngoài đơn thuần một chuyến tay không tam trưởng lão cái kia la kính không dám lừa dối chúng ta cái này mỏ sơn giá trị nhất định sẽ làm cho chúng ta cảm thấy vui mừng bên cạnh nghiêm trưởng lão nói tiếp nói đạo tam trưởng lão gật đầu mà sau quay đầu nhìn về phía cái kia hắc sắc bào mũ phủ đầy thân người hỏi thần hồn chí tôn cái kia tây vô tình thật không đơn giản người có niềm tin tuyệt đối sao tây vô tình tên bây giờ ở hỗn loạn vực có thể nói như mặt trời giữa trưa không ai không biết tên này ở không bằng vào kỳ môn huyễn hồn giới tình huống xuống đối phương cũng có thể cùng thiên cương môn môn chủ hồng cường long lực chiến tồn tại hắn sở bố trí kỳ môn huyễn hồn giới không biết cái này thần hồn chí tôn lôi vân hạt là có hay không có nắm chắc phá giải yên tâm đi bà mũ chi hạ cũng phát sinh lão giả thanh âm âm trầm khàn khàn nghe vào không nói ra được khiếp người nói tây vô tình cái này hậu bối thủ đoạn lão phu sớm đã nghe nói qua hắn chỗ bố trí đưa kỳ môn huyễn hồn giới là ly hỏa huyền dương giới cực kỳ cường hãn cùng các ngươi ngọc đỉnh tông hộ tống sơn trận cũng không kém mà ly hỏa huyền dương giới, lão phu sớm nghiên cứu triệt để, chỉ cần các ngươi có thể bảo vệ lão phu không bị quấy rầy, liền có chí ít bảy thành nắm chặt phá giải. Tam trưởng lão nghe vậy không khỏi gật đầu, hắn vẫn là hết sức tin tưởng cái này thần hồn chí tôn lôi vân hạt. Năm đó cái này lão giả ở hỗn loạn vực cũng là có danh hạng người, thanh danh còn xa xa ở ngay lúc đó tam trưởng lão chi lên. Bất quá đối phương tiêu thất gần trăm năm thời gian, gần nhất mới vừa lần thứ hai xuất hiện, mấy năm nay không biết có hay không nhiều thiếu tiến bộ. Tam trưởng lão có thể khẳng định một điểm là, lấy cái này lôi vân hạt thực lực hôm nay, sợ rằng độc tự bố trí ra cái này ly hỏa huyền dương giới rất khó, nhưng muốn phá giải nói, cũng có cực đại nắm chặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ bảo vệ đối phương không chịu một chút xíu quấy rối. Một hồi tiếng nhập mỏ sơn, ta sẽ thi triển không gian thủ đoạn, đem chúng ta năm người toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, để tránh khỏi phân tán. Kỳ môn huyền hồn giới lực lượng khó có thể suy đoán, mọi người cũng muốn mỗi bên tự cẩn thận. Tam trưởng lão thông báo một tiếng, mà sau cả người có một không rõ ý nhị mênh mông cuồng cuộn mà ra, chung quanh hư không đột nhiên nổi lên từng mảnh sóng gợn, như thế mặt nước nhảy vào hạ một cục đá vậy ba động, bao quát lôi vân hạt ở bên trong bốn người, tất cả đều đứng ở tam trưởng lão bên người, lấy đó vì trung tâm mà đứng, mỗi người thân trên đều là nguyên khí chấn động không ngớt, các cao cuốn liền cùng một chỗ, đây là phía trước sớm đã quyết định kế hoạch, từ tam trưởng lão xuất thủ, bằng vào nửa bước nguyên tông kỳ có thể thao túng không gian chi lực đặc tính, khiến cho bọn họ khi tiến vào ly hỏa huyền dương giới chi sau không đến mức phân tán mà ra kể từ đó là được tập trung lực lượng ứng đối tập sát đồng thời bảo vệ lấy lôi vân hạt phá giải kỳ môn huyễn hồn giới bá tam trưởng lão ở giữa hư không vừa sải bước ra mấy trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt mà qua lại vừa sải bước ra lại là xẹt qua một khoảng cách lớn mấy bước chi về sau chính là bước vào mỏ sơn phạm vi ở giữa tuy nhiên thật sự có người đến mỏ sơn trung tâm vị trí tây vô tình ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên hai mắt trợn trừng ra có sắc bén quan mang nở rộ, đi qua kỳ môn nguyễn hồn giới, hắn có thể cảm giác được người đến thân trên thả ra cường đại ba động, bất kể là ai, nếu đã tới nơi đây, vậy trước tiên nếm thử ly hỏa huyền dương giới tư vị đi, tay vô tình trong miệng thì thào, tay tay áo vung lên, một mảng lớn quan mang theo không gian đại lý bay ra, toàn bộ đều rơi vào phía trước bãi đá chi lên, hóa thành rậm rạp chằng chịt nguyên thạch, thật chỉnh tề lũy ở bãi đá chi lên, lại có nhất người cao, việc này động tác rơi xuống, tay vô tình thân hình lướt trên, tự thân cũng bay đến trên bệ đá, hai tay bóp xuất thủ ấn, linh hồn chi lực như vô hình dòng nước khuynh tiết mà mở, ô ô ô, đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ mỏ sơn chi trên đột nhiên âm hồn gào rít giận dữ tiếng nổ lớn, đáng sợ tàn hồn dường như vạn quỷ ban ngày đi vậy trào hiện, ở các ngõ ngách ở giữa xuất hiện, tiện đạt phần phật một cái, toàn bộ mỏ sơn trên bốc lên ngọn lửa kinh khủng quan mang, nhiều bó ác diễm cháy hừng hực đứng lên, treo hô hô thanh âm, thiên vũ tất cả đều bị bao phủ lại, từng cái hung mảnh hỏa long ngưng tụ thành hình, ở cao thiên chi trên tung hoành loạn vũ, chuyện gì xảy ra, đây là một màn kỳ cảnh, trong nháy mắt đưa tới mỏ sơn ở giữa rất nhiều người chú ý, ông chính quyền, nam cung ngưng nguyệt, còn có đại lượng thợ mỏ chờ, đều là cả kinh, đây là ly hỏa huyền dương giới, có địch nhân giết đến, ông chính quyền cùng nam cung ngưng nguyệt bọn người đã biết tràn diện như vậy, không khỏi mặt sắc ngưng trọng vài phần, hôm nay bá vương tông, có thể để cho Tây vô tình thi triển ly hỏa huyền dương giới đối đãi địch nhân, tuyệt đối cường đại, hầm mỏ chu vi bị hoàn toàn cô lập ra, nơi đây chính là sinh môn, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, hết thảy thợ mỏ tiếp tục làm việc, nếu có sinh loạn người, giết chết bất luận tội, giọng điệu như vậy tiến theo Nam Cung Ngưng Nguyệt trong miệng nói ra, trong coi tài nguyên khoáng sản bá vương tông đệ tử thần tình vì đó rung một cái, tông chủ và mấy tôn cường đại thú hoàng đều rời đi mỏ sơn, tại loại này mấu chốt lên, nàng nhất định duy trì hầm mỏ ổn định, ông chính quyền già nu ánh mắt cũng sáng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, giống như hùng ưng một dạng sắc bén kiếp người, không có ai nói thêm cái gì, bao quát cái kia vài tên nguyên hoàng kỳ nô lệ, đều đồng dạng không dám lên tiếng, tiếp tục yên lặng đào quán, chỉ bất quá, chu trưởng lão, kim trưởng lão mấy vị ngọc đỉnh tông cường giả trong ánh mắt, cũng là ẩn chứa vô biên chờ đợi, hô lạp lạp, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão, lôi vân hạt chờ năm người, ở bước vào mỏ sơn một khắc kia, liền bị vô tận ác diễm bao vây, chung quanh của bọn hắn đều là biển lửa, từng cái hỏa diễm cự long ở trong đó tới lui tuần tra, hung uy hiển hách, thành công, tiếp sẽ nhìn ngươi tam trưởng lão nhìn về phía lôi vân hạt trầm nói rằng yên tâm đi lôi vân hạt bình thản đáp lại tiện đà hắn mi tâm chi chỗ xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy hình dáng cường đại linh hồn lực lượng từ nơi này vòng xoáy ở giữa dập dần bồng bình ra nhanh chóng ở vùng không gian này bên trong trải rộng ra đi gào chỉ một thoáng có tàn hồn kêu to thanh âm truyền ra nhưng khoảng khắc chi sau liền bị thôn vệ ở tại khắp nơi thiên ác diễm ở giữa ùng ùng ở nơi này lúc một đạo to lớn hỏa cầu cuồn cuộn mà đến giống như là đốt đại sơn áp bách tới hung hãn đập hạ năm người đỉnh đầu, mở cho ta, tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, một vệt ánh sáng trưởng đánh ra, một cái đem cái này hỏa cầu đã bị đánh nát bấy, nổ ra mưa lửa đầy trời rơi, ùng ùng, bỗng nhiên, lại là một cái cự đại hỏa cầu theo một hướng khác xông đến, cũng bị nghiêm trưởng lão làm vỡ nát đi, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão, còn có hai vị khác nguyên hoàng kỳ lão giả liên thủ, ba người chia làm tam phương, thành tam tài chi thế đem lôi vân hạt bảo hộ ở trung ương, ly hỏa huyền dương giới, chẳng qua như này. Liên tiếp mấy đạo hỏa cầu đánh tới, đều là bị tam trưởng lão đám người ung dung tiếp xuống, cái này làm cho bọn họ đáy lòng nổi lên cười nhạt, trong tin đồn có thể để cho Hồng Cường Long ăn nhiều đau khổ ly hỏa huyền dương giới, nguyên lai liền điểm ấy uy lực, nhưng mà hạ nhất chớp mắt, bọn họ cười nhạt liền động lại ở tại khuôn mặt chi lên, ở mấy người ánh mắt bên trong, đồng thời có mấy trăm cái hỏa cầu theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, phô thiên cái địa, một cái hỏa cầu cũng không đáng sợ, nhưng nhiều như vậy hỏa cầu tới, làm cho tam trưởng lão các loại là đáy lòng lấy làm kinh ngạc, ùng ùng, ùng ung, thật lớn ầm ầm tiếng nhộn nhạo, không gian rung rẩy không ngớt, ông hưởng cuồng cuồng, bá đạo hủy diệt, gần gần thời gian một cái nháy mắt, mảnh không gian này ở giữa nhiệt độ kịch liệt bảo thăng, năm người như đưa thân vào thiên địa hồng lô, nhục thân cùng linh hồn đều là nhận lấy thiêu đốt, ngăn trở, nhọn tiếng gào theo tam trưởng lão giữa cổ họng phát sinh, hắn hai mắt trừng lên, cũng không tiếp tục dám xem thường, khắp nơi thiên hỏa cầu hung hãn đập tới, bốn vị cường giả cùng nhau xuất thủ, mỗi người đều bạo phát ra đáng sợ lực lượng, lấy quyền trưởng đón chào, đem từng cái hỏa cầu nổ nát, nhưng mà những thứ này hỏa cầu thật sự là nhiều lắm, rậm rạp, giống như từng cục thiên ngoại vẫn thạch rơi đập, tam trưởng lão mấy người toàn lực ngăn cản, ba gã nguyên hoàng kỳ cường giả càng là trực tiếp lấy ra đao kiếm ứng đối, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu quá khứ, thì có trên trăm cái hỏa cầu bị chấn nát giết phá, nhưng cũng sợ là, những thứ này hỏa cầu giống như là hủy chi bất tận giống nhau, đúng là càng hủy càng nhiều, rất nhanh theo mấy trăm tăng vọt đến rồi mấy nghìn, phản phất là hạ một hồi kinh khủng hỏa vũ hô 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 khắp nơi thiên hỏa cầu phân vũ hung hãn tuyệt thế rừng rực không chịu nổi tam trưởng lão chính là nửa bước nguyên tông kỳ hãy còn có thể ngăn cản được nhưng mặt khác ba vị nguyên hoàng kỳ lúc này lại là cực kỳ chật vật ở đồng thời đối mặt đại lượng hỏa cầu tập kích rơi tới tình huống xuống từng cái tức thì luống cuốn tay chân vội vàng không ngớt ầm không lâu sau chi về sau nhất vị nguyên hoàng kỳ bắt trọng lão giả bị một cái hỏa cầu hung hăng đập trúng bả vai trong một sát na đầu vai hắn chính là khét một mảnh huyết nhục trực tiếp bị đốt thủng, lộ ra bị đốt đen xương cốt. Nếu không phải là tam trưởng lão vội vàng thi tay tương trợ, sợ là tiếp tục đánh tới vài cái hỏa cầu, cũng đủ để đưa hắn bao phủ, ổn định, tam trưởng lão đại quát, ở ứng đối chính mình một phe này đồng thời, còn phân ra một tia tâm thần chú ý hai phe còn lại vị trí. Nếu như có gì ngoài ý muốn, hắn nhất định ngay đầu tiên xuất thủ giúp một tay, nếu không thì sắp sửa đại họa lâm đầu, phá cho ta, ba vị nguyên hoàng kỳ cường giả phát sinh từng tiếng đại quát, khuôn mặt cánh tay chi lên, đều là gân xanh nổi lên, cả người lực lượng tất cả đều bị điều động, ở tình huống như vậy phía dưới, bọn họ ngạnh sinh sinh là đối phó đáng sợ như vậy tập sát, mà ở mấy người ở giữa, tứ phẩm trung giai ngự hồn sư lôi vân hạt, lại giống như là siêu ra trần thế bên ngoài một dạng, đối với này tất cả chẳng quan tâm, tay hắn chỉ không ngừng mà kết xuất dấu tay, linh hồn lực lượng càng là không dừng được tràn ra, trong không gian tàn hồn lực bị hắn điều động, trong đầu liên quan tới ly hỏa huyền dương giới tất cả tin tức đang không ngừng lóe lên xẹt qua một tầng tầng mồ hôi miệng ở lôi vân hạc cái tráng chi trên xuất hiện hắn đang toàn lực phá giải ly hỏa huyền dương giới lôi vân hạc nghiên cứu qua ly hỏa huyền dương giới biết cặn kẻ bố trí chi pháp như không phải là bởi vì linh hồn phẩm chất chế ngự hắn đủ để độc tự bố trí mà ra này thì ngọc đỉnh tông mấy người bảo vệ lôi vân hạc không chịu bất kỳ ảnh hưởng giống như là là ở phá giải một tòa không chủ lại không hề lực công kích ly hỏa huyền dương giới bởi vì tất cả công kích đều là bị người để cản lại ô ô ô Từng đợt âm hồn gào rít giận dữ tiếng tán phát, tại không gian mỗi bên chỗ vang lên, nhưng mà đại đa số tàn hồn ở xuất hiện chi về sau, đã bị Ly Hỏa Huyền Dương giới hỏa diễm cho hủy diệt ở vô hình. Quá trình này phi thường gian nan, nhất là đối với ba gã nguyên hoàng kỳ cường giả mà nói, gấp bội cảm thấy áp lực, rầm rầm rầm, đáng sợ hỏa cầu vẫn còn ở cuồn cuộn mà đến, các hư không, như từng ngọn sơn nhạc động khoảng không mà hạ, ầm, um, lại là nhất thanh muộn hưởng, một vị khác nguyên hoàng kỳ bắt trọng lão giả cũng bị một cái hỏa cầu đập trúng bên bụng tức thì thân hình bỗng nhiên lay động kém chút ngã quỵ ở tam trưởng lão xuất thủ chi phía sau mới ổn định thân hình nhưng chân trái lại trực tiếp què rồi đứng lên thật là đáng sợ ly hỏa huyền dương giới đến cùng còn bao lâu nữa tài năng phá giải chúng ta nhanh không chống nổi cái kia nghiêm trưởng lão hô to cả người mỗi một khối bắp thịt đều kéo căng thần kinh càng là khẩn trương tới cực điểm không dám thư giãn chút nào chỉ là đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt cánh tay liền bị hỏa cầu lao qua áo bào đốt thủng cánh tay kém chút bị đánh gãy không nên quấy rầy hắn ngăn trở tam trưởng lão chuyển tới một cái bén nhọn nhãn thần lớn tiếng khiển trách cái này thì như tự loạn trận cướp đúng là bất trí cử chỉ chỉ cần lôi vân hạt chịu đến chút nào quấy rối rất có thể sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ ba vị nguyên hoàng kỳ cắn răng khổ xanh ai cũng không dám chút nào thả lỏng nhưng theo thời gian không ngừng chuyển dời cái kia từng cái hỏa cầu hung mảnh gào thét phía dưới mấy người không ngừng mà xuất hiện thương thế cứ việc chưa từng trí mạng nhưng là mang đến áp lực vô tận thân hãm kỳ môn huyễn hồn giới cùng bình thường kịch chiến hoàn toàn bất đồng, giới bên ngoài cùng đối thủ mà chiến, có thể chứng kiến đối phương trạng thái, tức thì liền tao ngộ thực lực nghiền ép, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ vô lực, bởi vì cho dù là chủ động công kích vô tận hỏa cầu, cũng không có thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, quan trọng nhất là, bọn họ không thể tránh, tuyệt đối không thể làm cho lôi vân hạt bại lộ tại ngoại, nếu không thì bọn họ đoàn người này sợ rằng đều chỉ có một con đường chết, ung ung, không gian đang chấn động, hỏa cầu ở gào thét, kèm theo từng tiếng bị đánh nát nổ chấn triệt Ngọc Đỉnh Tông mấy người áp lực càng ngày càng lớn tới nhất về sau tự liền Tam trưởng lão cũng đều hô hấp dùng dập rất nhiều cũng may mà có nhiều người đồng loạt ra tay nếu không Tam trưởng lão chính mình nhất người ngăn cản nói cũng sẽ gặp nguy hiểm a à, bỗng nhiên trong lúc đó thứ nhất bị thương nguyên hoàng kỳ bắt trọng cường giả lần nữa kêu thảm một tiếng vô ý trong lúc đó hỏa cầu cọ trúng phía sau lưng của hắn thoáng thì xuất hiện một mảnh khác a à, lại là hét thảm một tiếng nghiêm trưởng lão cũng bị lần nữa bắn trúng trong miệng tràn ra tơ máu, thật không được, chỉ có thể xuất toàn lực, tam trưởng lão mâu quan thâm trầm không gì sánh được, tâm lý âm thầm nghĩ, hắn là nửa bước nguyên tông kỳ, không gian lực lượng một ngày thi triển ra, ứng đối hội ung dung rất nhiều, nhưng đi tới một bước kia, cũng nói bọn họ lâm vào tuyệt đối hiểm cảnh, nửa bước nguyên tông cảnh, chỉ là nửa bước nguyên tông mà thôi, vẫn không thể quá mức tùy ý thao túng không gian lực lượng, nếu là mình lực kiệt, tình huống sẽ vô cùng tệ hại, bỗng dưng, đang ở tam trưởng lão chuẩn bị toàn lực thời điểm xuất thủ, nằm ở ở giữa vị trí lôi vân hạt cũng là ngạc nhiên mở miệng tìm được rồi lôi vân hạt cặp mắt vốn khép hờ đột ngột mở to mười ngón tay tung bay không ngừng hóa ra một mảnh tàn ảnh mở thần hồn chí tôn lưỡi nhọn như xuân lôi tráng vang phun ra một chữ nhãn ngao ngao theo tới từng tiếng thê lương tàn hồn tru lên tiếng từ chung quanh dâng lên mấy người nhãn trung sở kiến có từng mảnh một bóng đen ở khắp nơi thiên hỏa quang ở giữa xuyên toa không ngớt trong nháy mắt đem chung quanh hỏa diễm không gian rạch ra từng đạo to lớn chỗ hỏng những thứ này chỗ hổng nhanh chóng lan ra kéo dài, cuối cùng xoẹt một tiếng xé mở, hỏa diễm không gian giống như là một tấm vải gấm vóc bị đập vỡ vụn, đi, lôi vân hạt đại quát, cùng này đồng thời, tam trưởng lão cũng thi triển ra không gian lực lượng, đem mấy người thân ảnh toàn bộ bao vây ở bên trong, hướng trong đó lớn nhất nước khe sông thẳng tới, trong nháy mắt tiêu thất ở trong đó, tại chỗ, chỉ còn hạ khắp nơi thiên hỏa cầu vẫn còn ở gào thét, nhưng mất đi công kích mục tiêu, ngự hồn sư, ly hỏa huyền dương giới trung su vị trí. Tây vô tình ánh mắt rung động không ngớt, hắn có thể nào nhìn không ra đến, cái kia xông vào trong mấy người, cả người đều bị hắc bào bao lại người chính là nhất vị ngự hồn sư, hơn nữa còn là nhất vị thập phần cường đại ngự hồn sư, tứ phẩm trung giai, người này là ai, tại sao có thể có như vậy cường đại ngự hồn sư xuất hiện ở này, Tây vô tình nhíu, hắn đối với trên đại lục một ít nổi danh hạng người đều có chút cho phép giải khai, nhưng trong đầu lại nhất thì tìm không được tương ứng tin tức, tứ phẩm trung cấp ngự hồn sư, làm cho Tây vô tình cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm như chỉ là cái kia ngự hồn sư nhất người tiến nhập ly hỏa huyền dương giới, mặc dù có một trăm đầu mệnh cũng không đủ chết, nhưng hiện ở bên cạnh hắn còn có nửa bước nguyên tông kỳ cùng mặt khác ba vị cường đại nguyên hoàng kỳ tương trợ, ở tình huống như vậy phía dưới, nếu như đối phương thập phần hiểu rõ ly hỏa huyền dương giới, vậy kế tiếp sẽ có đại phiền toái, phá khai rồi thương môn, tiến nhập đổ môn, ngược lại thật đúng là có điểm thủ đoạn, tây vô tình ánh mắt không dừng được chấp động, vì cái kia ngự hồn sư thực lực mà chấn động lay động, loại nhân vật này, toàn bộ sáu lục địa ba châu nhất hải đều là hiếm thiếu, đối phương năm người phá khai rồi hung trong môn thương môn, xông vào bình môn bên trong, tạm thời chính là hóa giải hiểm cảnh, cái này đối với Tây vô tình mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, thật sự cho rằng ta không đối phó được các ngươi hay sao, Tây vô tình đột nhiên lần nữa gắt cao nhắm hai mắt lại, thần kỳ huyền diệu giấu tay ở trong tay ngưng kết mà ra, linh hồn lực lượng càng giống như là vô hình nước gợn giống nhau bác sái lái đi mà bãi đá trên đại lượng nguyên thạch càng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao giảm bớt, không biết nhiều thiếu nguyên thạch hóa thành bột phấn, hô hô hô, tây vô tình chu vi, ly hỏa huyền dương giới hào quang tỏa sáng, nóng trực hỏa diễm gào thét quyển khoảng không, tràn ngập cửu thiên, càng kỳ dị là, từng cổ một hỏa diễm ở hư không bên trong xuyên toa khởi vũ, vô hình bên trong hóa ra huyền diệu văn lộ, lần nữa đang tiến hành sắp hàng cùng tổ hợp, chúng ta tiến nhập đổ môn, tạm thời sẽ không có nửa nguy hiểm, nhưng ta nhất định phải nhanh tìm được sinh môn, tiến tới lại hoàn toàn phá giải cái này ly hỏa huyền dương giới giới thì mới thật sự là an toàn các ngươi nghe ta chỉ thị mà phát động ngàn vạn lần không nên thả lỏng cảnh giác cái kia tây vô tình tuyệt đối sẽ không tùy ý ta thuận lợi phá giải thanh âm khàn khàn theo hắc bào chi hạ truyền ra tiếng nhập tam trưởng lão đám người trong tai được tất cả tất cả nghe theo ngươi tam trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nghiêm mật nhìn chăm chú vào chu vi để ngừa có biến mặt khác ba vị nguyên hoàng kỳ lão giả chậm quá một đạo tinh thần đến cái này thời gian cũng lần nữa đánh lên tinh thần, tiến nhập bình môn, kỳ môn huyễn hồn giới liền chủ yếu chỉ có vây khốn lực, không có quá lớn hung hiểm hàng lâm, nhưng mà nhất cần thiết phải chú ý, chính là thao túng ly hỏa huyền dương giới người, sẽ cải biến bác môn cách cục, một cái sơ sẩy, bác môn luân chuyển, không làm được sau một khắc bọn họ lại đem rơi vào hung môn ở giữa, quả nhiên, chỉ ở một cái hô hấp chi về sau, không gian chung quanh bên trong, hỏa diễm bắt đầu nhúc nhích biến ảo. Một mảnh dội thiên đại hỏa giống như cửu thiên ngân sông khuynh tiết mà xuống, hướng về phía mấy người hung mảnh nhào tới, đi bên trái ba trường, chỉ ở cái này hỏa hoạn gần đưa hắn nhóm lần nữa bọc lại thời điểm, lôi vân hạt gấp mở miệng, tam trưởng lão nghe vậy tức thì động, mang theo mọi người thần tốc lướt ngang lái đi, dị thường kỳ diệu tình huống xuất hiện, ba trường chi về sau, cái kia phủ đầu áp đính mà đáng sợ hơn hỏa quan trực tiếp biến mất, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, hoa lạp lạp, chẳng qua sau một khắc, nhưng thấy một cái hỏa diễm hóa thành khủng bố xiền xích bằng khoảng không mà sinh, giống như một đạo tử vong dây thường một dạng, từ một bên hướng về năm người càng quét tới, đối mặt như tình huống như vậy, lôi vân hạt linh hồn chi lực không ngừng bắt đầu khởi động, một hồi sau đó mới lần cấp tốc nói ra, đi về phía trước trượng ngủ, lại đi bên phải bảy thước, nhanh, tam trưởng lão theo lời mà đi, dẫn theo mọi người động tác, tại tới trước trượng năm trong quá trình, bọn họ hậu bối đều bị ướt đẫm mồ hôi, đơn giản là như vậy động tác, giống như muốn tự hành đón cái kia xiền xích đi chịu chết giống nhau, nhưng mà theo đi bên phải bảy thước kết thúc chi về sau, năm người chứng kiến cái kia hỏa diễm lớn tìm trực tiếp theo bên người xẹt qua, liền mấy người góc áo cũng chưa đụng được một tia, nguy hiểm thật, nghiêm trưởng lão các loại là dài ra một hơi đến, loại cảm giác này thật là đáng sợ, không bằng ngươi lại toàn lực phá giải, chúng ta tiếp tục ngăn trở những thứ này thế tiến công, nhất vị nguyên hoàng kỳ bác trọng lão giả nhìn về phía lôi vân hạt, như thế mà đạo, lôi vân hạt không để ý tới hắn, thần tình cực kỳ chuyên chú, đột nhiên lần nữa quát lên, đánh vỡ cái kia hỏa diễm cự thú, tam trưởng lão lần nữa động tác một quyền đập ầm ầm ra, đem một đầu tấn công mà đến khuôn mặt đại hỏa diễm cự thú trực tiếp đánh bể lái đi, tất cả hung hiểm, cũng theo cái này thú giữ phá toái tiêu tán, làm xong đây hết thảy chi về sau, hắn lạnh lùng ngang liếc mắt vừa mới nói chuyện cái kia lão giả, trách mắng, ngu xuẩn, chúng ta thật vất vả tiến nhập bình môn bên trong, này thì hoàn toàn cần dựa vào lôi vân hạt phá giải, tài năng từ nơi này ly khai, tiến nhập sinh môn, như này thì chúng ta mấy người xuất thủ lần nữa, một ngày không kịp phản ứng, sẽ gặp lần nữa rơi vào lúc trước một dạng cục diện, cái kia phá vỡ thương môn ý nghĩa liền mất đi, Nghiêm trưởng lão truyền âm, hướng về phía vừa mới cái kia nói chuyện lão giả nói đạo, trải qua như thế nhất giải thích, cái kia nguyên hoàng kỳ bắt trọng lão giả mới vừa minh bạch, thật chính là mình thật không có kiến thức, thân chỗ bình môn, hung hiểm biến được cực tiểu, này thì cần phải làm là ổn định tình thế, lại chọn thời cơ xông vào sinh môn, tới nơi ấy, mới có thể chân chính thả lỏng ra một hơi tới, mà như bọn họ tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ bị Tây vô tình bắt lại cơ hội đem mấy người lần nữa kéo vào hung môn ở giữa, như vậy làm lại nhiều lần mấy lần nói, dù cho có nửa bước nguyên tông cảnh tam trưởng lão ở đây, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết, thủ đoạn thật đúng là lợi hại a, Ly Hỏa Huyền Dương giới trung xu vị trí, Tây Vô Tình cảm giác phát sinh tất cả, không khỏi từ trong thâm tâm cảm thấy rung động, cái kia tứ phẩm trung giai ngự hồn sư thực lực rất mạnh, tiếng nhập bình môn chi về sau, có nửa bước nguyên tông kỳ cường giả xuất thủ, cũng là như cá gặp nước, Tây Vô Tình thậm chí cảm thấy Nói riêng về ở thao túng tàn hồn thuần thuộc trình độ cùng đối với kỳ môn huyễn hồn giới nghiên cứu, hắc bào nhân kia tạo nghệ có thể vẫn còn ở chính mình chi tiến lên. Hắn bây giờ sở có ưu thế lớn nhất, chính là linh hồn phẩm chất cùng linh hồn lực lượng so với đối phương cường đại đã. Ở cái tòa này ly hỏa huyền dương giới bên trong, còn chưa tới phiên các ngươi càng rỡ, tay vô tình khuôn mặt sắc khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, xâm lãnh mà lẩm bẩm. Hắn đẩu thủ ném ra đại lượng nguyên thạch, đặt tòa hạ bãi đá chi lên, lúc này đây nguyên thạch số lượng nhiều, giống như một tòa đống núi nhỏ tích cường hãn linh hồn lực lượng cuộn trào mãnh liệt phía dưới ly hỏa huyền dương giới ở giữa phát sinh mảng lớn tiếng ầm ầm vang mà ở đổ môn bên trong hỏa diễm không gian phát ra rung rẩy dữ dội lay động không ngừng biến được mơ hồ bất định dường như có một đôi bàn tay vô hình đang ở bắt lại cái này không gian dùng sức mạnh mẽ rung ùng ùng chu vi vô biên liệt hỏa tường thể hướng ở giữa bắt đầu mãnh liệt teo lại đến không góc chết về phía tam trưởng lão đám người áp bách tới theo một màn này tiến hành không gian bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao mấy vị ngọc đỉnh tông cường giả đầu tóc cũng bắt đầu quyển khúc khét, đứng vững, lôi vân hạt đại quát, mười ngón tay không ngừng bóp ấn, linh hồn lực lượng cũng nhanh chóng thăm dò cái này chính giữa huyền diệu. Tam trưởng lão nghe vậy phát sinh một tiếng trống giận trầm thấp, không gian lực lượng nhanh chóng dân trào bành trướng mà ra, hình thành tuyệt đối lĩnh vực, hóa thành một đạo vô hình quan tráo, hung hăng cùng bốn phía áp bách mà đến hỏa diễm tường thể đụng vào nhau, bên trong không gian như chịu đến 10 vạn đại sơn va chạm, nổ chấn thế, đinh tai nhức óc, chỉ ở như vậy va chạm phát sinh chi về sau, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm tường thể chợt bắt đầu băng giải không gian bỗng nhiên hỗn loạn lên ly hỏa đốt thiên Dết giọng điệu như vậy tiến theo tay vô tình trong miệng nói ra tay hắn ấn nhất biến chu vi nguyên thạch nhanh chóng tiêu hao từ từ vô lượng hỏa quan nhằm phía đổ môn trong năm người đem tam trưởng lão tuyệt đối lĩnh vực cháy được vặn vẹo biến hình biến được mềm nhũng nóng trực hỏa quan như thế có thể đốt khoảng không tất cả mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo tam trưởng lão cái trán trên cuồn cuộn mà xuống hắn lúc này đây thừa nhận rồi tất cả áp lực sợ may mắn nơi đây là bình môn, nếu là ở hung môn bên trong, sợ rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng. tìm được sinh môn, đi. lôi vân hạt lần nữa kinh hỉ lên tiếng, mà sau làm trước lao ra, hướng nghiêng phía trên nhào thẳng tới tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão năm người theo thật sát hắn thân về sau, đồng thời tam trưởng lão tuyệt đối lĩnh vực lực không có chút nào thả lỏng, bao vây lấy mọi người cùng nhau mà đi. mấy người tâm lý đều có vẻ kích động, tìm được sinh môn, ý nghĩa bọn họ khoảng cách triệt để phá giải ly hỏa huyền dương giới đã không xa, ở sinh môn bên trong. Tây Vô Tình còn muốn biến trận, đưa hắn nhóm kéo vào hung môn, sẽ gặp khó lại càng khó hơn, cư nhiên có thể tìm tới sinh môn, trung xu chi chỗ, Tây Vô Tình mở hai mắt ra, khóe mắt hung hăng rung động, đối phương ở Ly Hỏa Huyền Dương giới nghiên cứu tạo nghệ lên, quả nhiên đầy đủ đáng sợ, còn có thể để cho mấy người các ngươi lật thiên không được, Tây Vô Tình đột nhiên khẽ cắn lưỡi nhọn, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra, rắc vào bãi đá chi lên, tinh huyết hóa thành ti ti lũ lũ đường nét, theo Ly Hỏa Huyền Dương giới huyền diệu văn lộ di chuyển, cùng này đồng thời lệnh người da đầu tê dại đáng sợ kêu to theo bốn phương tám hướng truyền ra, đây là tàn hồn đang gào gọi, chịu đến tay vô tình triệu hoáng mà trào hiện, tinh hồn hiện, tử môn mở, linh hồn chi lực như nước chảy tiêu hao dựng lên, toàn bộ ly hỏa huyền dương giới giống như là hóa thành 18 tầng địa ngục một dạng, lệ quỷ hoành hành, âm hồn thường lui tới, những thứ này lệ quỷ âm hồn, ở tây vô tình khống chế phía dưới, thôi động kỳ môn huyễn hồn giới tốc độ vận chuyển, đột nhiên nhanh thập bội. Lôi vân hạt mấy người men theo đặc biệt lộ tuyến mà phát động, xuyên qua vô biên ác diễm trong một cái nhỏ bé nứt khe đã ngửi được trong đó mát mẻ khí tức gào gừ nhưng ở nơi này lúc một đầu cuồng bạo ly hỏa cuồng long đột nhiên ở mấy người trước người chuyển hiện miệng khổng lồ một tấm trực tiếp đã đem bọn họ nuốt vào nguy rồi lôi vân hạt hô to không xong tam trưởng lão chờ ngọc đỉnh tông cường giả trên mặt tâm tình kích động cái này thời gian cũng đều biến thành hoảng sợ một màn này tới quá đột nhiên làm cho bọn họ trở tay không kịp mà chỉ ở tam trưởng lão cả người lực lượng tuế phóng muốn chấm dứt mạnh mẽ thực lực phá vỡ đây hết thảy thời gian chung quanh tràn cảnh lần nữa nhất biến rầm 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 đỉnh đầu thiên vạn đạo hỏa diễm quan trụ hung hãn tập kích rơi xuống rậm rạp vội vàng không kịp chuẩn bị ầm nhất thanh muộn hưởng truyền ra trong lúc vội vàng nhất vị nguyên hoàng kỳ bác trọng lão giả bị một cuộc sáng đánh trúng cánh tay trực tiếp bẻ gãy cuộc sống đều bị đập được áp suất uống lượng bên cạnh tam trưởng lão xem thời cơ cực nhanh một trưởng đưa hắn đánh bay ra ngoài lúc này mới cuối cùng miễn cho vừa chết nhưng một vị khác nguyên hoàng kỳ bác trọng cường giả lại không có may mắn như vậy, chỉ ở trong chốc lát, đã bị đánh thành một đống cặn, tiện đà bị ác diễm đốt thành một luồng khói xanh, thật đáng sợ, nghiêm trưởng lão khóe mắt nhảy lên, trong lòng hoảng sợ tình đã đến mức độ không còn gì hơn, cảnh tượng này quá kinh khủng, nhất vị nguyên hoàng kỳ bác trọng một cái sơ sẩy, sẽ gặp mất đi sức phản kháng, nhưng hắn không dám thư giãn, toàn lực tránh né cột ánh sáng tập sát, phốt, lần nữa nhất thanh muộn hưởng truyền đến, lúc trước cái kia bị tam trưởng lão đánh văng ra nguyên hoàng kỳ bát trọng lão giả, đang cố gắng né tránh mấy lần chi về sau, rốt cục vẫn phải chết ở một cuộc sáng phía dưới, hóa thành bột mịn, bị chết ngay cả một đống cặn bã đều không thể thừa lại xuống, chỉ chốc lát công phu, hai vị nguyên hoàng kỳ bác trọng cường giả liền này vẫn lạc, chết oan chết uổng, cái kia tây vô tình rất lợi hại, cư nhiên mạnh mẽ mở ra tử môn, lôi vân hạt miễn cưỡng tránh né, hắn thực lực chân chính cũng gần bằng với tam trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão hai người, bản thân lại là ngự hồn sư, cho nên nhất thì còn không có gặp trọng đại thương tích. Cái này vị thần hồn chí tôn ở bào mũ xuống biểu tình không người biết được, nhưng giọng nói cũng là chấn động lay động đến rồi tột đỉnh. Hắn biết, Tây vô tình đây là mạnh mẽ đưa hắn nhóm kéo vào tử môn ở giữa, mà muốn làm điểm này, chỉ sợ cũng phải trả giá giá không nhỏ, trừ phi Tây vô tình so với trong truyền thuyết còn cường hãn hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Ba trường một trưởng đánh nát một đạo oanh sát mà đến quan trụ, gấp rút hỏi, hai người thần tốc hao tổn ở đây, lại đi xuống, Nghiêm trưởng lão khẳng định cũng muốn không chịu nổi, bởi như vậy tình huống hội phi thường không ổn, còn có thể làm sao, tiếp tục suy nghĩ biện pháp phá giải, lôi vân hạt cắn răng, âm trầm khàng khàng mà nói ra, phá vỡ tử môn hội càng khó, phía trước hết thảy nỗ lực đều uổng phí, các ngươi toàn lực làm đi, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, nói xong, hắn hãy còn tự nhắm hai mắt lại, lần nữa bắt đầu tìm kiếm ly hỏa huyền dương giới kẻ hở, trên khoảng không, một đạo so với sơn nhạc còn lớn hơn tráng hỏa diễm quan trụ tập kích rơi mắt thấy sẽ đánh vào đỉnh đầu của hắn chi tiến lên. Tam trưởng lão thấy này trầm quát một tiếng, cả người cùng phách lĩnh vực đứng hàng khoảng không mà ra, ngạnh sinh sinh đem cái này quan trụ ngăn cản hạ. Khác nghiêm trưởng lão cũng một cái lắc mình, bảo hộ ở lôi vân hạt bên người, bọn họ đều phi thường tin tưởng một sự thật, nếu như không có cái này vị thần hùng chí tôn, bọn họ hôm nay tuyệt đối đều phải chết ở chỗ này. Lôi vân hạt là hắn nhóm sống tiếp duy nhất hy vọng, ung ùng từng đạo hỏa quan quan trụ, giống như một điều điều trời xanh cánh tay, theo thiên khung rủ xuống, không ngừng oanh kích, đây hết thảy, đều bị tam trưởng lão cường ngạnh gánh xuống, nhưng từ lâu rồi, khóe miệng của hắn cũng tràn ra vết máu, thụ thương cực trọng, nghiêm trưởng lão tình huống ngược lại tốt một điểm, hết thảy chính diện công kích đều rơi vào tam trưởng lão tuyệt đối lĩnh vực chi lên, từng, đột nhiên đang ở một khắc nào đó, ngay cả hô hấp đều dùng dập tam trưởng lão bỗng dưng nhãn quan đưa lên một chút, phát hiện một tia không tầm thường tình huống, cái này cột ánh sáng uy lực dường như yếu bớt không thiếu, chuyện gì xảy ra, trong miệng hắn thì thào, cảm thấy ngoài ý muốn tam trưởng lão lúc đầu đều thật sâu cảm thấy vô lực như lôi vân hạc vẫn không thể thần tốc phá giải nói hắn cũng đem không chống đỡ được bao lâu mà bây giờ cứ việc bầu trời quan trụ vẫn còn ở như mưa rất xuống nhưng uy lực đã so trước đó yếu bớt rất nhiều khiến cho hắn ứng đối ung dung không thiếu tuyệt đối là cái kia tây vô tình vì đem chúng ta kéo vào nơi đây bỏ ra giá không nhỏ cho nên linh hồn lực tiêu hao quá lớn xuất hiện đồi bại hình thái bên cạnh lôi vân hạc vẫn không nhúc nhích nhưng là nói ra nói một câu như vậy đã là như đây vậy chúng ta là không phải rất nhanh thì có thể phá giải đi ra, nghiêm trưởng lão vui vẻ nói, nếu không muốn chết, đánh liền bắt đầu hết thảy tinh thần, lôi vân hạt trầm giọng một tiếng, chợt hắn không nói thêm gì nữa, tiếp tục bắt đầu thiết lập pháp phá giải ly hỏa huyền dương giới, trung su chi chỗ, trên thạch đài tây vô tình khuôn mặt sắc thập phần thương bạch, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, tiêu hao thực sự là quá lớn a, à? tây vô tình nỉ non, thần tình hiện ra một ít vẻ oải như không phải lần này xông vào người ở giữa có nhất vị tứ phẩm trung giai ngự hồn sư cái kia ứng đối thì ung dung nhiều lắm chỉ dựa vào cái kia vị nửa bước nguyên tông kỳ cùng vài tên nguyên hoàng kỳ ly hỏa huyền dương giới đơn giản liền có thể diệt chi cùng lắm thì tiêu hao nhiều hơn một ít nguyên thạch cùng linh hồn chi lực mà bây giờ tây vô tình còn bị thương một ít nguyên khí chiếc kia tinh huyết làm cho hắn tiêu hao quá mức đại lão già khốn nạn nhanh không chịu đựng nổi rồi hả đang ở tây vô tình tự nói thời gian một cái trong trẻo lạnh lùng nữ tử thanh âm theo thân sau truyền đến tây vô tình không cần đi xem thì biết rõ thanh âm này là tới từ ở ngu thu hàng vô thường tiên tử tạm lưu tại mỏ sơn đồng thời đang ở bãi đá phía sau không xa chỗ bế quan ly hỏa huyền dương giới mở ra động tĩnh, nàng tự nhiên là ngay đầu tiên cảm giác được đồng thời vô thường tiên tử còn một mạch đang âm thầm quan sát lấy tây vô tình tình trạng lúc này thấy hắn thần tình quể oải không khỏi đi ra nơi bế quan ai nói ta không chịu đựng nổi vài cái kiêu lương tiểu sửu mà thôi còn không bay ra khỏi nhiều sóng to hoa tới nghe sau lưng ngôn ngữ tây vô tình không khỏi biểu môi một cái nói Ngươi một cái lão già khốn nạn vẫn là như thế mạnh miệng, ở lão nương trước mặt nhận thức một lần kinh sợ cứ như vậy khó sao. Vô thường tiên tử đi tới bãi đá bên cạnh, liếc mắt nói ra, ta biết ngươi thủ đoạn lợi hại, nhưng lại tiêu hao từ từ, không làm được hội thương tổn đến căn cơ đi. Tây vô tình đối với này cũng không đáp lại, mà là cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi ở đây một bên nhìn là được, hôm nay những thứ này ngươi, nhất định là muốn có đến mà không có về đấy. Nói đồng thời, hắn lại là lấy ra đại lượng nguyên thạch, nhất phương mà bài phóng ở trên bệ đá vô thường tiên tử đột nhiên cười hít mắt mở miệng nói lão gia hỏa phải không ngươi cầu ta đi cố gắng lão nương nhất cao hứng nói sẽ giúp ngươi một phen Tay vô tình sững sờ mà sau xoay đầu lại hắn chứng kiến vô thường tiên tử hướng chính mình liếc mắt đưa tình cực kỳ mị hoặc ý điều này làm cho hắn rụt cổ một cái nói tiểu hàng ngươi chính là đừng dính vào mấy người kia có chuẩn bị mà đến ngoại trừ chết hai cái thừa lại hạ trong ba người có nhất vị nửa bước nguyên tông kỳ nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng nhất vị tứ phẩm trung giai ngự hồn sư, bản thân tu vi chí ít đã ở nguyên hoàng kỳ bảy đến bát trọng dáng vẻ, rất khó đối phó. A, à, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Vô thường tiên tử thành thục lại tuyệt đẹp dung nhan chi trên lộ ra một cái nhã sắc, khóe miệng khẽ nhếch nói ra, vừa rồi ta nói, chỉ cần ngươi cầu ta ta đã giúp ngươi, ngươi nhanh cầu ta à? Tây vô tình khuôn mặt dần dần nhất tráng hắc tuyến, nghiêm mặt nói, cầu cái quỷ, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi ra, đừng quấy rầy ta. Vô thường tiên tử ngu thu hàng lập tức liền nổi giận, cả giận nói, ngươi không cho ta dính vào, nhưng nay thiên việt này ta còn sẽ xía vào. Tiếp lấy hắn vương một con ánh bạch bàn tay, trừng mắt tay vô tình nói ra, nhanh đem trận đồ cho ta. Tất cả nói ngươi đi ra, tay vô tình đạo, hắn không để ý tới vô thường tiên tử, hãy còn tự nhắm mắt lại liêm, tiếp tục khống chế được ly hỏa huyền dương giới, cần phải tiêu diệt ba người còn lại. Vô thường tiên tử giữa hai lông mày sát khí tức thì nổi lên đứng lên, chưa từng thu bàn tay về, lập lại, đừng nói nhảm, đem trận đồ cho ta, bị sát khí này ảnh hưởng, Tây vô tình kìm lòng không đặng đánh trùng mình, bất đắc dĩ theo không gian đại lý móc ra một cái quyển trục, ném cho vô thường tiên tử, hừ, bắt được quyển trục chi về sau, vô thường tiên tử trực tiếp lạnh trên một tiếng, chợt phóng lên cao, xông vào khắp nơi thiên hỏa diễm ở giữa, trong quá trình này, trong tay nàng quyển trục mở ra, lao ra một đạo lưu quan, tiến nhập mi tâm của nàng, cẩn thận một chút, Tây vô tình vội vã hô một câu, nhưng nơi nào còn có thể chứng kiến vô thường tiên tử cái bóng, một màn như thế, không khỏi làm cho hắn lần thứ hai nở nụ cười khổ hắn biết rõ vô thường tiên tử cá tính, cái này nữ nhân bẻ cực kỳ, ngươi càng là không cho nàng đi làm cái gì, nàng càng là muốn với ngươi đối nghịch, chẳng qua tây vô tình cũng nguyên nhân này trường ra một hơi, tô giật dẫn theo tất cả thú hoàng ly khai, đi thanh minh tông, lại thêm trên địch nhân chuẩn bị sung mãn đủ, này mới khiến hắn lần này đối địch có chút gian nan, này lúc đó có vô thường tiên tử xuất thủ, đối phó mấy người kia tuyệt đối phải ung dung rất nhiều, cốt đùa giỡn, lúc này mới chân chính bắt đầu rồi. Tây vô tình cuối cùng nỉ non một câu, hai mắt ở giữa có điện mang nở rộ, trong nháy mắt ngưng tụ lại, ly hỏa cùng ma, giết, thanh âm như vậy theo hắn giữa cổ họng phát sinh, kèm theo vô tận linh hồn chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, chỉnh tọa ly hỏa huyền dương giới cũng bắt đầu chấn động, trống rống, tử môn bên trong, tam trưởng lão mấy người vừa mới cảm thấy ung dung một ít, đang muốn chậm ra một hơi đến, nhưng đột nhiên lại là một hồi đáng sợ tru lên truyền ra, chợt khắp nơi thiên hỏa diễm quan trụ đột nhiên tán loạn lái đi, hóa thành nhiều bó hỏa diễm, cháy hừng hực, tiện đà, những ngọn lửa này nhanh chóng tổ hợp biến ảo xuất hiện một cái to lớn cùng loại hình người thân thế so với sơn nhạc còn muốn vĩ ngạn cao lớn đây là một cái hỏa diễm cự nhân con ngươi cùng miệng khổng lồ cũng là một mảnh đen nhánh phản phất mấy đạo không đáy vực sâu một dạng liếc mắt nhìn đến nhưng linh hồn đều phải bị thôn vệ đi vào cự nhân cánh tay huy vũ như thế nhất tôn cái thế cùng ma khoái động hư không nhấc lên vô biên phong ba hư không vặn vẹo lật lên sóng gợn chuyện gì xảy ra đây là cái gì thủ đoạn Tam trưởng lão kinh hoảng mà mở miệng, từ nơi này hỏa diễm cự nhân thân lên, hắn đã nhận ra vô cùng nguy hiểm khí tức, hô lạp lạp, chỉ ở trong lời nói, cái kia hỏa diễm cuồng ma bỗng nhiên một trưởng vỗ đi qua, to lớn trưởng hoành khoảng không, giống như một mảnh bầu trời ép che xuống, trời đất quay cuồng, thanh thế kinh người, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão, đôi vân hạt ba người đều bị che kín ở trong đó, khí lãng lăn lộn, khó có thể hô hấp, suy suy, tam trưởng lão tuyệt đối lĩnh vực lực, ở nơi này cự trưởng vỗ chi hạ lập tức xuất hiện vết rách, như giống như mạng nhện khuếch tán. Tam trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão hai người vội vội vàng vàng ứng đối, tuyệt không dám chân chính nhường cự trưởng bắn trúng. Thần đỉnh chấn thế, lên cho ta, một tiếng bạo quát theo tam trưởng lão trong miệng phát sinh, nhưng thấy nhất tôn to lớn đỉnh đồng bị hắn tế khởi, mang theo không gì sánh được nặng nề khí độ, hung hãn nghịch khoảng không mà lên, nên hướng kinh khủng kia ma trưởng, oanh, ma trưởng cùng đỉnh đồng hung hăng va chạm, nhấc lên đáng sợ cơn bão năng lượng, tịch quyển bác phương, giết xuyên tất cả, từng đạo hỏa diễm tường thể trạng, có hỏng mất vết tích, đây là muốn dốc toàn lực ấy ư, cơ hội tới, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão hai người vô cùng khẩn trương, nhưng lôi vân hạt hắc bào chi hạ cũng là truyền ra một ít tiếu ý, thừa dịp cái kia tam trưởng lão ngăn chặn cái kia hỏa diễm cùng ma chi lục địa, hắn trực tiếp ở hư không bên trong dậm chân mà đi, hai chân mỗi một bước dẫm ra, đều giống như dẫm nát một cái thần diệu tiết điểm chi lên, trống trống, thân về sau, hỏa diễm cùng ma điên cùng mà phát động, trong miệng phục lên ác diễm, hướng về tam trưởng lão hai người không ngừng tập sát, nhưng lôi vân hạt nhưng là đối với này chẳng quan tâm, đắm chìm trong một loại khó tả huyền diệu ý cảnh ở giữa, tử môn hung nhất, nhưng cực hạn của cái chết chính là sinh, ở nơi này hung nhất nơi, làm tồn tại một đường sinh cơ, lôi vân hạt trong lòng một mảnh sáng tỏ, đối với kỳ môn huyễn hồn giới khắc sâu nghiên cứu, làm cho hắn minh bạch, cho dù là ở hung nhất tử môn bên trong, cũng tuyệt đối có chạy ra sinh thiên chi pháp, tay vô tình được ăn cả ngã về không biện pháp, ngưng tụ ra đáng sợ kia hỏa diễm cuồng ma, nếu như là ở người bình thường nhãn trong sẽ cảm thấy càng thêm hữu tử vô sinh tỷ như tam trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão hai người trên người thương tích càng ngày càng trọng nhưng lôi vân hạt chính là thần hồn chí tôn ngự hồn sư một đường tạo nghệ sâu đậm tự nhiên là muốn bắt lại cái này cơ hội tìm kiếm ra cuối cùng lối ra hắn có thể đủ khẳng định một điểm đó chính là tây vô tình mạnh mẽ đưa hắn nhóm kéo vào tử môn đã tiêu hao cực lớn không cách nào nữa chống đỡ thời gian quá lâu tử cảnh bên trong cũng có thể tuyệt xử phùng sanh một ánh hào quang theo lôi vân hạt mi tâm lướt đi, tay hắn chỉ bắt dấu tay, hướng trước người một cái hướng khác bỗng nhiên một điểm, xoẹt, giống như vải vóc tê liệt thanh âm vang lên, một đạo nhỏ dài nứt khe tức thì xuất hiện, độ rộng có thế dung hai người đặt song song mà vào, hư môn ở đây, đi mau, mang theo vẻ mừng như điên, lôi vân hạt hô lớn, hắn làm tránh trước thân tiến nhập, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão nghe vậy như phụng luân thanh âm một dạng, lần nữa điều khiển đại đỉnh cùng hỏa diễm cùng ma hung hăng đụng nhau một cái về sau liền đuổi sát lôi vân hạt đi hư môn, là ba các môn một trong, tiến vào bên trong, sẽ gặp có lớn nhất cơ hội phá giải cái tòa này kỳ môn huyễn hồn giới, mà Lôi Vân Hạc biết rõ, Tây Vô Tình sợ rằng không có có nhiều hơn linh hồn lực lượng, lại một lần nữa biến ảo ly hỏa huyền dương giới, đưa hắn nhóm mạnh mẽ kéo vào hung môn ngay giữa, rốt cuộc phải thành công, tam trưởng lão mang trên mặt vui sắc, từ tiến nhập nơi đây chi về sau, phát sinh sự tình so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan rất nhiều, vốn cho là, có lôi vân hạt ở, lại thêm trên bọn họ bốn vị cường giả phụ trợ, đầy đủ ung dung phá giải ly hỏa huyền dương giới, nhưng sự thực cũng là, cái kia Tây vô tình cực kỳ cường hãn, tại hắn nhóm xông vào đổ môn chi về sau, lại làm cho mấy người rơi vào tử cảnh, Ngọc Đỉnh Tông hai vị khác trưởng lão, cũng nguyên nhân thân này vẫn, hai vị kia cũng đều là nguyên hoàng kỳ bác trọng tồn tại, từng cái vẫn lạc, đối với Ngọc Đỉnh Tông mà nói đều là khó có thể chịu đựng tổn thất, nhưng cũng may, hiện tại cũng nhanh muốn thành công, đến lúc đó chiếm giữ cái tòa này mỏ sơn, nói vậy cũng có thể theo trình độ nhất định trên bù đắp tổn thất như vậy, mang theo tử trong đào sinh kinh hỷ tình, tam trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão hai người, rất nhanh lấn đến gần cái kia đạo nứt khe chi chỗ, thân về sau, đáng sợ kia hỏa diễm cùng ma vẫn còn ở gầm thét không ngừng, điền cùng truy kích, nhưng chỉ cần đi vào nứt khe bên trong, là được đem vùng thoát khỏi, nhưng mà liền sau đó một khắc, bọn họ chợt trợn to hai mắt, bá, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen theo trong khe cấp tốc bắn ngược mà quay về, bỗng nhiên chính là xông tới ở tại làm trước mà đi tam trưởng lão thân tiến lên, tam trưởng lão thần tình nhất biến, không chút nghĩ ngợi chính là tránh đi, nhưng sau lưng nghiêm trưởng lão cũng là không né kịp, bị thân ảnh ấy khoảng cách va chạm mà trung, phanh một tiếng, hai bóng người đồng thời bay ngược, xẹt qua mười mấy trượng chi phía sau mới dừng lại, lôi vân hạt, tam trưởng lão kinh hải, cái kia đem nghiêm trưởng lão cùng nhau đánh bay thân ảnh, chính là thần hồn chí tôn lôi vân hạt, trống trống, nhìn thấy hai người bay trở về, hỏa diễm cuồng ma một cước trực tiếp nâng lên, hung hăng dẫm đạp xuống phía dưới, muốn đem hai người cùng nhau đạp thành hư vô. Tam trưởng lão thấy thế, cả người nguyên khí bạo dũng mà ra, hung mảnh cái thảm triển khai, tuyệt đối lĩnh vực lực lượng thể hiện rồi cường hãn nhất một màn, nhưng thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt lướt ngang, thời gian một cái nháy mắt liền lướt qua mười mấy trượng khoảng cách, trong tay một ánh hào quang giải lụa lòe ra, gian không dung phát thời khắc, đem lôi vân hạt cùng nghiêm trưởng lão thân ảnh theo hỏa diễm cùng ma chân quyển hạ đi, nửa bước nguyên tông kỳ này cũng bất quá cá trong chậu mà thôi thanh âm của một phụ nhân vang lên, nhưng là ở từ từ tiêu tán, mau lui lại, lôi vân hạt được cứu hạ chi về sau, lại là khẩn trương hô to, tam trưởng lão không dám thờ ơ, nhanh chóng tránh né hỏa diễm cùng ma một lần nữa truy kích, ba người trong lúc nhất thời đều là chật vật không ngớt, tự liền tu vi nhất tinh thâm tam trưởng lão cũng sợi tóc xốc xếp, đến chỗ hốt hoảng bỏ chạy, đầu trận tuyến loạn một cái, bọn họ khó hơn nữa đối kháng hỏa diễm cự nhân, tam trưởng lão tế xuất cự đại đỉnh đồng, không ngừng cùng với cứng rắn lay động, nguyên khí cự đại tổn hao phía dưới, hắn liền thi triển tuyệt đối lĩnh vực lực lượng đều hết sức gian nan đột nhiên một đạo phu nhân thân ảnh theo mấy người phía sau xuất hiện khinh phiêu phiêu một chưởng kích ra vỗ vào tam trưởng lão hậu bối một kích này tới đột ngột lại thêm trên đỉnh đồng bên trên truyền đến khủng bố rung động làm cho tam trưởng lão qua một tiếng phun ra một nguồn máu tươi tới thật can đảm lại dám đánh lén chúng ta nghiêm trưởng lão trống to hơn không gì sánh được nổi giận đang muốn xuất thủ ngăn chặn nhưng này phu nhân một kích tức thì lui đúng là biến mất vào động thiên hỏa diễm ở giữa đi Ngọc Đỉnh Tông, các ngươi cái hố lão phu, cái này lúc, lôi vân hạt hắc bào chi hạ truyền ra âm lãnh thanh âm, chỉ nghe hắn nói, các ngươi không phải nói, cái này bá vương tông nguyên hoàng kỳ cường giả toàn bộ đều đi thanh minh tông, làm sao này chỗ còn có nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng, vừa mới hắn tiến nhập nước khe, vốn tưởng rằng có thể xông vào một đạo các môn, nhưng bị nàng kia trực tiếp đánh lui trở về, việc này lão phu cũng không biết, tam trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm, một bên đón đánh hỏa diễm cuồng ma, vừa nói nếu như không để cho ra một cái giải thích hợp lý cũng đừng trách lão phu cùng các ngươi ngọc đỉnh tông trở mặt lôi vân hạt đạo giờ này khắc này thần hồn chí tôn lôi vân hạt trong lòng tức giận thật sâu hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại có nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng phu nhân đột nhiên xuất hiện ở kỳ môn huyễn hồn giới bên trong làm cho hắn khi trước hết thảy thành tựu toàn bộ nước chảy về biển đông lôi vân hạt vốn là muốn tiếp tục phá giải nhưng mỗi lần mới vừa bắt đầu chuyên tâm tra xét phụ nhân kia sẽ gặp đột nhiên tập sát mà đến đối với hắn tạo thành trở ngại to lớn, bao quát tam trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão ở bên trong, ba người đều không khó cảm giác được, phụ nhân kia tu vi cực kỳ cường hãn, lại là nguyên hoàng kỳ cửu trọng, mạnh mẽ như vậy người xuất hiện ở ly hỏa huyền dương giới trong, không ngừng xuất thủ tập sát, tuyệt đối là chuyện cực kỳ đáng sợ tình, giải thích cái gì, cái này vấn đề lão phu cũng muốn biết, nghe lôi vân hạt nổi giận nói như vậy, tam trưởng lão khuôn mặt sắc cũng thay đổi được cực kỳ xấu xí, ở ứng đối hỏa diễm cùng ma tập sát hơn, hắn cũng tâm lý cũng thập phần tức giận là sao lôi vân hạt đang nói khàn khàn mà âm trầm hắc bào xuống hai mắt nhìn chầm chầm tam trưởng lão cùng nghiêm trưởng lão nói các ngươi mời lão phu thời điểm xuất thủ nhưng là vỗ bộ ngực bảo đảm hiện tại xuất hiện loại tình huống này một câu không biết đã nghĩ lớn ở lão phu sao hắn là thật nổi giận nhãn hạ xuất hiện tình huống đại xuất sở liệu bên ngoài hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý lúc đầu đối phó điều khiển ly hỏa huyền dương giới tây vô tình liền không gì sánh được gian nan đột nhiên lại xuất hiện nhất người đầy đủ quấy rầy bọn họ tất cả kế hoạch Lôi vân hạt, ngươi xuất thủ cũng bất quá là vì huyền sương linh trúc mà thôi, này thì thân hãm nơi đây, lại có thể oán được lão phu cùng ngọc đỉnh tông, tam trưởng lão trầm mặt, khống chế được đại đỉnh lần nữa cùng hỏa diễm cự nhân hung hăng ngạnh hám một cái, trùng kích cực lớn lực truyền đến lệnh hắn khuôn mặt sắc nhất bạch, một tiên huyết vọt tới hầu, bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, thần hồn chí tôn, vô luận ai đúng ai sai đều tạm thời đừng bàn về, hay là trước muốn làm pháp phá vỡ nơi này cục diện đi, mắt thấy lôi vân Hạc có dấu hiệu bùng nổ. Nghiêm trưởng lão ở một bên nói đạo, nếu như sớm biết như đây, mặc dù Ngọc Đỉnh Tông cho ta 10 cây huyền sương linh trúc, Lão Phu cũng sẽ không bằng lòng xuất thủ, lôi vân hạt hừ lạnh, chợt ánh mắt chớp động. Khi hắn lần nữa chứng kiến phụ nhân kia thân ảnh từ không xa chỗ di chuyển hiện mà ra, hướng bên này giết lúc tới, thân hình trực tiếp bạo hơi mở đi, hướng một hướng khác cấp tốc rút đi, Lão Phu đi trước một bước, các ngươi tự cầu nhiều phút đi, thân hình bạo lướt đồng thời, lôi vân hạt há mồm phun ra một mụn lớn tinh huyết, phun ở giữa hư không, ở trước người tạo thành cái quỷ bí đồ án ở nơi này đồ án trong truyền ra một mảnh tàn hồn gào rít giận dữ tiếng lôi vân hạt khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy hắn một chưởng vỗ ở đồ án bên trong trong miệng đại thét lên mở xoẹt đồ án trực tiếp nổ tung một diệt thế chi lực theo trung bột phát ra hóa ra một mảnh ánh sáng sáng chói tựa như mặt trời chói chang băng giải một dạng vô cùng đáng sợ mà ở đồ án nổ tung chi chỗ xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng lôi vân hạt không chút nghĩ ngợi thân trên bốc lên mảng lớn lôi điện quang mang trực tiếp chui vào bên trong tại hắn tiến nhập chi về sau lỗ thủng chớp mắt tiêu thất người ảnh cũng không cách nhìn chỉ còn hạ ti ti lũ lũ lôi điện vẫn còn ở lóe lên lôi vân hạt ngươi dám tam trưởng lão hoảng sợ kêu to sợi tóc kích trương dường như cuồng sư lôi vân hạt đột nhiên rút đi này bằng với bị gãy bọn họ tất cả đường lui đã không có cái này cường đại ngự hồn sư chỉ dẫn hắn cùng nghiêm trưởng lão hai người chỉ có một con đường chết cương nhiên trốn một cái vậy trước tiên giết các ngươi đi vô thường tiên tử thanh âm truyền ra một con ánh bạch bàn tay đột nhiên vỗ vào nghiêm trưởng lão ngực, phốt, nghiêm trưởng lão tiên huyết cuồng phúng, lồng ngực thật sâu lõm lúng xuống dưới, vô thường tiên tử đắc thế không tha người, hung hãn truy kích, lại là một chưởng rơi xuống, đem nghiêm trưởng lão trực tiếp đánh bay, xông về cái kia hỏa diễm cự nhân, trống trống, hỏa diễm cự nhân rít gào một tiếng, cũng huy động bàn tay khổng lồ, giống như là đập con rùi giống nhau đánh vào nghiêm trưởng lão thân tiến lên, ánh mắt nhìn một màn này, còn dư lại tam trưởng lão khóe mắt hung hăng nhúc nhích hắn chứng kiến hỏa diễm cuồng ma mang lần nữa giơ tay lên nhưng nghiêm trưởng lão thân ảnh cũng không có lần nữa xuất hiện đáng chết tam trưởng lão muốn trách cả mí mắt phát sinh nổ quát toàn lực thôi động tuyệt đối lĩnh vực lực lượng muốn đem phụ nhân kia khốn sát trong đó nhưng vô thường tiên tử rất mau lui lại đi lần nữa biến mất không thấy vô liêm sĩ tam trưởng lão táo bạo như sấm nhưng không hề biện pháp trong khoảng thời gian kế tiếp hắn một bên đón đánh hỏa diễm cự nhân còn vừa muốn phòng ngừa đánh lén tới thì năm người tới nhưng bây giờ ba vị cường giả bỏ mình, được ký thác nhất đại hy vọng ngự hồn sư cho mình đào tẩu, điều này làm cho tam trưởng lão tâm tan như chết, nguyên lai là ngọc đỉnh tông người, chẳng qua cũng là trốn không thoát, ly hỏa huyền dương giới trung xu vị trí, tây vô tình đem tất cả tình huống đều cảm giác được, duy nhất còn dư lại một cái nửa bước nguyên tông kỳ, đồng thời đối phương lực lượng đã tiêu hao cự đại, muốn giết chết nói liền không còn là quá lớn việc khó. Kèm theo Tây vô tình thân hạ trên thạch đài nguyên thạch nhanh chóng tiêu hao, đáng sợ công kích một lần lại một lần rơi xuống, điên cuồng mà hướng cái kia tam trưởng lão tập sát tây vô tình bá vương tông tô giật hồi lâu chi về sau tử môn ở giữa truyền ra tam trưởng lão thao thiên oán niệm ngọc đỉnh tông nhất định sẽ đem bá vương tông sang thành bình địa các ngươi tất cả mọi người đem chết không yên lành làm thanh âm như vậy rơi hạ chi về sau lại là hỏa diễm cự nhân trống giận vang lên giống như vạn nhạc đủ vỡ ngàn sóng lớn lớn hết dài một dạng thanh âm đẩy ra kéo dài không ngừng toàn bộ kỳ môn huyễn hồn giới đều ở đây rung động không ngớt làm loại đáng sợ này rung động chậm rãi ổn định lại, ly hỏa huyền dương giới trong, liền lại cũng không có cái gì động tĩnh lớn, chỉ còn hạ vô tận ác diễm vẫn còn ở gào thét, phốt, tất cả thu liễm, mà tây vô tình cũng là há mồm phun ra một đạo máu tươi đến, chẳng qua nguyên bản thương bạch đi xuống khuôn mặt sắc, cũng là được rồi vài phần, lão già khốn nạn, ngươi không sao chứ, vô thường tiên tử không biết bực nào thì lần nữa xuất hiện, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái gánh ưu màu sắc, nhưng ở tây vô tình ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía nàng thời điểm, cái này gánh ưu màu sắc đã bị che giấu đi, Tiểu Hàng, ngươi chính là quan tâm ta nha." Tây Vô Tình cười nói, Vô Thường Tiên Tử hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, không có tiếp ra, nói: "Xông vào người chết rồi, nhưng ngươi nói cái kia tứ phẩm trung giai ngự hồn sư lại chạy thoát, hiện tại, ngươi có thể thu hồi kỳ môn huyễn hồn giới." Tây Vô Tình gật đầu, linh hồn chi lực chậm rãi ba động phía dưới, chỉ thấy khắp nơi thiên hỏa quang từ từ rút đi, lộ ra thanh lượng thiên khung, một vòng mặt trời chói chang đầu trọc soi sáng, cái kia ngự hồn sư tự thương hại nguyên khí triển khai động pháp, tương đương với trừ đi nửa cái mạng, nhất định là trốn không xa, ngươi đi giúp ta bắt hắn trở về đi. Tay vô tình chậm một cái khí cơ, nhẹ giọng nói đạo, nhưng mà vô thường tiên tử cũng là nhíu mày, hỏi ta giúp ngươi bắt hắn trở về, có thể có cái gì tốt chỗ, tay vô tình cứng lại, không biết nên đáp lại như thế nào, vẫn là chờ tô giật tiểu tử kia trở về, ngươi đi tìm hắn tốt chỗ đi, một lát quá về sau, Tây vô tình mới vừa nói ra, tiểu tử kia trên người thứ tốt có thể nhiều nữa, vốn lấy cái kia khu móc lục soát tính cách, chắc chắn sẽ không đơn giản cho ngươi. Nhưng nếu là có thể bắt được một cái tứ phẩm trung giai ngự hồn sư trở lại, hắn cũng tất nhiên sẽ không hẹp hòi. Vô thường tiên tử nghe vậy, đôi mắt đẹp ở giữa xuất hiện kinh dị màu sắc. Lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, nàng cố gắng còn muốn hoài nghi, nhưng Tây vô tình cũng như này nói, nói rõ tô giật có thể lấy ra tốt chỗ tuyệt đối mê người. Một cái nho nhỏ nguyên hư kỳ thân lên, còn có thể xuất ra dạng gì bảo bối hay sao? Vô thường tiên tử vẫn là bản năng hận Tây vô tình một câu, chợt lại nói, chẳng qua bắt một cái tứ phẩm trung cấp ngự hồn sư trở về vui đùa một chút, tự hồ cũng là chủ ý tốt. Nói xong, nàng thân ảnh nhẹ nhàng mà đi, rất nhanh biến mất ở tây vô tình trước mặt, thần hồn chí tôn lôi vân hạt, người này tiêu thất gần trăm năm, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa xuất hiện, mắt nhìn vô thường tiên tử ly khai, tây vô tình tự nhủ nói đạo, từng cái cường đại ngự hồn sư, ở toàn bộ thiên rất đại lục chi trên đều hội cực phụ nổi danh, tây vô tình tự nhiên cũng đã nghe nói qua thần hồn chí tôn một ít sự tích, bất quá, cái kia nhưng là một cái lớp người già cường giả, năm đó ở hỗn loạn vực cũng là thanh danh hiển hách, gây ra cự đại phong ba, mà ở gần đây trăm năm trong, đối phương cũng là không có có bất kỳ tin tức gì truyền ra, cho nên chân chính người biết hắn tương đối mà nói cũng không nhiều lắm, luận niên kỹ, Tây vô tình so với đối phương nhỏ hơn trên rất nhiều, hắn linh hồn phẩm chất, vậy cũng có chuẩn thiên phẩm, thậm chí là nửa bước thiên phẩm tầng thứ đi, Tây vô tình nhẹ nhàng nỉ non, như vậy một cái ngự hồn sư đã cùng Ngọc Đỉnh Tông cùng nhau, tìm đến bá vương tông phiền phức, vậy khẳng định là không thể để cho đối phương đơn giản đi mất, mặc kệ thế nào đều muốn trước bắt về đến, vô luận là giết là lưu, đều chờ tô giật tiểu tử kia trở lại hẳn nói, tây vô tình không nghĩ nhiều nữa cái gì, theo không gian đại lý móc ra mấy viên thuốc nuốt xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức, trận này ở ly hỏa huyền dương giới ở giữa chiến đấu phát sinh kết thúc, nam cung ngưng nguyệt, ông chính quyền chờ bá vương tông đám người, tất cả đều bởi vì bá vương tông thắng lợi mà hưng phấn khởi, không lâu sau chi về sau, mấy đạo thân ảnh lướt tới mỏ sơn trên khoảng không, chính là tô giật tô tiểu soái thanh hoàng chờ sáu người đại ca ngươi không sao chứ trở lại mỏ sơn chi về sau tô giật trước tiên tìm được rồi tây vô tình lên tiếng hỏi ta không có gì đáng ngại chỉ là linh hồn lực tiêu hao quá lớn cần một ít thời gian khôi phục tây vô tình chậm rãi mở con ngươi nói đạo hắn đem lúc trước chuyện phát sinh tình đại thể nói nhất lần nghe được tô giật kinh hồn tán đảm đồng thời cũng là nhíu chặt mi không ngớt thật đúng là ít nhiều vô thường tiên tử tiền bối như không phải là của nàng nói sợ rằng đại ca nhất người thật khó mà chống đỡ được xuống phía dưới tôi giật biết một trận chiến này bên trong bởi vì vô thường tiên tử xuất thủ mới làm cho ngọc đỉnh tông đoàn người cuối cùng hoàn toàn hủy diệt không khỏi cảm thấy vinh hạnh xem ra chính mình vẫn là sơ xuất quá không nghĩ tới thanh minh tông cư nhiên bàn thượng ngọc đỉnh tông cây đại thụ kia đồng thời ngọc đỉnh tông đối với bá vương tông mỏ sơn một mạch không hết lòng gian tôi giật có nghĩ mà sợ lần sau lại xúc động hẳn là phải nhiều hơn suy nghĩ một cái hậu quả vô luận như thế nào bá vương tông căn cứ địa không thể có sự tình tựa như lúc này đây dù cho làm cho thanh hoàng ở lại mỏ sơn cũng khẳng định đều không cần vô thường tiên tử xuất thủ là có thể rất nhanh bãi bình mà đại ca cũng sẽ không linh hồn tiêu hao như này nghiêm trọng tiểu tử cái kia ngọc đỉnh tông cũng không người lương thiện lúc này đây ăn như này giảm nhiều tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại ngươi có tính toán gì không tây vô tình mắt nhìn tô giật nhẹ giọng hỏi ngọc đỉnh tông tô giật xong quyền nắm thật chặt đứng lên trong con ngươi có vô biên lãnh ý lan ra kéo dài Nhãn hạ không có có gì tốt biện pháp, thực lực của chúng ta còn xa xa không so sánh được trên Ngọc Đỉnh Tông, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, tô giật cao mày, không cam lòng nói đạo, Ngọc Đỉnh Tông làm hỗn loạn vực nhị lưu thế lực, thập phần cường đại, trong đó tất nhiên tồn tại chân chính nguyên tông kỳ, lấy bây giờ bá vương tông thực lực, nếu như tùy tiện nhưng ngược lại, kết quả không cần nói cũng biết, tăng mạnh mỏ sơn thủ ngự, làm đủ vạn toàn chuẩn bị, thời khắc bảo trì cảnh giác, để ngừa Ngọc Đỉnh Tông lần nữa đột kích, tô giật làm ra quyết định như vậy nhãn nhìn xuống tới chỉ có thể như thế bá vương tông còn không cụ bị chủ động đánh ra thực lực mà như ngọc đỉnh tông thật phái ra nhất vị nguyên tông kỳ cường giả tình huống kia sẽ thành được càng thêm không xong chẳng qua có đại ca cùng ly hỏa huyền dương giới ở lại thêm trên thanh hoàng dương minh âm minh đám người toàn lực thủ ngự cũng không phải là không có cơ hội nhất đấu cũng không chỉ là ngọc đỉnh tông a còn có một cái thiên cương môn yên tĩnh một đoạn thời gian nhưng không chừng lúc nào cũng sẽ xuất thủ lần nữa tây vô tình than nhẹ một tiếng trong lòng bất đắc dĩ Bá Vương Tông như nay đối mặt địch nhân quá cường đại rồi, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, luôn luôn nhất thiên, ta nhất định khiến hai cái này tông môn theo thế giới này trên tiêu thất. Tô Tiểu Soái trong đồng tử tràn ngập hỏa quang, lãnh nói rằng, cảm nhận được Tô Tiểu Soái khí thế, tất cả mọi người đáy lòng đều sinh ra một bất khuất khí phách tới, bọn họ đều là tin tưởng, Bá Vương Tông càng ngày sẽ càng là cường đại. Bá, đang ở mọi người nói chuyện thời gian, một đạo đẩy đà thân ảnh từ xa khoảng không chợt hiện lướt tới, rơi vào mọi người trước mặt chính là vô thường tiên tử ngu thu hàng ở trong tay của nàng mang theo một cái hắc bào nhân đây chính là cái kia tứ phẩm trung giai ngự hồn sư sao tô giật đám người nhìn một cái cũng biết cái này tất nhiên là đại ca tây vô tình nói thần hồn chí tôn lôi vân hạt không thể nghi ngờ người này bị trọng thương nhưng chạy thật đúng là không chậm lão nương một trận tốt truy vô thường tiên tử đem lôi vân hạt nhất cái ném ở tại mặt đất biểu môi mà sau vừa nhìn về phía tô giật nói tiểu tử lúc này đây ta giúp các ngươi như này đại ân lại bắt trở lại một cái ngự hồn sư, ngươi muốn thế nào cảm tạ ta, nàng nhưng là nhớ kỹ tây vô tình theo như lời nói, tô giật tiểu tử này trên người có to lớn tốt chỗ, này thì không muốn, còn đợi đến khi nào, tiên tử tỷ tỷ, cái này ngươi trước cầm, những thứ khác tốt chỗ, ta lấy sau lại tu bổ lên, tô giật chứng kiến tây vô tình cho mình khiến cho nhãn sắc, rất nhanh hiểu cái gì, không khỏi xuất ra một chai linh dịch đến, đưa cho vô thường tiên tử, vừa nghe đến tiên tử tỷ tỷ bốn chữ, vô thường tiên tử hai mắt không khỏi hiếp thành hình trăng lưỡi liềm, cười đến cực kỳ hài lòng. Ngươi tiểu tử này miệng thật ngọt, nàng tiếp nhận tô giật đưa tới bình ngọc, mở ra vừa nghe, đột nhiên nhãn quan sáng rõ, kinh hô, đây là cái gì, làm sao linh lực như này độ dày đặc, cái này, vẫn là sau này hãy nói đi, tô giật cười ha hả, lập tức quay đầu nhìn về phía trên đất hắc bào nhân, thanh hoàng giơ tay lên đánh ra một đạo thanh sắc quan mang, đem lôi vân hạt trên đầu hắc sắc bào mũ đã bị đánh nát bấy, lộ ra bên trong một tấm mặt tái nhợt khuôn mặt. Đây là một cái nhìn qua gần 80 tuổi lão giả, một đống chồng râu tu thưa thớt mà sinh trưởng ở cầm, khuôn mặt gầy nhom, hốc mắt hãm sâu, không nói ra được lão thái. Này lúc, hắn đang một quan hoảng sợ mà nhìn trước mắt mọi người, thần hồn chí tôn lôi vân hạt, tô giật nhìn chầm chầm trên đất lão giả, lạnh lùng nói ra, ngươi và cái kia ngọc đỉnh tông là cái gì quan hệ, dĩ nhiên tới ta bá vương tông làm càng. Lôi vân hạt nỗ lực làm cho thần sắc bình tĩnh xuống, khoảng khắc chi sau nói ra, tiểu gia hỏa, lão phu đã rơi vào rồi trong tay các ngươi, đó chính là ta xui xẻo, vậy do các ngươi xử lý, bất quá, như ngươi có thể phóng lão phu rời đi, lão phu nguyện ý bằng lòng vì ngươi làm ba chuyện, lấy sau vô luận ngươi có gì yêu cầu, chỉ cần không phải để cho ta tự sát, lão phu đều là ngươi khuynh lực làm được, mặt khác, lão phu cùng cái kia ngọc đỉnh tông không có có cái gì quan hệ, bất quá là bọn họ hứa hẹn xuất ra một gốc cây huyền sương linh trúc, ta mới bằng lòng giúp hắn nhóm xuất thủ mà thôi, tôi giật lẳng lặng nghe. Khóe mắt liếc qua chứng kiến Tây vô tình đang đối với chính mình nhẹ nhàng gõ đầu cái này lão giả nói tình huống hắn theo đại ca trong miệng cũng có hiểu rõ ở thời điểm sau cùng lôi vân hạc còn cùng ngọc đỉnh tông mấy người kia xảy ra một ít xung đột cái này lão gia hỏa càng là trực tiếp vứt bỏ thừa lại hạ hai người bỏ chạy mà đi sự thực lên cũng chính là tây vô tình đương thời không tì vết phân thần đồng thời cũng biết lôi vân hạc bản thân bị trọng thương chạy không xa nếu không cái này lão gia hỏa muốn chạy trốn ra ly hỏa huyền dương giới cũng không phải là đơn giản vứt bỏ nửa cái mạng đơn giản như vậy hừ bằng lòng cho ta làm ba chuyện sao, tô giật lạnh trên một tiếng, nói, ngươi cảm thấy cam kết như vậy, liền đầy đủ để cho ta tha cho ngươi một cái mạng, đối đãi địch nhân, ta xưa nay sẽ không mềm tay, thả ngươi rời đi, ta có thể không phát cam đoan, ngày khác, ngươi sẽ không lại tìm đến ta bá vương tông phiền phức, tô giật cũng không phải người ngu, căn bản không thể đơn giản tin tưởng lôi vân hạt, vạn nhất đối phương lật lòng, cái nào thiên lại quay đầu đối phó bá vương tông, cái kia vẫn như cũ là một cái phiền toái lớn, hắn nhìn chầm chầm lôi vân hạt, hàng ý ngày càng rừng rực, có sát cơ lóe lên. Ngươi nếu không tin tưởng lão phu, vậy còn hà tất lời nói nhảm, thẳng thắn giết ta đi. Lôi vân hạt đạo, nhất đám xương già, cốt khí ngược lại vẫn thật cứng rắn. Tô giật nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, thần phục với ta, hoặc chết. Lời hắn bình tĩnh, nhưng là ánh mắt trong vắt, một bên thanh hoàng càng là cả người bốc lên đáng sợ yêu khí, như từng chui vô hình dao nhỏ ở trong hư không toàn vũ. Lôi vân hạt khuôn mặt sắc tức thì thì trở nên một ít, hắn cảm thấy, chỉ cần mình nói ra nửa chữ không, sợ rằng bên người yêu hoàng sẽ gặp không chút do dự đánh chết chính mình, muốn ta quy thuận bá vương tông sao, lôi vân hạt nhìn một chút tây vô tình, không khỏi lâm vào ngắn ngủi trầm tư, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một hồi phía sau mới mở miệng nói ra, cái này cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta cũng có một yêu cầu, đó chính là lấy sau ta còn muốn làm một ít chính mình sự tình, như bá vương tông không thể giúp ta, nhưng là không thể ngăn cản với ta, bởi vì sự kiện kia tình đối với ta rất trọng yếu, như ngươi không thể đáp ứng, vậy bây giờ liền động thủ được rồi hắn vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt nhưng tây vô tình tồn tại làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này rất hiển nhiên một điểm bây giờ tây vô tình thực lực phải xa xa tại hắn chi lên còn có mấy vị cường đại thú hoàng đều ở đây bá vương tông bên trong có thể nơi đây thật có đặc biệt gì địa phương lôi vân hạc người dày dạn kinh nghiệm duyệt vô số người đương nhiên cũng có thể nhìn ra tô giật thiếu niên này bất phàm cho nên trải qua nhất hàng loạt suy nghĩ chi về sau hắn mới đáp ứng chẳng qua đồng thời cũng đưa ra yêu cầu của mình, được, ngươi yêu cầu này ta đáp ứng, tôi giật tức thì gật đầu, lôi vân hạt yêu cầu sự thực trên không coi vào đâu yêu cầu, đối phương như yêu cầu bá vương tông đi giúp hắn hoàn thành chuyện gì tình, tôi giật tất nhiên sẽ trực tiếp cự tuyệt, bởi vì loại thời điểm này, lôi vân hạt còn không có tư cách cùng mình nói tới yêu cầu gì, đây là một viên phụ cốt vệ hồn đan, ăn nó đi, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là bá vương tông người, ta có thể bảo đảm một điểm, ta bá vương tông bất luận kẻ nào, vô luận thực lực mạnh yếu, địa vị cao thấp, đều tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Tô giật trong tay xuất hiện một bình sứ nhỏ, đưa tới lôi vân hạt trước mặt, nhưng lôi vân hạt hoa râm hai hàng lông mày cũng là gắt gao vặn lên, tự hồ muốn ăn hạ phụ cốt vệ hồn đang loại vật này, hắn cực kỳ không tình nguyện, được, ta ăn, nhưng mà hồi lâu chi về sau, vẫn là thấy hắn cắn răng, cầm lấy bình ngọc, một khẩu nuốt vào trong đó đang dược, tô giật cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vị thần hồn chí tôn lôi vân hạt thật đúng là co được giảng được, cũng không biết hắn muốn làm sự kiện kia tình, rốt cuộc là bực nào chờ trọng yếu có thể chính là bởi vì sự kiện kia hắn mới hội nguyện ý phục hạ phụ cốt vệ hồn đan theo mà sống sót đi từ hôm nay trở đi lôi lão liền trở thành ta bá vương tông đại trưởng lão hy vọng lôi lão có thể tận tâm tận lực mà ta cũng có thể hướng ngươi hứa hẹn chỉ cần lôi lão toàn tâm toàn ý đem bá vương tông chân chính coi như chính mình tông môn mà đối đãi vậy tương lai một ngày nào đó vô luận lôi lão muốn đi làm khó khăn bực nào việc ta bá vương tông tất sẽ toàn lực giúp đỡ Tô giật đưa tay đem trên đất lôi vân hạc nâng lên nói năng có khí phách nói đạo nghe được lời như vậy ngữ lôi vân hạc thân thể không tự chủ bỗng nhiên run rẩy một cái vì tô giật chăm chú thái độ mà cảm thấy rung động minh minh bên trong hắn cảm thấy có thể hôm nay nhìn như có chút khuất nhục tuyển rạch ở tương lai sẽ trở thành chính mình lớn nhất kiêu ngạo tiểu tử vô sự nói tất cả giải tán đi chúng ta đều cần điều tức một phen nhìn thần hồn chí tôn bị nhét vào bá vương tông tây vô tình khóe miệng không khỏi vểnh lên đây là hắn trước sớm liền định chuyện tình bằng không cũng sẽ không để vô thường tiên tử chuyên đi bắt lôi vân hạt trở về, trực tiếp đánh chết thì tốt rồi. Đại ca, lôi lão, hai người các ngươi thương thế như thế nào, cần thời gian bao lâu mới có thể tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên, tô giật lại là hỏi ra mấy câu nói như vậy tới, lão phu thương thế rất trọng, tình huống bình thường xuống, khoảng chừng cần thời gian một năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, lôi vân hạt làm trước khi nói ra, lúc này đây hắn bị thương quá trọng, đơn giản là nhất sau cái kia bỏ chạy mà đi thì hao tốn phí cái kia một mụn tinh huyết, cần đại lượng thời gian tài năng điều dưỡng trở về thương thế của ta cũng không nhẹ chẳng qua ngược lại không cần một năm đại khái hai cái nguyệt liền có thể khỏi hẳn đi tây vô tình cũng là nói đạo lâu như vậy có chút không còn kịp rồi a à. tô giật cau mày tự nói nói đạo tây vô tình bản năng cảm giác được có cái gì không đúng không khỏi nhìn tô giật hỏi tiểu tử ngươi lại muốn làm gì Ca. lôi lão ta muốn bố trí một tòa nhỏ ly hỏa huyền dương giới đi đối phó ngọc đỉnh tông tô giật không có giấu giếm chính mình cách nghĩ trực tiếp chính là mở miệng nói mà hắn vừa nói sau, tất cả mọi người tại chỗ đều là kim trụ, chủ động đối phó Ngọc Đỉnh Tông, người này sẽ không phải là điên rồi sao, tiểu tử, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, Tây vô tình hỏi lần nữa, báo thù không qua đêm, chúng ta chủ động đánh ra, dù sao cũng hơn chờ Ngọc Đỉnh Tông tìm tới cửa tốt, ta vừa mới nghĩ đến rồi một cái kế hoạch, còn có khả năng thử một lần, đương nhiên cái này hết thảy điều kiện tiên quyết, là đại ca cùng lôi lão có thể xuất thủ tương trợ, nếu không, ta kế hoạch cho dù tốt cũng là uổng công. Ánh mắt nhìn Tây vô tình cùng lôi vân hạt, Tô giật bổ sung nói ra, ta cần kỳ môn huyễn hồn giới, quy mô không cần quá lớn, nhưng uy lực lại không thể yếu bớt. Quan trọng nhất là, phải nhanh, nhất định phải ở Ngọc Đỉnh Tông còn chưa phản ứng kịp phía trước động thủ bố trí. Lúc đầu tô giật cũng định toàn lực phòng ngự, đàng hoàng đứng ở mỏ sơn bên trong, chờ Ngọc Đỉnh Tông giết đến tận cửa, còn muốn biện pháp ứng đối. Nhưng ở lôi vân hạt bằng lòng gia nhập vào chi về sau, hắn tâm lý đột nhiên có một cái to gan cách nghĩ, cái ý nghĩ này pháp nhất xuất hiện, để hắn không nhịn được muốn đi thử một phen bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là có thù phải trả người gấp như vậy sao tây vô tình nhíu mày nếu như nói lại chậm một đoạn thời gian nói đây hết thảy tự nhiên không ở nói xuống nhưng muốn ở ngọc đỉnh tông phản ứng kịp phía trước động tác cái này độ khó rất lớn linh dịch thân ta trên còn nữa chỉ cần đại ca cùng lôi lão có thể ở mấy ngày bên trong khôi phục ta liền không đếm xỉa đến tô giật nói đạo tây vô tình không ngừng nhíu nói có linh dịch cùng cái kia địa phương chúng ta khôi phục là muốn nhanh không thiếu nhưng muốn ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày bố trí ra ly hỏa huyền dương giới, vẫn là quá a. À. một bên, thần hồn chí tôn lôi vân hạt đã ở một bên gật đầu không thôi, đại ca cùng lôi lão đồng thời xuất thủ, lại thêm trên ta theo bên cạnh phụ trợ, cũng không được sao, tôi giật vạn mi hỏi, vô thường tiên tử nghe vậy, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn màu sắc, nàng không nghĩ tới, tô giật cư nhiên cũng là nhất vị ngự hồn sư, tây vô tình nhất thì không nói gì, hồi lâu chi phía sau mới từ không gian đại lý lấy ra vài cái bình ngọc nhỏ, trên mặt có đau lòng màu sắc, lần trước luyện chế hoàng cực thiên hồn đan tài liệu có số ít thừa ra đều bị ta luyện chế thành cái này nguyên hồn tử hỏa đan đối với linh hồn thương tích có siêu cường hiệu quả trị liệu tây vô tình nói đạo hắn lời còn chưa nói hết lôi vân hạc đang ở một bên thân hình hung hăng rung lên hoàng cực thiên hồn đan cái này danh tự của đan dược làm cho hắn hoảng sợ làm ngự hồn sư đương nhiên biết cái này hoàng cực thiên hồn đang tác dụng đây chính là có thể đề thăng linh hồn phẩm chất chí bảo để cho lôi vân hạc hoảng sợ là cái này Tây Vô Tình nguyên lai không chỉ có là cường đại ngự hồn sư, đồng thời còn là một gã luyện đan sư, điểm này hắn nhưng thật ra không có chú ý quá. Nguyên hồn tử hỏa đang sao? Tô giật khuôn mặt trên xuất hiện vui sắc, không sai, Tây Vô Tình gật đầu nói, chẳng qua đan dược này chỉ có 3 miếng, hai người chúng ta mỗi bên phục hạ một quả nói, mới có thể ở trong vòng vài ngày khôi phục 7, 8 phần. Hắn mang theo vô cùng đau lòng màu sắc, đem một cái bình ngọc nhỏ ném cho Lôi Vân Hạc, "Thứ tốt a, à, thứ tốt a." À, lôi Vân Hạc mở ra nhìn lên, khuôn mặt lập tức trút ra động trong miệng nhắc tới không ngừng, mang theo mừng như điên, cái này nguyên hồn tử hỏa đang nhất định là xa xa không so sánh được trên hoàng cực thiên hồn đan, nhưng bên ngoài giá trị cũng là không được xem nhẹ, đối với ngự hồn sư mà nói, nguyên hồn tử hỏa đan có thể cho bọn họ bị thương linh hồn, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, còn đây là cực kỳ khó được bảo dược chữa thương, nếu như cầm đi bán đấu giá, sợ rằng giá cả hội là cực cao, vậy còn chờ gì, nhanh phục xuống đi, Tô Dật liền vội vàng nói, tây vô tình trừng Tô Dật liếc mắt đang muốn nhân cơ hội sẽ tìm tiểu tử này vớt điểm tốt chỗ đây, nhưng nghĩ đến luyện chế hoàng cực thiên hồn đang chủ yếu tài liệu tinh vân linh chi đều là người này cho mình vỗ xuống, không khỏi trong lòng phẫn nộ, sự thực lên, trong tay hắn nguyên hồn tử hỏa đang bên trong, cũng là từ số ít tinh vân linh chi luyện chế mà ra, tay vô tình đau lòng mà uống một viên đang dược, đem còn dư lại bình ngọc nhỏ cẩn thận từng ly từng tí thu vào, lôi vân hạt nhìn động tác của hắn, không khỏi cũng từ từ mở ra bình ngọc, đổ ra đang dược, tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, mới vừa không thôi nuốt vào trong bụng tiểu tử chúng ta cần địa phương điều tức không dám nói mấy ngày bên trong khỏi hẳn nhưng bố trí một tòa không lớn kỳ môn huyễn hồn giới hẳn không phải là việc khó gì tây vô tình đang chính thần sắc nói như vậy hắn không có đi hỏi tô giật cụ thể là thế nào an bài đến cùng muốn thế nào đi đối phó ngọc đỉnh tông thời gian dài như vậy bộ dạng chỗ tây vô tình sớm đã hiểu rõ tô giật tiểu tử này tuy là rất bá vương tùy tiện nhưng xưa nay không đi làm không nắm chắc chút nào chuyện tình Hắn đã dám nói muốn đi đối phó Ngọc Đỉnh Tông, vậy nhất định có tương ứng dự định, chính mình chỉ cần sớm một chút khôi phục, hỗ trợ bố trí kỳ môn huyễn hồn giới là được, được, tô giật cũng không do dự, lập tức mang theo đại ca Tây vô tình cùng thần hồn chí tôn lôi vân hạt rời khỏi nơi này, ở một cái đất bí mật, làm cho bọn họ tiến nhập thần bí không gian, có vô thường tiên tử tồn tại, tô giật có thể không dám tùy ý mở ra thần bí không gian, phụ nhân kia còn chưa phải là bá vương tông người, tất cả vẫn là cẩn thận vì lên mà nhìn đoàn người thần bí hề hề dáng vẻ, vô thường tiên tử lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn câu động, nhưng vô luận như thế nào suy nghĩ, nàng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng, các ngươi bốn người lập tức theo ta xuất phát, đi trước ngọc đỉnh tông, rất nhanh, tô giật độc tự xuất hiện, hướng về phía thanh hoàng bốn người nói đạo, lão đại, mỏ sơn nơi đây sẽ có hay không có sự tình, đầu vai lên, tô tiểu soái có chút bận tâm nói đạo, tây vô tình, lôi vân hạt hai người đều tiến vào thần bí không gian chữa thương như vậy mỏ sơn thật đúng là không người trấn thủ trạng thái, một khi có cường giả mà đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, hẳn là không sao cả, Ngọc Đỉnh Tông người vừa mới bị diệt, nhận được tin tức còn cần một ít thời gian, chúng ta bây giờ chính là muốn bắt lại thời gian này, chủ động tìm trên Ngọc Đỉnh Tông, mà ở kỳ môn huyễn hồn giới bố trí xong chi về sau, ta sẽ làm cho đại ca lập tức chạy về mỏ sơn, tất cả có hắn trấn thủ mới để cho người yên tâm, tô giật nói đạo, mà sau vừa tìm được vô thường tiên tử ngô thu hàng, nói, còn phiền phức tiên tử tỷ tỷ hỗ trợ nhiều hơn chăm sóc một cái mỏ sơn, nếu quả như thật xuất hiện cái gì không thể nắm trong tay tình huống, cái kia liền làm hết sức mang trên bá vương tông đệ tử ly khai, liền xong ngươi một tiếng này tiên tử tỷ tỷ, chuyện này ta có thể giúp ngươi, bất quá, nên có tốt chỗ nhưng là không thiếu được, mỗi lần nghe được tô giật gọi mình tiên tử tỷ tỷ, ngu thu hàng đều sẽ tâm tình thật tốt, ngoài ra, nàng cũng thoáng nghiên cứu một cái bình kia linh dịch, phát hiện đó thật đúng là bảo vật khó được cho dù là hắn nguyên hoàng kỳ cửu trọng tu vi cũng có thể theo trung thu được to lớn tốt chỗ, đã là như vậy, đó là đương nhiên muốn thừa cơ nhiều hơn cướp đoạt một điểm, tiên tử tỷ tỷ, linh dịch hiện tại có chút khẩn trương, lấy sau có nhất định cho ngươi tu bổ tiến lên, tô giật cười mỉa một cái, hẹn đỏ mặt đạo, đừng thiếu ta liền thành, vô thường tiên tử khoát tay áo, mà hậu thân hình nhẹ nhàng mà đi, rất nhanh chính là biến mất ở tô giật phạm vi nhìn ở giữa, lão đại, chúng ta đại tẩu tự hồ cũng thật dễ nói chuyện nha, tô tiểu soái nói đạo, tô giật gật đầu, vô thường tiên tử là vui giận vô thường, đồng thời thủ đoạn lợi hại, nhưng theo tiếp xúc, bọn họ đều cảm thấy phụ nhân kia hoàn toàn không giống ngay từ đầu như vậy lên mặt nạt người, chẳng lẽ nói, là bởi vì có đại ca Tây vô tình cái này nơi trúc giận duyên cớ vì thế, chúng ta đi, tô giật không có ở mỏ sơn ở lâu, cùng nam cung ngưng nguyệt, ông chính quyền hai người hơi chút thông báo một chút việc tình chi về sau, liền dẫn mấy tôn thú hoàng lần nữa ly khai, mọi người đều là không biết, Tây vô tình cũng bị tô giật cùng nhau mang đi, lão đại, lúc này đây, chúng ta là không phải muốn làm nhiều tiền, mọi người cực nhanh chạy đi bên trong, tô tiểu soái đứng ở tô giật đầu vai hỏi, tô giật gật đầu, trong con người hàng quan lóe lên không ngớt, phóng xuất ra thấu xương lãnh ý, lúc trước hắn tiến nhập thần bí không gian bên trong, phát hiện quý hàm nặc như cũ không có thức tỉnh, vẫn là nằm ở ngủ say ở giữa, dùng tham gia gia nói, cái này tiểu nữ qua vốn là sinh cơ đã đứt, rất khó tiếp tục thành công, hiện tại làm, chẳng qua chỉ là treo nàng một hơi mà thôi, có thể hay không chính tỉnh lại, còn cần xem thiên ý. Ngọc Đỉnh Tông, nhất định phải trả giá thật lớn, tô giật siết quả đấm, tàn nhẫn nói rằng, Thanh Minh Tông đã diệt, nhưng cái này sự tình cùng Ngọc Đỉnh Tông cũng thoát không khỏi liên quan, còn dư lại thù hận, nhất định hướng bọn họ hảo hảo thanh toán, tốc độ cao nhất chạy đi, ta điều tức khôi phục một phen, ở Ngọc Đỉnh Tông trăm dặm bên ngoài tìm một chỗ ẩn núp đặt chân, chờ đại ca cùng lôi lão xuất quan, tô giật thông báo một tiếng, mà sau trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều tức khôi phục thực lực, lúc trước ở Thanh Minh Tông kịch chiến bên trong, hắn bị thương thế này thì vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vừa lúc thừa dịp thời gian đi đường điều tức trở về, Thanh Hoàng, Dương Minh, Âm Minh, Vệ Linh Hoàng bốn người tất cả đều thi triển cực nhanh, dựa theo tô dật yêu cầu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngọc Đỉnh Tông phương hướng, hỗn loạn vực bên trong, nhân loại chiếm cứ địa bàn, đại thể trên có thể chia làm 10 khối đại hình khu vực cùng đại lượng khu vực nhỏ, 10 khối đại hình khu vực, chia ra làm ba đại nhất lưu thế lực, bảy đại nhị lưu thế lực chiếm cứ chiếm đoạt bên trong khu vực vô tận tài nguyên tu luyện đồng thời cũng quản lý rất nhiều tiểu thế lực cùng thành trì, mà những thứ kia tiểu hình khu vực, tắc thì là vì rất nhiều tiểu thế lực kia này tranh đấu địa bàn, trong đó còn có vô số tán tu, nơi đây mới chân chính là bọn họ thiên đường. Đương nhiên, ngoại trừ này bên ngoài, cái kia vô tận lão lâm sâu sơn bên trong, cũng tồn tại đếm không hết mang yêu thú, bên trong đủ cường đại yêu tộc, tỉ như âm dương minh hoàng, vệ linh hoàng, tử tượng hoàng chờ thú hoàng, chẳng qua những thứ này thú hoàng lãnh địa, bây giờ đều thuộc về bá vương tông phạm vi thế lực ở giữa chiếm cứ vô số mang yêu thú, cũng chịu đến bá vương tông thiên yêu điện thống lĩnh, còn tô giật mấy người nhãn hạ phải đi Ngọc Đỉnh Tông, tắc thì là nhân loại chiếm cứ 10 khối đại hình khu vực một trong. Ngọc Đỉnh Tông là khoảng cách bá vương tông người gần nhất nhị lưu thế lực, chẳng qua hai người trong lúc đó mặc dù cũng không tính là xa xôi, nhưng là cũng không gần, lấy thanh hoàng đám người tốc độ, khoảng chừng 3 ngày tài năng chạy tới, một đường lên, mấy vị thú hoàng đều là không nói gì, đồng thời cũng làm hết sức thu liễm trên người mình khí thế qua chi chỗ cũng không có nhất lên động tĩnh quá lớn, rốt cục ở ba ngày sau ban đêm, bọn họ đặt chân ở tại một cái sơn cốc bên trong, nơi đây khoảng cách Ngọc Đỉnh Tông đã không xa, cái này địa phương không sai, thích hợp bố trí kỳ môn huyễn hồn giới, tô giật khôi phục không thiếu, thức tỉnh chi sau đánh giá Chu Vi nói đạo, cái này giữa sơn cốc thảm thực vật tươi tốt, nhưng linh khí cũng là một dạng, cũng không phải phong thủy bảo địa gì, nhìn không thấy linh dược gì tồn tại, nhưng nơi này có một cái tốt chỗ, đó chính là phi thường thích hợp bí mật đi mang một ít mang yêu thú trở về, ta cần biết ngọc đỉnh tông một ít tình huống. tô giật thông báo một tiếng, theo sau sẽ âm minh cùng vệ linh hoàng đồng thời phái đi ra ngoài. thanh hoàng cùng tô tiểu soái hai người thì bị hắn mang vào một hang núi bên trong. tô giật độc tự tiến nhập thần bí không gian. ở tô giật tiến nhập thần bí không gian chi về sau, tây vô tình lôi vân hạt lần lượt tỉnh lại, mở hai mắt ra. nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? cư nhiên bất phàm như thế. lôi vân hạt già nua khuôn mặt chi trên có hết sức hoảng sợ tình. mấy ngày xuống thương thế của hắn thật đã được rồi bảy tám thành hiệu quả như thế thật là thật là đáng sợ cái này ở giữa tuy có cái viên này nguyên hồn tử hỏa đang công lao nhưng mảnh này thần bí không gian tác dụng cũng không thể khinh thường ngoài ra tô giật cũng cho lôi vân hạt một chai linh dịch làm cho hắn khôi phục nhanh chóng còn đây là ta bá vương tông lớn nhất bí ẩn lôi lão ngươi là người một nhà tự nhiên có tư cách biết được tô giật nói nhỏ ở lôi vân hạt tuyển trạch gia nhập vào bá vương tông chi về sau hắn lập tức cho đối phương chức đại trưởng lão cũng là cực kỳ xem trọng như này nhất vị cường đại ngự hồn sư. Lúc đầu tạm thời là không muốn mang lôi vân hạt tiến nhập thần bí không gian, nhưng tô giật đã không kịp đợi, cần phải mượn cho hắn năng lực, đi đối phó Ngọc Đỉnh Tông. Tiểu tử, ngươi bây giờ nói vậy đã đến Ngọc Đỉnh Tông phụ cận chứ? Tây vô tình nhìn về phía tô giật, mở miệng nói ra, chúng ta đây đi ra ngoài đi, lập tức tiện tay bố trí ly hỏa huyền dương giới, hắn đã khôi phục rất nhiều. Bố trí một tòa quy mô nhỏ lại kỳ môn huyễn hồn giới không ở nói xuống, được, chỉ là bố trí xong chi về sau, còn cần đại ca trở về mỏ sơn tọa trấn, nơi ấy không thể không có ngươi. Tôi giật gật đầu nói đạo, theo sau lại quay đầu nhìn về lôi vân hạt, nói, không biết lôi lão khôi phục như thế nào, chờ đại ca ly khai chi về sau, còn cần ngươi tới thao túng ly hỏa huyền dương giới vận chuyển, yên tâm đi tông chủ, một tòa nhỏ kỳ môn huyền hồn giới, lão phu vẫn là có thể thao túng tới được, chỉ cần không có chân chính nguyên tông kỳ, hoặc là cường đại ngự hồn sư xông vào, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lôi vân hạt chấp tay, hướng về phía tô giật trầm nói rằng, tô giật không nói thêm gì, mang theo hai người đi ra thần bí không gian. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua nằm thần bí không gian chính giữa quý hàm nặc, thiếu nữ này thì vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho tô giật tâm lý mơ hồ có chút khó chịu. Sau đó nhất thiên trong nhiều thời gian, tô giật, tây vô tình, lôi vân hạt ba người không ngừng bận rộn, ở mảnh sơn cốc này ở giữa bốn chỗ thường lui tới, khắc hạ từng đường huyền bí văn lạc. Bố trí tiếp theo nghiêm mật kỳ môn huyễn hồn giới có lôi vân hạt cái này tứ phẩm trung giai ngự hồn sư hỗ trợ, hiệu suất đề cao nhiều lắm. Cái tòa này kỳ môn huyễn hồn giới quy mô không lớn, chỉ bao trùm vài dặm phạm vi, so với lần đầu tiên đối phó thiên cương môn cái kia một tòa, còn muốn hơi nhỏ trên một điểm. Bọn họ cũng không có trực tiếp bố trí ly hỏa huyền dương giới, mà là dựa theo lôi vân hạt cách nghĩ, làm ra một tòa thiên dương lôi cương giới. Cái tòa này kỳ môn huyễn hồn giới uy lực cường đại, so với ly hỏa huyền dương giới còn lợi hại hơn không thiếu, đồng thời còn có thể tiết kiệm một ít nguyên thạch. Lão Phu năm xưa hoan hỷ nhất nghiên cứu kỳ môn huyển hồn giới, mà cái tòa này thiên dương lôi cương giới là ta sở trường nhất, lôi vân hạt đạo. Tô giật cùng Tây vô tình đối với này đều là cảm thấy kinh dị, cảm thán lôi vân hạt không hổ là thế hệ trước ngự hồn sư, đơn thuần ở kỳ môn huyển hồn giới nghiên cứu một đường lên, Tây vô tình cũng kém hắn không thiếu. Tiểu tử, tất cả hoàn thành, ta trước hết trở về mỏ núi, chính các ngươi nhiều hơn cẩn thận, như sự tình không thể làm trái, nhanh chóng ly khai, chúng ta còn muốn biện pháp thiên dương lôi cương giới hoàn thành chi về sau tây vô tình hướng về phía tô giật nói như vậy khổ cực đại ca tô giật gật đầu tây vô tình nhìn chằm chằm thiếu niên liếc mắt chính là thần tốc ly khai lão đại tiếp chúng ta làm sao bây giờ tô tiểu soái rơi vào tô giật bả vai chi lên lên tiếng hỏi thanh hoàng dương minh âm minh vệ linh hoàng lôi vân hạc mấy người này cũng đều là nhìn tô giật muốn nghe hắn an bài như thế nào tiếp sau tô giật khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng đồng tử ở giữa bắn ra điện mang ngôn ngữ thâm trầm nói ra hai chữ, câu cá, nói xong, hắn ý bảo mấy vị thú hoàng cùng lôi vân hạt đều ở lại giữa sơn cốc, lặng lặng chờ ngọc đỉnh tông cường giả đến đây chịu chết, mà tô giật chính mình, tắt thì là mang theo tô tiểu soái trực tiếp ly khai, không biết đi đâu trong, cái này, làm cho thanh hoàng đám người tất cả đều nghi hoặc không thôi, nhưng người nào cũng không có đưa ra nghi vấn tiếng, ngọc đỉnh tông, làm hỗn loạn vượt bảy đại nhị lưu thế lực một trong, thập phần cường đại, ngọc đỉnh tông sơn môn, cũng chiếm cứ một mảnh khí thế hùng hồn ngọn núi mà cái kia cao nhất chủ phong càng là thần vĩ đại, xa xa nhìn lại, như thương long ngang thủ một dạng, khí thế khiếp người, chủ phong trong đại điện, nhất vị râu xanh mặt trắng, đầu đội cao quan, mặt cẩm bào trung niên nhân cao ngồi chủ vị, phía dưới chỗ ngồi trên này thì ngồi hơn 10 đạo thân ảnh, đa số đều là lão giả, từng cái hơi thở dài lâu, nhìn một cái liền biết tu vi cường đại, chỉ bất quá, lúc này đại điện ở giữa lại có một mảnh sầu vân thảm vụ bao phủ, vô liêm sĩ, chủ vị chi lên, cái kia cẩm bào cao quan trung niên nhân đột nhiên một tiếng bạo quát, tiếng như lôi đình nổ vang toàn bộ đại điện đều ở đây đi theo rung rẩy, hắn bộ mặt tức giận, trên càm râu đều ở đây co lại co lại, hai mắt càng là gắt gao ngưng tụ lại, mang theo vô tận tàn nhẫn khí độ, nghiêm giọng nói, bá vương tông, thực sự là hảo một cái bá vương tông, trung niên nhân nổi giận bên trong bàn tay bỗng nhiên vỗ, trực tiếp đem tọa hạ phóng khoáng ghế dựa lớn đánh thành bột miệng, phía dưới hơn 10 người trong, cũng từng cái vẻ mặt giận dữ, thù hận ngập trời dáng vẻ. Đồng thời cũng có rất ít người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói một lời, "Tông chủ, cái kia Bá Vương Tông thực sự đáng chết, chúng ta phái đi ra ngoài hơn 10 vị cường giả, toàn bộ đều chết a." À, có nhất vị lão giả mang theo mấy phần khóc nức nở, thê nói rằng, "Ngọc đỉnh tông đã được đến tin tức, Bá Vương Tông mỏ sơn lên và kia kỳ môn huyễn hồn giới đã từng khởi động quá, hơn nửa này thì lại lần nữa thu liễm xuống phía dưới, trọng điểm ở chỗ, mỏ sơn ở giữa tự hồ vẫn đang tiến hành khai thác, rất hiển nhiên, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão đám người đã triệt để giao phó ở tại nơi ấy, còn thanh minh tông bên kia lệ trưởng lão mười mấy người bỏ mình, Ngọc Đỉnh Tông cũng đã biết được, kết quả như thế lệnh những thứ này người chủ sự giận dữ không ngớt, vốn là vạn vô nhất thất chuyện tình, thế mà lại xuất hiện như vậy to lớn biến số, liền mời tới cái kia thần hồn chí tôn lôi vân hạt, cũng sinh tử không biết, tông chủ, lúc này đây chúng ta Ngọc Đỉnh Tông tổn thất cự đại, bằng vào hiện tại có thể điều động lực lượng, sợ rằng đã không nhúc nhích được cái kia bá vương tông, lại là nhất người mở miệng, hướng trên thủ trung niên nhân kia nói đạo trung niên nhân tên gọi là Kiều Tam Giáp, chính là Ngọc Đỉnh Tông hiện đảm nhiệm Tông Chủ, bá vương Tông nhất định diệt trừ, nếu không thì, làm sao có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của ta. Kiều Tam Giáp gương mặt đen như đáy nồi giống nhau, gân xanh trên trán trán giống như đậu giác một dạng phẩm chất, không dừng được nhúc nhích, hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả A, toàn bộ đều hao tổn ở tại bá vương Tông trong tay, tổn thất như vậy quá khổng lồ. Dù cho bọn họ Ngọc Đỉnh Tông là nhị lưu thế lực, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Phải biết, cái kia ở giữa nhưng là có nhất vị nửa bước nguyên tông kỳ, hai vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng, thừa lại hạ mười mấy người cũng đều là nguyên hoàng kỳ sáu trọng trở lên, như này đại quy mô hao tổn, ở không tính là ngọc đỉnh tông nội tình tình huống xuống, ít nhất là tứ thành tả hữu tổn thất, mà còn dư lại lục thành lực lượng, coi như là toàn bộ phái đi ra ngoài nói, thật có thể động được bá vương tông sao, kiều tam giáp trong lòng phẫn hận không ngớt, người nào cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ bá vương tông, cư nhiên đã như này cường đại rồi, đây là hắn nhóm bất ngờ chuyện tình tông chủ, mời lão tổ xuất quan đi, nếu không, khẩu khí này ta ngọc đỉnh tông như bực nào có thể nuốt được xuống phía dưới A, cái này lúc, nhất vị mày rậm hung ác mục đích lão giả theo chỗ ngồi trên đứng lên, hướng về phía phía trên kiều tam giáp đại nói rằng, không sai, kế sách hiện thời, chỉ có mời ra mấy vị lão tổ, nếu không, chúng ta làm sao có thể chết thay đi chư vị trưởng lão báo thù, có người lập tức đứng ra phụ họa, mang theo vô biên oán giận, ngọc đỉnh tông tổn thất quá lớn, bút trướng này không thể được rồi vốn lấy bọn họ hiện tại còn dư lại lực lượng, đã rất khó đi đối phó bá vương tông, tam trưởng lão, nghiêm trưởng lão, lệ trưởng lão đám người đều là vẫn lạc, cho nên Ngọc Đỉnh Tông hiện tại cũng không biết, cái kia bá vương tông cụ thể thực lực, mời ra lão tổ, vừa nghe đến đề nghị như vậy, nổi giận trong kiều tam giáp trong nháy mắt tỉnh táo không thiếu, không thể không nói, đây là chắc chắn nhất biện pháp, mời ra mấy vị nguyên tông cảnh lão tổ xuất quan, từ bọn họ xuất thủ đối phó bá vương tông, tuyệt đối là nắm chắc việc nhưng Kiều Tam Giáp lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện tình, tầm mắt của hắn từ phía dưới một số người thân trên quét nhìn mà qua, tâm lý có lãnh ý, sợ rằng mời lão tổ xuất quan về sau, chuyện thứ nhất không phải đi chinh phạt bá vương tông, mà là muốn ta đây cái tông chủ cho bãi nhiệm chứ, Kiều Tam Giáp tâm lý âm thầm nghĩ, hắn phi thường tin tường, phía dưới rất nhiều trưởng lão đối với mình phi thường bất mãn, nếu quả thật có nguyên tông cảnh lão tổ xuất quan, tuyệt đối sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, Tầm ngọc đỉnh tông tổn thất trọng đại tới yêu cầu mình nhường ra vị trí tông chủ làm một tông chi chủ hắn nít xác khó từ bên ngoài tội nghĩ tới những thứ này kiều tam giáp đối với bá vương tông nổi giận tình đột nhiên liền phai đi không thiếu thay vào đó là đúng bản môn trưởng lão lòng cảnh giác mấy vị lão tổ bế quan nhiều năm không vấn thế sự chúng ta hậu bối sao dám tùy tiện quấy rối kiều tam giáp thanh âm âm trầm chậm rãi nói ra bá vương tông sổ sách bản tông chủ nhất định muốn làm pháp tìm bọn họ thanh toán trước đó phái ra nhân thủ đi tìm hiểu tình huống cần phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ bá vương tông tình huống cụ thể cho là ta ngọc đỉnh tông chinh phạt làm xong vạn toàn chuẩn bị tông chủ nói không sai bá vương tông càng ngày càng mạnh là không giả nhưng tuyệt đối xa xa không hơn chúng ta ngọc đỉnh tông một lần này thất lợi chắc là tam trưởng lão bọn họ quá khinh địch chủ động phân tán ra mới cho bá vương tông tiêu diệt từng bộ phận cơ hội lập tức có người mở miệng vì kiều tam giáp nói trong đại điện trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong cái này thuyết pháp không giả, căn cứ Ngọc Đỉnh Tông sở nắm giữ được tin tức, sự thực cũng quả thực như đây. Như không phải tam trưởng lão mang theo mấy người trước giờ ly khai, giết đến thanh minh tông tô giật cùng mấy tôn thú hoàng, tuyệt đối không thể đơn giản càng quét thanh minh dãy núi, mà như nhiều trên hơn 10 vị cường giả đồng thời xông vào bá vương tông mỏ sơn kỳ môn huyễn hồn giới trung, rất có thể cùng hiện tại là hai trung tuyệt nhiên ngược lại kết quả. Lão Phu cảm thấy, hay là mời ra lão tổ cho thỏa đáng, ta ngọc đỉnh tông như quả lại một lần nữa thừa nhận tổn thất cái này trách nhiệm người nào cũng không chịu nổi cái này lúc lại có lão giả liếc ngang nhìn về phía kiều tam giáp nói một cách lạnh lùng hết thảy ngọc đỉnh tông người biết một sự thật đó chính là mấy vị bế quan lão tổ đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua mấy vị kia nguyên tông cảnh tồn tại chính là ngọc đỉnh tông chân chính nội tình bình thường không đến thời khắc mấu chốt không người nào dám đi quấy rối bọn họ tu hành bình thường mà nói chỉ cần không phải ngọc đỉnh tông gặp mặt nhau lâm bị tiêu diệt trọng đại nguy cơ ai cũng sẽ không dễ dàng nghĩ đến mời lão tổ xuất quan đặng trưởng lão, chúng ta không cần nóng vội, hay là trước đem bá vương tông tình huống tìm hiểu tin tường lại nói, nghe lão giả vừa mới lão giả theo như lời nói, kiều tam giáp gương mặt càng phát xấu xí, nhưng vẫn là ở chịu nhìn tính tình nói đạo, ngọc đỉnh tông nội bộ tồn tại đấu tranh, nhưng hắn này thì vẫn là tông chủ, vốn có rất mạnh quyền lên tiếng, cũng có rất nhiều trưởng lão hội đứng ở chính mình một bên, quả nhiên, lập tức lại có người lên tiếng, nói đỡ cho hắn, chẳng qua cái kia đặng trưởng lão đám người bên trong, cũng lần lượt xuất hiện thanh âm phản đối đại điện bên trong lâm vào thời gian dài tranh luận ở giữa đối với kiều tam giáp mà nói hắn là không hy vọng mời ra nguyên tông kỳ lão tổ nếu không thì ngọc đỉnh tông vậy tổn thất thật lớn nhất định là từ hắn tới cổng nồi mà đối với mặt khác một số người mà nói trong lòng nghĩ chỉ là mượn này cơ hội đem kiều tam giáp lôi xuống ngựa do đó nắm giữ vị trí tông chủ đây là một hồi nội đấu ngoại nhân không pháp tham dự trong đó bất quá kiều tam giáp dù sao cũng là nhất tông chi chủ thực lực bản thân cũng là đạt tới nguyên hoàng kỳ cửu trọng đỉnh phong nơi, cực kỳ cường đại. Cuối cùng, hắn dùng tuyệt đối cường thế giải quyết dứt khoát, đi trước tìm hiểu bá vương tông tin tức cặn kẽ, sẽ đi quyết định ứng đối ra sao. Nhưng thời gian này tuyệt đối không thể kéo dài quá dài, nếu không thì lập tức chết nhiều như vậy cường giả. Ngọc đỉnh tông liền rắm đều không thả một cái, ngoại giới nhất định sẽ có vô tận chuyện linh tinh giết thời gian. Đại điện bên trong, mọi người nhất sau tan rã trong không vui, chỉ có kiều tam giáp chính mình nhất người lưu xuống hắn không ngừng mà qua lại bước chân đi thông thả, trên mặt có vẻ u sầu, Kiều Tam Giáp biết rõ, cái này sự tình chính mình không đè ép được lâu lắm, nếu như không có đường giải quyết, những thứ kia đối lập trưởng lão nhất định trả hội làm mưa làm gió đấy, khoảng cách Ngọc Đỉnh Tông không đến trăm dặm nhất chỗ địa phương, giữa núi rừng có một cực kỳ sơn động ẩn nút, này lúc, Tô Tiểu Soái đang đứng ở cửa sơn động vị trí, nghiêm mật nhìn chăm chú vào Chu Vi, không cho bất luận kẻ nào tới gần, trong sơn động, một cái quan đoàn nở rộ, có yêu mà không tà khí tức thả ra ngoài, mang theo hạo đại vô cùng uy áp, tràn ngập bốn phía, cái này quan đoàn, chính là tô giật thần bí không gian, giờ này khắc này, hắn đang ở bên trong không gian cùng tham gia gia cò kè mặt cả, tiểu tử, ta vì giúp ngươi cứu trị tiểu nha đầu này, mấy ngày trước đây mới tiêu hao hết đại lượng bản mệnh tinh khí, ngươi bây giờ lại còn muốn cầm ta làm mồi dụ, đi hấp dẫn địch nhân, đây là thành tâm nghĩ để cho ta chịu chết sao, bích huyết linh tham bộ mặt tức giận, trừng mắt tô giật nói đạo, tham gia gia, ta biết ngươi thủ đoạn, tuy là chỉ có yêu hư cảnh, nhưng chạy trối chết bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu, đừng nói là người bình thường, sợ rằng nguyên tông kỳ lấy hạ người muốn bắt được ngươi, đều hết sức gian nan đi. Tô giật biểu môi một cái nói, ban đầu ở mang yêu sâm lâm trong, nhiều như vậy cường giả tìm kiếm bích huyết linh tham, cuối cùng vẫn là bị hắn cho trốn, mà khi thì bích huyết linh tham còn đang đứng ở độ kiếp thời khắc mấu chốt đây, bây giờ, tham gia gia sớm đã thành công đột phá đến yêu hư cảnh, đường chạy bản lĩnh đương nhiên so với lúc trước càng mạnh mà tôi giật dự định chính là làm cho tham gia gia đi ra ngoài hấp dẫn ngọc đỉnh tông người việc này quá nguy hiểm vạn vừa ra chút ngoài ý muốn ta thật là chết chắc rồi bích huyết linh tham vẻ mặt đau khổ nói đạo hắn chạy trối chết bản lĩnh lợi hại nhưng sức chiến đấu đúng là một đống cạn bã yêu hư cảnh tu vi sức chiến đấu đại khái liền nguyên chân kỳ nhất trọng vũ giả đều đấu không lại ngoại trừ lần trước thiếu ngươi ta lại thêm hai bình linh dịch tôi giật đưa ra hai cây chỉ như thế mà đạo tiểu tử việc này không có đàm luận bích huyết linh tham đạo nhưng lời còn chưa nói hết liền bị tô giật nhất cái cắt đứt thêm ba bình tô giật lại vương một căn chỉ thật sự là quá nguy hiểm vạn nhất bích huyết linh tham lắc đầu thêm bốn bình tô giật lại nói như vậy không tốt đâu nếu như gặp phải chân chính cường giả khả năng liền nguy rồi bích huyết linh tham cự tuyệt nhưng hơi nhíu mày thêm năm bình tô giật một tay ngủ chỉ toàn bộ mở ra tiểu tử như ngươi vậy để cho ta thật khó khăn a à. bích huyết linh tham khuôn mặt có chút động thở dài nói đạo cứ như vậy quyết định thêm năm bình linh dịch tô giật thấy đây, lập tức nói đạo, rất sợ bích huyết linh tham đổi ý, tiểu tử, ta còn không có bằng lòng ngươi đây, bích huyết linh tham trừng mắt, bất mãn nhìn tô giật, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên kinh hoảng kêu lớn lên, ô chao ô chao ô chao, tiểu tử ngươi muốn làm gì, mau thả hạ ta, tô giật bắt lại tham gia gia trên đỉnh đầu cái kia nhất đám bích huyết cành lá, đưa hắn theo mà trong toàn bộ rút ra, mà sau giống như mang theo căn đại của cải tựa như, bắt đầu hướng thần bí không gian bên ngoài đi tới, tiểu tử, ngươi nhanh đem ta phóng hạ, bích huyết linh tham kêu to, tham gia gia, chúng ta vừa rồi đã nói xong, lúc này đây liền dựa vào ngươi giúp ta, tô giật vừa nói, một bên xuất hiện ở sơn động bên trong, thần bí không gian quan mang cũng tiêu tán theo mà ra, lão đại, nghe được động tĩnh, tô tiểu soái bay tiến đến, không xa chỗ thì có ngọc đỉnh tông đệ tử, phiền phức tham gia gia đi một chuyến đi, tô giật đem bích huyết linh tham phóng tới trên đất, nói như vậy, thiên dương lôi cương giới liền bố trí ở không xa chỗ, hắn đem phương vị cụ thể báo cho tham gia gia, ai, không biết là tạo cái gì nghiệp, theo tiểu tử ngươi thân lên điểm tốt chỗ, mỗi khi đều muốn theo còn lại địa phương trả lại, tham gia gia thở dài không ngớt, khổ một gương mặt già nua, bất đắc dĩ tiến vào trong đất, rất nhanh biến mất, lão đại, cái này đại củ cải chẳng lẽ liền chạy như vậy chứ, tô tiểu soái thẳng trừng mắt, không yên tâm nói đạo, khoan hãy nói, tô giật cũng có lo lắng như vậy, như bích huyết linh tham tuyển trạch chạy trốn nói, chính mình thật vẫn không có gì biện pháp, cũng sẽ không, cái này lão gia hỏa có thể tin rất, khoảng khắc sau tô giật miễn cười. Nói như vậy, trong không gian thần bí tốt chỗ, tham gia gia nhưng là chiếm được rất nhiều, bằng không bên ngoài tiến cảnh cũng sẽ không như thế nhanh chóng, đột phá yêu hư cảnh, cũng còn có tô giật công lao đây. Huống cái kia lão gia hỏa bây giờ đã là yêu hư cảnh ba trọng, tới gần bốn trọng, nếu như hắn còn muốn đột phá đến yêu hoàng cảnh giới, nhất định sẽ tuyển trạch trở lại thần bí không gian chính giữa. Kỳ thực tô giật cũng rất chờ mong, muốn biết tham gia gia đạt được yêu hoàng kỳ lấy về sau, hóa thành hình người, sẽ có có năng lực như thế nào, lão đại, chúng ta cũng đi thôi tôi tiểu soái không nói thêm gì chỉ là như vậy nói đạo được tôi giật gật đầu mà sau khi triển dịch dung thuật cải biến một cái diện mạo của mình hướng về sơn lâm bên trong đi quan sát tình huống ở nơi này nhất thiên một cái bí ẩn tin tức bắt đầu ở số rất ít ngọc đỉnh tông đệ tử ở giữa truyền ra tới phát tài muốn phát tài phụ cận trong núi rừng xuất hiện một gốc cây bích huyết linh tham tự hồ vẫn là sinh ra linh trí cái kia loại cái gì sinh ra linh trí bích huyết linh tham đây là thật sao tuyệt đối là thật trương sư đệ tận mắt nhìn thấy không có giả phát đây là thật muốn phát a à. một cái trong vòng nhỏ không ít người mừng rỡ kích động phi thường bích huyết linh tham rất nhiều người đều biết bên ngoài giá trị dù cho đối với một dạng nguyên hoàng kỳ vũ giả mà nói đều tán gia bại sản sợ là cũng mua không nổi huống vẫn là sinh ra linh trí cái kia loại bích huyết linh tham cơ hồ không có lực công kích nhưng đường chạy bản lĩnh có thể nói nhất tuyệt muốn bắt được cũng không dễ dàng không quá kích động hơn cũng có người tỉnh táo bắt đầu phân tích, tin tức này nhất định phải giữ bí mật, lại kéo một ít người có thể tin được tới trợ giúp, nhất định phải muốn làm pháp bắt lại bích huyết linh tham. Rất nhiều người bắt đầu hành động, thật chặt che tin tức này, không muốn trương dương. Khoảng chừng hơn 10 vị ngọc đỉnh tông đệ tử đi vào sơn lâm bên trong, đến chỗ tìm kiếm bích huyết linh tham hạ lạc. Những đệ tử này thực lực đều là không yếu, rất nhiều đều là nguyên chân cảnh tu vi. Đang ở mấy giờ chi về sau, bọn họ thật là phát hiện bích huyết linh tham tung tích, điều này làm cho đoàn người mừng rỡ như điên nhưng mà đang chuẩn bị truy kích cũng là chứng kiến một cái nhìn qua ba bốn mươi tuổi cường giả phi hành ở giữa không trung cũng đuổi sát bích huyết linh tham đi trước lúc rời đi cái này cường giả còn chém ra một mảnh kiếm quang đem mấy tên ngọc đỉnh tông đệ tử trực tiếp đánh chết trên mặt đất đồng thời tàn nhẫn nói rằng bích huyết linh tham là của ta còn dám đuổi theo người chết cái này cường giả nói xong chi sau rất nhanh ly khai biến mất mà một đám ngọc đỉnh tông đệ tử tắt thì là trong lòng hoảng sợ không ngớt mấy tên đồng bạn lại chết như vậy nguyên hư kỳ cường giả đó là nguyên hư kỳ cường giả, có người rung giọng mà đạo, sợ đến sắp tè ra quần, có thể phi hành ở giữa hư không, đồng thời kiếm quan trong nháy mắt chém giết mấy tên nguyên chân kỳ, đây tuyệt đối là nguyên hư kỳ, đồng thời chỉ sợ vẫn là nguyên hư kỳ trung giai tồn tại, trở về, mau trở lại tông môn bên trong, nói cho chư vị trưởng lão cùng hộ pháp, có người trong lòng nghiêm nghị không ngớt, âm thanh rung rẩy nói đạo, xuất hiện nguyên hư kỳ tồn tại, liền khẳng định không phải bọn họ có thể nhúng tay, lớn hơn nữa tốt chỗ cũng không sánh bằng tính mệnh trọng yếu nhất định từ lợi hại hơn cường giả đứng ra mới được đừng có gấp trước sớm lãnh tĩnh nghĩ kế đệ tử kia lần nữa lên tiếng nói cái kia nguyên hư kỳ tự hồ chỉ có nhất người chúng ta tạm thời không cần vô cùng lộ ra chỉ đem cái này sự tình nói cho nhất vị trưởng lão là được cứ như vậy ở nơi này trưởng lão đoạt hạ bích huyết linh tham chi về sau có thể phân cho chúng ta tốt chỗ hội càng nhiều chu vi mọi người vừa nghe sâu thấy hữu lý đang không có còn lại người chia cắt tình huống xuống cái kia vị trưởng lão nhất cao hứng nói nhất định sẽ cho hắn nhóm càng nhiều hơn chỗ tốt chúng ta đây nói cho hạ trưởng lão được rồi hắn tuy là không tốt lắm bộ dạng chỗ nhưng đối nhân xử thế cũng là hết sức rộng rãi chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta có người nói được vậy nói cho hạ trưởng lão mọi người đều là nhận đồng mang theo nghĩ như vậy pháp đoàn người rất nhanh ly khai sơn lâm trở về tìm kiếm cái kia hạ trưởng lão đi mắt nhìn những thứ này người tản ra lúc trước cái kia xuất thủ nguyên hư kỳ trung niên nhân đột nhiên theo một cái tảng đá trong góc đi ra đệ một con cá lớn rốt cuộc phải mắc câu a à. trung niên nhân này chính là tô giật dịch dung sở phẩn hắn nhìn ngọc đỉnh tông mọi người tiêu thất phương hướng trong lòng một mảnh sát khí sôi trào liệp sát gần bắt đầu rồi ngày đó buổi chiều một cái gầy nhom lão giả xuất hiện ở phụ cận trốn ở trong tối tô giật không có đơn giản động tác theo lão giả kia thân lên hắn cảm giác được nguyên hoàng kỳ ngũ trọng tả hữu khí tức đây cũng là một cái cường giả mặt trên người ngọc đỉnh tông bào phục nghĩ đến cái này gầy nhom lão giả phải là cái kia hạ trưởng lão lão đại phải không ta trực tiếp đi làm thịt hắn được rồi tô tiểu soái con ngươi ở ban đêm càng phát u ám thâm thúy hắn đối với tô giật truyền âm nói đạo lấy như nay tu vi giết chết một cái nguyên hoàng kỳ ngũ trọng không hội phí quá lớn khí lực không nên khinh cử vọng động làm cho tham gia gia đưa hắn đưa vào thiên dương lôi cương giới ở giữa tập sát đi tuyệt đối không thể gây nên động tĩnh quá lớn nếu không thì nỗ lực của chúng ta liền không được tác dụng quá lớn tô giật nhẹ nhàng đè lại tô tiểu soái không cho hắn xuất thủ gầy nhom lão giả ở trong bóng tối tìm hành không lâu sau chi về sau, có Ngọc Đỉnh Tông đệ tử ở phương xa phát sinh khẽ hô tiếng, tự hồ là phát hiện bích huyết linh tham tung tích, đặc biệt lấy phương hướng âm thanh truyền tới, hạ trưởng lão mang theo vô biên kinh hỷ tình, rất nhanh lao đi, nhưng mà loại này kinh hỷ, ở một hồi chi về sau, chính là trực tiếp biến thành hạo đại sơn nhạc một dạng, hung hãn đặt ở trong đầu của hắn, triểu nặng, các ngươi là người phương nào, làm hạ trưởng lão tiến nhập nhất chỗ sơn cốc chi về sau, trước người xuất hiện mấy bóng người, thân trên đều là tản ra yêu tộc khí tức, vô tận cường đại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, lấy mạng ngươi nhân. Nhất vị mặc áo xanh nam tử nói nhỏ, mà sau bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, đánh thẳng hạ trưởng lão đỉnh đầu, kinh khủng thanh quan giải lộ như thế muốn khai thiên tích địa một dạng, ở đêm sắc ở giữa vạn phần thấy được, hạ trưởng lão một hồi tâm kinh sợ, không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng mà chạy, đồng thời trong miệng phát sinh gào thét thanh âm, muốn gây nên ngọc đỉnh tông đệ tử chú ý, nhưng đang ở hạ nhất chớp mắt, chu vi xoẹt một tiếng, vô tận lôi điện quan mang chợt bao trùm xuống, đem cái này hô khiếu chi thanh toàn bộ cách trở, mà ở cái này lúc, cái kia đạo thanh quan giải lụa đã hàng lâm, hung hãn tập kích ở tại hạ trưởng lão thân thể chi tiến lên, phanh một tiếng, hạ trưởng lão bị trong nháy mắt đánh bay, thổ huyết không ngừng, khí cơ thoáng thì quể quải suy sụp, tiện đà, một mảnh băng ánh sáng màu xanh tại hắn đồng tử sâu chỗ xuất hiện, đem hắn nhục thân cùng linh hồn khoảng cách đóng băng, hóa thành một bộ tượng băng, quá yếu, lúc trước xuất thủ nam tử áo bào xanh nhẹ nhàng đá một cước, mà đích thực tượng băng liền trực tiếp nổ tung, biến thành mảnh vụn đầy đất. Ngọc Đỉnh Tông tuyệt đối còn rất nhiều cường giả, chỉ bất quá còn chưa tới đến mà thôi. Một người vóc dáng không gì sánh được thấp bé lão giả đi ra, nhẹ giọng nói đạo, chu vi mấy người khác đều là không tiếng động gật đầu. Những thứ này người, chính là chờ trong sơn cốc thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng bốn người. Mặt khác, lôi vân hạt này thì tắt thì là tọa trấn thiên dương lôi cương giới trung su, khống chế được không sai, cũng không có phát sinh quá chấn động lớn, liền giải quyết hết một cái nguyên hoàng kỳ ngũ trọng. Tô giật này thì cùng tô tiểu soái hai người, tắt thì là ở không xa chỗ quan sát đến đây hết thảy, chứng kiến thiên dương lôi cương giới trong động tỉnh bị che đậy đến rồi cực hạn, cho dù là ở ban đêm cũng không có gây ra động tỉnh gì. Tô giật nguyên nhân này yên tâm không thiếu, động tỉnh càng nhỏ, bọn họ bị phát hiện cơ hội liền càng nhỏ, lại càng có thể dụ dỗ càng nhiều hơn ngọc đỉnh tông cường giả, tiến tới tập sát, tiểu soái, người ở đây chu vi dò xét, phàm là có người cự ly gần nhìn thấy thiên dương lôi cương giới, toàn bộ đánh chết, nhớ kỹ không nên để lại hạ vết tích, tô giật thông báo một tiếng, mà sau hướng về viễn phương lao đi, lão đại, người muốn đi đâu trong, tô tiểu soái nhìn tô giật bối ảnh hỏi, một lần chỉ giết một cái nguyên hoàng kỳ, như vậy quá chậm, ta phải đi làm chút chuyện tình, theo đang nói rơi xuống, tô giật thân ảnh cũng dần dần biến mất ở tại vô biên đêm sắc cùng sơn lâm ở giữa, tô tiểu soái không có đi truy, mà là dựa theo tô giật phân phó ở chung quanh dò xét đứng lên, đêm sắc chậm rãi quá, trong một đêm cũng không có lần nữa phát sinh đại sự gì mà đang ở sáng sớm hôm sau thời điểm, liên quan tới Bích Huyết Linh tham tin tức, đã đi qua rất nhiều người bắt đầu chân chính truyền bá ra ngoài, trong lúc nhất thời, Ngọc Đỉnh Tông không thiếu nguyên hoàng kỳ cường giả đều được tin tức này, Bích Huyết Linh tham A, đây chính là Bích Huyết Linh tham, có người nói đã sinh ra thần trí, đồng thời còn vượt qua ban đầu kiếp, yêu hư cảnh Bích Huyết Linh tham, như thế bảo vật, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngọc Đỉnh Tông rất nhiều nguyên hoàng kỳ đều xông ra mừng rỡ tình, đồng thời có ít nhất hơn 10 vị trưởng lão cấp bậc tồn tại, đi ra tông môn, bước chân vào giữa núi rừng, men theo trong tin tức bích huyết linh tham tung tích, bắt đầu sưu tầm, sự thực lên, tin tức này vẫn bị che được có chút kín, hết thảy biết người, cũng không muốn có nhiều người tham dự hơn, chỉ cảm thấy người biết càng ít càng tốt, như vậy chính mình cơ hội mới hội lớn hơn, nhưng hắn nhóm không tưởng tượng nổi là, một đôi tròng mắt lạnh như băng một mạch ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào đây hết thảy, tham gia gia, bắt đầu đi, bên ngoài thung lũng, tôi giật nhẹ nhàng mở miệng nói, ai, thực sự là thiếu tiểu tử ngươi đấy. Tô giật bên chân không xa chỗ, bích huyết linh tham thở dài một tiếng, mà sau trực tiếp chui vào mặt đất, không lâu sau chi về sau, nhất vị nguyên hoàng kỳ sáu trọng cường giả trước mặt, đều là xuất hiện một màn bích lục màu sắc, ở thổ những bên trong độn hành, bích huyết linh tham, cái này nguyên hoàng kỳ lục trọng cường giả lập tức truy kích, đầy cõi lòng kích động, xông vào một đạo sơn cốc, mà bích huyết linh tham, cũng là lần nữa ở giữa núi rừng du tẩu lên, lại là hấp dẫn hai vị nguyên hoàng kỳ cường giả, mang theo bọn họ cũng tiến nhập bên trong sơn cốc, theo thời gian trôi qua, không đến nửa ngày công phu, thì có bảy tám tới danh ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ trước sau bị bích huyết linh tham hấp dẫn mà đi, giết, cùng ngoại giới thấy một mảnh an ninh bất đồng, giữa sơn cốc chân chính động tỉnh, trực tiếp bị một tòa kỳ môn huyển hồn giới sở ngăn cách, mà ở kỳ môn huyển hồn giới bên trong, cũng là lôi đình gào thét, cương nhận bắn ra bốn phía, nhất vị lại một vị xông vào nguyên hoàng kỳ cường giả, bị thanh hoàng, dương minh đám người lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh chết, trong đó mạnh nhất một cái, lại vẫn đạt tới nguyên hoàng kỳ bác trọng bất quá không có bất cứ người nào chịu đựng được năm cái hô hấp đơn giản là thanh hoàng bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ liệp sát tuyệt không thể đình chỉ ở nơi này tất cả phát sinh đồng thời tô giật cũng không có nhàn rỗi hắn tiếp tục tại tản ra ngoài truyền bá tin tức theo thời gian trôi qua càng nhiều hơn ngọc đỉnh tông cường giả chiếm được tin tức không khỏi đều là bích huyết linh tham chí bảo như thế sở động dung như thế bảo vật coi như là có đầy đủ nguyên thạch cũng không phải muốn mua là có thể mua được ngọc đỉnh tông bên trong lần nữa đi ra rất nhiều nguyên hoàn cảnh ngoài ra còn có đại lượng nguyên hư kỳ cường giả, đều muốn thử thời vận. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Tông rất nhanh đều sôi trào, bích huyết linh tham tin tức hầu như tất cả mọi người đã biết, thật tốt quá, cương nhiên xuất hiện một gốc cây bích huyết linh tham, Ngọc Đỉnh Tông chủ sơn chi lên, cẩm bào cao quan Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ kiều tam giác không gì sánh được ngạc nhiên lẩm bẩm, thực sự là trời không tuyệt đường người, ở vào thời điểm này đúng là xuất hiện loại này thiên tài địa bảo, nếu như ta có thể được bụi cây kia bích huyết linh tham, liền có thể nếm thử trùng kích nguyên tông cảnh kiều tam giáp khuôn mặt nhìn lên đi tới coi như bình tĩnh nhưng bên trong tâm lý cũng là nóng hừng hực hắn ở vào nguyên hoàng kỳ cửu trọng đã thời gian rất lâu nhưng thủy chung vẫn là không thể trùng kích nguyên tông kỳ đơn giản là không có đầy đủ nắm chặt nhưng bây giờ không giống nhau nếu là có bích huyết linh tham hắn đại khái có thể bạo gan thử một lần tuyệt đối có rất đại hy vọng thành công nếu là ta bước vào nguyên tông cảnh giới một cái nho nhỏ bá vương tông trở tay là được diệt chi căn bản không cần lão tổ xuất quan kiều tam giáp trong hai mắt hiện ra quan mang trong miệng thì thào nói đạo đột phá đến nguyên tông kỳ không những được giải quyết hết bá vương tông cái này mối họa đồng thời còn có thể ngăn chặn những thứ kia đối địch trưởng lão miệng hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện tông chủ rất nhiều trưởng lão đã xúc động mới có thể thành công bắt được bích huyết linh tham đấy kiều tam giáp bên người một trung niên nhân bẩm báo nói đạo không được kiều tam giáp suy tư khoảng khắc không khỏi lắc đầu nói việc này ta được tự thân đi một chuyến cho chúng ta biết bên này mấy vị trưởng lão mau sớm cùng ta hội hợp vừa nói hắn tuyệt không dây dưa trực tiếp liền bay ra chủ phong kiều tam giáp trong lòng nóng nảy cái này sự tình tuyệt đối không thể xuất hiện sơ xuất hơn nữa bằng hắn sức một mình không làm được còn muốn bị ngọc đỉnh tông những thứ kia đối địch trưởng lão nơi nhằm vào đến lúc đó như không đoạt tới được bích huyết linh tham tình huống kia khả năng liền không tươi đẹp cá lớn hầu như đều xúc động đi đem tin tức lan rộng ra ngoài chi về sau tôi giật lần nữa trở lại sơn cốc phụ cận mang theo tô tiểu soái trốn ám chỗ quan sát đến hết thảy phát sinh mười mấy tên nguyên hoàng kỳ mà phát động đây đại khái là Ngọc Đỉnh Tông tuyệt đại bộ phân cường giả, nhiều như vậy cường giả đồng thời ở chung quanh tìm kiếm, điều này làm cho Tô giật cũng lưng đeo một ít áp lực, khi trước nhóm đầu tiên không đến chừng 10 người, đã bị Thanh Hoàng bọn họ dọn dẹp không sai biệt lắm, cái này nhóm thứ hai xúc động được có chút nhiều, chẳng qua còn tốt, có kỳ môn huyễn hồn giới ở, Tô Dật vẫn có rất lớn nắm chặt, đã giết chết mười mấy nguyên hoàng cảnh, chu vi đại khái còn lại hạ chừng 20 vị nguyên hoàng kỳ cường giả, Ngọc Đỉnh Tông ở giữa vậy cũng còn dư lại không nhiều lắm. Tô giật tâm lý tính toán đây hết thảy, mà sau mang theo tô tiểu soái hướng về trong sơn cốc đi tới, trực tiếp dựa theo trận đồ chỉ dẫn, cùng thanh hoàng đám người hội tụ đến nhất chỗ, chủ nhân, mấy tôn thú hoàng đều là hành lễ, tô giật gật đầu, trực tiếp theo không gian đại lý lấy ra một thanh đại đao, nắm trong tay, lạnh lùng nói, Ngọc Đỉnh Tông rất nhiều người lần lượt tiêu thất, cái này sự tình đầy không đi xuống, cho nên ta và tham gia gia đã nói, sẽ để cho hắn mau sớm đem thừa lại hạ người tất cả đều là đưa vào sơn cốc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng phàm là xông vào nơi đây người một cái cũng không cần buông tha phải chủ nhân thanh hoàng đám người cùng kêu lên ứng với dạ phần phật đang ở bọn họ đang nói rơi hạ chỉ chốc lát sau một hướng khác chính là có nhất vị ngọc đỉnh tông cường giả xông vào trong nháy mắt một đạo thiểm điện bổ ra đưa hắn hoàn toàn lôi vào thiên dương lôi cương giới ở giữa thanh hoàng đám người thần tốc súng lại mà lên mấy hạ liền đem chi diệt sát ở vô hình bá bá lại là hai bóng người mà đến thiên dương lôi cương giới ở giữa lôi đình phích lịch chấn động không ngớt mấy tôn thú hoàn càng là hối hả ngược xuôi, từng nhát hung ác sát chiêu đánh ra, liên tiếp đem hai người tiêu diệt, mắt thấy nhất vị lại một vị ngọc đỉnh tông cường giả chết oan chết uổng, tô giật đáy lòng một mảnh yên tĩnh, đúng là không có nhất lên chút nào sóng lớn, tiểu tử, bên ngoài quá nhiều người, ta cũng mau không chống nổi, ở nơi này lúc, bích huyết linh tham tiến nhập thiên dương lôi cương giới bên trong, gấp rút hướng về phía tô giật nói đạo, cái này chỉ to lớn, cây cải cũ, này thì chính phi thường nhân tính hóa chống nạnh thở dốc, mệt mỏi không nhẹ người dẫn đi vào sao? Tô giật nhìn bích huyết linh tham bộ dạng, liền vội vàng hỏi, hắn rất tin tưởng, ở bên ngoài nhiều cường giả như vậy súng lại phía dưới, tham gia gia bỏ chạy cũng là vô cùng không dễ dàng, như sẽ ở bên ngoài nghênh ngang thường lui tới, không làm được thật là cũng bị bắt đấy, dẫn tới rồi, rất nhiều người đều thấy được tiếng nhập sơn cốc, bọn họ khoảng khắc sẽ chạy tới, bích huyết linh tham nói đạo, được, tham gia gia cực khổ, tô giật gật đầu, chợt trực, trực tiếp mở ra thần bí không gian, làm cho bích huyết linh tham tiến nhập trong đó còn dư lại sự tình, sẽ toàn bộ dựa vào chính bọn hắn. Lôi lão, thiên dương lôi cương giới tạm thời liền giao cho ngươi, nhất định phải ổn định, chờ chúng ta trở về. Tô giật bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía hư không nói đạo, yên tâm đi tông chủ, chỉ cần không có quá mạnh mẽ người mà đến, ngăn chặn bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Lôi vân hạt thanh âm ở tô giật vang lên bên tai, hắn tỏa trấn ở trung su, nắm giữ đại lượng nguyên thạch, thao túng thiên dương lôi cương giới. So với việc Tây vô tình, lôi vân hạt tầng thứ còn kém không thiếu, Chân chính thao túng nói, kỳ môn huyễn hồn giới uy lực liền nửa bước nguyên tông kỳ cũng không thể chân chính ngăn trở, nhưng bình thường nguyên hoàng kỳ, coi như là đồng thời tiến nhập 20, 30 người, hắn cũng tuyệt đối có thể vững vàng ngăn chặn, thậm chí giết sạch, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng, tiểu soái chúng ta đi, nghe được lôi vân hạt chính là lời nói về sau, tôi giật chật vung tay lên, mang theo mấy tôn thú hoàng thần tốc phóng lên cao, mấy người chia làm hai tổ, tôi giật, tô tiểu soái thanh hoàng ba người làm một tổ. Dương Minh, Âm Minh, Vệ Linh Hoàng ba người làm một tổ, bắt đầu vây quanh sơn cốc tìm tòi. Bọn họ mắt thấy từng vị Ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ cường giả xông vào sơn cốc, trong con ngươi đều nổi lên lãnh ý, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ. Theo quan sát, Tô giật đám người phát hiện, trước sau có lấy 17, 18 vị nguyên hoàng kỳ tiến nhập Thiên Dương Lôi Cương giới bên trong, trong đó vẫn còn có một cái nguyên hoàng kỳ cửu trọng lão giả, với còn dư lại còn có 5, 6 người, tất thì là từng cái cũng không có lập tức tiến vào sơn cốc. Nơi đó có một lão gia hỏa, tự hồ đã nhận ra một ít gì tô giật ba người sưu tầm bên trong chứng kiến một cái đầu phát xám trắng lão giả phập phềnh với cao lỗ hổng trung người này lẳng lặng nhìn chằm chằm sơn cốc vị trí cao mày tự hồ là cảm thấy một ít không đúng địa phương giết hắn đi đánh nhanh thắng nhanh tô giật một tiếng trầm quát yêu thần chiến khải di chuyển hiện mà ra hai tay cầm đao tuôn ra tô tiểu soái cùng thanh hoàng hai người cũng động đồng thời theo rừng rậm ở giữa hung hãn nghịch khoảng không mà lên hướng cái kia lão giả phát sát đi ngươi chờ người phương nào cái này lão giả tỉnh ngủ được vô cùng nhanh, không khỏi một tiếng đại quát, thân hình bắn lên, muốn né ra, nhưng cái này thì hết thảy đều đã trải qua chậm, tô tiểu soái triển khai hăng hái, lập tức liền đuổi tới bên người, há mồm phun ra một đạo đáng sợ hỏa diễm, phong kính lão giả đường lui, giết, thanh hoàng trong tay thanh quan bạo dũng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây trường mâu, đẩu thủ ném mạnh mà ra, thẳng giết lão giả lồng ngực, theo sát phía sau, là tô giật đại đao, cái này mấy đạo công kích tới được thập phần đột nhiên, làm cho lão giả trở tay không kịp. Hốt hoảng đánh ra một đạo quyền ấn, miễn cưỡng ứng đối, nhưng quyền ấn lại bị Thanh Hoàng trong nháy mắt Trường Mâu trong nháy mắt đánh tan, mà sau một khắc, tô giật đại đao đã hàng lâm, thân về sau, nóng trực hỏa diễm cũng quyển khoảng không mà xuống, lập tức đã đem hắn bao vây ở bên trong, khiến cho căn bản khó có thể bỏ chạy, chết, Thanh Hoàng lần nữa bạo khởi, một chân giống như trường tiên vậy rút ra đánh mà ra, hung hăng lắc tại lão giả thân tiến lên, phốc, lão giả phun ra một ngụm muộn huyết, mà sau một thanh đại đao lại là tập sát tới trực tiếp phá khai rồi lồng ngực của hắn, nhất hàng tươi huyết cuồng trào, lão giả kêu thảm thiết, thanh hoàng tay mắt lanh lẹ, một quyền đập gãy cổ họng của hắn, hô lạp lạp, tô tiểu soái hai cánh phiến ra ác diễm, đem lão giả đồi bại thân thể bao vây, trong khoảnh khắc đem thiêu thành cho tàn, đi, kế tiếp, tô giật vung tay lên, dẫn theo hai người thần tốc mà đi, bọn họ đi ra thiên dương lôi cương giới mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là tìm kiếm những thứ này không có tiếng vào sơn cốc cường giả, để tránh khỏi bọn họ nhận thấy được thiên dương lôi cương giới tồn tại sau đào tẩu. Cái này, là tô giật không thể tiếp nhận sự tình, chỉ cần là nguyên hoàng kỳ, vậy một cái đều không buông tha, ngọc đỉnh tông người, tất cả đều đáng chết, phàm là đi tới sơn cốc phụ cận, liền không để cho bọn họ lại đi cởi đạo lý, giết, bên kia, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng ba người đã hành động cực nhanh, không quá một lát sau, liền đánh chết một gã nguyên hoàng kỳ, ngoài ra, còn có không thiếu ngọc đỉnh tông đệ tử, cũng bị bọn họ tiện tay giải quyết hết, trong đó đủ vài tên nguyên hư kỳ, tô dật, tô tiểu soái, thanh hoàng, dương minh đám người, ở sơn cốc bên ngoài tiến hành một hồi đại càng quét, lấy thế lôi đình, đang không ngừng tập sát lấy ngọc đỉnh tông người, sự thực trên sơn cốc phạm vi rất nhỏ, lấy mấy người này tu vi, trong thời gian cực ngắn là có thể dò xét hoàn thành, cho nên, phàm là xuất hiện ở phụ cận ngọc đỉnh tông người, một cái cũng không có tránh thoát tử vong một đường, hồi thiên dương lôi cương giới, giải quyết hết tất cả. Tô giật cùng thanh hoàng đám người lần nữa về tới thiên dương lôi cương giới ở giữa, nơi đây nhãn như trên lúc đó có lấy gần 20 danh nguyên hoàng kỳ cường giả tiến nhập, nhưng ở lôi vân hạt thao túng phía dưới, đa số người đều trong nháy mắt bị ngăn cách bởi bất đồng không gian ở giữa, mà chúc ngọc đỉnh tông cường giả, cũng rất nhanh ý thức được xong việc tình không ổn, bọn họ hiểu được, mình cũng là lâm vào kỳ môn hồn giới bên trong, kinh khủng công kích từng đạo hàng lâm mà xuống, vô tận lôi đình đang gào thét gào, ngầm chiếm sinh mệnh. Nhưng đáng sợ hơn chuyện tình vẫn còn ở phía sau, mấy tên cường đại hoàng cấp vọt ra, đối với hắn nhóm tiến hành huyết tinh tàn sát, đến rồi nhất về sau, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được, đây hết thảy tuyệt đối là có người ở sau lưng thao túng, cùng chúng ta bá vương tông là địch, cái kia nói vậy sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, lời nói lạnh lùng theo thanh hoàng đám người trong miệng nói ra, bọn họ tiến hành điên cùng tập sát, từng vị nguyên hoàng kỳ rất nhanh vẫn lạc đi, ngoài ra còn rất nhiều ngọc đỉnh tông những đệ tử khác, mà có chút ngọc đỉnh tông đệ tử ở tử vong phía trước, đã biết chân tướng của chuyện không khỏi từng cái càng thêm sợ hãi, hai mắt trợn trừng, chủ nhân, dọn dẹp sạch sẽ, không lâu sau chi về sau, thanh hoàng mấy người lần nữa tụ tập ở tại tô giật bên người, mở miệng nói, có thiên dương lôi cương giới tương trợ, giết chết những thứ này ngọc đỉnh tông người, nhất định dễ như trở bàn tay, lôi lão, ngươi thế nào, tô giật theo trận đồ chỉ thị, đạt tới kỳ môn huyễn hồn giới trung su, nhìn bãi đá trên cái kia thương lão thân ảnh nói đạo, ta không có gì đáng ngại, chỉ là linh hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lôi vân hạt khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Vần trán của hắn bên trong, ẩn chứa sâu đậm vệ oải, cái kia lõm sâu hốc mắt thoạt nhìn càng thêm sâu thẳm thêm vài phần. Lôi lão ngươi khôi phục một chút đi, tạm thời không cần ngươi xuất thủ, nhưng phía sau có thể còn có đại chiến. Tô giật đưa cho lôi vân hạt một chai linh dịch, tuyệt không keo kiệt. Sự thực trên hắn thân trên cũng không thừa lại hạ mấy chai linh dịch, dùng một chai thiếu một bình, bây giờ còn thiếu vô thường tiên tử cùng bích huyết linh tham nhất cộng mười mấy chai. Cảm tạ tông chủ, lôi vân Hạc cảm kích nhìn tôi giật liếc mắt, cung kính nói đạo nơi này tin tức khẳng định không gạt được, một ngày Ngọc Đỉnh Tông chân chính cường giả biết được, tuyệt đối sẽ giết đem qua đây. Lão đại, chúng ta lẽ nào hiện tại không rút về đi không? Tô Tiểu Soái hỏi, không vội, Tô giật lắc đầu, cả người toát ra nồng nặc sát cơ, nói, chân chính Nguyên Tông kỳ cường giả tạm thời cũng sẽ không xuất hiện, chúng ta lại các loại, có thể còn sẽ có Nguyên Hoàng kỳ cường giả mà đến. Thanh Hoàng mấy người nghe vậy toàn bộ gật đầu, mà sau lần nữa ly khai thiên dương lôi cương giới bên trong, ở chung quanh Sơn Cốc bắt đầu dò xét lúc này đây cũng không có trải qua cỡ nào chiến đấu kịch liệt, trước sau cũng chỉ là một hai ngày thời gian, liền lần lượt đánh chết hơn 10 vị ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ, chiến quả như vậy làm cho tô giật phi thường thỏa mãn, mấu chốt nhất chi ở vào với, đây hết thảy tiến hành thập phần bí ẩn, cơ hồ không có tiết lộ ra ngoài phong thanh gì, mà ngọc đỉnh tông bên kia, nhất thì còn chưa phản ứng kịp, quả nhiên còn có cường giả mà đến, tô giật mấy người dò xét bên trong, phát hiện hữu một đạo thân ảnh từ trên trời cao bay tới, khí tức cường đại người tới là một người trung niên nam tử, đầu đội cao quan, mặt cẩm bào, có uy nghiêm của cấp trên, người này không đơn giản, chí ít ở nguyên hoàng kỳ cửu trọng, muốn cẩn thận một chút, thanh hoàng ở tô giật bên người, đối với hắn truyền âm nói đạo, bọn họ núp ở ám chỗ, thu liễm hết thảy khí tức, cũng không vội với động thủ, ta đi dẫn hắn tiến vào sơn cốc, tô giật suy nghĩ một chút, đi vòng qua một cái lưng núi chi về sau, đột nhiên chui ra, này thì hắn thân lên, mặc một bộ phổ thông ngọc đỉnh tông đệ tử y phục, dung mạo cũng là một cái hai bốn hai tuổi thanh niên dáng dấp thân trên khí tức áp chế ở nguyên chân kỳ một hai trọng dáng vẻ tiểu tử kia ngươi là ta ngọc đỉnh tông đệ tử trung niên nhân rất mau nhìn đến tô giật không khỏi là hướng hắn hô thân trên nguyên hoàn cảnh uy áp hàng lâm mà hạ chính chính là tiểu nhân chính là ngọc đỉnh tông đệ tử tô giật giả ra sợ hãi dáng vẻ giống như là được trung niên khí thế chấn nhiếp lắp bắp nói tốt trung niên nhân gật đầu nói cái kia bản tông chủ hỏi ngươi phụ cận đây xuất hiện bích huyết linh tham ngươi cũng đã biết đại thể chỗ bực nào chỗ, hắn nhìn chầm chầm tô giật, tự nhiên mà vậy lấy một loại thái độ bề trên nói, nguyên lai, like, cái này người chính là Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ kiều tam giác, tô giật cuối thấp đầu, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lạnh lẽo, tâm lý cười nhạt không ngớt, khó có thể tu vi của người này cường hãn như vậy, đạt tới nguyên hoàng kỳ cửu trọng, dĩ nhiên là Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ đích thân đến, đã như thế, cái kia chính là không thể đơn giản bỏ qua, khởi bẩm tông, tông chủ, tiểu nhân, không biết, tô giật vẫn cúi thấp đầu, cung kính nói, ta chỉ biết chư vị trưởng lão đều tiến vào cái kia bên trong thung lũng kia dường như bích huyết linh tham trốn vào nơi ấy hắn đầu ngón tay không sơn cốc xa xa chính là thiên dương lôi cương giới bố trí địa phương cũng là ngọc đỉnh tông rất nhiều cường giả vẫn chỗ chi chỗ cô giật cảm thấy có cần phải đem cái này kiều tam giáp cái hố đi vào như này mới vừa niềm tin tuyệt đối đánh chết sơn cốc kiều tam giáp phóng nhãn hướng sơn cốc nhìn lại nơi ấy cũng không có động tĩnh gì truyền đến điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, liền một mình hướng sơn cốc bay đi. Kiều Tam Giáp khẩn cấp muốn có được bích huyết linh tham, vậy đối với hắn đột phá nguyên tông kỳ có thể mang đến trợ giúp cực lớn. Mình nếu là đi trễ, như rơi vào đối nghịch những thứ kia trưởng lão trong tay, chính mình có thể tự không được đến. Mắt câu, mắt nhìn trung niên nhân thân ảnh càng ngày càng là tiếp cận sơn cốc, tô giật đáy lòng cười nhạt ý càng phát nồng nặc. Đây chính là Ngọc Đỉnh Tông Tông Chủ, chỉ cần hắn bước vào giữa sơn cốc, cái kia sẽ trở thành cá trong chậu, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết nếu như ngọc đỉnh tông tông chủ đều chết ở chỗ này sợ rằng toàn bộ ngọc đỉnh tông đều sẽ điên mất đi tôi giật trong lòng nghĩ như vậy lần này quá về sau ngoại trừ ngọc đỉnh tông chân chính nội tình bọn họ trung kiên lực lượng tuyệt đối còn dư lại không có mấy vô hình bên trong thanh hoàng dương minh âm minh tô tiểu soái vệ linh hoàng mấy người cũng từ phương xa bắt đầu hướng về sơn cốc khép lại quá khứ chỉ chờ thiên dương lôi cương giới kích phát liền lập tức liên thủ đánh chết trung niên nhân kia bất quá đang ở kiều tam giác khoảng cách sơn cốc chẳng qua 10 trượng khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía tô giật phương hướng, tiểu tử, ngươi xác định chư vị trưởng lão thật tiến nhập trong sơn cốc này sao, có người hay không đi khác địa phương, kiều tam giác cau mày hỏi, minh minh bên trong, hắn chỉ là cảm giác được không thích hợp, nhưng lại không nói ra được, trong lòng có cổ quái bất an cảm giác, cho nên lần nữa lên tiếng hỏi, đệ tử không biết, đệ tử chỉ, chỉ biết là rất nhiều trưởng lão đều tiến vào sơn cốc, còn còn lại người, tắt thì cũng không tin tường tô giật lập tức lắc đầu vẫn là biểu hiện thập phần dáng vẻ khẩn trương kiều tam giáp khẽ gật đầu tiện đà hỏi tiểu tử ngươi là cái nào một đỉnh đệ tử sư tòng người phương nào tô giật tâm lý nhất đột sinh ra nồng nặc bất đắc dĩ ý hắn cũng không phải là ngọc đỉnh tông đệ tử đối với ngọc đỉnh tông căn bản không hiểu rõ cái này vấn đề hoàn toàn trả lời không được nhiều như vậy ngọc đỉnh tông trưởng lão chết ở thiên dương lôi cương giới bên trong nhưng tô giật cũng là người nào cũng không nhận ra tên càng là một cái không biết bất quá Tô giật cũng không có bối rối, ngược lại biểu tình biến được thả lỏng không thiếu, đúng là chủ động hướng kiều tam giáp đi tới, ngẩng đầu nhìn đối phương, vừa đi vừa nói, hồi tông chủ, ta không phải vị nào trưởng lão đệ tử, hắn vừa nói, lại có vài phần ngang thủ ứng ngực tư thế, mà nhìn thấy một màn này, kiều tam giáp hai hàng lông mày không khỏi là bắt đầu đại nhíu lại, ngầm, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng, tô tiểu soái năm người, tắc thì là từ ngoại vi đồng thời yểm đánh tới, người người đều gắt gao dẫn theo một hơi thở. Tô giật thanh âm nói chuyện rất chậm, cơ hồ là gần từng chữ một, tông chủ có chỗ không biết a, à, kỳ thực ta chính là, hắn nói đến đây dừng lại một cái, nhưng kiều tam giáp lại dựng lỗ tai lên, nhưng mà hạ nhất chớp mắt, kiều tam giáp chứng kiến mấy đạo hàng quan theo hai bên rừng rậm bên trong điện xạ mà ra, lao thẳng tới mình, mà phía dưới cái kia thanh niên đệ tử chính là lời nói, cũng cuối cùng rơi hạ, ta chính là bá vương tông tông chủ tô giật, giọng điệu như vậy, kèm theo lạnh thấu xương sát cơ, đột nhiên hàng lâm, thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng, tô tiểu soái, tô giật sáu người đồng thời tấn công mà ra, thẳng hướng kiều tam giác, đem đối phương lừa gạt vào sơn cốc, xem ra đã hành chi không thông, vậy cũng chỉ có thể lấy thực lực trấn áp chi. Đột nhiên trong lúc đó, một cái khổng lồ minh xà thân thế ở giữa hư không khởi vũ, trong miệng phát sinh cô ô kêu to, thập phần khiếp người, mà ở cái này minh xà thân thế lên, có kim long hư ảnh đi theo động tác, như thế có thể trấn áp thương sinh, huy vũ bá đạo, ngoài ra, nhất hắc nhất bạch hai cái khổng lồ giao long chiếm giữ khi này đang vào, đánh ra lưỡng đạo hắc bạch quan trụ, hung mảnh oanh sát tới, vệ linh hoàng cũng hóa ra băng tủy vệ linh trùng bản thể, linh hồn công kích trong nháy mắt mênh mông cuồn cuộn lái đi, giống như có thể trấn diệt tất cả vật còn sống. Tô tiểu soái trong miệng ác diễm phục lên, đáng sợ uy thế lan ra kéo dài, đốt khoảng không tất cả, mắt nhìn những thứ này kinh khủng thế tiếng công sơn hô hải khiếu một dạng đánh tới, kiều tam giáp có như vậy chốc lát sững sờ thần, một màn này quá đột nhiên, nhưng bất ngờ, tô giật, bá vương tông, là các ngươi nhưng chỉ gần trong chớp mắt, Kiều Tam Giáp liền ý thức được chuyện gì xảy ra tình. Nguyên lai like những người này là Bá Vương Tông người, bọn họ cư nhiên đi tới Ngọc Đỉnh Tông phụ cận, mà vừa mới tiểu tử kia nói cái gì kia mà, Ngọc Đỉnh Tông rất nhiều trưởng lão đều tiến vào sơn cốc, chẳng lẽ nói trong sơn cốc có bọn họ bày ra cạm bẫy? Loại vấn đề này, Kiều Tam Giáp tâm niệm thay đổi thật nhanh chi hạ liền toàn bộ nghĩ thông suốt. Bá Vương Tông thực sự là thật to gan, như vậy đại quát tiến theo Kiều Tam Giáp trong miệng phát sinh, bọn họ còn không có đi tìm Bá Vương Tông phiền phức những thứ này người cư nhiên can đảm lớn đến như này địa phương, đúng là chủ động tới khiêu khích bọn họ Ngọc Đỉnh Tông, bảo quát chi về sau, Kiều Tam Giáp đã không có thời gian suy nghĩ càng nhiều, đối mặt với mấy tôn thú hoàng phô thiên cái địa đáng sợ công kích, Kiều Tam Giáp đẩu thủ ném ra một vật, ở hư không bên trong đón gió mà lớn dần, thoáng thì hóa thành như ngọn núi cao thấp, đây là nhất tôn đại đỉnh, toàn thân ngọc chất, tỏa ra ánh sáng lung linh, một khi xuất hiện, liền trong nháy mắt đem Kiều Tam Giáp thân thể bao vây ở trong đó, ầm ầm, thanh hoàng đám người thế tiến công, toàn bộ ầm ầm tập kích ở tại cái này ngọc đỉnh chi lên khiến cho phát sinh kinh khủng trung mạnh thân chỗ ngọc đỉnh trong kiều tam giác trong nháy mắt hầu nhất trống kém chút thổ huyết khuôn mặt sắc thoáng thì tái nhợt một ít làm một danh nguyên hoàng kỳ cửu trọng tột cùng tồn tại đang đối mặt nhiều như vậy thú hoàng đồng thời xuất thủ phía dưới cũng thoáng thì có vẻ lực bất tòng tâm nếu không phải có ngọc đỉnh sợ là vừa đối mặt đã đem gặp trọng thương giết hắn đi thanh hoàng quát lạnh một tiếng khổng lồ minh xà thân thế lần nữa mà phát động đuôi rắn hung hăng rút ra đánh xuống phía dưới Ngọc đỉnh lần nữa bị quất bay, phát sinh ùng ùng nghiền ép hư không nặng nề âm thanh, thừa lại hạ mấy vị thú hoàng cũng toàn bộ động tác, triển khai điên cuồng công kích, được, tốt, bá vương tông, các ngươi thực sự là rất càng rỡ, kiều tam giáp thân chỗ ngọc đỉnh bên trong, nhãn thần nổi giận, lớn tiếng quát lên, hắn là thật nổi giận, bá vương tông hành vi quá càng rỡ, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, càng rỡ chính là ngươi ngọc đỉnh tông mới đúng, mấy tôn thú hoàng lạnh lùng đáp lại, một vòng mới công kích lần nữa hàng lâm. Tô Tiểu Soái hỏa diễm hung mảnh thiêu đốt, giống như đáng sợ giải lụa tịch quyển, cần phải đem kiều tam giác nuốt vào, nhưng những ngọn lửa này đều bị cái kia ngọc chất đại đỉnh cản lại. Dết, dương minh, âm minh đều là bảo quát, hai tia sáng trụ như thế thông thiên triệt địa một dạng, hung hăng đụng vào ngọc đỉnh bên ngoài, phát sinh rung mạnh, nhưng mà lại không thể chân chính đem lay động. cái này ngọc đỉnh chính là chí bảo, là ngọc đỉnh tông trưởng môn tính vật, cực kỳ bất phàm, ngạnh sinh sinh chặn mấy tôn thú hoàng hung mảnh tập sát, chỉ là ở chấn động to lớn phía dưới, hắn cũng cũng không dễ vượt qua khuôn mặt sắc càng ngày càng là xấu xí, thân trên khí cơ cũng có rung động, trong này để cho nhất kiều tam giáp kiên kỵ, chính là cái kia ải tiểu thú hoàng hàn băng công kích, có thể đông cứng nhân linh hồn, bá vương tông, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn, kiều tam giáp hô to, cả người nguyên khí như vân hà đang sôi trào một dạng, vô cùng kinh khủng, ùng ùng, ở này bên trong, chiếc đỉnh lớn kia bắt đầu phát sinh đáng sợ ầm vang, giống như động đất, ở kiều tam giáp khống chế xuống, đại đỉnh chủ động bay ra, hung hăng cùng thanh hoàng quốc tới một cái đuôi rắn đánh vào nhau, quanh, kèm theo thao thiên trung mạnh, hai người đồng thời bay ngược mà ra, vô hình khí lãng sôi trào mãnh liệt ra, quét ngang bát phương, càng quét tất cả, phía dưới sơn cốc bên ngoài, cũng không biết nhiều thiếu cây một sơn khâu, bị cơn sóng khí này hất bay cắn dết, hóa thành phấn bụi, ngô, thanh hoàng hầu kêu trên, thân hình bắn ngược đi ra ngoài trăm trượng mới vừa ngừng, đuôi rắn trên có vết máu chảy xuống, miếng vẫy càng là có vỡ tan, nhưng thân trên như trước khí thế như hồng mà đối diện kiều tam giáp tắt thì là trực tiếp qua ra một nguồn máu tươi đến, bị không nhẹ thương tích, hắn nhãn thần hoảng sợ nhìn đối diện cái kia khổng lồ minh xà, trái tim hung hăng nhúc nhích, thật là mạnh thú hoàng, kiều tam giáp làm sao cũng không thể tin được, chính mình thôi động ngọc đỉnh đối địch, cái kia thú hoàng chỉ là bị một ít bị thương da thịt mà thôi, tới liền đem mệnh lưu lại đi, cái này lúc, một trắng một đen hai cái dao long thân ảnh hoành khoảng không lướt tới, hắc bạch lưỡng sắc quang mang thả ra lay động, thiên khung phản phất đều bị trong nháy mắt đảo loạn kiều tam giáp mí mắt co giật không ngớt trải qua cái này đơn giản mấy lần giao thủ hắn phản phất liền đã minh bạch vì sao phái đi ra ngoài tam trưởng lão lệ trưởng lão nghiêm trưởng lão đám người sẽ ở bá vương tông trước mặt toàn bộ bỏ mình có mấy vị này cường hãng thú hoàng tồn tại còn có cái kia tây vô tình sơ xuất chi hạ tuyệt đối sẽ chịu thiệt cự đại bá vương tông các ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi kiều tam giáp lớn tiếng hô to nguyên khí rưới vào ngọc đỉnh bên trong toàn bộ ngọc đỉnh hào quang tỏa sáng bay thẳng khoảng không dựng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về viễn phương chợt hiện vút đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Dương Minh Thanh âm phát sinh, hắc bạch lưỡng đạo quan trụ đồng thời tập kích rơi mà xuống, giống như là hai tòa đại sơn cùng nhau đụng vào cái kia khuôn mặt đại ngọc đỉnh chi tiến lên, quanh, toàn bộ ngọc đỉnh bị đập đánh trúng lộn lái đi, phía trên quan mang cũng trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nữa, thân chỗ trong đó kiều tam giáp, trực tiếp lồng ngực chấn động, ngực khó chịu, đem mệnh ở lại đây đi. Thanh Hoàng lại một lần nữa tuôn ra, vô lượng thanh quan bên trong, có tầng tầng thần dị ánh sáng màu vàng thả ra, kèm theo một hạo đại uy áp hàng lâm, hung hăng trấn áp tại kiều tam giáp thân thể chi tiến lên, gào gừ, hư không bên trong có long ngâm đẩy ra, vang vọng đương thế, khiến người tâm thần ngẩn ngơ, kiều tam giáp trong lòng hoảng sợ, cái này mấy tôn thú hoàng đều là không gì sánh được cường đại, không chỉ có cái này cái này minh xà cùng hai cái dao long thập phần đáng sợ, vô hình bên trong, hắn còn muốn thời khắc thừa nhận hàng băng chi khí linh hồn công kích, dùng ít địch nhiều phía dưới hắn căn bản không phải đối thủ, hiện tại hắn cần nhất làm chỉ có một chữ, đó chính là trốn, không kịp nghĩ nhiều, Kiều Tam Giáp lần nữa thôi động bắt đầu khuôn mặt đại ngọc đỉnh, hướng về phương xa tiếp tục bỏ chạy, ầm um, ầm, um, Thanh Hoàng lại một nhớ đuôi rắn quét trúng ngọc đỉnh, đem lần nữa đánh bay, Kiều Tam Giáp cũng là chút nào đều không dám dừng lại, chỉ lo cắm đầu chạy lang thang, Nguyên Hoàng kỳ cửu trọng tu vi bộc phát ra, tất cả nguyên khí đều bị điều động, đổ vào đại đỉnh bên trong, triển khai điên cuồng bỏ chạy, truy cũng đừng làm cho hắn chạy thoát, Ngọc Đỉnh Tông Tông Chủ, như vậy một con cá lớn xuất hiện, nếu để cho hắn chạy trốn nói, này tương hội là tổn thất thật lớn, Thanh Dương, Dương Minh, Âm Minh, Vệ Linh Hoàng, còn có Tô Tiểu soái năm người, tất cả đều đồng thời truy đánh ra ngoài, kinh khủng công kích đánh ra, tê thiên liệt địa, nát bấy tất cả, hoành tảo bác hoang, kiều tam giáp cắn thật chặt nha, tùy thời quay đầu quan vọng, nhưng tốc độ nhưng cũng không dám có chút chậm lại, như này ngũ tôn cường đại thú hoàng liên thủ mà đến, nếu không phải có khuôn mặt đại ngọc đỉnh hộ thân, hắn này thì sợ đã chết hơn mấy trở về, rầm rầm rầm, thật lớn âm thanh ở giữa núi rừng truyền ra, dường như lôi đình lăn lộn, trung động không ngớt, chu vi hơn 10 dặm phạm vi đều bị kinh động, từng đầu qua lại nhỏ yếu mang yêu thú hốt hoảng mà chạy, cũng có không thiếu bốn chỗ sư tầm bích huyết linh tham ngọc đỉnh tông đệ tử mang theo hoảng sợ tình, nhìn về phía cao khoảng không chi lên, không giấu được, lôi lão, chuẩn bị rút lui đi, tôi giật mắt nhìn chiến đấu càng ngày càng xa, không khỏi tiếng nhập thiên dương lôi cương giới bên trong, hướng về phía lôi vân hạt nói đạo phải tông chủ lôi vân hạc gật đầu trong lòng mang theo vô cùng chấn động lay động tình tôi giật ngay từ đầu nói muốn ở ngọc đỉnh tông phụ cận bố trí một cái kỳ môn hồn giới đương thời mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì tới được hiện tại tự mình tham dự trong đó lôi vân hạc đã chấn động lay động đến rồi cực hạn hơn 10 vị ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ cứ như vậy bị trước mặt người thiếu niên này bất tri bất giác cái hố vào nơi đây tiến tới toàn bộ bị giết hết như không phải cái kia kiều tam giác tâm tồn cẩn thận nói lúc này đại thái cũng đã chết như chiến quả này, nếu như truyền tới ngoại giới đi, toàn bộ hỗn loạn vực tuyệt đối phải lần nữa nguyên nhân thiếu niên này mà sôi trào, thậm chí toàn bộ sáu lục địa ba châu nhất hải, đều sẽ bị khiếp sợ thêm hoảng sợ, đi thôi, tô giật ở thiên dương lôi cương giới trung vơ vét một phen, đem mấy chui tốt binh khí nhặt lên, theo sau trực tiếp nhổ khoảng không dựng lên, đuổi sát thanh hoàng đám người đi, lôi vân hạt nhìn thiếu niên thân ảnh một lát, trên mặt có phức tạp màu sắc, lõm sâu trong hốc mắt, cái kia đôi làm người ta sợ hai mắt, cũng nổi lên khác thường quan thải một hồi chi về sau, lôi vân hạt mới vừa xoay người, ở thiên dương lôi cương giới trung hơi chút thu thập một cái, chính là đạp khoảng không mà đi, giữa không trung, đuổi trốn chi chiến vẫn còn tiếp tục, kiều tam giáp đứng thẳng, cả người vô tận nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, ngoài thân, vị kia khổng lồ ngọc đỉnh phát sinh ầm vang, nghiền ép lấy hư không mà đi, sức mạnh to lớn thao thiên, đem không gian nghiền ép ra từng vòng nhàn nhạt sóng gợn, rầm rầm, thanh hoàng, âm dương minh giao, vệ linh hoàng, tô tiểu soái mấy người công kích, lần lượt đụng vào ngọc đỉnh chi lên phát sinh thao thiên vang dội đại bộ phận lực lượng đều bị đánh văng ra dương minh cùng dương minh đã hợp thể thực lực bạo tăng có thể so với nửa bước nguyên tông kỳ cường giả xuất thủ quyết chí thề tru diệt kiều tam giác phốc ở đáng sợ oanh sát xuống kiều tam giác thể nội khí máy móc cuồn cuộn liên tiếp miệng lớn mà phun ra tiên huyết cả người khuôn mặt trên huyết khí hoàn toàn không có thảm bạch một mảnh giống như người chết trốn kiều tam giác nhãn trầm như nước tử tử mà cắn chặt răng nhìn thoáng qua Ngọc Đỉnh Tông vị trí, chạy như bay. Hiện tại duy nhất sinh lộ chính là trở lại Ngọc Đỉnh Tông, nơi nào còn một ít cường giả tọa trấn, ngoại trừ này bên ngoài, còn có mấy vị bế quan nguyên tông kỳ lão tổ, lấy bá vương tông những người này thực lực, tuyệt đối không dám đạp trên Ngọc Đỉnh Tông sơn môn đấy, còn muốn chạy trốn trở về sao, thanh hoàng bọn người là nhìn thấu hắn cách nghĩ, không khỏi thế tiếng công càng rất mạnh, mấy tôn thú hoàn toàn lực mà phát động, lần lượt đem cái kia khuôn mặt đại Ngọc Đỉnh đập đến ở giữa hư không lăn lộn bay ngang, trong đó kiều tam giáp tổn thương càng thêm tổn thương, càng ngày càng là suy yếu, chém giết khủng bố, đuổi trốn trong lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn, chính là hơn 10 dặm khoảng cách trằn trọc mà qua, mà Ngọc Đỉnh Tông sở thuộc cái kia liên miên ngọn núi, đều đã xa xa trong tầm mắt, ngươi là không trốn khỏi, khổng lồ âm dương minh giao thân thể vắt ngang ở thiên khung bên trong, phản phất một đạo hắc bạch màu sắc lôi đình chợt hiện lướt, chớp mắt thì vượt qua cực khoảng cách xa chặn lại ở tại kiều tam giáp chạy trốn lộ tuyến chi tiến lên cùng này đồng thời một kim long oai theo âm dương minh giao thân trên phát ra, kèm theo thật lớn kim quang bốc lên, bỗng nhiên chính là trùng kích ở tại ngọc đỉnh chi tiến lên, hầu như chính là ở cùng thời khắc đó, thanh hoàng cái kia nở rộ vô biên cự lực đuôi rắn chính là đánh tới, từ phía sau hung hăng rút trúng ngọc đỉnh, hai vị cường đại thú hoàng nhất trước nhất về sau, hung mảnh giáp công, quanh, một tiếng chấn thiên động địa nổ, trời đất quay cùng, không gian rung rẩy va chạm chi chỗ, một đoàn rực rỡ vô cùng quang mang nổ tung, như một vòng mặt trời chói chang xảy ra bạo tạc hủy diệt chi khí mênh mông cùng cuộn khắp nơi, vén ra vạn trọng cùng bá khí lãng, nhất xà nhất giao hai bóng người từ nơi này khí lãng ở giữa bay vụt mà ra, vội vội vàng vàng chợt lui tránh né, cuối cùng mỗi bên tự lạc ở tại xa chỗ, theo thứ tự là thanh hoàng, dương minh, âm minh, mà ở cái kia trong chiến đấu vị trí, theo vô lượng quan mang tán đi, một con khổng lồ ngọc đỉnh chuyển hiện, lắc lắc ung dung, như thế muốn rất hạ hư không, kiều tam giáp thân chỗ trong đó, cả người nhúng máu, khí cơ bể oải suy sụp, trọng thương khó động. Tất cả nói ngươi trốn không thoát đâu, giọng điệu như vậy tiếng từ xa chỗ thanh hoàng trong miệng nói ra, mang theo cực kỳ lạnh lùng ý, hắn cùng dương minh, âm minh đều là hóa thành hình người, thần tốc hướng ngọc đỉnh súng lại quá khứ, kiều tam giáp cơ hồ không có sức phản kháng, làm có thể một lần hành động đem bắt hạ, ong ong, đại đỉnh ở giữa hư không chìm nổi, dáng vẻ bệ vệ không hề, theo ba đại thú hoàng càng ngày càng gần, càng thêm chịu đến áp chế, nhưng đột nhiên, ngọc đỉnh ở giữa vọt lên một cái ánh sáng đỏ ngòm, xông thẳng trời cao, theo tới toàn bộ đại đỉnh bị dính vào một loại thê diễm đỏ đậm huyết sắc như thế tiên huyết tô nhiễm có quỷ bí lực leo thăng tràn ngập phát sinh từng đợt run rẩy xoẹt đột nhiên trong lúc đó thanh hoàng dương minh âm minh trước mắt ba người chợt hoảng hốt một cái cái kia biến thành chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm trực tiếp cắt trường khoảng không theo ba người vây quanh ở giữa liền sông ra ngoài chớp mắt phải đi đến rồi cân nhắc trăm trượng bên ngoài tốc độ bên ngoài làm người ta liếu lưỡi ba vị thú hoàng trong lúc nhất thời có chút sững sờ không biết cái kia ngọc đỉnh dùng cái gì đột nhiên bạo phát ra uy thế như vậy tới thần tốc chạy tới tô tiểu soái vệ linh hoàng hai người cũng có chút không minh bạch nhưng có thể nghĩ thông suốt một chuyện tình đó chính là kiều tam giác chắc là thúc giục nào đó bí pháp kết hợp ngọc đỉnh phát uy thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị đột nhiên chạy trốn bá vương tông các ngươi tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết một đạo trầm thấp suy yếu lại thật lớn thanh âm ở giữa hư không vang lên chính là đến từ kiều tam giác hắn thúc giục đỏ đậm sắc ngọc đỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh ánh mắt mang theo sâu sắc cừu hận, tử tử mà nhìn chầm chầm thanh hoàng đám người phương hướng, truy, thanh hoàng bạo quát, mấy tôn thú hoàng lần nữa ngưng tụ lại bàn nhiên khí cơ, triển khai truy kích, kiều tam giáp nhìn một cái chính là cách cái chết không xa, loại thời điểm này nếu như thả hắn rời đi, đó chẳng khác nào là phóng hổ về sơn, cao lỗ hổng trung lần nữa bắt đầu rồi đuổi trốn, chẳng qua lúc này đây thanh hoàng đám người tốc độ, cũng là không thể chân chính truy trên cái kia ngọc đỉnh. Mắt thấy khoảng cách Ngọc Đỉnh Tông Sơn Môn càng ngày càng gần, một ngày chân chính xông vào bọn họ phạm vi thế lực bên trong, làm sẽ không khiến cho phiền toái lớn, cho nên thanh hoàng mấy người cũng có chút lo lắng, nhưng ở nơi này lúc, ở kiều tam giáp chạy trốn lộ tuyến chi lên, đột nhiên một mảng lớn tàn hồn tụ tập lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái như dãy núi trùng điệp cốt long, gào gừ, cốt long phát sinh rít gào, đầu rồng ngẩng cao, trực tiếp chính là đụng vào kiều tam giáp ngoài thân đại đỉnh chi tiến lên, rầm rầm rầm, khổng lồ kia cốt long thông dong đầu bắt đầu từng khúc văn tung tóe nổ nát vụn, hóa thành hư vô nổ động thiên, chẳng qua đồng thời, đại đỉnh phi động tốc độ, cũng bị trực tiếp cản trở lại, đợi được toàn bộ cốt long hoàn toàn tiêu thất, đại đỉnh trên huyết sắc cũng trong khoảnh khắc thối lui, hết thảy quan mang cũng trừ khử, trực tiếp từ giữa không trung rơi mà xuống, từ từ nhỏ đi, một bàn tay đem ngọc đỉnh tiếp được, cầm trong tay, bàn tay chủ nhân, là một cái lão giả, tay vô tình đại nhân, thanh hoàng, dương minh, âm minh ba người đều là ngốc trệ khoảnh khắc, mà sau tuôn ra kinh hỷ tình. Bọn họ không nghĩ tới, Tây vô tình cư nhiên vào lúc này xuất hiện, đang đuổi giết kiều tam giác thời khắc mấu chốt xuất thủ, triệu hoán ra cường đại cốt long, thoáng thì đem kiều tam giác tiêu diệt với ngọc đỉnh ở giữa. Tây vô tình lão đại, sao ngươi lại tới đây? Tô tiểu soái, vệ linh hoàng cũng là bay tới, lên tiếng hỏi. Cái này một hồi lại nói, tô giật tiểu tử kia đâu? Tây vô tình khoát tay áo, đem ngọc đỉnh thu vào, nói như vậy, chủ nhân vẫn còn ở thiên dương lôi cương giới cái hướng kia. Thanh hoàng nói đạo, đi. Tây vô tình không có gì cả nhiều lời, chính là hướng trước kia bố trí kỳ môn huyễn hồn giới phương hướng lao đi hơn 10 dặm khoảng cách rất nhanh mà qua rốt cục ở nửa đường bên trong bọn họ thấy được tô giật cùng lôi vân hạt hai người đại ca chứng kiến tây vô tình xuất hiện ở này chỗ tô giật không khỏi là nhướng mày một cái gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn đại ca bố trí xong thiên dương lôi cương giới chi về sau liền trực tiếp trở về mỏ sơn làm sao này thì lại chạy về chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao nghĩ tới đây tô giật nhịn không được hỏi đại ca có phải hay không mỏ sơn đã xảy ra chuyện gì tình, nhưng Tây vô tình cũng là khẽ cười một tiếng, khoát tay áo nói, đừng lo lắng, mỏ sơn vô sự, chứng kiến hắn cái bộ dáng này, tô giật liền chân chính yên lòng, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, tiểu tử, cái này hạ các ngươi hẳn là không giấu được, Ngọc Đỉnh Tông thừa lại hạ người tuyệt đối sẽ rất nhanh phản ứng kịp, cực đại khả năng sẽ có nguyên tông kỳ cường giả xuất thế, ngươi có tính toán gì không, Tây vô tình không gấp với giải thích tự mình tiến tới này dụng ý. Chỉ là như vậy hướng về phía tô giật hỏi lão đại chúng ta có muốn hay không tránh một chút tô tiểu soái nói đạo tô giật trầm ngâm khoảng khắc nói tránh là không tránh khỏi chúng ta bá vương tông thật vất vả đánh xuống căn cơ như như thế trốn một chút tất cả sẽ gặp kiếm củi ba năm thiêu một giờ chỉ còn hạ mấy người chúng ta độc nhất tư lệnh tiếp tục đến chỗ trốn tránh nghe hắn mọi người rơi vào trầm mặc cái này đích xác không giả bá vương tông mượn quá khứ lưu lạc đi ra thanh thế đã chiêu nạp mấy nghìn tên đệ tử hết thảy đều từng bước đi trên quỹ đạo nếu như này thì bởi vì một cái ngọc đỉnh tông mà bỏ chạy cái kia tất cả nỗ lực đều cơ hồ uổng phí huống hồ coi như là trốn nói bọn họ có thể trốn hướng bực nào chỗ sáu lục địa ba châu nhất hải chi lên cũng liền hỗn loạn vực thích hợp nhất đặt chân lẽ nào cứ như vậy vĩnh viễn làm con rùa đen rút đầu sao cái này tuyệt đối là tô giật sở không tiếp thụ nổi đại ca ngươi cảm thấy thế nào tô giật hỏi ha 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 tây vô tình bỗng nhiên cười đúng là chậm rãi móc ra hồ lô rượu quát một khẩu lấy tay điểm chỉ lấy tô giật nói ra, tiểu tử ngươi a, à, cái này sự tình ngươi tự quyết định đi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, mặc kệ ngươi như thế nào quyết định, ta bộ xương già này đều cùng ngươi vừa vừa tinh thần làm lại nhiều lần một phen được rồi, tây vô tình hiểu rất rõ tô giật, tiểu tử này không chỉ có là phi thường không khéo, đồng thời cũng không phải người sợ chuyện, hắn này thì đã biết được, Ngọc Đỉnh Tông mấy ngày gần đây nhất hao tổn đại lượng nguyên hoàng kỳ cường giả, cái này đế cho người kinh hải sự tình, mà tây vô tình chính mình, cũng nhìn chúng tôi giật loại này ở dũng có mưu năng lực biết tiểu tử này bất phàm nếu không thì cũng không trở thành từng bước với hắn trộn thành anh em kết nghĩa bằng vào chúng ta bá vương tông thực lực hôm nay mặc dù có nguyên tông kỳ xuất hiện cũng không phải là không có năng lực đi đối kháng một phen tôi giật suy nghĩ một chút ra nói rằng được rồi những thứ này đều không nói tây vô tình lần nữa khoát tay áo nói ta lần này tới rồi là muốn dùng ngươi một chút cái kia không gian đại ca ngươi có chuyện gì muốn làm sao tôi giật hỏi qua mấy thi ngươi tự sẽ biết, tiểu tử đừng ma kỹ, thời gian khẩn cấp, trước hết để cho ta vào đi thôi. Tây vô tình đạo, nghe hắn vừa nói như thế, tô giật càng phát cảm thấy hiếu kỳ, nhưng tây vô tình làm cho hắn không hỏi, cái kia tô giật liền cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp mang theo đoàn người rơi hạ nửa khoảng không, tìm một cái hơi chút đất bí mật mở ra thần bí không gian, đem đại ca tặng đi vào, ở tô giật xuất hiện phía trước, tây vô tình nói cho hắn, kiều tam giáp vị kia ngọc đỉnh có chút bất phàm, ít nhất là pháp khí cấp bậc hắn liền trực tiếp lấy được đối với đây tô giật đột nhiên không có bất kỳ ý kiến đi trở về mỏ sơn làm xong đây hết thảy mọi người cùng nhau mà phát động vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về mỏ sơn chạy đi trải qua thanh hoàng đám người đại thể miêu tả tô giật cũng là đã biết ngọc đỉnh tông tông chủ kiều tam giáp đã bỏ mình bị tây vô tình đánh chết cũng may mà đại ca còn kịp lúc nếu không không làm được thật là cũng bị kiều tam giáp trốn thoát lúc này đây chi về sau ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ hẳn là thừa lại không hạ mấy đi Thanh Hoàng bọn người là nổi lên cười nhạt ý, bọn họ ngay từ đầu đều không cảm tưởng giống loại kết quả này. Lại nói tiếp, đều là tô giật can đảm lớn, dám ở Ngọc Đỉnh Tông dưới mí mắt xuống, đem đối phương cường giả từng cái dụ dỗ chôn vết. Bởi vậy, toàn bộ Ngọc Đỉnh Tông bên trong, có thể nguyên hoàn cảnh cường giả số lượng, liền một dạng tiểu tam lưu thế lực cũng không sánh bằng lên. huống chi, đối thủ liền tông chủ đều là chết ở này chỗ, trở về chuẩn bị thật tốt đi, tiếp trước có thể sẽ có một hồi kinh khủng sinh tử chi chiến, tô giật mâu quan nặng nề nói như vậy ngọc đỉnh tông tổn thương nguyên khí nặng nề tuyệt đối sẽ kinh động tông trong nội tình cường giả bá vương tông dựa vào kỳ môn huyễn hồn giới cũng có thể chu toàn một hai chẳng qua tô giật cũng không phải cái kia loại tuyệt đối loại người cổ hủ vạn nhất địch nhân quá mức cường hãn thật chuyện không thể làm hắn nhất định sẽ muốn làm pháp dẫn dắt bá vương tông mọi người rời đi theo tô giật đoàn người rời đi chung quanh sơn lâm ở giữa bắt đầu có người càng ngày càng nhiều tụ tập vẫn đều là ngọc đỉnh tông người mà đồng thời một cái đáng sợ tin tức giống như là ôn dịch giống nhau truyền lại mà mở tông chủ tông chủ chết ta thấy hắn bị đánh chết vô biên sợ hãi bên trong có ngọc đỉnh tông đệ tử bối rối nói đạo bá vương tông là bá vương tông người là hắn nhóm giết chết tông chủ chứng kiến cái kia trên bầu trời chiến đấu không ngừng một cái người rất nhiều người tất cả đi ra ở chung quanh hoạt động muốn tìm kiếm trong truyền thuyết bích huyết linh tham bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đi sơn cốc kia phụ cận bị toàn bộ đánh chết ở thiên dương lôi cương giới ở giữa những thứ này may mắn còn tồn tại người, rất nhiều đều mắt thấy về sau cái kia một hồi kịch chiến, còn nghe được tông chủ nhắc tới bá vương tông, đồng thời thấy được mấy tôn cường đại thú hoàng khoái động khắp nơi thiên sấm gió, hạ trưởng lão không thấy, lại trưởng lão không thấy, kỳ trưởng lão cũng không thấy, rất nhiều trưởng lão đều biến mất, bọn họ tiến nhập sơn cốc kia chi về sau, liền cũng nữa cũng không có đi ra, rất nhanh, tình huống như vậy lần nữa bị mọi người sợ phát hiện, làm cho hết thảy ngọc đỉnh tông đệ tử đều sợ choáng váng tỉ mỉ đến một chút, hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ trưởng lão, mười mấy tên nguyên hư kỳ hộ pháp, còn có đại lượng ngọc đỉnh tông đệ tử, đều là truy tầm bích huyết linh tham tung tích tiến nhập sơn cốc kia chi về sau, liền không còn có bất cứ người nào xuất hiện qua, kỳ môn huyễn hồn giới, nơi đó có một tòa kỳ môn huyển hồn giới, rất nhanh, khi đoàn người ý đồ tới gần sơn cốc tìm hiểu lúc, kèm theo một mảnh lôi đình tia sáng xuất hiện, đi ở phía trước mấy người trực tiếp biến mất, ngọc đỉnh tông đệ tử cũng rốt cục ý thức được trong sơn cốc có một tòa kỳ môn huyễn hồn giới đồng thời này thì vẫn còn ở vận chuyển, nhanh, bẩm báo tông trung còn lại trưởng lão, Ngọc Đỉnh Tông đệ tử thấy được hy vọng, nhanh chóng hướng về trở về tông môn ở giữa, bọn họ đang cầu khẩn lấy, cầu khẩn sự tình không muốn hỏng bét như vậy, chỉ mong những thứ kia xông vào kỳ môn huyễn hồn giới rất nhiều trưởng lão, hộ pháp đám người, cũng còn sống, có thể bị cứu ra, nhưng mà, theo lại là hai vị nguyên hoàng kỳ trưởng lão đến, tiến nhập sơn cốc không lâu về sau, chính giữa kỳ môn huyễn hồn giới liền đột nhiên ngưng lại, duy trì vận chuyển năng lượng toàn bộ hao hết, mà mọi người cũng cuối cùng phát hiện, trong sơn cốc tồn tại một ít tàn toái thân thể, tỉ mỉ phân biệt phía dưới, chính là lúc trước tiến nhập nơi đây những người đó, Ngọc Đỉnh Tông đại nạn, mời lão tổ xuất quan, mau mời lão tổ xuất quan, có Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão như vậy hô, như thế mang theo tiếng khóc nức nở, bá vương tông, đây là muốn lật thiên A, hỗn loạn vượt trung, theo tin tức truyền ra, mạnh tới đâu người hẳn là mang theo thần tình hoảng sợ mà đạo, mới vừa diệt thanh minh tông, ở giữa còn bao gồm 12 vị ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ cường giả đồng thời mỏ sơn bên trong càng là một lần hành động tống tán mấy vị nhân vật mạnh mẽ không nghĩ tới cái kia tô giật đúng là lại mang đi tới đến rồi ngọc đỉnh tông phụ cận mai phục chung giết ngọc đỉnh tông mấy trăm người nguyên hoàng kỳ nguyên hư cảnh cường giả tức thì bị giết chết hơn phân nữa trong đó ngọc đỉnh tông tông chủ kiều tam giác tức thì bị cường thế đánh chết tin tức như thế bị rất nhiều người đạt được làm cho vô số lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực còn có đếm không hết tán tu đoạt được biết. Ngọc Đỉnh Tông, đây chính là nhị lưu thế lực A, à, không biết bao nhiêu người đều trái tim hung hăng rung, vì tô giật, vì bá vương tông cùng mảnh bá đạo mà chấn động lay động, một cái nhị lưu thế lực, cứ như vậy ở bá vương tông trong tay ăn như này giảm nhiều, hầu như cả nhà cường giả bị một nồi, kết quả như thế, quá mức nhường kinh hải, mỗi người đều bị giật mình, bá vương tông tên này chân chính xuất hiện, tự hồ cũng còn một năm không tới thời gian đi, còn có cái kia tô giật, cũng trong thời gian ngắn thanh danh tước lên, không nghĩ tới, lúc này đây bọn họ cư nhiên gây ra phong ba lớn như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn loạn vực tất cả mọi người ở thảo luận cái này sự tình ba đại nhất lưu thế lực khác sáu đại nhị lưu thế lực còn có đại lượng tam lưu thế lực đại đa số người đều ở đây rung động hoảng sợ mà ở cái này bên trong cũng có tương đương một nhóm người mỗi bên tâm tư cái kia tiểu tặc thương vân điện bên trong sư tố tố tuyệt đẹp dung nhan chi lên viết đầy chấn động lay động khó có thể tin hảo tiểu tử lão phu thật đúng là quá coi thường ngươi a à thương vân điện khác nhất chỗ địa phương, một bộ hồng bào lời nói vô hư trưởng lão mặt rung động, hồi lâu chi phía sau mới há mồm nói ra nói một câu như vậy, đồng thời, hắn thần sắc có nồng nặc cười khổ ý, nếu như sớm biết cái kia tô giật như này biến thái, liên minh đại hội lên, mình vô luận như thế nào cũng nên muốn làm pháp đưa hắn nhét vào môn hạ A, chậm A, quá muộn, tạ trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ, thiếu chút nữa thì muốn đấm ngực dậm chân, chỉ hận mình làm trung lo lắng nhiều lắm, không nhìn ra cái kia tô giật còn tuổi nhỏ thật đúng là một cái dám đảm đương nhân vật Ừm, đột nhiên tạ trưởng lão giống như là nghĩ đến cái gì sự tình vội vã phi thân mà đi biến mất cửu tinh cốc, ngoại trừ rất nhiều cường giả chấn động lay động bên ngoài đường vọng đường trưởng lão cũng ảo não không thôi chỉ cảm giác mình bỏ lỡ một cái tuyệt tốt cơ hội mà huyết dương tông bên trong tất công trưởng lão cũng là vẻ mặt lãnh ý thiên cương môn hồng cường long nghe được tin tức chi về sau một quyền đem bên cạnh cái bàn đánh thành một miệng khuôn mặt sắc bản giống như hắc thiết giống nhau bá vương tông quật khởi quá nhanh lúc này mới bao lâu thời gian thiên cương môn còn chưa kịp lại tìm bọn họ để gây sự không nghĩ tới đối phương cư nhiên đã phát triển đến tình cảnh như thế thật sự nếu không xuất thủ giết chết nói còn không biết hội xuất hiện bực nào chờ dạng cục diện cùng những thứ này tông môn phản ứng bất đồng hỗn loạn vực bên trong có hai cái thế lực theo biết thanh minh tông tình huống chi về sau chính là lần lượt tức giận thông báo hết thảy nguyên hoàng kỳ trưởng lão với bá vương tông mỏ sơn tập hợp huyền kiếm môn trung quý thiên phục phát ra như vậy mệnh lệnh Gương mặt khuôn mặt âm trầm đáng sợ, Quý Hàm nặc bị Thanh Minh Tông sở bắt, hắn cư nhiên không có ngay đầu tiên nhận được tin tức, chỉ biết là Bá Vương Tông đột nhiên giết tới Thanh Minh Tông, thẳng đến này lúc đó có Bá Vương Tông cường giả đến đây thông báo hắn mới hiểu tất cả. Điều này làm cho Quý Thiên Phục trong nháy mắt hóa thành một đầu nén giận mãnh hổ, theo thì ở vào bùng nổ bên viền, Ngọc đỉnh Tông không phải là bị diệt tuyệt, bọn họ chân chính cường giả, nhất định sẽ rất nhanh xuất hiện. Lục Hợp Tông bên trong, Lâm Chấn Dương lưng đeo một cánh tay ở bên trong đại điện qua lại đi thông thả, cao mày, tông chủ, Ngọc Đỉnh Tông tuyệt đối có nguyên tông kỳ cường giả, chúng ta lục hợp tông, muốn đi giúp trợ bá vương tông sao, phía dưới, có nhất vị nguyên hư cảnh lục hợp tông cường giả hỏi, đối với cái này cái cường giả mà nói, Ngọc Đỉnh Tông là một cái nhân vật khủng bố, tức thì tựa như nay chết nhiều như vậy nguyên hoàng kỳ, cũng tuyệt đối không phải bá vương tông, lục hợp tông chi lưu có thể so sánh, một khi dính vào trong đó, rất có thể sẽ mang đến ngập đầu chi tai họa, sự lựa chọn này, cần thận trọng lại thận trọng nhưng đang ở lời của hắn rơi hạ chi về sau lâm chấn dương đạt động bước chân bỗng nhiên dừng lại chợt cắn răng trầm giọng nói bá vương tông dù sao cũng là minh hữu không có không giúp lý lẽ trước triệu tập hết thảy nguyên hoàng kỳ cường giả ở bá vương tông tập hợp còn còn lại nhân thủ tiếp tục mỗi bên là tốt rồi bất kể nói thế nào trước bá vương tông dự định như bọn họ thật muốn cùng ngọc đỉnh tông ngạnh bính chúng ta cũng không pháp không đếm xỉ đến lâm chấn dương làm ra quyết định này chi về sau tâm lý bỗng nhiên dễ dàng hơn. Hắn kỳ thực đã ở quấn quyết, đơn giản là bá vương tông địch nhân mỗi một lần đều đặc biệt cường đại, lần này càng là có thể dẫn nguyên tông cảnh tồn tại. Cái này ở quá khứ là khó có thể tưởng tượng sự tình, đến rồi loại tình trạng này, nguyên hư kỳ cùng trở xuống nhân thủ đều không cần phải, điều tập, đi căn bản không được tác dụng, mặc kệ bá vương tông có loại nào dự định, lâm chấn dương đều dự định tự thân đi một chuyến, nhìn tô giật thiếu niên kia cụ thể dự định lại nói, theo tin tức truyền tới, huyền kiếm môn, lục hợp tông hai đại tông môn bên trong, quý thiên phục cùng lâm chấn dương đều là tự thân xuất động, triệu tập môn trung nhất cộng hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ trưởng lão, hướng bá vương tông đi, hỗn loạn vượt nhất lên nhiệt liệt tiếng nghị luận, cơ hồ là từng cái vũ giả đều bị chấn động lay động đến rồi. Ngọc đỉnh tông trước trước sau sau chết nhiều như vậy cường giả, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn đi bá vương tông nhìn, nhìn tiếp bọn họ muốn ứng đối như thế nào, có chút khoảng cách bá vương tông không xa người, mang theo nghĩ như vậy pháp, rất nhanh bước lên đường xá trong thiên hạ vĩnh viễn đủ chuyện tốt như vậy người vô luận dạng gì náo nhiệt bọn họ đều muốn đi góp trên nhất góp nếu như ta là tô giật nhất định sẽ tuyển rạch tạm thời tránh tìm một chỗ trốn tránh tình thế đợi được phát triển tráng đại sau đó mới xuất hiện lấy thiên phú của hắn lại thêm trên bá vương tông những người đó từng cái tựa hồ cũng là quái thai mấy năm vài thập niên chi về sau rất có thể thật có thể nguyên thần ngọc đỉnh tông cũng có thanh âm như vậy phát sinh nhưng rất nhanh thì đưa tới đùa cợt châm chọc liền cũng dám cùng tô giật so sánh với, chớ nhìn hắn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, nhưng này can đảm khí phách lực lại không phải là người nào đều có thể tương đề tịnh luận, còn ngươi, cùng tô giật tương đối phía dưới, đại khái chỉ có toán một cái phế vật từ đầu đến chân, phản chính ta cảm thấy, lấy thiếu niên kia nhất quán bá đạo tính cách, tiếp khả năng rất lớn sẽ cùng Ngọc Đỉnh Tông chính diện đụng trên vừa đụng, nói chuyện lúc trước người chịu đến như này một phen đùa cợt, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, hỗn hển, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì hắn cũng biết, Bá Vương Tông ở giữa có Tây Vô Tình, thao túng kỳ môn huyễn hồn giới tình huống hạ, bình thường Nguyên Tông kỳ một, hai, trọng, không phải là không có cơ hội ngăn cản hạ, ta cũng muốn, lúc này đây tuyệt đối sẽ là hỗn loạn vực trong lịch sử đại sự, rất nhiều người đều động tác, hướng Bá Vương Tông mỏ sơn chỗ tụ tập đi, nếu như tiếp một trận chiến Bá Vương Tông vẫn có thể kháng trụ, đây tuyệt đối là muốn phiên thiên nhịp điệu, triệu trưởng quỷ, tin tức chính là chỗ này chút, ngài nhưng còn có phân phó khác, kiếm tinh thành, linh bảo các trung. Một vị trung niên cung kính mở miệng, Hướng về phía Triệu Tứ Triệu trưởng quỷ nói đạo, Linh Bảo các thu được tin tức con đường phi thường bao la, bất kỳ cái gì tin tức đều sẽ trước tiên đi qua đoàn người truyền lại tới, cho nên, đang nghe liên quan tới cô giật cùng bá vương tông sự tình chi về sau, Triệu trưởng quỷ cũng trong lòng hung hăng rung động, không sao, ngươi đi xuống trước đi, Triệu Tứ trưởng quỷ phất phất tay, đem trung niên nhân kia khiến ra ngoài cửa, hắn muốn đem tin tức tập hợp, trình báo đi tới, chẳng qua đang ở trung niên nhân đi ra ngoài chi sau chỉ chốc lát sau, lần nữa có gõ cửa tiếng truyền đến triệu trưởng quỷ nói một tiếng tiến đến chính là có mặt khác một vị trung niên đi đến trung niên nhân này thân trên khí tức hùng hồn không hề tầm thường mơ hồ có nguyên hoàng kỳ sơ cấp ba động triệu trưởng quỷ đồ đạc đã an toàn đưa đến tất cả làm thỏa đáng trung niên nhân tuyệt không lời nói nhảm trực tiếp nói đúng là đạo được đồ đạc đưa đến là tốt rồi khổ cực ngươi triệu trưởng quỷ gật đầu nhưng bỗng dưng lại là lộ ra một ít khổ sở cười tự lẩm bẩm đáng tiếc vài thứ kia là không có pháp cho bá vương tông mang đến bao nhiêu giúp ích a à coi như thật có lợi hại thủ đoạn, này thời gian cũng ngại chậm một điểm, khoảng khắc chi về sau, hắn lại lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm, tất cả chờ xem một chút đi, không cần mấy thiên sẽ có kết quả, ta cuối cùng cảm thấy, thiếu niên kia sẽ không dễ dàng thua ở Ngọc Đỉnh Tông trong tay, dù cho có Nguyên Tông Kỳ đi ra cũng không được, triệu trưởng quỷ già nua trong con ngươi, đột nhiên thoáng hiện nồng nặc quan thải, chính hắn cũng không nói được, tại sao lại đối với người thiếu niên kia sẽ có như này cường đại lòng tin. Ba ngày về sau, tô giật, tô tiểu soái Thanh Hoàng, Dương Minh, Âm Minh, Vệ Linh Hoàng, Lôi Vân Hạc mấy người lần nữa về tới Mỏ Sơn. Lôi lão, làm phiền ngươi lại kiểm tra một cái ly hỏa huyền dương giới tình huống, theo thì chuẩn bị nghênh địch. Tô giật lập tức phát ra chính mình mệnh lệnh, Lôi Vân Hạc nghe được chi sau cũng không dây dưa, tức thì bắt đầu rồi kiểm tra. Tây vô tình tiến nhập thần bí không gian, còn không biết đang làm gì, Tô giật cũng không có đi quản. Hắn hiện tại có rất nhiều sự tình cần an bài, thông báo tử tượng hoàng, Long Tê Hoàng, Huyền Quy Hoàng, tới Mỏ Sơn trợ trận hắn phái ra vài đầu mang yêu thú, đi bá vương tông sơn môn ở giữa truyền tin, đem ba vị thú hoàng đều là triệu tập qua đây, mà hoàng kiện tắc thì là cần lưu xuống, trấn thủ tông môn, đi nói cho nam cung ngưng nguyệt, đem trước thiên chu tông cùng ngọc đỉnh tông mấy vị kia nguyên hoàng kỳ mang tới, tô giật lần nữa phân phó, không lâu sau chi về sau, nam cung ngưng nguyệt chính là mang theo tám, chính người đi tới sơn động trong đại điện, những thứ này thân ảnh, chính là bị bá vương tông bắt xuống thiên chu tông một trưởng lão, viên trưởng lão, ngọc đỉnh tông chu trưởng lão, kim trưởng lão đám người mỗi người bọn họ đều có nguyên hoàn cảnh tu vi nhất là chu trưởng lão cùng kim trưởng lão hai người càng là đạt tới nguyên hoàng kỳ bát trọng ngoài ra còn có mấy người đang nguyên hoàng kỳ ngủ đến bảy trọng tu vi đều là không kém tiểu tử mau thả chúng ta không phải ta ngọc đỉnh tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cái kia phát sinh cùng sư một dạng kim trưởng lão khi tiến vào đại điện chi sau chứng kiến tô giật lập tức chính là trầm giọng quát lên hắn ngay từ đầu bị bắt bị coi như thợ mỏ nô lệ sai sử thời điểm còn muốn phản kháng nhưng ông chính quyền làm cho hắn ăn không nhỏ vị đắng, chậm rãi mới thành thật một chút, nhưng trong lòng vẫn là một mạch không phục, đường đường nhị lưu thế lực trưởng lão, cư nhiên trở thành nô lệ thợ mỏ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, một bên, chu trưởng lão đám người cũng không nói lời nào, chỉ là từng cái ánh mắt lòe lòe mà nhìn phía trên cung điện người thiếu niên kia, hừ, Ngọc Đỉnh Tông sao, nghe được kim trưởng lão nói, tôi giật hừ nhẹ một tiếng, nói châm chọc, ngươi bị bắt lâu như vậy rồi, Ngọc Đỉnh Tông có thể tới cứu quá các ngươi hắn liếc kim trưởng lão liếc mắt cũng không có nói cho đối phương biết gần nhất phát sinh nhất hàng loạt sự tình bởi vì thợ mỏ tin tức bế tắc quan hệ những thứ này người căn bản không biết ngoại giới gây ra như thế nào phong ba thậm chí mấy ngày trước đây ly hỏa huyền dương giới kích hoạt chu trưởng lão mấy người cũng không biết còn đây là bởi vì ngọc đỉnh tông tam trưởng lão đám người dựng lên tiểu tử ngươi nhất định sẽ hối hận kim trưởng lão bị tô giật hận được cứng lại không hề phản bác nói như vậy một lát sau mới lượt hạ một câu như vậy ngoan thoại tự tử, tử mà trừng mắt tô giật chết đã đến nơi còn dám nhảy nhót, lại nói nhảm nhiều như vậy, ta trực tiếp phiến chết ngươi. Tô tiểu soái trực tiếp nhất cánh vung ra, quất vào kim trưởng lão mặt lên, đưa hắn hất tung ở mặt đất, khuôn mặt trên xuất hiện một đạo máu tươi cánh ấn ký, trong miệng có toái nha phun ra, mắt thấy kim trưởng lão còn phải tiếp tục nói dọa, tô giật hơi không kiên nhẫn, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi không muốn mở miệng nữa. Nếu không thì ta không ngại lập tức giết ngươi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, như giao theo thiên chu tông, Ngọc Đỉnh Tông mọi người thân trên xẹt qua, mang theo cực độ băng hàng chi khí, nhường lưng lãnh mồ hôi chảy ròng ròng. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, ăn hạ cái này phụ cốt vệ hồn đan, gia nhập vào bá vương tông, liền có thể sống sót, cũng có thể giải trừ thân phận đầy tớ. Tô giật bàn tay mở ra, xuất hiện vài cái bình nhỏ, ở giữa đều là giả trang phụ cốt vệ hồn đan. Muốn ta gia nhập vào bá vương tông, mơ tưởng, người khác đều vẫn không nói gì. Trên đất kim trưởng lão liền là người thứ nhất tiếng hừ mà nói, nói chuyện đồng thời còn nhổ một khẩu cũng không nhìn một chút các ngươi bá vương tông là một đồ chơi gì, ta đã nhìn ngươi rất lâu rồi, tô giật nhướng mày, nhẹ giọng nói đạo, vậy tiễn hắn xuống địa ngục đi, nhìn thấy tô giật biểu tình, thanh hoàng khuôn mặt tức thì trầm xuống, khinh phiêu phiêu một trưởng đánh ra, trực tiếp thắt ở kim trưởng lão đầu chi tiến lên, phanh một tiếng, như dưa hấu nổ tung, tiên huyết vẫy ra, ở đại điện ở giữa tiêu xạ, vài tên bị giam cầm tu vi thiên chu tông, ngọc đỉnh tông trưởng lão, tất cả đều thân trên lây dính đỏ trắng một mảnh, các ngươi, có người kinh hoảng bị một màn này dọa sợ, thật sự là không nghĩ tới, thiếu niên này, còn có thú hoàng này cư nhiên như này quả quyết sát phạt, nói muốn lúc giết người, liền con mắt đều không nháy mắt trên một cái, kim trưởng lão bị chết căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, liền biến thành một cổ thi thể không đầu, tính nhẫn nại của ta hữu hạn, muốn chết trực tiếp mở miệng thì tốt rồi, ta nhất định sẽ thành toàn đấy, tô giật khuôn mặt sắc không thay đổi, lần nữa nói ra, lời giống vậy ta không muốn nói thêm đệ nhị lần, ta hỏi ai ai liền lập tức cho ta kết quả bàn tay hắn bất động không rung, nâng bình sứ trực tiếp giơ lên một cái nguyên hoàng kỳ tam trọng ngọc đỉnh tông cường giả trước người hỏi nói cho ta ngươi lựa chọn thế nào ta ta cái này nguyên hoàng kỳ ba trọng người thứ nhất bị hỏi không khỏi bắt đầu cà lăm vừa mới kim trưởng lão chết làm cho trong lòng hắn hoảng sợ nhưng muốn thần phục bá vương tông hiện tại quả là lòng có không cam nói đều nói bất lợi tìm vậy giết đi tô giật khuôn mặt sắc biểu tình nhất thành bất biến nhẹ giọng nói đạo lập tức thanh hoàng bước ra một bước, lần nữa một chưởng rơi hạ, ầm, muộn hưởng truyền ra, máu bắn tung tóe, cái này cường giả trong nháy mắt bị mất mạng, bên cạnh thừa lại hạ mấy người thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được thân thể có chút run rẩy, tự liền tu vi nhất tinh trầm chu trưởng lão cũng như đây, như vậy sắc bén tuyệt nhiên thủ đoạn, cũng quá dọa người một điểm, ngươi, hiện tại cho ta trả lời thuyết phục, tô giật lại là đi tới nhất người trước mặt, mở miệng hỏi, ta, à, cái này cường giả cái trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tinh thần cực độ khẩn trương. Hắn thật không biết nên lựa chọn như thế nào, ở tô giật trước mặt, hắn thừa nhận đến áp lực thật sự là quá lớn, vô hình bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được thiếu niên này uy thế, thật là tuyệt đỉnh đáng sợ, đã như vậy, cái kia, tô giật vừa mới chuẩn bị lên tiếng, nhưng bị cái này cường giả trong nháy mắt cắt đứt, ta thần phục, cái này vị nguyên hoàng kỳ bốn trọng người, rõ ràng có thể cảm nhận được thiếu niên thân trên tảng mát ra sát khí, giống như tử thần hàng lâm đương thế một dạng, làm cho hắn hô hấp đều vạn phần gian nan thần phục sao, đáng tiếc ngươi do dự, tô giật khẽ cười một tiếng, gắn bó khinh động nói, giết, tiếng vẫn còn trong miệng, hắn liền đã đi về phía hạ nhất người, mà ở bên người, thanh hoàng đi theo xuất thủ, đem lúc trước người trực tiếp đánh chết, bá vương tông, ta thần phục, ta gia nhập vào đi theo các ngươi, làm tô giật đi tới trước mặt, còn chưa mở lời hỏi, cái này vị đồng dạng là nguyên hoàng kỳ bốn trọng người chính là vội vàng nói, vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn làm sao không biết nên lựa chọn như thế nào, bọn họ là nguyên hoàng kỳ trải qua rất nhiều sinh tử nhưng không có ai muốn chết nhất là ở không thể phản kháng tình huống hạ chết đi dù cho người mang tuyệt thế tu vi cũng hội cảm thấy sợ hãi vô ngừng cho nên cái này vị cường giả ngay đầu tiên liền lựa chọn thần phục hắn run rẩy vương tay tô giật đem một viên đang dược ngã xuống đối phương lòng bàn tay như vậy nhất vị nguyên hoàng kỳ bốn trọng lão giả tiếp nhận vụ cốt vệ hồn đan bàn tay không ngừng đang run rẩy con mắt đánh giá trong lòng bàn tay đang dược do dự bỗng nhiên hắn cảm nhận được một khí tức lạnh như băng như điện mang phóng tới khiến cho hắn cả người hung hăng rung lên ta ăn ta ăn cái này lão giả không nghĩ nhiều nữa cắn răng một cái nhắm con mắt đã đem phụ cốt vệ hồn đang nuốt xuống tốt tô giật không nói gì thanh hoàng chính là mở miệng ý bảo cái này lão giả đứng ở đại điện bên kia đi tô giật gật đầu đối với này lơ đễnh tiếp tục đi hướng kế tiếp người gia nhập vào ta gia nhập vào bá vương tông một người này cũng là thập phần thẳng thắn ông không gì sánh được tâm tình thấp thỏm theo tô giật trong tay tiếp nhận đang dược không chút nghĩ ngợi liền ăn vào sau đó ba người cũng không có dám chút nào lưỡng lự, đều là nguyện ý gia nhập vào bá vương tông, không có còn lại nguyên nhân, đơn giản là tô giật mang đến lực áp bách quá lớn, chỉ cần bọn họ dám nói nửa chữ không, chờ đợi đúng là tử vong, trên đất cái kia ba bộ thi thể chính là ví dụ tốt nhất, chu trưởng lão, tới phi ngươi, làm tô giật đi tới xung quanh trước mặt trưởng lão thời điểm, không khỏi nhíu lông mày, nói như vậy, chu trưởng lão thật sâu nhìn tô giật, đã lâu không nói gì, theo phía sau mới thở dài một tiếng, tiếp nhận độc đang ăn vào mới tới mỏ sơn lúc, cái kia một mạch thật cao nghển đầu, cái này thời gian cũng chung quy hoàn toàn thấp xuống, hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, liền kim trưởng lão như vậy nguyên hoàng kỳ bác trọng tồn tại, tô giật giết hắn thời điểm, liền con mắt đều không trắc một cái, vào giờ khắc này, thừa lại hạ còn sống sáu người, mỗi một người đều tâm lý phát khổ, nhưng lại không dám biểu hiện ở khuôn mặt lên, bọn họ đều cảm thấy, tương lai vận mệnh, có lẽ sẽ rất là thê thảm, thủy chung chỉ có thể cho người làm pháo hôi sử dụng vũ phụ quốc vệ hồn đan, vậy từ nay sau này sẽ là ta bá vương tông người. Tô giật không quan tâm bọn họ tâm lý suy nghĩ, hãy còn tự nói ra, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực nói, nên cho các ngươi tốt chỗ, ta cam đoan không chút nào thiếu. Nghe đến đó, chu trưởng lão, tuân trưởng lão chờ cũng thoáng thả lỏng ra một hơi đến, làm cho bọn họ bán mạng không đáng sợ, chỉ cần có thể bắt được tốt chỗ là được. Tô giật tay nâng bình đang dược, một tay gánh vác trong người về sau, nhìn trong đại điện mấy người này thừa lại hạ sáu người này bản đều chính là thiên chu tông ngọc đỉnh tông cường giả là đối địch thế lực cường giả không thể mới vừa thu phục liền phong cho bọn họ hộ pháp các loại chức vụ tất cả còn cần quan sát bọn họ biểu hiện điểm này cùng lôi vân hạc chính là hoàn toàn bất đồng dù sao lôi vân hạc chỉ là tán tu hơn nữa còn là tu vi cường đại ngự hồn sư đã đều là người mình vậy có chút sự tình ta cũng sẽ không gạt các ngươi tô giật mở miệng đem đoạn thời gian gần nhất bên trong ngọc đỉnh tông cùng bá vương tông trong lúc đó phát sinh va chạm tất cả đều giảng yếu mà giảng thuật nhất lần cái gì nghe đến mấy cái này tin tức tất cả mọi người tại chỗ đều trừng lớn con mắt trong đầu đều là một hồi ngẩn ra không thể tin vào tai của mình ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ trở lên cường giả đây là mấy tử bị tàn sát nhất hết a à? chu trưởng lão hai mắt trừng cùng chung đồng giống nhau Trong mắt đều nhanh xông ra viền mắt ngọc đỉnh tông nhất cộng mới năm 60 vị nguyên hoàng kỳ cường giả nếu thật là như tô giật nói như vậy cái kia bây giờ còn dư lại tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay a à? như này coi như là đem ngọc đỉnh tông cho một hoa đoan chỉ còn hạ đại miêu tiểu miêu hai ba chích như may mắn thoát được một mạng lão tổ ngọc đỉnh tông lão tổ nhất định sẽ xuất quan đấy chu trưởng lão run rẩy thì thào nói đạo mang theo sợ hãi mới vừa tuyển trạch gia nhập vào bá vương tông liền được dọa người như vậy tin tức ngọc đỉnh tông mấy vị lão tổ liền hắn đều chưa từng thấy qua mấy người kia đều rất thiếu xuất thế chuyên tâm tìm tu nhưng không khó tưởng tượng là một ngày bọn họ đi ra nơi bế quan sẽ mang tới kinh đào hải lãng giải trừ bọn họ trên người cấm chế, nhưng sau đều đi ra ngoài đi, làm cho ông lão tới gặp ta, tôi giật khoát tay áo, có thể không có thời gian cùng chu trưởng lão đám người nói thêm cái gì, nhưng đem ông chính quyền gọi đến đến rồi đại điện ở giữa, ông lão, Mỏ Sơn khai thác tiến trình ra sao, tôi giật trực tiếp hỏi, hồi tông chủ, Mỏ Sơn bây giờ đã khai thác quá nữa, hơn nữa càng là hướng xuống, nguyên thạch tính chất càng tốt, khai thác được đại lượng tam tinh nguyên thạch, vừa nhắc tới Mỏ Sơn sự tình, ông chính quyền liền không nhịn được kích động, nói, đồng thời cái này mấy thiên tới nay, tứ tinh nguyên thạch cũng moi ra không thiếu, cái tòa này mỏ sơn tàn lượng quá phong phú, đã đào ra tứ tinh nguyên thạch rồi sao, tô giật cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thực thôi rắc phía dưới có tứ tinh nguyên thạch, cũng bất quá là hơn 10 ngày trôi qua mà thôi, không nghĩ tới liền đã moi ra, bẩm tông chủ, gần nhất ta làm cho nam cung nữ qua an bài nhân thủ, lấy mở lại hái phẩm cấp cao nguyên thạch, nhất, nhị tinh tầng thứ, đều đã tạm dừng xuống, ông chính quyền đạo, như vậy sao? Tô giật nghe nói không khỏi sửng sốt nhất chớp mắt, đây cũng là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn xem ra ông chính quyền cũng ngửi được khí tức nguy hiểm nghĩ hết lượng đem phẩm cấp cao nguyên thạch lái nhiều hái một ít xuất hiện đến lúc đó như mỏ sơn thật không thủ được coi như quan đi không muốn cũng sẽ không thái quá nhức nhối như vậy trực tiếp hướng sâu chỗ đi đào khai thác phẩm cấp cao nguyên thạch đến lúc đó tổn thất hội cực đại giảm thiếu tông chủ chúng ta đã khai thác ra không ít nguyên thạch dựa theo hiện nay bá vương tông nhân thủ cùng quy mô sử dụng bình thường có thể dùng trên vài chục năm ông chính quyền đỉnh thẳng lưng cái vừa cười vừa nói, từ, hết thảy nguyên thạch ông lão ngươi giữ gìn kỹ, tất cả chi tiêu chi phí đều do ngươi an bài, tô giật nói đạo, hắn cũng làm đến rồi trong lòng hiểu rõ, biết bá vương tông như nay đại thể nắm giữ nhiều thiếu tài nguyên, kỳ thực tô giật trong lòng cũng tin tường, mỏ sơn trung khai thác ra nguyên thạch tuy rất nhiều, nhưng bá vương tông cũng là muốn một mạch bành trướng đi xuống, trong lúc này hội kèm theo to lớn chi tiêu, như không thể mau sớm cuộc khởi nói, thì như thế nào có thể cùng thánh sơn cái kia chờ quái vật lớn đối kháng, bất quá, hôm nay nguyên thạch nhưng cũng đầy đủ dùng, tối thiểu tô giật cảm giác mình đã coi như là thoát khỏi nghèo rớt mùng tơi, đã nhiều ngày nhanh hơn khai thác tốc độ, làm hết sức nhiều đào chút nguyên thạch xuất hiện, nếu như Ngọc Đỉnh Tông thật tìm tới cửa, ngươi và Nam Cung ngưng nguyệt đám người trực tiếp rút đi, cùng hoàn kiện bọn họ hội hợp, đợi được bên này sự tình một, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi, tô giật nói lần nữa, phải, Tông Chủ, Tông Chủ xin yên tâm, ta mấy ngày gần đây nhất cũng triệu tập càng nhiều hơn tán tu, đang toàn lực khai thác nhất định có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Ông chính quyền cung nói rằng, hắn cũng ý thức được tiếp chuyện nghiêm trọng, mỏ sơn rất có thể thật không giữ được. Nhưng ông chính quyền tâm lý đang nghĩ, như đi tới cái kia to như vậy bước, công chủ bọn họ thật còn có thể giữ được tính mệnh sao? Nếu như như đây, vì sao không trực tiếp rút đi đâu? Chẳng qua cái nghi vấn này, ông chính quyền cuối cùng là không hỏi xuất hiện. Hai người lại là hàng huyên một vài vấn đề, mà sau ông chính quyền liền từ đại điện ở giữa lui ra ngoài, tôi giật mắt nhìn lão đầu gầy nhom ly khai, ánh mắt chất động lúc này đây sắp sửa đối mặt nguy cơ to lớn chẳng qua tránh là không tránh khỏi coi như có thể mang theo rất nhiều người tạm lánh nhưng chỉ cần vừa ló đầu đến lúc đó nhất định sẽ gặp ngọc đỉnh tông chờ thế lực dùng cường thế còn không bằng cùng bọn họ đụng trên vừa đụng đây bá vương tông cũng không phải là không hề ứng đối lực đồng thời hắn cũng muốn nhìn một số người tâm bá vương tông ở giữa bây giờ chân chính người tin cẩn không coi là nhiều cho dù là ông chính quyền chờ thân tính đến rồi sinh tử bên viền cũng không biết hội sẽ không làm bị hư hỏng tông môn sự tình cho nên tô giật muốn thông qua việc này, cẩn thận xem tin tường một số người. Hắn lại ở đại điện ở giữa ngây ngẩn một hồi, cùng thanh hoàng đám người thương lượng một việc tình, mà sau liền chuẩn bị tiến nhập thần bí không gian, nhìn đại ca đến cùng đang bận rộn gì, đồng thời, cũng nam cung ngưng nguyệt tình huống, chẳng qua còn chưa kịp động tác, chính là nghe được thanh hoàng nhẹ giọng mở miệng nói, chủ nhân, có người đến mỏ núi, tô giật sững sờ, ngọc đỉnh tông người đại khái sẽ không tới được nhanh như vậy mới được, là huyền kiếm môn người, lục hợp tông người cũng tới, mấy người trực tiếp bay ra đại điện, liền là xa xa thấy được một nhóm mười mấy người từ phương xa thần tốc bay tới, đều là nguyên hoàng cảnh cường giả, quý trưởng môn, lâm tông chủ, tô giật nên đón, chắp tay, tô giật, tô tông chủ, quý thiên phục, lâm chấn dương bọn người là còn lấy thi lễ, chư vị tới đây, liền đến trong đại điện một lần đi, tô giật một bên thân, dẫn lĩnh quý thiên phục đám người mà đi, đoàn người tiến nhập đại điện ở giữa, tiểu tử, nghe nói ngươi cứu hàm nặc, không biết nàng hiện tại ở đâu trong quý thiên phục một đôi chân mày gắt gao ngưng khẩn cấp hỏi hắn nhận được tin thời điểm tất cả sớm đã phát sinh qua chẳng qua tốt khi nghe tô giật đã cứu ra quý hàm Nặc, đây cũng là làm cho quý thiên phục thả lỏng ra một hơi quý trưởng môn yên tâm đi hàm Nặc cô nương ở một cái thập phần an toàn địa phương chẳng qua nàng vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm quay đầu có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem nàng tô giật suy nghĩ một chút nói như vậy quý hàm Nặc ở thần bí không gian bên trong hắn cũng không tiện lập tức mang theo quý thiên phục đi vào được quý thiên phục gật đầu tâm lý một tảng đá rốt cục rơi xuống đất mà sau lại hỏi không biết niên trưởng lão như thế nào niên trưởng lão vô sự đang ở sát vách động phủ an tâm tu dưỡng lúc này đây thanh hoàng tiếp lời nói quý thiên phục sáng tỏ mà sau khuôn mặt sắc đột nhiên trầm xuống lạnh giọng nói tiểu tử có chuyện tình ta đều nghe nói ngươi có tính toán gì không nói thẳng đi ta huyền kiếm môn lúc này đây thề phải cùng ngọc đỉnh tông lực chiến đến cùng hắn cả người toát ra nồng nặc bưu hãng khí tức nho nhã khuôn mặt nhìn qua đằng đằng sát khí vạn phần hung hãn, không sai, tô tông chủ, ngươi có cái gì an bài cứ nói đừng ngại, làm minh hữu, ta lục hợp tông không có lùi bước tránh né đạo lý, nhất định là muốn cùng bá vương tông đồng tiến cộng lui, lâm chấn dương cũng nghiêm túc mở miệng, hướng về phía tô giật nói đạo, tại hắn thân về sau, đứng các minh, phùng khải tông chờ trưởng lão, tô giật đều tương đối quen thuộc, nghe thấy hai vị trưởng môn, tông chủ, tô giật trong lòng lần nữa xông ra cảm động, huyền kiếm môn, lục hợp tông đã không phải lần thứ nhất trợ giúp mình, bất kể là trước sớm bá vương tông hãy còn nhỏ yếu thời gian vẫn là bây giờ đã có thể cùng ngọc đỉnh tông cái kia chờ tồn tại gọi nhịp thời gian một ngày xuất hiện nguy cơ bọn họ đều kiên định đứng ở thân thể của mình sao hướng về phía phần tình nghĩa này tô giật có thể nào không vì đó động dung quý trưởng môn lâm tông chủ tô giật vừa chấp tay nói hai vị tình nghĩa ta đã thu xuống nhưng lần này cũng không nhọc đến mọi người xuất thủ lần này không giống như xưa ngọc đỉnh tông một ngày đến đây hầu như nhất định sẽ có nguyên tông kỳ tới ở cái kia đẳng cấp cường giả trước mặt, cũng không phải tay người nhiều là có thể chống lại nổi đấy, cho nên để tránh khỏi không hy sinh cần thiết, chư vị đến thì ở ngoại vi quan chiến là được, nếu như bá vương tông cần viện thủ, các ngươi sẽ đi xuất thủ, tô giật nhìn quý thiên phục lâm chấn dương, nói như vậy, đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua quyết định, bá vương tông bằng vào ly hỏa huyền dương giới, không phải là không có cơ hội cùng nguyên tông kỳ đấu một trận, nhưng kết quả người nào cũng không nói được, chỉ có thể nhìn cái kia nguyên tông kỳ cường giả thực lực chân chính như thế nào. Đối với huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mà nói, ở cuộc chiến đấu này ở giữa đã có không đến tác dụng quá lớn, còn không bằng tỉnh thủ một bên, nói không chừng còn có thể phái trên một ít diệu dụng. Tiểu tử, thanh minh tông dám đối với hàm nạc hạ thủ, tất nhiên là bởi vì ngọc đỉnh tông ở lưng sau chỗ dựa duyên cớ vì thế, đã là như vậy, ta huyền kiếm môn nếu như tuyệt không bày tỏ nói, cũng quá không nói được, tô giật thanh âm chưa dứt, quý thiên phục chính là mâu quan lạnh lùng nói đạo, tô giật trầm mặt không nói, quý thiên phục hôm nay là giác nộ mà đến, không chỉ là bởi vì phải trợ giúp chính mình, càng bởi vì quý hàm nặc bị qua hiếp bức, tao ngộ nguy nan, quý trưởng môn, chúng ta hay là nghe tô tông chủ an bài đi, ta muốn hắn hẳn có nắm chặt nhất định, cái này lúc, lâm chấn dương lên tiếng, đối với quý thiên phục nói ra, ta nghĩ, đến lúc đó có thể không chỉ là ngọc đỉnh tông cường giả hội xuất hiện, không làm được còn có một số người khác hội chạy tới đục nước béo cò, mà chúng ta, có thể càng hẳn là đi nhìn chầm chầm những người đó mới tốt, hắn lời này vừa nói ra, tô giật cùng quý thiên phục đều là gật đầu biểu thị nhận đồng đây là hai người nhất thì cũng còn không có nghĩ tới sự tình nhưng tất nhiên sẽ như lâm chấn dương nói như vậy không sai giới thì tất cả mưu đồ gây rối người cũng chỉ có thể giao cho hai vị tô giật gật đầu nói đạo quý thiên phục suy nghĩ một chút tâm lý lãnh tĩnh chi về sau liền cũng sẽ không tiếp tục kiên trì tô giật phái người an bài huyền kiếm môn cùng lục hợp tông ở mỏ sơn chính giữa ngủ lại chỗ mà sau chính mình lại đi đơn độc tìm tìm vô thường tiên tử nhưng cũng không có trực tiếp đi quấy rối đối phương cái này tính tình nhiều thay đổi phu nhân cũng không dễ trêu chọc, không có chuyện, tô giật tự mình một người thời điểm cũng không dám trêu chọc nàng. Tô giật vừa mới chuẩn bị tiến nhập thần bí không gian, nhìn đại ca cùng quý hàm nặc tình huống, không ngờ lôi vân hạt lại tìm tới hắn, muốn hắn hỗ trợ cùng nhau lần nữa bố trí một cái ly hỏa huyền dương giới, cho nên kế tiếp cân nhắc thiên chi bên trong, tô giật liền một mực gò núi trong lúc đó xuyên qua, hối hả ngược xuôi, phản phất trở lại trước đây đi theo tây vô tình thân sau hỗ trợ bố trí ly hỏa huyền dương giới thời gian chẳng qua lúc này đây tình huống bất đồng lôi vân hạc cũng không vốn có đơn độc bố trí kỳ môn huyển hồn giới năng lực hắn chỉ có thể ở tây vô tình bố trí ly hỏa huyền dương giới trụ cột trên làm ra một ít cải tạo khiến cho uy lực càng sâu ở cải tạo đồng thời tô giật cũng vừa hỏi lôi vân hạc một vài vấn đề mà nghe được câu trả lời của hắn chi về sau tô giật lại có càng nhiều hơn thu hoạch giúp bỏ tu vi cùng linh hồn phẩm chất tầng thứ không nói cái này lão giả ở kỳ môn huyển hồn giới nghiên cứu lên thật là so với đại ca tây vô tình muốn tinh thâm không thiếu không hổ là sống lâu nhiều như vậy năm, tô giật trong quá trình này, lấy được tốt nhiều, cũng chính là ở bá vương tông một đoàn rối ren thời điểm, toàn bộ hỗn loạn vực ở giữa càng ngày càng là náo nhiệt, đại lượng đoàn người bắt đầu hướng về bá vương tông chỗ ở vị trí súng lại mà đến, muốn trước tiên phải tìm hiểu tin tức, hết thảy nguyên hư kỳ trở xuống nhân loại, phàm là tới gần người, giết không tha, đạp vân ngân báo, kim cương sư thú, xích phong hát tình yêu hầu, hàng băng yêu giao, viêm dực ma hỗ trợ yêu hư cảnh mang yêu thú hành động, dẫn theo đếm không hết mang yêu thú, ở chung quanh bố trí hạ tầng tầng nghiêm mật phòng ngự, cấm hết thảy nguyên hư kỳ trở xuống nhân loại tới gần bá vương tông, để ngừa rồng trắng lẫn lộn phía dưới, hội xuất hiện bất lợi gì cục diện, mà một mảnh mang, vốn chính là mấy tôn thú hoàng địa bàn, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng mấy người thủ hạ cường đại mang yêu thú, đồng dạng là bị điều động, hợp thành nghiêm mật phòng tuyến. Trận trận hung mảnh tiếng gầm gừ theo rất nhiều mang yêu thú trong miệng phát sinh, kinh thiên động địa, những thứ kia cũng không đủ tu vi, hoặc là không có cường giả lãnh đạo vũ giả, không người có thể quá vượt lên trước một bước, tại loại này tiết nhãn xương lên, càng là ít người dính vào càng tốt, kể từ đó, đếm không hết tán tu cùng tiểu thế lực người, tất cả đều bị trắng ngoại vi giải đất, từng cái trong lòng phẫn nộ, không dám chân chính mạnh mẽ xông vào, cũng chính là ở rất nhiều người hội tụ hướng bá vương tông phương hướng thời điểm, đồng thời bá vương tông khẩn la mật của chuẩn bị chiến đấu thời khắc, ngọc đỉnh bên ngoài tông cũng tụ tập không ít người, bọn họ nghe được tầng kia tầng dãy núi bên trong, một tòa cao kinh sợ ngọn núi trong có người phát sinh nhất tiếng đinh tai nhất ốc trống giận tiếng theo tới đáng sợ rung động lan ra kéo dài đẩy ra đỉnh ngọn núi kia trực tiếp chặn ngang khuynh đảo sơn nhọn một đầu ngã xuống xuống hung hăng rơi đập bể gãy thật đáng sợ rất nhiều tụ tập ở phụ cận vũ giả tất cả đều đáy lòng hoảng sợ không ngớt cái kia khí tức kinh khủng truyền tới tức thì liền cách rất xa hãy để cho bọn họ hầu như muốn tim đập đình chỉ hầu chỗ càng giống như là bị người gắt gao nắm khó có thể hô hấp đây chính là nguyên tông cảnh lực lượng sao số rất ít nguyên hoàn cảnh cường giả, đem hết toàn lực tránh ra khỏi đi, tự dưng rung, bọn họ biết, đây tuyệt đối là nguyên tông kỳ cường giả tuyệt cường uy thế, bá vương tông, nên trảm, thanh âm như vậy theo ngọc đỉnh tông sang sát ngọn núi ở giữa truyền ra ngoài, vang vọng hư không, mà sau ở rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, một đạo thân ảnh theo những thứ kia ngọn núi ở giữa trực tiếp dậm chân mà ra, một bước bước qua, chính là mấy trăm trượng khoảng cách, không gian đảng xuất từng vòng sóng gần. Ở nơi này đạo thân ảnh này chu vi khuếch tán ra, giống như là nước gợn sóng mấy bước đạp hạ chi về sau thân hình liền từ mọi người trong tầm mắt tiêu thất đi khó tìm nửa kiếm cái kia gợn sóng vô hình cũng tiêu tán không thấy lão phu cũng muốn nhìn một cái có thể đụng đến ta ngọc đỉnh tông người là vì sao người lại là một giọng nói truyền ra bội hiển thương lão mà về sau vòng ngoài rất nhiều người lại là chứng kiến một bóng người lấy mau lẹ vô cùng tốc độ lướt về phía viễn phương men theo lúc trước người kia lộ tuyến đi rất nhanh không thấy nguyên tông kỳ cường giả Ngọc Đỉnh Tông Nguyên Tông kỳ lão tổ xuất thế, hai vị A, à, đây chính là hai vị Nguyên Tông cảnh tồn tại, bọn họ muốn trực tiếp giết đến bá Vương Tông, cái này hạ bá Vương Tông thật phiền toái, cũng không biết bao nhiêu người tâm lý hung hăng rung, đậu sắc không ngừng, rõ ràng cái kia Nguyên Tông kỳ cũng không phải là xông tới mình, nhưng tự dưng sợ, bá bá bá, cái này lúc, Ngọc Đỉnh Tông sơn môn bên trong, lần nữa chạy ra khỏi mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, truy tầm phía trước rời đi hai người mà đi, nhưng tốc độ cũng là muốn chậm lên rất nhiều mấy người này là nguyên hoàng kỳ chắc là ngọc đỉnh tông sau cùng cường giả đi rất nhiều người dương mắt mà trông chứng kiến ba vị lão giả mà đi đều là nguyên hoàng kỳ cao giai cường giả thực lực rất là khủng bố nhưng mà nếu như cùng nguyên tông kỳ vừa so sánh liền kém đến quá nhiều đi nhanh chạy đi bá vương tông tiếp tất có một hồi có một không hai chi chiến có người như vậy hô không còn kịp rồi chờ chúng ta chạy đi thời điểm tất cả hẳn là đều kết thúc cũng có người nói tiếp không nhất định bá vương tông có kỳ môn huyễn hồn giới chiến đấu có thể không có nhanh như vậy kết thúc coi như kết thúc chúng ta cũng có thể đi thu được trực tiếp tin tức mang theo nghĩ như vậy pháp rất nhiều tán tu bước lên đường xá bá vương tông tô giật lúc này đây bản tọa muốn xem ngươi chờ như thế nào hủy diệt một hướng khác thiên cương môn bên trong hồng cường long dẫn theo mấy đạo cường đại thân ảnh đứng lơ lửng trên không hắn vung tay lên phía dưới mọi người trong nháy mắt động tác hướng về bá vương tông chạy đi hồng cường long không làm kinh động trong môn nội tình lúc này đây ngọc đỉnh tông gặp tổn thất to lớn có nguyên tông kỳ phá quan mà ra, bình thường mà nói nói, đầy đủ bá vương tông sở hữu người chết mấy lần trước, cho nên Hồng Cường Long chủ yếu là đi tìm hiểu tình huống, như có cơ hội, làm bắt tô giật cái kia tiểu tạc, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, lấy an ủi con trai độc nhất trên trời có linh thiên, hỗn loạn vượt đại thế lực bên trong, không chỉ có là thiên cương môn động cơ hồ là cũng trong lúc đó, ba đại nhất lưu thế lực bên trong, đều có cường giả đi ra, cái kia tô giật trên người bảo vật, lúc này đây nhất định không thể bỏ qua. Huyết Dương Tông Trung, tất công tất trưởng lão cùng đoàn người mà phát động, mục tiêu chỉ hướng bá Vương Tông Mỏ Sơn, không biết tiểu tử kia, lần này còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích, thương vân điện bên ngoài, mấy đạo thân ảnh lấy tạ vô hư trưởng lão vì thủ, rất nhanh thâm nhập đám mây, biến mất, đường trưởng lão, việc này ta cửu tinh cốt cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng, cửu tinh cốt trung, nhất vị áo bào trắng trung niên cường giả hướng về phía đường vọng đường trưởng lão nói đạo, trung niên nhân này mái tóc chỉnh tề mà lượt ở lưng về sau, cả người hiển hiện ra một dáng vẻ thư sinh tính chất, nhưng cực dễ sinh ra hảo cảm. Lão Phu chỉ là đi nhìn trên nhìn lên mà thôi, nếu thật xuất thủ, cũng chỉ là lấy cá nhân ta danh nghĩa, tuyệt không liên lụy cửu tinh cốc. Đối diện, đường trưởng lão trước sau như một giọng điệu đông cứng, tự hồ vô luận đối với người nào cũng đều như nhau không hai. Hắn không để ý tới trong cốc năm cường giả ánh mắt, đang nói rơi hạ chi về sau, hãy còn tự từng bước đạp trên cao thiên, tiến tới nhanh chóng biến mất hình bóng, nhìn đường trưởng lão bối cảnh, cửu tinh cốt trong cường giả không có ngăn cản, cũng không nhiều lời, làm hỗn loạn vượt ba đại nhất lưu thế lực một trong, cửu tinh cốt tuyệt không sợ phiền phức, càng không thể có thể bởi vì một cái nho nhỏ ngọc đỉnh tông hoặc bá vương tông, cũng không dám nhúng tay trong đó, nhưng cái này áo bào trắng trung niên cường giả tâm lý minh bạch một việc tình, bởi vì bá vương tông quan hệ, toàn bộ hỗn loạn vực lần nữa phong vân tế hội, đã không chỉ là ngọc đỉnh tông cùng bá vương tông thù riêng đơn giản như vậy. Có lẽ có người lại bởi vì tô giật bất phàm mà ra tay giúp đỡ hắn, nhưng cùng với lúc, cũng tuyệt đối sẽ có người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò dù sao thiếu niên kia trên người có quá nhiều bí ẩn chỉ là cái kia phục yêu tông kỳ quái rương gỗ liền đầy đủ rất nhiều người xuất thủ tranh đoạt dù sao đó là ngay cả thánh sơn đều đồ mong muốn cho nên tình thế phức tạp như vậy phía dưới cửu tinh cốc tốt nhất tư thế chính là tạm thời không đếm xỉ đến muốn có lợi có thể đồ liền không thể làm cái kia xuất đầu người không bằng đàng hoàng làm cái hoàng tước chỉ chờ đường lan xuất thủ sẽ đi lôi đình một kích đường trưởng lão a đường trưởng lão một lát chi về sau, cửu tinh cốc trung niên cường giả khẽ lắc đầu một cái, tự hồ trong lòng tồn tại vô tận nói như vậy, đối với đường vọng đường trưởng lão hành vi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đào trưởng lão, đổng trưởng lão, hai người ngươi vẫn là đi một chuyến đi, như có cơ hội, liền đem cái kia tô giật mang về, cố gắng hết sức không muốn tổn thương hắn, đương nhiên, như gặp cản trở, hai người ngươi tùy cơ ứng biến là được, khoảng khắc lấy về sau, trung niên nhân nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía hư vô không gian nói đạo, phải, tông chủ. Tại trung niên tiếng người thanh âm rơi hạ chi về sau, trong không gian có lưỡng đạo đáp lại truyền đến, nhưng không thấy bóng dáng xuất hiện. Bá vương tông mỏ sơn, mỗi nhất chỗ địa phương đều tràn đầy không khí khẩn trương. Rất nhiều thợ mỏ ở Nam Cung ngưng nguyệt cùng ông chính quyền chỉ thị phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất khai thác lấy, mà thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng bốn vị thú hoàng, tắc thì là đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến rồi nhất cường thịnh tình trạng. Mỗi bên tự bế nhãn ngồi xếp bằng ở một tòa nho nhỏ gò núi chi lên, ngoại trừ này bên ngoài, tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng cái này ba vị thú hoàng cũng là theo tông môn ở giữa chạy tới nơi này tự liền luôn luôn háo động tô tiểu soái cũng đàng hoàng ngốc tại mỏ sơn chỉnh thiên đánh chân tinh thần thời khắc nhìn chăm chú vào động tỉnh chung quanh mọi người bên trong tô giật cùng lôi vân hạc vẫn bận lục với ly hỏa huyền dương giới cải tạo cùng kiểm tra hai ngày chi về sau tô giật rốt cục thả lỏng ra một hơi đến tất cả công tác toàn bộ hoàn thành hắn cảm thấy có chút mệt mỏi ly hỏa huyền dương giới lần này cải tạo chi về sau uy lực có thể đề thăng 2 đến 3 thành, một dạng nguyên tông kỳ 1, 2, trọng tiến đến, cũng phải cởi trên một lớp da. Lôi Vân Hạc không biết bực nào thì vừa tìm được nhất kiện quay đầu hắc bào xuyên lên, nhưng này bào mũ phía dưới, cũng là lóe ra thần quan trong vắt, như vậy tốt, tô giật gật đầu, đề thăng 2 đến 3 thành uy lực kỳ môn huyển hồn giới, đây tuyệt đối có chất biến hóa, cũng chính là dốc lòng nghiên cứu rất nhiều năm Lôi Vân Hạc, bình thường ngự hồn sư thật đúng là khó có thể làm ra như vậy cải tạo, lôi lão ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống, Ngọc Đỉnh Tông bất cứ lúc nào cũng sẽ giết đến tận cửa. Tôi giật nói lần nữa, cho Lôi Vân Hạc một chai linh dịch. Sau chính là ly khai. Hắn quan sát một cái mỏ sơn chính giữa tình huống, lại cùng Thanh Hoàng, Tô Tiểu Soái đám người nói chuyện với nhau một việc tình. Tông chủ, đây là lần này cần dùng đến nguyên thạch. Không lâu sau về sau, ông chính quyền đưa tới một cái túi không gian, bên trong trang bị đầy đủ nhất tinh nguyên thạch, đều là theo mỏ sơn ở giữa khai thác ra, dùng cho lần này kỳ môn huyễn hồn giới tiêu hao. Tôi giật tiếp nhận, cảm thán không thôi chỉ là kỳ môn huyễn hồn giới tiêu hao, liền đã phí đi bá vương tông không biết bao nhiêu nguyên thạch, cũng may mắn bọn họ là tìm được rồi một tòa mỏ sơn, nếu không sao có thể gồng gánh nổi, vù vù, đột nhiên, đang ở tô giật đang chuẩn bị lần nữa cùng ông chính quyền giao phó một ít gì thời điểm, mỏ sơn phụ cận giữa hư không, đột nhiên có một kiểu khác ý nhị bay lên, từng vòng sóng gợn chuyển hiện, không gian phản phất là nước gợn sóng, sinh ra từng đạo rung động, tô giật, tô tiểu soái Thanh hoàng đám người đều là trong nháy mắt cảm giác được thân sức ép lên chật tăng nhiều, giống như là có đại sơn vỡ đè xuống, nặng hơn vạn quân. Đến rồi, tô giật khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống, như thế mà đạo, nhất định là ngọc đỉnh tông nguyên tông kỳ cường giả. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu, thanh hoàng nhẹ quát, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng chờ, đều là trong nháy mắt khí thế bốc hơi ra, khuếch tán ở giữa hư không, kinh khủng kia sóng không gian chấn động, rõ ràng cho thấy nguyên tông kỳ cường giả mà đến, để cho người sợ hãi là, cư nhiên lập tức tới hai vị, quanh đột nhiên trong lúc đó, một mảnh vô ngần biển lửa đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ mỏ sơn đều bao bọc ở bên trong, nóng rực hỏa diễm cháy hừng hực, đáng sợ uy thế tràn ngập, như thế có thể đốt khoảng không tất cả. Đây là ly hỏa huyền dương giới, ông chính quyền đang tỏa trấn trung su, khu động vận chuyển, tông chủ, ta dẫn người rút lui trước, các ngươi muốn cẩn thận, ông chính quyền nhìn tô giật, trịnh trọng hành lễ nói đạo, nhìn thấy tô giật gật đầu, hắn liền trực tiếp xoay người bước đi, căn cứ trong đầu trận đồ, ở ly hỏa huyền dương giới ở giữa thần tốc tạc qua ông chính quyền nhiệm vụ chính là mang theo nam cung ngưng nguyệt còn có bá vương tông rất nhiều đệ tử ly khai mỏ sơn các ngươi trước hiệp trợ lôi lão ngăn trở một hồi đại ca ta tình huống tô giật hướng về phía bên người mọi người nói đạo mà sau chính là trực tiếp tiến nhập thần bí không gian ở giữa đại ca tây vô tình lúc đầu chạy tới ngọc đỉnh tông phụ cận tìm được tô giật tiến nhập thần bí không gian cũng không biết là có chuyện gì tô giật hỏi phía dưới hắn cũng không có nói rõ đã nhiều ngày tới nay Tô Dật vẫn luôn bận về việc cùng Lôi Vân Hạc cùng nhau cải tạo kỳ môn huyễn hồn giới, nguyên nhân này cũng không có thời gian tiến nhập nhìn một cái. Nhãn hạ Ngọc Đỉnh Tông thật sự có nguyên tông kỳ cường giả giết đến, nhất định phải làm cho đại ca Tây vô tình xuất thủ, có hắn tọa trấn, ly hỏa huyền dương giới mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, tiểu tử ngươi như thế đi sắc thông thông, là Ngọc Đỉnh Tông người đến sao, chỉ ở tô giật mới vừa tiến vào thần bí không gian thời điểm, Tây vô tình thanh âm chính là truyền ra, là, đại ca, tô giật gật đầu, cái kia liền đi đi. Tây vô tình nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất, này thì đứng lên, con đường thẳng hướng về thần bí không gian đi ra ngoài. Tô giật không có hỏi đại ca gần nhất đến tục cùng đang làm cái gì, chỉ là đem giả trang đại lượng nguyên thạch túi không gian giao cho đại ca, mà sau cùng nhau đi ra, tiến nhập mỏ sơn, khắp nơi thiên biển lửa bao phủ, từng bức đáng sợ hỏa tường cùng ùng di động, như thế muốn nghiền diệt vạn vật. Tây vô tình trực tiếp đi đến rồi ly hỏa huyền dương giới trung su, tiếp quản lôi vân hạt vị trí, bắt đầu trưởng khống toàn bộ kỳ môn huyễn hồn giới mà lôi vân hạt tắc thì là trở thành hạ thủ trợ giúp tây vô tình duy trì ly hỏa huyền dương giới vận chuyển kỳ môn huyễn hồn giới một cái danh không thấy kinh truyền bá vương tông lại còn có như này thủ đoạn vô biên biển lửa bao phủ phía dưới một trung niên nhân lẳng lặng đạp khoảng không mà đứng hai hàng lông mày ngưng tụ lại ở xung quanh hắn cùng điều điều khổng lồ hỏa long chiếm giữ vạn vẹo mang theo hung hãn oai không ngừng hướng hắn phát sát mà đến hảo một cái bá vương tông vậy hãy để cho lão phu nhìn cái này kỳ môn huyễn hồn giới đến cùng có thể hay không vây khốn ta khác nhất chỗ địa phương một gã râu trắng như tuyết lão giả tiếng hừ mà nói câu lũ thân thể chợt rất thẳng một cổ vô hình ba động theo hắn thân trên khuếch tán ra chung quanh hỏa diễm trực tiếp gạt ra ngăn cách ra một cái không gian thật lớn trong thoáng chốc lão giả nhìn qua giống như là cái này phương không gian chủ tể một dạng vạn thiên hỏa diễm nhất thì đều khó khăn gần người cái này liền là chân chánh nguyên tông kỳ sao tôi giật thân chỗ hư môn bên trong theo trận đồ chỉ dẫn đẩy ra khắp nơi thiên liệt hỏa, thấy được hai người uy thế, không khỏi phát ra cảm khái tiếng, trung niên nhân kia cùng lão giả, đều là khí độ bất phàm, cư nhiên đem vô tận hỏa diễm đều trắng ngoài thân cực xa chỗ, tôi giật biết, đó là nguyên tông kỳ đặc hữu tuyệt đối lĩnh vực lực, so với Hồng Cường Long, tam trưởng lão chờ nửa bước nguyên tông kỳ thi triển ra, mạnh hơn lên rất nhiều, xa xa quan sát, tôi giật mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ chính mình một ngày rơi vào cái kia không gian bên trong, rất có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị trấn diệt, liền sức phản kháng cũng không có. Hai vị Nguyên tông kỳ, đúng là đồng thời tới hai vị Nguyên tông kỳ, Mỏ Sơn bên ngoài, Huyền Kiếm môn cùng Lục Hợp tông người ở, dựa theo Tô Dật yêu cầu, bọn họ cách Mỏ Sơn rất xa, tạm thời sẽ không dính vào đến đại chiến ở giữa, nhưng mà chứng kiến hai vị Nguyên tông kỳ cường giả xuất hiện, Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương hai người mặt sắc đều là có chút thay đổi, trung niên nhân kia nói vậy chính là trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước Ngọc Đỉnh tông tông chủ La Thừa, là hắn một tay đem Ngọc Đỉnh tông mang hướng huy hoàng, theo Tam Lưu thế lực nhanh chóng cuộc khởi thành nhị Lưu thế lực còn có cái kia lão giả, đại khái là Ngọc Đỉnh Tông Thái Thượng trưởng lão Lô Ứng Hồng không thể nghi ngờ, hai người kia, đều là mấy trăm năm không có hiện thân quá, Quý Thiên Phục, Lâm Chấn Dương, Các Minh, Phùng Khải Tông đám người, đều là chấn động lay động mà mở miệng, bọn họ đối với Ngọc Đỉnh Tông một việc tình, tự nhiên đều là nghe nói qua, cũng biết Ngọc Đỉnh Tông trong truyền thuyết Nguyên Tông kỳ nội tình chính là hai người này, La Thừa cùng Lô Ứng Hồng, năm đó đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, mấy trăm năm trước chính là nổi danh ở thế. Từ đạp phá Nguyên tông kỳ lấy về sau, hai người đều là rất thiếu lại xuất thế lần nữa, lần này Ngọc đỉnh tông tử thương thảm trọng, hai người đúng là đồng thời xuất hiện, cái này hạ thật có chút phiền phức a, à. Quý Thiên phục thì thào mà đạo, vì Bá Vương tông cảm thấy lo lắng, Lâm Chấn Dương đám người cũng như đây, Huyền kiếm môn, Lục hợp tông nhất cộng hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ, đều là siết chặt nắm tay, Khẩn Trương nhìn cái kia bị vô biên ác diễm sở bọc lại Bá Vương tông, bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ có lặng lặng đợi, bắt đầu rồi, theo thì chuẩn bị ra tay đi. Tây vô tình thanh âm ở ly hỏa huyền dương giới trung truyền ra, tiếng nhập tô giật, thanh hoàng đám người trong tai. Trong khoảnh khắc, chư vị thú hoàng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cả người lực lượng nổi lên đến rồi cực hạn. Ly hỏa đốt thiên, tây vô tình tiếng rơi xuống, phần phật một tiếng, trung niên nhân kia chỗ ở không gian bên trong, đột nhiên hỏa quang phóng lên cao, một lùng tùng hỏa diễm đều là hóa thành tử sắc, mang theo phần thiên chữ hải oai, hướng trung niên nhân kia trong nháy mắt bao vây đi. Cái này hỏa diễm không như bình thường, là chân chánh ly hỏa, đem trung niên nhân ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian đều đốt cháy được vặn vẹo biến hình, mở cho ta, trung niên nhân đại quát, tay tay áo vung lên phía dưới, liền có vô số đạo minh ác cương nhận tuôn ra, kim thuộc tính lực lượng sắc bén không chịu nổi, đem khắp nơi thiên tử hỏa cắt thành từng cục toái phiến, hắn lại vung tay lên, duệ khiếu đầy khoảng không, thiên thiên vạn vạn kim sắc cương nhận lần nữa tập kích, dường như hạ một hồi kim vũ vậy, trực tiếp bắt sái vào thao thiên tử sắc ác diễm ở giữa, xì xì xì, lưỡng chủng lực lượng kia này ma sát phát ra tiếng vang chói tai kim thuộc tính lực nguyên do hỏa thuộc tính khắc nhưng mà này lúc đáng sợ khi kim sắc cương nhận biên cuồng cắn chết đúng là đem hết thảy ác diễm cắt được một mảnh mất trật tự ở trong không gian bay vụt cái này liền là tuyệt đối lực lượng áp chế lấy ly hỏa huyền dương giới uy lực muốn trấn áp nguyên tông kỳ tuyệt đối sẽ không đơn giản không hổ là nguyên tông kỳ a thật rất đáng sợ trung xu nơi tây vô tình trong miệng thì thào mà đạo nhãn thần cũng vô cùng rung động đây chính là nguyên tông kỳ cường giả lực lượng xa xa không phải nguyên hoàng kỳ có thể so bì. Cái kia thao thao tử hỏa phát sắc phía dưới, bình thường nguyên hoàng kỳ cửu trọng đều sẽ trong nháy mắt thổ huyết trọng thương, căn bản không thể phản kháng, nhưng trung niên nhân kia đúng là bị ung dung bài trừ. Khoảng khắc chi về sau, tây vô tình con ngươi nổi lên tinh sáng quan mang, đột nhiên trầm giọng mà nói, bất quá, có thể không dễ dàng như vậy cho các ngươi phá ly hỏa huyền dương giới. Này lúc, hắn đã biết được ly hỏa huyền dương giới bị lôi vân hạt sửa đổi qua, uy lực tăng mạnh, kể từ đó, tây vô tình tâm lý có lớn hơn lòng tin không thể trì hoãn xuất thủ một lượt đi dù cho trói không được hai người này cũng nhất định phải bọn họ hung hăng tróc một lớp da tới tây vô tình hướng lôi vân hạt nhìn lại nói như vậy cả người đều gắn vào hắc bào xuống lão giả nhìn không thấy biểu tình nhưng là không tiếng động gật gật đầu mà về sau hai người đồng thời linh hồn lực điên cuồng khuynh tiết mà ra trực tiếp tràn vào kỳ môn huyển hồn giới ở giữa hai vị cường đại ngự hồn sư liên thủ mà thôi xuống ly hỏa huyền dương giới trung như xảy ra địa chấn giống nhau bắt đầu hung mảnh rung rẩy, nổ ầm vang, ùng ùng, kèm theo bãi đá trên nguyên thạch nhanh chóng tiêu hao, vô lượng trong biển lửa, một đầu thân thể gần nghìn trượng hỏa long bỗng nhiên xuất hiện, phát ra gào thét tiếng, thật lớn riết gào kinh thiên động địa, liên đối lấy toàn bộ ly hỏa huyền dương giới đều ở đây lay động, tên là lô ứng hồng lão giả lẳng lặng đứng ở ly hỏa huyền dương giới thương môn bên trong, làm cái kia hỏa long bỗng nhiên phát sát mà ra, cái kia già nu mâu quang ở giữa lóe ra ánh sáng sáng chói, tạch tạch tạch. Hắn ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian, ở hỏa long áp lực phía dưới đúng là bắt đầu rạng phát sinh như đồ sứ rạng nứt âm thanh cực kỳ thanh thúy hỏa long làm khoảng không vỡ áp bát phương cường hãn không ai bằng làm cho hỏa diễm không gian nhất chỗ chỗ bạo liệt mở ra Dết, lô ứng hồng mặt trầm như nước phát sinh một tiếng trầm quát một quyền hung hãn huy kích đi ra ngoài vô lượng quan mang theo hắn nắm tay chi trên bột phát ra kích hóa ra một đầu hỏa diễm nộ sư thức tỉnh cũng hoàn toàn đỏ đậm hỏa thuộc tính lực lượng tiêu xạ gào gừ hỏa diễm nộ sư gào thét không ngừng hung hăng cùng cái kia hỏa long đánh vào nhau, quanh, to lớn tiếng nổ đùng đoàn tạo nên, kinh khủng kia nổ sư trực tiếp lộn lái đi, giống như là một tòa đại sơn đập ở ở giữa hư không, từng vòng thắt sâu sóng gợn cuồn cuộn mà ra, nổ sư khí thế trên người thoáng thì uể oải, ở lô ứng hồng vung tay lên phía dưới, liền toàn bộ tiêu tán lái đi, mà đối diện cái kia đầu hỏa long, cũng bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành mưa lửa đầy trời rơi, bên kia, trung niên nhân kia la thừa thân chỗ hung nhất tử môn, đồng dạng là có thêm một cái đáng sợ hỏa long áp bách xuống, nhưng hắn trong nháy mắt dơ cao bắt đầu ống ánh khắp nơi kiếm mang, trực tiếp đem hỏa long chém vỡ, nhưng tất cả những thứ này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở hỏa long tán loạn chi về sau, cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, hỏa long lần nữa thành hình, đồng thời số lượng bạo tăng, lập tức liền xuất hiện 20 cái, mỗi một con rồng lửa đều là nghìn trượng thân, đều là tản ra nghiền diệt hết thảy uy thế, phô thiên cái địa mà đến, phân chỗ hai mảnh không gian chính giữa la thừa cùng lô ứng hồng hai người, hai mắt trong nháy mắt hiếp lại, mỗi bên tự thân lên, nguyên khí bạo dũng mà ra, tuyệt đối lĩnh vực lực điên cuồng bành trướng, đem phương viên mười mấy trượng phạm vi, tất cả đều nhét vào chính mình chủ tể lĩnh vực bên trong, gào gừ, từng cái hỏa long rít gào động khoảng không, thân thể vạn động, hung hãn vọt vào hai người tuyệt đối lĩnh vực ở giữa, thân hình khổng lồ kia như thế rơi vào vô biên thủy vực, hung mảnh khoái động, tướng lĩnh vực không gian vén ra vạn trọng sóng lớn, dết, la thừa trong miệng phát sinh trầm quát, áo bào phiêu phiêu, thân hình vọt lên, cùng 20 cái khổng lồ hỏa long đánh nhau nguyên tông cảnh tu vi bộc phát ra vì thế hiển hách kinh thiên động địa mà cái kia từng đầu hỏa long xung phong liều chết trong lúc đó cũng là ở tuyệt đối lĩnh vực ảnh hưởng xuống hành động chậm chạp không thiếu la thừa tung hoành sông lướt ngưng tụ ra cân nhắc chi không rõ đáng sợ cương nhận trong không gian toàn vũ không ngớt trước mặt một đầu hỏa long đang điên cuồng cắn giết phía dưới rất nhanh hóa thành toái phiến còn lại các phe hỏa long sông ngang tới la thừa cước bộ khởi động thần tốc tránh né nhưng mà cuối cùng là có một cái khổng lồ hỏa long trực tiếp đụng vào phía sau lưng của hắn chi lên đem thân thể đều đụng phải bay ngang hừ la thừa phát sinh kêu rên khí huyết cuồn cuộn mâu quan biến được cực kỳ lạnh lùng trong lúc vội vàng không gian chi lực câu động lệnh còn sót lại hỏa long tất cả đều hành động biến được chậm chạp la thừa lúc này mới bình yên tránh đi bên kia lô ứng hồng tình huống cũng không sai biệt nhiều mỗi một đạo cường đại kiếm mang bị hắn ngưng tụ mà ra đều sẽ đem một cái hỏa long trực tiếp chém rụng nổ lên nhưng chung quanh hỏa long thật sự là nhiều lắm cái hông của hắn bị một đạo long vĩ hung hăng quất trúng, ngoài thân áo bào chớp mắt nát bấy, lộ ra nhục thân chi trên xuất hiện một chút khét, hỏa long bưu hãn, hung mảnh phát sát, ngọc đỉnh tông hai vị cường giả toàn lực mà phát động, cùng từng cái hỏa long truyền đấu cùng một chỗ, hai người này không hổ là nguyên tông kỳ, cứ việc thỉnh thoảng sẽ thừa nhận hỏa long một kích, nhưng chưa từng chân chính thụ thương, chỉ là có chút khí huyết quay cùng mà thôi. Từng tầng một nghiêm mật không gian chi lực theo bọn họ thân trên ba động xuất hiện, làm cho hỏa diễm không gian trung bày biện ra kỳ cảnh trung động sóng gợn trận trận, hai người khí thế như hồng, cả người nguyên khí trận trận dân trào, chẳng qua theo thời gian trôi qua, bọn họ lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hồi lâu chi về sau, 20 cái khổng lồ hỏa long từng bước bị chấn động diệt ở vô hình, hai gã nguyên tông kỳ cường giả, cũng khí thế yếu bớt không thiếu, ngăn chặn bọn họ một hồi, Tây vô tình thanh âm ở ly hỏa huyền dương giới trung vang lên, truyền vào tô giật, thanh hoàng đám người trong tai, minh bạch, tô giật cùng một đám thú hoàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một mạch chờ ở các môn ở giữa ở tây vô tình giọng nói rơi hạ chi về sau mọi người trong nháy mắt chia làm hai tổ thanh hoàng dẫn theo vệ linh hoàng tử tượng hoàng long tê hoàng ba người thoáng thì xuyên thấu khắp nơi thiên hỏa diễm ở giữa dương minh âm minh đã hợp làm một thể hóa ra khổng lồ âm dương minh giao thân thế mang theo huyền quy hoàng cũng tiêu thất bọn họ thân về sau tô giật cùng tô tiểu soái hai người cũng cùng nhau mà đi hai phe nhân mã đồng thời vọt vào hai hung môn ở giữa ừng, la thừa giết hết hết thảy hỏa long ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực cũng tán loạn lái đi, hắn đang muốn thoáng chậm trên một hơi, nhưng bỗng nhiên đôi mắt vừa nhất, chỉ thấy ống ánh khắp nơi thanh sắc quang mang quay đầu ép che xuống, như một giải lụa, hung hăng rút ra đánh tới, lại còn dám đánh lén, nhất định muốn chết, la thừa cười lạnh một tiếng, trong chốc lát chính là giơ tay lên quét ra một mảnh kim quang cương nhận, gào thét toàn phi, loạn vũ sông ngang, như thế có thể giết xuyên thiên địa một dạng, hoàn toàn tập kích lên cái kia thanh quang giải lụa, chớp mắt đem giết hết ở vô hình, nhưng theo sát tới, lại là một mảnh tử sắc hỏa hoạn phô thiên cái địa mà đến, cháy hừng hực, cùng chu vi kỳ môn huyễn hồn giới trong khắp nơi thiên hỏa diễm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trừ cái này tử hỏa bên ngoài, còn có ô kim quang mang tóe phát, cùng băng lam sắc năng lượng cuộn trào mãnh liệt tới, vài luồng cường đại sức mạnh to lớn dân trào, nhất là cái kia băng lam sắc năng lượng, càng làm cho được la thừa linh hồn có một ít trung động, hắn tay áo bào cổ đảng lái đi, như xúc kích sấm gió, lần nữa tuôn ra hàng vạn hàng nghìn cương nhận, dường như đếm không hết hạt mưa lao ra rầm rầm hưu, kinh khủng va chạm sản sinh, các loại bất đồng năng lượng kia này thôn vệ vướng víu, không gian bên trong giống như là thả một hồi pháo bông, sáng lạn nhiều màu, nhưng cái này sáng lạn bên trong, cũng là ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, mấy tôn thú hoàng này, chịu chết đi, la thừa ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, thân hình chợt khoảng không dựng lên, đẩy ra khắp nơi thiên cuồng bạo năng lượng, hung hãn xông về đối diện mấy tôn thú hoàng, chỉ là mấy tôn hoàng cấp mà thôi, tuy là rất là cường đại, nhưng tại hắn nguyên tông kỳ trước mặt xuất thủ, không khác nào là ở chịu chết, rút lui, nhưng mà chỉ thấy cái kia làm ra tay trước thú hoàng trong miệng trường quát, chợt chính là quay đầu bước đi, trực tiếp vọt vào thao thao ác diễm ở giữa, mặt khác mấy tôn thú hoàng cũng không chậm, trong nháy mắt rút đi, biến mất, mà đang khi hắn nhóm trì hoãn ngắn mũi này một chút thời gian bên trong, chung quanh hỏa diễm cũng là ngưng tụ ra mới tinh biến hóa, hai trận như như thực chất cự đại tường thể chuyển hiện, một tả một hữu, đem la thừa kẹp ở giữa, tường thể bên trong, lại là có mấy chục cái hung hãn hỏa long hiện hình đồng thời hướng hắn phát sát mà đến hừ các ngươi như thế nào chống đỡ được ta mắt nhìn mấy tôn thú hoàng tiêu thất la thừa không khỏi kêu to nhưng mà này thì hai trận lớn đại hỏa diễm tường thể bắt đầu di động hướng ở giữa dựa vào mang theo không có gì sánh kịp lực áp bách cần phải đưa hắn nghiền thành bột miệng gào gừ cùng này đồng thời từng cái nhìn trượng hỏa long thân thể cầu tinh thần miếng vẫy nhìn qua tựa như chân thực đồng dạng chấm dứt mạnh tư thế giết hạ mở cho ta la thừa trong miệng bảo quát mở lời tuyệt đối lĩnh vực lần nữa mở ra vô hình không gian sóng gợn khuếch tán ra, hung hãn cùng hai bức tường thể va chạm ở tại nhất chỗ, ung ùng, tường thể lướt ngang, tốc độ cứ việc thông thả, nhưng tuế phóng xuất vô cùng sức mạnh to lớn, đè ép được la thừa tuyệt đối lĩnh vực trực tiếp biến hình, phát sinh trạng, trống trống, tại đồng nhất thời gian, mấy chục con rồng lửa phát sát, long trảo ở giữa hư không lấy ra từng đạo màu đen vết tích, hoàn toàn mơ hồ, tất cả đều là đồng thời xông về la thừa. Đối mặt với lưỡng chủng bất đồng thế tiến công đồng thời hàng lâm, La Thừa khuôn mặt sắc trước nay chưa có ngưng trọng, trong cơ thể hắn hết thảy nguyên khí tất cả đều bạo nổ phát, gắt gao duy trì tuyệt đối lĩnh vực không gian, thân hình càng là ở giữa hư không hành động, quét ra từng mảnh cương nhận, cùng thắp nơi thiên hỏa long đánh nhau, đây là một hồi kinh khủng chiến đấu, La Thừa thừa nhận rồi áp lực trước đó chưa từng có, có vài hỏa long tấn công tới, tại hắn đón đánh thời gian, tuyệt đối lĩnh vực không gian chính là chợt buông lỏng, hai trận kinh khủng hỏa tường bỗng nhiên chen gần ba thước khoảng cách, khiến cho hắn áp lực lại tăng, mở cho ta La thừa lần nữa đại quát, cái trán trên bắt đầu thấm ra một ít mồ hôi hột. Mặc dù là nguyên tông cảnh tu vi, lúc này ở cái này kỳ môn huyễn hồn giới bên trong, hắn cũng cảm nhận được một ít khí tức nguy hiểm, như không thể đem toàn bộ kỳ môn huyễn hồn giới đều phá giải ra đi, hắn sẽ bị từng bước kéo suy sụp, bởi vì này chủng đối kháng tiêu hao thật sự là quá lớn. Một cái không gian khác trong, đô ứng hồng cũng tình huống giống nhau, tình hình của hắn thậm chí so với la thừa muốn có vẻ thê thảm một ít, đơn giản là cái kia đầu cường đại âm dương minh giao, lực lượng đúng là có thể cùng nửa bước nguyên tông kỳ chống đỡ được, đột nhiên tập sát chi hạ, làm cho lô ứng hồng ngang lưng da thịt tráng tét ra, tô giật mấy người một kích tức thì lui, cho tay vô tình, lôi vân hạt hai người tranh thủ một chút thời gian, ngưng tụ ra hai trận khổng lồ hỏa tường và mấy chục con rồng lửa, hai vị nguyên tông kỳ cùng mảnh mà phát động, nhưng nguyên khí nhanh chóng tiêu hao, bọn họ không phải ngự hồn sư, không pháp đi qua ngự hồn sư thủ đoạn tới phá giải kỳ môn huyễn hồn giới, rơi vào ở giữa chỉ biết bị động. Mà đối với bá vương tông mọi người mà nói, chỉ cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch, liền có thể đem hai người bọn họ nguyên tông kỳ tử tử mà vây ở ở giữa, kỳ môn huyễn hồn giới lại có thể thế nào, như cũ đỡ không được ta, la thừa rống to hơn, đỉnh đầu sợi tóc mất trật tự khởi vũ, như cuồng sư, con ngươi bên trong, càng là xuất hiện một mảnh giận dữ ánh sáng đỏ ngòm, từ bước vào nguyên tông kỳ chi về sau, la thừa chưa từng có đụng phải cục diện như vậy, đúng là bị một tòa kỳ môn huyễn hồn giới vây lại, thanh âm của hắn xuyên kim nứt đá một dạng, chấn đắc khắp nơi thiên hỏa diễm đều rung rẩy liền hai trận hỏa diễm lớn tường đều rung rẩy không ngớt, trong chốc lát, la thừa cả người gân xanh nổi lên đứng lên, cơ thể trên từng cây một huyết quản phồng lên, bò đầy cả người trên xuống, cả khuôn mặt khuôn mặt cũng hiện đầy đậu giác to văn lạc, nguyên khí khuynh tiếp giống như trường giang đại hà, tràn trề lực mạnh tuế phát, một hồi vô hình lực lượng quanh, một tiếng khuếch tán ra, ong ong ong, ở này lực lượng phía dưới, hai trận hỏa diễm tường thể đúng là sinh dừng bước, khó có thể về phía trước, ầm 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 ầm, từng cái hỏa long ở tuyệt đối lĩnh vực bên trong, cũng bị lực vô hình đè ép, ở giữa hư không trực tiếp nổ tung lái đi, liền đập vỡ mở hỏa diễm đều chớp mắt bị nghiền diệt ở vô hình, thật lớn rung động nhất lên, toàn bộ không gian đều phát ra hung mảnh lay động, nổ chấn động thiên, phản phất tồn tại nhất cái bàn tay vô hình, nhất cái nắm toàn bộ ly hỏa huyền dương giới, ở hung hăng dùng sức mạnh mẽ rung, nhiều bó hỏa diễm theo không gian bên ngoài rớt, rơi, hóa ra hỏa cầu, bay lượn đầy trời, người này ít nhất là nguyên tông kỳ hai trọng tu vi, trung xu nơi, tây vô tình sắc mặt tái nhợt giống như giấy, không hề huyết sắc bên người hắn lôi vân hạt nhìn không thấy khuôn mặt nhưng cả người khí cơ cũng vẻ oải không thiếu chưa từng mở miệng nói chuyện hai người linh hồn lực lượng tiêu hao cực quá mức nhưng thủy chung còn đang duy trì ly hỏa huyền dương giới vận chuyển bất quá ở bọn họ cảm giác phía dưới cái kia nguyên tông cảnh trung niên nhân thân trên giống như là muốn thấm ra tiên huyết tới một dạng da thịt hoàn toàn một mảnh đỏ đậm trong mắt đều nhanh muốn xông ra viền mắt nhìn qua cực kỳ đáng sợ đứng vững tuyệt không thể làm cho hắn ung dung phá khai rồi ly hỏa huyền dương giới tây vô tình chặt cắn chặt hàm răng cảm nhận được áp lực cực lớn hắn chưa từng có cùng nguyên tông kỳ chính diện đối nghịch qua lấy kỳ môn huyễn hồn giới cùng với đối địch càng là đầu một hồi nhưng hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý cái này ly hỏa huyền dương giới hẳn là không pháp chân chính ngăn trở hai vị kia nguyên tông kỳ hiện tại phải làm chính là làm hết sức tiêu hao bọn họ lực lượng nếu không thì một ngày cùng hai người kia chính diện đối lập nhau sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm tình cho dù là bá vương tông hoàng cấp cường giả một loạt mà lên cũng không đủ đối phương giết. Tay vô tình trong lúc vội vàng lấy ra một chai linh dịch uống xuống, linh hồn lực lượng tiếp tục sôi trào không ngừng. Một bên lôi vân hạt vô thanh vô tức, cũng toàn lực làm, ùng ùng, ly hỏa huyền dương giới không ngừng mà run rẩy. La thừa ngoài thân hai trận hỏa diễm tường thể trì trệ không tiến, nhưng vẫn ở bộc phát thao thiên cự lực. Lão phu cũng muốn biết, cái này bá vương tông đến cùng có thể chống đỡ ta hai người tới mấy thì một mảnh khắc hỏa diễm không gian trong. đôi ứng hồng thanh âm già nua vang lên, cái kia một đôi nguyên bản có chút đục ngầu con ngươi, lúc này lại là toát ra vô cùng ánh sáng như thế điện mang tiêu xạ cảm nhận được đáng sợ rung động cái kia đầy nếp nhăn da thịt trong nháy mắt giống như là thổi khí giống nhau hoàn toàn phồng lên êm dịu đứng lên huyết quản gân xanh nhảy lên tim càng là như trọng trống gõ một dạng tiếng chấn động hư không hắn thi triển ra toàn lực tuyệt đối lĩnh vực bành trướng đem hỏa diễm tường thể ngăn trở theo hai vị nguyên tông cảnh ra tay toàn lực không chút nào bảo lưu phía dưới hỏa diễm tường thể bị rất nhanh để đỡ được từng cái hỏa diễm cự long tất cả đều bị tuyệt đối lĩnh vực đè ép thành hư vô, không còn tồn tại, mở cho ta, la thừa bảo quát, khớp hàm rung lên, muốn rách cả mí mắt, bằng vào tuyệt cường tu vi, bắt đầu đem hỏa diễm tường thể hướng ra phía ngoài khước từ đi ra ngoài, suy, hỏa diễm tường thể ngược mà phát động, đúng là phát ra như kim loại ma sát một dạng thanh âm, nhường e răng, hai vị nguyên tông kỳ cường giả, tứ chi đều rung rẩy như thừa nhận núi lớn vỡ ác, bọn họ cả người bắp thịt giống như là muốn nổ tung giống nhau, ở nóng trực nhiệt độ cao hương đốt phía dưới nóng hổi giống như là nung đỏ bàn ủi mồ hôi còn chưa xuất hiện liền trực tiếp bốc hơi phát tiêu thất suy suy tường thể đang di động bị lực mạnh gạt ra ly hỏa huyền dương giới bên trong rung động không ngừng hư không tại loại này rung rẩy chi hạ đều xuất hiện mơ hồ cảnh tượng khiếp người mở cho ta theo một lần nữa bảo quát ra âm thanh la thừa cùng lô ứng hồng hai người không hẹn mà cùng sử xuất tất cả lực lượng một cuồng mảnh khí bá đạo giống như là lũ bất ngờ lao ra thân thể hung hăng tưới tuyệt đối lĩnh vực ở giữa, bọn họ ngoài thân áo bào trực tiếp cổ đảng nổ tung, hóa thành từng mảnh một vải rũ xuống trong người tiến lên, ầm, một tiếng vang thật lớn thao thiên, không ai bằng kình khí vọc một cái mà ra, theo ly hỏa huyền dương giới ở giữa bạo nổ phát, nghịch tiêu mà lên, hình thành một cái to lớn khói bụi đám mây, mênh mông năng lượng từ nơi này đám mây ở giữa khuynh tiết, như trường hà sóng to, điên cuồng mà hướng về chu vi khuếch tán ra, lấy mỏ sơn làm trung tâm, phương viên năm 60 dặm trong phạm vi, tất cả đều là phát ra kịch liệt rung rẩy không được, mau ngăn cản, xa chỗ một mạch lẳng lặng chờ huyền kiếm môn, lục hợp tông người tức thì kinh hãi, mỗi bên tự thi triển lực lượng bắt đầu ngăn cản loại này khí lãng trùng kích, đồng thời thân hình hướng về phía sau chợt lui, trong lúc mơ hồ, bọn họ chứng kiến mấy đạo thân ảnh theo cái kia đám mây ở giữa bị hất bay mà ra, quăng về phía cao thiên, ly hỏa huyền dương giới trung xu chi chỗ, cùng bá lực quét ngang, đem tay vô tình cùng lôi vân hạt hai người tử tử mà áp hướng đại địa, tọa hạ bãi đá trong nháy mắt nổ bể ra đi, hóa thành bột mịn phía dưới thổ địa cũng khoảng cách bị quát đi nửa trượng có thừa, cũng may bọn họ xem thời cơ cực sớm, đều là cách người mình bày ra nguyên khí vòng bảo hộ, nhờ vậy mới không có bị trực tiếp giảo diệt, chẳng qua lôi vân hạt trên người bào mũ, ở trước đó đáng sợ kia lực lượng tập kích phía dưới, nhưng là bị đập vỡ vụn lái đi, phốc, phốc, ổn định chi về sau, hai người đồng thời phun ra búng máu tươi lớn, khuôn mặt trên tất cả đều một mảnh thảm bạch, tô giật tiểu tử, tay vô tình tại trên đất lộ một vòng, mới vừa cố gắng bò dậy, thân hình bỗng nhiên lắc lư một cái, kém chút ngã sấp xuống, hắn nhìn về phía cao khoảng không, ý đồ từ vô tận khói bụi bên trong, tìm được tô giật đám người thân ảnh, lôi vân hạt nằm trên đất, cũng là một lát khó có thể nhúc nhích, ly hỏa huyền dương giới cáo phá, bị hai vị nguyên tông kỳ dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp mạnh mẽ tạo ra, trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, thân chỗ trung tâm vị trí, đổi lại một dạng nguyên hoàng kỳ năm sáu trọng tồn tại, chớp mắt là có thể bị đánh chết ở vô hình, lấy tô giật cái kia loại tu vi, bình thường mà nói, sợ là có 10 cái mạng cũng không đủ chết nhưng tây vô tình biết tiểu tử kia nhục thân bất phàm càng là có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn không biết sẽ có hay không có chuyện gì tình trận này khói bụi cực kỳ nồng nặc thật lâu không tiêu tan cách mỏ sơn rất xa chi chỗ không thiếu thế lực chạy tới cường giả đều là bị động tĩnh như vậy hù dọa đến thật là đáng sợ uy thế đây rốt cuộc là bực nào chờ dạng lực lượng a có chút nhớ nhung muốn tới gần vây xem tán tu trong lòng hoảng sợ vô cùng bọn họ vạn phần vinh hạnh cũng may cái kia vô số mang yêu thú đối với hắn nhóm tiến hành khu trục không cho tới gần mỏ sơn, nếu không thì lấy vừa mới khủng bố như vậy năng lượng, bọn họ đứng ở phụ cận nói, không chết cũng phải bị thương, như vậy tầng thứ giao phong, căn bản không phải bọn họ tu vi như thế có thể tham dự, liền vây xem đều sẽ tồn tại mãnh liệt nguy hiểm, bá vương tông ly hỏa huyền dương giới phá, không biết tình huống thế nào, chúng ta đi mau, nhất vương chạy tới trong đám người, thương vân điện tại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, trầm nói rằng, lập tức mang theo bên người một đám cường giả nhanh chóng mà đi, chạy về mỏ sơn, cô giật, ngươi có thể không thể chết như vậy a à. khác nhất chỗ địa phương khuyết dương tông tất trưởng lão ánh mắt lòe lòe trong miệng thì thào mà nói hắn cũng không hy vọng tôi giật bỏ mình tối thiểu không thể chết ở chỗ khác bởi vì đối phương trên người các loại tốt chỗ còn chưa xuống đến trong tay mình tiểu tạp toái ngàn vạn lần không nên rơi xuống trong tay của ta thiên cương môn này thời gian cũng sắp đến mỏ sơn chỗ hồng cường long trong con ngươi tràn đầy oán độc tình lãnh nói rằng hắn không tin tô giật hội chết đi dễ dàng như thế cái kia tiểu tạp toái không phải bình thường không thể kinh thường, nhưng Hồng Cường Long tin tưởng, ở Ngọc Đỉnh Tông Nguyên Tông Kỳ cường giả tập sát phía dưới, tô giật tuyệt đối chạy trốn không xong, đi, hắn vung tay lên, mang theo mấy tên thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cường giả thần tốc động tác, chạy về mỏ sơn, còn lại mỗi bên chỗ, không thiếu chạy tới thế lực người tất cả đều là nhanh chóng động tác lấy, cửu tinh cốc đường trưởng lão độc tự mà đi, cảm nhận được cái kia vô biên lực lượng tuế phát ra tới về sau, không trên một tiếng, tiện đà cắm đầu đi về phía trước, tại hắn thân sau một khoảng cách bên ngoài, hai đạo khác thân ảnh già nua gắt gao theo đuôi, bọn họ mang theo cửu tinh cốc cốc chủ mệnh lệnh mà đến, tiểu tử, ngươi không sao chứ, mỏ sơn trên khoảng không, khói bụi còn chưa tiêu tán, tô giật bị quăng vào cao thiên bên trong, này thì bên người xuất hiện nhất vị tuyệt đẹp phu nhân, đem đầu vai hắn bắt lại, mở miệng hỏi, cảm tạ tiên tử tỷ tỷ, ta không có việc gì, thân hình ổn định lại, tô giật lắc đầu, trong đầu một mảnh ngẩn ra, ù tai không ngừng, hắn thân trên yêu thần chiến khải không biết bực nào thì di chuyển hiện, đem hắn nhục thân hoàn toàn bảo vệ ở bên trong lại thêm trên kim cương chi thể cường hãn cho nên tô giật cũng không có bị vết thương nặng đến đâu thế chẳng qua ở đáng sợ kia rung động phía dưới hắn một lát đều khó hoảng quá thần lai không có việc gì là tốt rồi ta cái kia lão già khốn nạn vô thường tiên tử ngoài ý muốn nhìn tô giật trên người áo giáp liếc mắt nhưng không có hỏi nhiều mà sau cũng không thèm quan tâm hắn trực tiếp tiến vào phía dưới khói bụi bên trong biến mất chủ nhân lão đại qua một hồi tô tiểu soái thanh hoàng dương minh âm minh, vệ linh hoàng, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng cái này mấy tôn thú hoàng thần tốc súng lại, bọn họ tu vi cường hãn, từng cái cũng không lo ngại, nhưng ở bá liệt trùng kích phía dưới, cũng đều hứng chịu tới nhất định thương tích, cũng may không nghiêm trọng, ly hỏa huyền dương giới phá, tô giật trong miệng nỉ non, ánh mắt xuyên qua tầng tầng đang ở tiêu tán khói bụi, mơ hồ có thể chứng kiến phía dưới sơn thể đã bình chỉnh một mảnh, như thế bị ngưu khai khẩn qua. Cái kia từng cái nguyên bản hầm mỏ đều bị vùi lấp xuống dưới, không còn tồn tại. Ngọc Đỉnh Tông hai người kia không biết ra sao, Thanh Hoàng khuôn mặt sắc ngưng trọng, đánh giá bốn phía, nhưng nhất thì cũng không có chứng kiến bóng người, đi, hạ đại ca cùng lôi lão tình huống, tô giật không có đi quản những thứ này, trong đầu thoáng chậm quá một ít về sau, chính là mang theo mọi người nhằm phía phía dưới đi, đại ca Tây vô tình cùng lôi vân hạt hai người tọa trấn ly hỏa huyền dương giới trung su, và toàn bộ kỳ môn huyển hồn giới chặt chẽ mà liên hệ với nhau, lần này thanh thế, không làm được bọn họ hội thụ thương cực trọng, tiểu tử, các ngươi đều không sao chứ, khoảng khắc chi về sau, làm tô giật rơi vào trước mặt, Tây vô tình chính là suy yếu mở miệng nói, tại hắn trước người, vô thường tiên tử đứng thẳng, mang trên mặt một tia không che giấu được không nở cùng lo lắng, đại ca ngươi thế nào, tô giật nhíu, Tây vô tình xếp bằng ngồi dưới đất lên, tình huống thoạt nhìn cũng không tốt, điều này làm cho hắn lo lắng, ánh mắt lần nữa đảo qua, lôi vân hạt càng là co ro nằm trên mặt đất, khó khăn hô hấp, một miệng trong lúc đó càng là không ngừng ho ra tiên huyết, đại ca, ngươi và lôi lão đi chữa thương đi, còn dư lại sự tình giao cho chúng ta. Tô giật hai mắt ngưng tụ lại, trầm nói rằng, hắn cũng không kịp vô thường tiên tử ở đây, thừa dịp khắp nơi thiên khói bụi vẫn còn, trực tiếp trương khai thần bí không gian, đem đại ca Tây vô tình cùng lôi vân hạt đều dẫn theo đi vào, tiểu tử, cái này ngươi cầm, tuyệt đối có thể phái trên trọng dụng chỗ, tiến nhập thần bí không gian chi về sau, Tây vô tình đột nhiên ném cho tô giật một cái túi không gian, nói như vậy, tô giật tiếp bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút, mở ra xem, cũng là cả người đều ngẩn ở tại chỗ ngự hồn sát phù, nhiều như vậy ngự hồn sát phù, tô giật cơ hồ là thét lên, cầm trong tay túi không gian kém chút không có nắm vững, không sai, đại ca Tây vô tình cho hắn không gian đại lý, chính là giả trang đại lượng ngự hồn sát phù, đại thể nhìn một cái, có ít nhất hai ba trăm miếng, tiểu tử, đây là ta gần nhất mấy thiên chế tạo gấp gáp đi ra ngự hồn sát phù, nhất cộng mươi lẻ ba miếng, trong đó 260 miếng đều có ta một kích toàn lực uy năng, hai quả khác, tắc thì là so với ta ra tay toàn lực còn cường hãn hơn một ít một quả cuối cùng là ngự hồn phù kiên thời điểm mấu chốt sử dụng vì luyện chế những thứ này còn tiêu hao hết còn dư lại cái viên này nguyên hồn tử hỏa đan cho nên lúc này đây ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng cho ta hung hăng thu thập bên ngoài cái kia hai cái lão cẩu tây vô tình nhìn tô giật nói như vậy tô giật ánh mắt nhảy lên không ngớt đây hết thảy hắn đều không có dự liệu được hắn căn bản không biết linh bảo các lúc nào đưa tới tài liệu luyện chế nhưng cái này thì lại là nghĩ thông một việc tình cái kia chính là đại ca trong ngày đột nhiên chạy đến Ngọc Đỉnh Tông phụ cận tìm kiếm mình, tiến nhập thần bí không gian, nguyên lai là vì ở nơi ấy lợi dụng cự hồn thạch, luyện chế những thứ này ngự hồn sát phù, kinh khủng nhất là, đủ đủ 260 miếng đều có hắn ra tay toàn lực một kích uy lực, nhất sau 3 miếng còn muốn càng hung hãn, Tô giật cầm túi không gian bàn tay có chút run rẩy, có những thứ này ngự hồn sát phù, đối phó bên ngoài cái kia hai gã nguyên tông kỳ, nắm chặt lại lớn một phần, hắn nỗ lực bình phục tâm tình kích động, đi ra thần bí không gian vô thường tiên tử nhìn tô giật theo trước người quan đoàn ở giữa đi ra, mà tây vô tình cùng lôi vân hạt cũng là không có lại xuất hiện, không khỏi trong lòng chấn động lay động đứng lên, hảo tiểu tử, thảo nào cái kia lão già khốn nạn nói ngươi thân trên bảo vật không thiếu, vừa mới ở trong đó, sợ là nhất phương không gian độc lập chứ, vô thường tiên tử mở ra lông mi, liếu lưỡi hỏi, việc này lấy sau sẽ cùng tiên tử tỷ tỷ nói đi, tô giật không có giải thích cái gì, xoay người nhìn phía chu vi, muốn tìm được hai vị kia nguyên tông kỳ cường giả thân ảnh phá giải ly hỏa huyền dương giới đối với hai người kia mà nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bởi vì hắn nhóm không phải cường đại ngự hồn sư hơn nữa tô giật tin tưởng làm bị vây nhốt người sau cùng cái kia chờ đáng sợ trùng kích tuyệt đối sẽ để hai người thụ thương bọn họ không có việc gì thật tốt quá xa chỗ huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mười mấy người lần nữa tới gần xa xa chứng kiến tô giật đám người xuất hiện không khỏi thả lỏng một hơi vừa mới kỳ môn huyển hồn giới phá vỡ thanh thế thật sự là quá dọa người cũng may bá vương tông rất nhiều hoàng cấp đều là thập phần cường hãn vẫn chưa thụ thương quý thiên phục lâm chấn dương có chút vinh hạnh may mà tô giật không để cho bọn họ trực tiếp dính vào nếu không thì chỉ là vừa mới cái kia một cái hai đại tông môn mười mấy người này sợ rằng phải chết đi hơn phân nữa phải biết ngay trong bọn họ đa số đều vẫn là nguyên hoàng kỳ sơ cấp căn bản đối kháng không ở kia chờ hạo đại uy năng không biết ngọc đỉnh tông cái kia hai gã nguyên tông kỳ thế nào lâm chấn dương trong miệng thì thào ánh mắt bốn chỗ băng khoăn tô giật mấy người này thời gian cũng đang tìm hai người kia tung tích được tốt ở nơi này lúc giữa hư không có một đạo thanh âm như vậy vang lên nghe cực kỳ phiêu miểu không biết từ đâu chỗ truyền tới tô giật thanh hoàng đám người đều là mừng rỡ bọn họ có thể nghe ra thanh âm này chính là cái kia ngọc đỉnh tông trung niên nhân phát ra hảo một cái bá vương tông xác thực là làm cho lão phu kinh ngạc a rất nhanh lại là một thanh âm vang lên đồng dạng phiêu hốt bất định tìm không ra cụ thể chỗ nhất trước nhất sau hai người ngử nghe đều là mang theo không có gì sánh kịp tức giận bá sau một khắc có một nhẹ phong bỗng nhiên thổi qua đem trên núi hết thảy khói bụi đều nhanh tốc độ mà thổi tan lái đi ở tô giật tô tiểu soái vô thường tiên tử đám người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới hai bóng người xuất hiện ở cao khoảng không chi lên đứng sóng vai một trung niên nhất lão giả cũng không chính là ngọc đỉnh tông hai vị nguyên hoàng kỳ chỉ bất quá hai người này này thì đều là quần áo tả tơi từng mảnh một vải động ở thân tiến lên khuôn mặt chi lên càng là đen xì xì một mảnh thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là hai người này da thịt chi trên đều bày khắp vết máu nhiễm bụi bặm dáng dấp không gì sánh được chật vật rất giống thế tục đầu đường khất người nhưng mà nhìn thấy hai người này chi về sau tô giật thần tình gắt gao ngưng đứng lên tô tiểu soái thanh hoàng dương minh âm minh chờ thú hoàng cũng trong nháy mắt khí cơ bắt đầu khởi động trận địa sẵn sàng đón quân địch tự liền vô thường tiên tử thân thể đều là mơ hồ căng thẳng bọn họ biết như vậy hai người tuy là chật vật không chịu nổi nhưng hắn nhóm cũng là nguyên tông cảnh cường giả, tu vi cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, Ngọc Đỉnh Tông, tự hồ cũng là chẳng qua như này a. À. tô giật trong lòng ngưng trọng đồng thời, cũng là cười lạnh, không che giấu chút nào mà dễu cợt nói, một đám gà đất chó sành không chịu nổi một kích, hiện tại lại nhảy ra hai cái lão cẩu tới cắn người, các ngươi Ngọc Đỉnh Tông, đại khái là chút khả năng này, ánh mắt của hắn lòe lòe mà nhìn phía trên hai người, không hề sợ hãi, cùng Ngọc Đỉnh Tông tử thù sớm đã kết xuống không thể còn có chỗ trống điều đình cho dù là đối mặt hai vị nguyên tông kỳ, tô giật cũng không thể có thể có bất kỳ chịu thua. Nghe được tô giật chính là lời nói, hai vị nguyên tông kỳ khuôn mặt sắc lập tức thì trở nên, vô liêm sĩ, tiểu nhi, đâu dám nói ẩu nói tả, lô ứng hồng làm trước nổi giận, dương mắt quát lên, hắn sống tuổi lớn như vậy, còn lần đầu tiên có người xưng hắn là lão cẩu, điều này làm cho lô ứng hồng giận không kềm được, sắp bạo tẩu, tiểu tử, ngươi đại khái chính là bá vương tông tông chủ tô giật đi, dám giết ta ngọc đỉnh tông mấy chục nguyên hoàng kỳ ngươi chết không có gì đáng tiếc bên cạnh la thừa cũng là vẻ mặt âm trầm lạnh giọng hỏi hắn nhưng thật ra đối lập nhau tỉnh táo một chút chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm tô giật tâm lý tức giận đồng thời cũng tràn đầy vô cùng kinh ngạc đối diện tiểu tử kia nhìn qua quá trẻ chính là hơn 10 tuổi lại có bản lĩnh làm cho ngọc đỉnh tông tổn thất thảm trọng hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ bị chém giết nhất tẩn đại thương gân cốt đổi lại bất luận kẻ nào xem ra đây đều là khó có thể tưởng tượng sự tình quan trọng nhất là hai người bọn họ nguyên tông kỳ đồng thời xuất động, đúng là rơi vào kỳ môn huyễn hồn giới, cứ việc mạnh mẽ phá vỡ, nhưng tự thân cũng nhận được thương tích cực nặng, chiến lực mất đi hơn phân nữa, không thể không nói, cái này nho nhỏ bá vương tông, quá làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, Ngọc Đỉnh Tông treo chọc ta trước đây, có một số việc tình đã làm, cái kia liền phải gánh hậu quả, đạo lý này, lẽ nào các ngươi không hiểu sao, tô giật không tránh không né, tiến lên đón la thừa hung ác ánh mắt, lãnh nói rằng, hắn cả người tràn ra một tuyệt đối bá đạo ý tứ hàm xúc, thân thể đứng bút thẳng, như trường thương, một hung hãn khí độ đâm thẳng thương khung, cái kia còn gương mặt non nớt khuôn mặt chi lên, viết đầy thà gãy không công bất khuất khí phách, nhưng chấn động lay động, Ngọc Đỉnh Tông hai vị nguyên tông kỳ cường giả thấy đây, không khỏi trong nháy mắt có chút dại ra, cái này một cái nho nhỏ thiếu niên, xác thực bất phàm, sự thực trên đối với tô giật mà nói, có một số việc tình hắn có thể tuyển trạch ẩn nhẫn, những thứ kia địch nhân cường đại, hắn có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhưng nếu dính đến chỗ ở mình tử người, cái kia liền không có bất kỳ chỗ trống vãn hồi. Quý Hàm nặc bị bắt, hiểm chịu khuất nhục, đây là hắn không thể tha thứ việc. Bất luận là Thanh Minh Tông vẫn là Ngọc Đỉnh Tông, đều cần vì này trả giá tuyệt đối đại giới. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, La Thừa khuôn mặt sắc như trước âm trầm như nước, ánh mắt giống như bén nhọn dao nhỏ giống nhau nhìn Tô giật, gằn từng chữ, chỉ tiết: "Các ngươi bá vương tông thực lực chẳng qua tai tai, cùng ta Ngọc Đỉnh Tông là địch, chỉ là tự chịu diệt vong. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bản lãnh gì, có thể thoát được vừa chết, trong lúc nói chuyện, một hung mảnh khí tức theo hắn thân trên phát ra, trải ra ở giữa hư không, thoáng lúc, khoảng cách rất xa tô giật đám người, tức thì cảm giác hô hấp đều khó khăn, không khí tự hồ cũng ở la thừa uy thế chi hạ khoảng cách động lại, mọi người như rớt như vũng bùng, tiểu tử, cần ta giúp một tay sao, chẳng qua nhưng là phải cho thù lao, tô giật bên người, vô thường tiên tử mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói đạo, tô giật cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới vô thường tiên tử dĩ nhiên là chủ động đưa ra hỗ trợ tiên tử tỷ tỷ có thể giúp một tay tự nhiên tốt nhất còn trả thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi tô giật gật đầu như thế mà đạo được cái kia thiên lão nương cũng tới thử xem nhìn chân chính nguyên tông kỳ đến cùng cường đại đến trình độ nào vô thường tiên tử ngu thu hàng thân trên bốc lên một băng lãnh khí độ khoảng cách đầy sương lạnh chu vi mười mấy trượng giống như trong nháy mắt tiến nhập cân nhắc cửu hàng đông lạnh lẽo thấu xương một cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng cán thương trong suốt, như thế hàng băng làm bằng, thả lỏng nhọn chi chỗ toát ra một điểm màu đỏ tươi, lại tựa như huyết quang phục ra, bá vương tông sở hữu người, đều muốn theo thế giới này trên tiêu thất, đối diện, lô ứng hồng trầm quát mở lời, thân thượng nguyên khí ba động phía dưới, hóa ra nóng rực ngọn lửa màu đỏ thắm, cháy hừng hực, hư không ở này chi hạ đều có chút mơ hồ vặn vẹo, cái kia già nua thân thể đứng thẳng, một bước đạp mở, như dẫm nát trong thiên địa mạch lạc chi lên, phát sinh rung mạnh, suy suy. La Thừa cũng động vô biên duệ kim khí độ gào thét, đếm không hết cương nhận mang theo cực độ hơi thở sắc bén, như hàng vạn hàng nghìn thải điệp làm khoảng không bay lượn, bỗng nhiên tập sát mà ra, hướng về Tô Dật đám người phóng đi. Hai vị nguyên tông kỳ cường giả đồng thời xuất thủ, tuyệt đối lĩnh vực không gian lần nữa mở ra, sở trải qua chi chỗ, tất cả đều là chịu đến cầm cố, giết, Vu Thu Hàng mâu quan gắt gao ngưng tụ lại, sát khí xông thẳng trời cao, rõ ràng nhu nhược nữ tử thân, cũng là tạo nên một loại tuyệt đối hung hãn ý tứ hàm xúc trường thương sách ngược ở tay nàng xung trận ngựa lên trước con đường thẳng tuôn ra thân về sau thanh hoàng chờ thú hoàng tất cả đều đồng thời xông ngang mà ra trực tiếp hóa ra bản thể dương minh âm minh hai người hợp làm một thể hóa ra khổng lồ âm dương minh giao thân thế mang theo tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng nên trên la thừa trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng đại chiến vô thường tiên tử ngô thu hàng thanh hoàng vệ linh hoàng tô tiểu soái bốn người tắt thì là cùng nhau đánh tới lô ứng hồng vô thường tiên tử một thương ở tay hàng băng chi khí bạo dũng, trực tiếp đâm vào lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực bên trong, xé mở một đạo nho nhỏ chỗ hổng, thanh hoàng một cái đuôi rắn theo sát lay động khoảng không mà xuống, hung hăng quất vào chỗ hổng chi lên, đem xé ra dài nửa trượng nứt khe, tô tiểu soái hai cánh một cánh, chính là khắp nơi thiên hỏa quan thiểm động, đem nứt khe tiến thêm một bước đốt thủng, mượn như vậy cơ hội, vệ linh hoàng mang theo linh hồn thế tiến công vô khổng bất nhập mà tập kích đi mà lô ứng hồng thân xông lên ra một đầu hỏa diễm mang hổ đạp mở bốn vó nhằm phía bốn người, bên kia, âm dương minh giao cả người miếng vẫy lành lạnh, hắc bạch lưỡng sắc quan mang hóa ra lợi kiếm chặt chém, cũng dẫn theo mặt khác ba vị thú hoàng, cùng la thừa hung hăng chiến với nhau, mỗi bên sắc quan mang phục ra, hóa ra thông thiên triệt địa công kích, ở bên trong trời đất bay vụt, giống như muốn đem cái kia thiên không xuyên thủng, làm như muốn đem vùng đất kia giết phá, kinh thiên chi chiến kéo ra, đây là rất hiếm thấy đến khủng bố chém giết, bình thường mà nói, nguyên tông kỳ cường giả rất thiếu xuất thế. Bình thường tình huống hạ đều là quanh năm bế quan, hay là khiêm tốn hành tẩu vu thế gian, không gặp đại sự, tiên vu xuất thủ, nhưng hôm nay, này chỗ cũng là đồng thời có hai vị nguyên tông kỳ ở đây, chỉ là hai người này thì đều là thụ thương khá trọng, tôi giật ánh mắt lòe lòe mà nhìn đây hết thảy, khoảng khắc chi về sau, liền trực tiếp rơi hạ hư không, đứng ở bị di thành một mảnh bằng phẳng mỏ sơn chi tiến lên, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng, cái này ba vị cường đại thú hoàng, làm sao cũng gia nhập bá vương tông, xa chỗ, huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người hẳn là hoảng sợ vô cùng bọn họ cũng đều biết bá vương tông có mấy tôn cường đại thú hoàng nhưng chỉ giới hạn trong thanh hoàng âm dương minh hoàng vệ linh hoàng mấy cái này còn tử tượng hoàng chờ nhưng vẫn không có từng thấy không nghĩ tới bọn họ cũng được bá vương tông thành viên cái này ba vị thú hoàng thực lực cũng so với trước đây muốn cường đại rồi nhiều lắm lâm chấn dương ánh mắt lòe lòe nói trong lòng có tố chi vô tận rung động tình thanh hoàng chờ thú hoàng vốn là cường hãn nhưng này thì xem ra so với truyền thuyết bên trong còn muốn đáng sợ nhiều lắm quý thiên phục đối với này nhất tin tường, ban đầu ở triệu linh bí cảnh bên ngoài, hắn cũng đã gặp qua thanh hoàng mấy người xuất thủ, hơn nữa, cái kia âm dương minh hoàng cũng là phân hóa thành hai người, lại còn có thể hợp lại làm một, chiến lực đột nhiên tăng, nhưng khó có thể tưởng tượng, trưởng môn, chúng ta muốn không nên ra tay, mọi người chấn động lay động hơn, niên trưởng lão nhìn về phía quý thiên phục, ngưng trọng hỏi, thương thế trên người của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, cùng huyền kiếm môn người tụ với nhau. Mà thì chiến trường bên trong dị thường kịch liệt, Bá Vương Tông cứ việc khí thế đằng đằng, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì, chúng ta căn bản không xen tay vào được a. À. Quý Thiên Phục mắt thấy đáng sợ kia ở giữa chiến trường, cảm khái nói đạo, bỏ qua một bên Ngọc Đỉnh Tông hai vị Nguyên Tông kỳ không nói, chỉ là Bá Vương Tông cái kia mấy tôn thú hoàng, đều là một cái đỉnh một cái cường hãn, còn có trong tinh đồng vô thường tiên tử, cũng hung hãn tuyệt luân. Coi như là huyền kiếm môn cùng lục hợp tông này lúc đó có tâm đi tới trợ giúp, nhưng cũng không được tác dụng gì, ngược lại có thể hội liên lụy bá vương tông xem trước lấy đi, đợi được lúc cần thiết lại nói, Lâm Chấn Dương ánh mắt sáng quắc, như thế mà đạo, bên kia đại chiến bọn họ không pháp dính vào, nhưng chân chính đến rồi mấu chốt cuối cùng thời khắc, có thể cần bọn họ xuất thủ, một lần hành động đắp định càng khôn cũng khó nói, mọi người đều không nói nữa, tất cả đều dùng cực kỳ rung động ánh mắt nhìn như vậy một hồi kinh khủng chém giết, trong lòng của mỗi người đều là tràn đầy vẫy không ra hoảng sợ tình, bọn họ chứng kiến, những thứ kia thú hoàng bản thể đều là vô cùng to lớn, ở giữa hư không chớp động, như từng ngọn đại sơn ở lướt ngang, mà Ngọc Đỉnh Tông hai gã nguyên tông kỳ, càng là ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực trải ra, vững vàng hạn chế bá vương tông một đám thú hoàng, nếu không phải là hai người này thụ thương, sợ là chỉ bằng lấy nguyên tông kỳ đặc hữu lĩnh vực lực, cũng đủ để đứng ở thế bất bại, cho dù là nhiều như vậy cường hãn thú hoàng, cũng trải qua bất quá hắn nhóm mấy phen xung phong liều chết, ừm, tô giật tiểu tử kia đi làm gì, đột nhiên, quý thiên phục cùng lâm chấn dương bọn người là chứng kiến, nguyên bản ở xa chỗ xem cuộc chiến tô giật, cũng là trực tiếp rơi xuống trong dãy núi, phía dưới, là to như vậy mỏ sơn, chỉ là theo ly hỏa huyền dương giới nổ lên, đã hóa thành một vùng bình địa, cái kia gia hỏa còn có cái gì chuẩn bị ở sau chứ, quý thiên phục bỗng nhiên ánh mắt một cái, làm ra suy đoán như vậy, nhưng mà chợt hắn lại lắc đầu, ứng đối nguyên tông cảnh tập sát, bá vương tông đã bày ra một tòa hung hãn ly hỏa huyền dương giới đến, hắn thực sự không nghĩ tới còn có cái gì còn lại tốt hơn biện pháp, đang ở quý thiên phục đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy la thừa đem âm dương minh giao, tử tượng hoàng đám người hoàn toàn đẩy lùi khoảng khắc bên trong, tô giật đột nhiên dậm chân mà lên, trong con ngươi nổi lên tự dưng hung ác độc địa ý, hảo hảo nếm thử thứ này tư vị đi, giọng điệu như vậy theo trong miệng hắn nói ra, tô giật đột nhiên theo không gian đại lý móc ra mấy cái kỳ quái sự việc, kèm theo bàn tay nguyên khí kích phát, chợt hướng la thừa ném tới, nhìn thấy cái kia mấy thứ đồ bay tới, la thừa hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng hắn còn không có làm ra phản ứng chút nào liền chỉ nghe thấy rầm 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 vài tiếng vang rền chấn động thiên dựng lên kèm theo cường hãn năng lượng trùng kích, theo cái kia nho nhỏ sự việc ở giữa bột phát ra, trong lúc nhất thời, như bài sơn đảo hải một dạng khí thế khuếch tán, điên cuồng rung động, xoẹt, ở nơi này cùng phát lực lượng phía dưới, tuyệt đối lĩnh vực không gian nổi lên sóng biển một dạng sóng gần, tiện đà lập tức bị xé rách ra, la thừa thân hình không khỏi rút lui lái đi, trong lòng rung rung một cái, ngự hồn sát phù, đây là ngự hồn sát phù, xa chỗ quý thiên phục, lâm chấn dương bọn người là kinh trụ không nghĩ tới tô giật cư nhiên lấy ra mấy quả ngự hồn sát phù làm cho La Thừa Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng nhận được một chút trung động, cái kia Ngự hồn sát phù lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhìn ra phía dưới, tuyệt đối có nửa bước Nguyên tông kỳ cường giả một kích toàn lực uy lực, sợ là không có gì trọng dụng a, Ngự hồn sát phù hẳn là không đối phó được hai người kia, khoảng khắc chi về sau, Lâm Chấn Dương nở nụ cười khổ, tất cả mọi người biết Ngự hồn sát phù lực lượng cường đại, nhưng tại đối phó chân chính cường giả lúc, cũng là không được tác dụng quá lớn. Nhất là bên ngoài bá vương tông đối thủ vẫn là hai vị nguyên tông kỳ, bằng vào nửa bước nguyên tông cảnh lực lượng, vẫn không thể đối với hắn nhóm tạo thành quá lớn uy hiếp, hừ, tiểu tạp toái, ngươi cho rằng bằng vào mấy viên ngự hồn sát phù, là có thể đối phó được ta sao, cao khoảng không lên, la thừa trong miệng cũng là phát ra cười nhạt, khinh thường nhìn tô giật nói đạo, lão cẩu, ngươi thử một chút thì biết, tô giật khóe miệng chứa đựng lãnh ý, mắt thấy la thừa thoáng thì hướng cùng với chính mình vọt tới, hắn không khỏi toàn lực ngược lại lui ra vừa may cái này thì âm dương minh giao chờ bốn tôn thú hoàng lần nữa giết đến trong nháy mắt đem la thường ngăn trở xem ra số lượng thiếu vẫn chưa đủ a à. tôi giật rút đi chi về sau ánh mắt lại là chuyển hướng về phía một bên khác trong miệng nỉ non nói đạo hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn vô thường tiên tử mấy người cùng lô ứng hồng bên kia chiến trường cũng vô cùng kịch liệt song phương thực lực trên lệch cực lớn lấy vô thường tiên tử thanh hoàng đám người thực lực rất nhanh thì bị đánh lui lái đi chẳng qua tôi giật ý bảo bọn họ không cần liều mạng cần thực lực dò xét thấy một cái khoảng không ngăn, hắn đồng thời lấy ra 10 miếng ngự hồn sát phù, nhất cái nhìn về phía lô ứng hồng, ầm 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 ầm, kinh khủng tiếng nổ tạo nên, hư không lay động, thiên khung rung rẩy, lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian, cũng trong chốc lát bị xé nứt, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình, hảo tiểu tử, cho lão nương hung hăng trừng trị hắn, vô thường tiên tử cười ha hả, tay cầm trường thương, hung hãn chém giết, hai bên chiến trường ở giữa đều là vô cùng kịch liệt, nhưng thấy từng mảnh năng lượng xông lên thiên không, hô khiếu thiên địa, như vạn nhạc đủ vỡ, ngàn sóng lớn lớn hết dài, vô cùng đáng sợ, tô giật giống như là một cái như ma trơi, không ngừng ở hai bên du tẩu, trong tay hắn thủy chung cầm một cái túi không gian, bên trong giả trang hơn 200 miếng ngự hồn sát phù, lần lượt nhân cơ hội nhảy vào đến la thừa cùng lô ứng hồng bên người, xé mở cái kia tuyệt đối lĩnh vực chỗ hỏng, thừa dịp như vậy thời cơ, vô thường tiên tử cùng rất nhiều thú hoàng đều là dũng mãnh phát sát lần lượt lớn đến gần hai vị nguyên tông kỳ cường giả bên người triển khai tập sát Tô giật cùng mọi người trong lúc đó, rất nhanh hình thành một loại ăn ý, chỉ cần một đám thú hoàng bị đánh lui lái đi, hắn liền thừa dịp mà lên, ném ra ngự hồn sát phù, ngay sau đó, hắn lại sẽ trực tiếp chật lui mà đi, đi đến một bên khác, ngay từ đầu, hắn mỗi lần ném ra chừng 10 miếng ngự hồn sát phù, tới về sau, hắn nắm lên, chính là đấu thủ ném ra chừng 20 miếng, kinh khủng lực lượng bột phát ra, chấn thiên động địa, gào thét làm khoảng không, tuyệt đối lĩnh vực lần lượt bị xé nứt, làm cho La Thừa cùng Lô Ứng Hồng hai người rống giận liên tục bị chấn động mạnh, ở tình huống như vậy xuống, bọn họ lực lượng cũng nhận được to lớn tổn hao, người này, tay lên tới cuối cùng có nhiều thiếu ngự hồn sát phù, huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mọi người, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được, chẳng qua vài cái hiệp chi về sau, bọn họ chính là thấy được tô giật ném ra không thua 100 miếng ngự hồn sát phù, cái kia uy thế ngập trời đẩy ra, như thế có thể hủy thiên diệt địa giống nhau, nhãi con, bản tọa muốn xé ngươi, la thừa nổi giận tới cực điểm, há mồm đại quát lên hai bọn họ lúc đầu ở kỳ môn huyễn hồn giới phá vỡ về sau liền đã thụ thương cực trọng lúc này lại luân phiên bị ngự hồn sát phù sở tập kích càng là tổn thương càng thêm tổn thương đối mặt với âm dương minh giao tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng bốn tôn thú hoàng hung mảnh phát sát la thừa đối với này không làm để ý tới lại là trực tiếp hướng về tô giật sông thẳng tới ở thiếu niên này quấy nhiễu phía dưới làm cho hắn lửa giận cuộn trào mãnh liệt la thừa trong con ngươi dân lên vô biên ý sát phạt hắn trước phải đem thiếu niên này giải quyết hết đối thủ của ngươi là chúng ta, âm dương minh giao chờ thú hoàng kinh hải, bọn họ cũng không dám làm cho la thừa tới gần tô giật, đó là cực kỳ nguy hiểm việc, bốn tôn thú hoàng đều là động vây giết đi, nhưng mà la thừa cũng là quyết tâm một dạng, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, huy tụ quét ra, một mảnh đáng sợ cương nhận lượng vòng mà ra, như rậm rạp chằn chịt mũi kêu, hướng về phía tô giật phủ đầu đánh tới, muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy, tô giật ánh mắt lạnh lùng, xoay cổ tay một cái, lại là mấy chục miếng ngự hồn sát phù ném ra, ở tiếp xúc được cái kia mảnh nhỏ cương nhận trong nháy mắt chính là trực tiếp muốn nổ tung lên tiếng nổ thật to trung hàng vạn hàng nghìn cương nhận đều bị nghiền diệt ở vô hình ngô chẳng qua lúc này đây ngự hồn sát phù bùng nổ khoảng cách cách hắn có chút gần làm cho tô giật bị chấn động không nhỏ giữa cổ họng phát sinh kêu trên khuôn mặt sắc lập tức tái nhợt không thiếu hừ người xa chỗ có thể trốn la thừa lãnh quát bỏ qua âm dương minh giao đám người truy kích nhưng quay đầu mà đến lại là tô giật đánh ra một mảnh ngự hồn sát phù a à, ở kinh khủng bạo tạc chi về sau, trong miệng hắn phát sinh giận dữ gào thét tiếng, một viên ngự hồn sát phù đích thật là không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng mấy chục miếng cùng nhau, đã đầy đủ khiến cho hắn rất chịu uy hiếp, cứ việc loại này uy hiếp xa xa sẽ không trí mạng, nhưng là hội cực đại tiêu hao nguyên khí, còn có ngươi cái này lão cẩu, cũng trở lại thưởng thức một cái tư vị đi, tô giật mượn la thừa bị ngự hồn sát phù sở ngăn cản thời gian, lướt đến rồi lô ứng hồng phụ cận, nhất cái ngự hồn sát phù ném ra, nổ ra ánh sáng sáng chói, năng lượng cuồn cuộn không ngớt, tại hắn đến gần thời gian, vô thường tiên tử, thanh hoàng, vệ linh hoàng, tô tiểu soái bốn người liền đã tránh đi, tiểu hỗn đảng, ngươi hôm nay hẳn phải chết, kinh khủng bạo tạc phía dưới, lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực bị xé mở, mênh mông năng lượng trùng kích tại hắn thân lên, làm cho hắn thân trên chảy hạ nhẹ nhẹ tiên huyết, cùng nhau lên, trước hết giết tiểu tử này, la thừa rống to hơn, trực tiếp bạo tẩu hai vị nguyên tông kỳ cũng không tiếp tục nhìn rất nhiều thú hoàng vây công lại là đồng thời xông về tô giật đi tiểu tử cẩn thận, chủ nhân cẩn thận, lão đại cẩn thận, tất cả mọi người cảm nhận được kinh hoảng tình, đều là đại quát mở lời, đây nếu là bị hai vị nguyên tông kỳ đuổi kịp tô giật, vậy thật liền không đường có thể trốn, các ngươi còn giết không được ta, tô giật bất chấp nhiều lắm, ngự hồn sát phù nhất cái lại một đêm ném ra, cùng này đồng thời, thân hình của hắn đang nhanh chóng chợt lui lấy, yêu thần chiến khải bị hắn triệu hoán đi ra, cắt gao che ở thân thể, chặn phần lớn bạo tạc quay, nhưng ở này phía dưới, hắn vẫn là bị không thể coi thường thương thế đồng thời càng ngày càng trọng cái này ngự hồn sát phù uy lực quá mạnh không phải tô giật thực lực hôm nay có khả năng thừa nhận được dù cho có yêu thần chiến khải cùng kim cương chi thể cũng không được tiểu tạp toái nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào đối với la thừa cùng lô ứng hồng hai người mà nói bọn họ càng thêm không dễ chịu mỗi một miếng ngự hồn sát phù đánh ra hết thảy lực lượng đều cần bọn họ tự thân thừa nhận xuống như vậy luân phiên oanh tạc mặc dù là hai vị nguyên tông kỳ cũng cảm thấy ăn không tiêu cái này tô giật thân trên nếu thật là có mấy ngàn viên loại này ngự hồn sát phù, chỉ là như vậy hao tổn nữa, đều có thể đưa hắn nhóm dây dưa đến chết. Không lâu sau chi về sau, vô luận là la thừa vẫn là lô ứng hồng, đều là thân trên da thịt quay, có máu tươi chảy như dòng nước, giết, hai người nổi giận, điên cuồng tuôn ra, nhanh dùng xong sao, tô giật cầm túi không gian, trong miệng cô nang một câu, ngự hồn sát phù dùng gần hết rồi, chỉ còn hạ hơn 10 miếng, trong đó còn có hai quả màu đỏ ngự hồn sát phù, cùng mặt khác một viên ngự hồn phù khiên đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhất sau lại thoải mái một chút đi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, một hơi đem tất cả ngự hồn sát phù toàn bộ lấy ra. Lúc này đây, hắn không hề bỏ chạy, ngược lại là lẳng lặng chờ la thừa cùng lô ứng hồng hai người con đường thẳng giết tới gần. Mắt thấy tô giật cư nhiên không hề chạy trốn, hai vị nguyên tông kỳ tất cả đều ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, ý thức được không ổn. Nhưng cái này thì đã muộn, bọn họ cự ly này thiếu niên đã chỉ còn lại không tới 10 trượng khoảng cách, giết. Tô giật khóe miệng nổi lên lạnh lùng tiếu ý, phát sinh đại quát tiếng, thừa lại hạ tất cả ngự hồn sát phù tất cả đều trong nháy mắt văng ra ngoài, rầm rầm rầm, kinh khủng bạo tạc ở giữa hư không đẩy ra, như diệt thế, khí lãng khổng lồ trùng kích, dễ như trở bàn tay, quét ngang tất cả, hai vị nguyên tông cảnh tuyệt đối lĩnh vực không gian, thoáng thì bị kéo thành nát bấy lệnh hai người trực tiếp bại lộ ở tại vô biên năng lượng cuồng triều ở giữa, hơn 10 miếng ngự hồn sát phù ở giữa có hai quả màu đỏ, chính là tây vô tình khuynh lực luyện chế mà ra thậm chí so với hắn một kích toàn lực còn cường hãn hơn rất nhiều như vậy lực lượng, toàn bộ trùng kích ở tại La Thừa cùng Lô ứng hồng thân tiến lên, chủ nhân, lão đại, thanh hoàng, tô tiểu soái đám người cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại tất cả đều hù dọa, tô giật cách hai người kia quá gần, ngự hồn sát phù lực lượng như tác dụng tại hắn thân lên, tất nhiên sẽ mang đi tổn thương trí mạng, bất quá, đang ở cái này năng lượng bột phát ra trong nháy mắt, tô giật chỗ chi chỗ, cũng là trực tiếp bốc lên một mảnh ánh sáng màu xanh, hình thành một cái nghiêm mật vòng bảo hộ, đem thân thể vững vàng bao phủ ở bên trong rầm 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 làm tất cả uy thế diệt hết một bóng người trực tiếp rất hạ hư không thẳng đến sắp rơi xuống đất mới vừa miễn cưỡng ổn định lại thân ảnh ấy chính là tô giật hắn che ngực rơi vào mỏ sơn chi lên đó là ngự hồn phù kiên tô tiểu soái thanh hoàng đám người đều là đại hỷ tô giật ở ngự hồn phù kiên bảo vệ phía dưới cũng không tính mệnh chi ưu thật tốt quá xa chỗ huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người cũng đều mừng rỡ không thôi tô giật không có gì đáng ngại bọn họ cũng yên tâm lại mà thiếu niên kia hôm nay gây nên quá kinh người xem hai vị kia nguyên tông kỳ, dĩ nhiên thân trên đều là bị trọng thương, khí tức so với lúc trước lại là yếu đi rất nhiều xuống dưới, quá kinh khủng, nhiều như vậy ngự hồn sát phù đánh ra, hai tông cường giả rung động không ngớt, nhưng không hiểu cảm giác được thần thanh khí sản, chiến đấu như vậy bọn họ chưa từng có xem qua, hôm nay là là lần đầu tiên nhìn thấy, trở nên chấn động lay động, tiếp liền dựa vào các ngươi, mỏ sơn chi lên, tô giật che ngực, nhẹ nhàng nói đạo. Dù cho nhất sau bằng vào ngự hồn phù khiên, hắn chính là thụ thương rất trọng, cũng nửa không pháp xuất thủ để chúng ta tới giải quyết cái này hai cái lão cẩu đi. Tô tiểu soái thanh âm truyền ra, hắn hai cánh tấn công, cùng vô thường tiên tử cùng một đám thú hoàng tuôn ra, lần nữa xông về hai vị nguyên tông kỳ cường giả, lại không có ngự hồn sát phù đi. La thừa cùng lô ứng hồng tất cả đều là thần tình âm lãnh, quét mắt phía dưới tô giật liếc mắt chi về sau, liền không còn quan tâm, xoay người cùng một đám thú hoàng chém giết với nhau, một hồi kinh khủng chém giết tiếp tục kéo ra, lúc này đây, hai vị nguyên tông kỳ bị to lớn thương tích, không hề như lúc trước vậy dáng vẻ bệ vệ sặc sỡ không biết lúc này đây bá vương tông có hay không có thể chân chính ngăn trở hai người kia niên trưởng lão ánh mắt lấp lóe không ngừng thì thào nói đạo hai vị nguyên tông kỳ này thì còn dư lại thực lực đại để chỉ tương đương với thời kỳ toàn thịnh ba bốn thành tả hữu loại đáng sợ này tổn hao đối với hai người mà nói cũng chuyện cực kỳ nguy hiểm tình khó mà nói a à, hai người kia dù sao cũng là nguyên tông kỳ muốn chân chính đánh chết bọn họ vẫn là quá khó khăn một ít quý thiên phục nói tiếp lắc đầu nói đạo lâm chấn dương không tiếng động gật đầu biểu thị nhận đồng sự thực cũng quả thực như vậy nguyên tông kỳ quá cường đại rồi theo thời gian trôi qua chiến đấu không gì sánh được kịch liệt nhưng tại chiến trường bên trong tình thế lại cũng không ở bá vương tông một phe này hai vị nguyên tông kỳ bởi vì ngự hồn sát phù quấy nhiễu mà giận dữ tâm tình lúc này cũng dần dần thư giãn xuống chỉ cần thiếu niên kia đã không có ngự hồn sát phù cái kia liền không đủ gây sợ này thú hoàng cứ việc cường hãn nhưng dù sao cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi tuyệt đối không thể chân chính so sánh với bọn họ nghĩ không được mấy tôn thú hoàng sợ là muốn không chịu nổi hồi lâu chi về sau tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt hai vị nguyên tông kỳ khôi phục nên có khí thế cùng phong độ dù cho thực lực rất là hao tổn cũng tuyệt đối không phải một đám hoàng cấp có khả năng chân chính đối kháng một đầu cường tráng vô cùng ô kim long tê bốn vó đạp ở giữa hư không mỗi một bước rơi hạ đều là như đại sơn đập xuống giống như một tòa hùng vĩ dãy núi đang di động hung hăng đánh về phía la thừa không có gì sánh kịp hung hãn oai bạo nổ phát long tê hoàng đỉnh đầu độc giác phát sinh sáng chói ô kim ánh sáng giống một thanh cái dùi đâm vào hung mảnh đâm vào tuyệt đối lĩnh vực không gian ở giữa nhưng mà thân hình thoáng thì ngưng trệ tốc độ giảm nhiều kinh khủng đè ép lực dân trào tới đem hắn da thịt đều chèn ép tráng ra tiên huyết hừ la thừa lạnh trên một tiếng tránh thoát âm dương minh giao nhớ giao vĩ bảo kích chi về sau thân hình toàn phi mà ra trong nháy mắt lớn đến gần long tê hoàng một chưởng nặng nề mà đánh tại đây đầu chi tiến lên cùng bò ò ờ" trâu ở tiếng kinh thiên động địa long tê hoàng thân thể cao lớn lật lăn ra ngoài đem hư không đập ra từng vòng đáng sợ rung động đáng sợ kia uy thế cũng khoảng cách bị nghiền diệt ở vô hình bá vương tông người nên trảm giọng điệu như vậy theo la thừa trong miệng nói ra mượn đẩy lùi long tê hoàng lực phản chấn hắn thân thể bắn ngược thân trên đổ nát quần áo phiêu diêu phô hiển ra một đặc biệt bá đạo ý nhị dết chỉ thấy hắn bỗng nhiên lướt đến rồi tử tượng hoàng phụ cận tuyệt đối lĩnh vực lực tử tử mà đem khổng lồ kia tử hỏa cùng tượng cầm cố tiện đà một tay vương, giống như thần nhân lấy tay kéo nguyệt, nhất cái nắm lấy tử tượng hoàng cái kia trường tiên một dạng vòi voi, ngũ chỉ đâm vào vòi voi huyết nhục, lên cho ta, bảo quát tiếng truyền ra, la thừa lực phạt đương thế, cánh tay khúc khởi, kéo lấy lấy tử tượng hoàng tựa như là núi thân thể nặng nề, trực tiếp vung mạnh, hung hăng văng ra ngoài, quanh, so với la thừa thân thể muốn cường tráng bàn đại gấp trăm lần tử tượng hoàng thân thể, trong nháy mắt vẽ ra một đạo đường thẳng cái hung hãn đập trúng chính nhân cơ hội phát sát mà đến huyền quy hoàng thân tiến lên hai vị thú hoàng chạm vào nhau bột phát ra chấn động thiên ầm vang làm như đổ một tòa núi cao giống nhau đồng thời lăn lộn mà ra thẳng đến bay ra ngoài mấy trăm trượng mới vừa miễn cưỡng ngừng đáng chết mắt thấy một màn này phát sinh âm dương minh giao há mồm rống to hơn tiếng gầm kinh thiên động địa một cái giao vĩ từ trên mà xuống hung mảnh kích ra đánh thẳng la thừa đỉnh đầu sức mạnh to lớn thao thao tinh thần phong bằng khoảng không mà sinh khuyết phạt vạn vật như có thể mở thiên liên tiếp đẩy lùi ba vị thú hoàng La thừa lúc này đây nhưng không có tránh thoát cái này một cái dao vĩ tập sát, thân hình nhào tới trước cần phải tránh né, nhưng vẫn là bị dao vĩ nặng nề mà quất vào hậu bối, phanh, phốc, nhất thanh muộn hưởng phát sinh, tiện đà la thừa trong miệng trực tiếp phun ra một đạo máu tươi, thân thể ở giữa hư không một cái lão đảo, kém chút một đầu ngã quỵ, âm dương minh giao lực lượng đã không sai biệt lắm đạt tới nửa bước nguyên tông cảnh tình trạng, như vậy một kích, làm cho vốn là bị thương nặng la thừa cũng có chút đối kháng không được, hắn lưng hơi cong, khuôn mặt rũ xuống, hung ác nhãn thần cũng là dơ lên, khóe miệng tiên huyết chảy xuống, nhìn chăm chú về phía lại là đánh tới một đạo hắc bạch quan trụ, cút ngay cho ta, la thừa đại quát mở lời, như tráng xuân lôi, tuyệt đối lĩnh vực bỗng nhiên một cái co rút lại phía dưới, liền đem cái kia hắc bạch quan mang chèn ép phát sinh chói tai ông Minh Chi Thanh, xuất hiện rạng, lần nữa một mảnh đáng sợ cương nhận tịch quyển mà qua, toàn bộ hắc bạch quan trụ chính là đột nhiên phá toái, lại bị không gian lãnh vực nghiền thành vì bột miệng. La thừa thân thể đã đứng thẳng, hắn hai chân bước cương đạp đấu, trực tiếp tiến lên đón âm dương minh hoàng một người một giao triển khai quyết tử đấu tranh hắc bạch hai sắc quan trụ hình thiên sát địa vô tận cương nhận toàn phi như dệt cưỡi thanh thế kinh người cuối cùng la thừa lần nữa bị âm dương minh giao nhất trảo xé trung lồng ngực da tróc thịt bong huyết nhục tung bay mà hắn cũng một chưởng vỗ ở tại âm dương minh giao đầu chi lên đem đánh trúng bay ngang ra ngoài khổng lồ giao thân như dãy núi ở giữa hư không lăn lộn không ngớt giết cái này lúc tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng ba người chậm quá một hơi đến lần nữa phát sát tới, tử tượng hoàng vòi voi quyển khúc, vô lực trụ xuống xuống, thân trên cũng một mảng lớn huyết nhục lõa lồ, cực kỳ khiếp người, long tê hoàng đầu chi trên xuất hiện một đạo sâu đậm lõm xuống, tả nhãn sưng đỏ, hầu như không pháp mở, mà huyền quy hoàng sau lưng chi lên, võ trù xuất hiện một cái bàn tay chiều rộng nứt khe, có dịch thể theo trung chảy ra, cái này ba vị thú hoàng nhìn qua đều là không gì sánh được thê thảm. Nhưng cái này thì tất cả đều hẳn không sợ tử địa phát động lại một vòng xung phong liều chết. Bên kia, vô thường tiên tử cùng thanh hoàng mấy người tình huống chiến đấu hầu như tương đồng vệ linh hoàng đeo trên người lấy hàng băng chi khí như ngô công một dạng rắn bản thể ở giữa không trung lóe lên mà phát động có đại lượng da thịt nứt ra tô tiểu soái thanh hoàng vô thường tiên tử ba người cũng đều có trọng thương trong người bọn họ bị lô ứng hồng từng nhát lửa cháy bừng bừng đốt cháy công kích khí tức dần dần suy yếu giết mọi người trong miệng tất cả đều bộc phát ra một lần lại một lần tiếng hò dết, bị hung mảnh lực lượng đánh bay chi về sau bò dậy lần nữa xung phong liều chết dũng mãnh không chịu nổi từng đoàn quang mang ở giữa không trung nổ tung có máu tươi vẫy xuống như mưa phùn róc rách tiểu soái thanh hoàng phía dưới tô giật điều tức một hồi sau mở hai mắt ra nhìn thấy phía trên tình hình chiến đấu không khỏi nắm chặt nắm tay hắn tu vi không đủ càng là trọng thương trong người vô lực đi chiến nhưng nhìn mọi người thụ thương tô giật tâm lý cùng dao đâm giống nhau xa xa quý thiên phục lâm chấn dương niên trưởng lão đám người tất cả đều là thần tình phát trung sợ bá vương tông người chiến đấu bên trong quá hung hãn, làm như không sợ chết giống nhau, bất quá hắn nhóm cũng có thể nhìn ra được, la thừa cùng lô ứng hồng hai người cũng không phải là đặc biệt ung dung, trong lòng sợ rằng càng là biệt khuất, làm nguyên tông cảnh cường giả, ở trong mắt bọn họ, hoàng cấp cường giả hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng bá vương tông mọi người thật sự là quá cường đại rồi, bình thường thú hoàng vốn là ở thiên phú trên so với nhân loại chiếm giữ ưu thế, như thanh hoàng chờ yêu hoàng kỳ bác trọng người lại có thể nghiền ép một dạng nguyên hoàng kỳ cửu trọng lại thêm trên la thừa cùng lô ứng hồng ở mạnh mẽ phá vỡ ly hỏa huyền dương giới thời điểm đều bị thương rất trọng cho nên cái này thì cùng một đám thú hoàng truyền đấu xuống tuy là chiếm giữ thượng phong nhưng là chịu thiệt cự đại tiếp tục như vậy bá vương tông vẫn là gánh không được lục hợp tông phùng khải tông trưởng lão hung hăng nuốt hạ một bãi nước miếng thì thào mà đạo hai tông người tâm lý đều phi thường lo lắng nhưng này thì lại không có pháp xuất thủ cho dù là tu vi mạnh nhất quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người tiến lên cũng không được bao nhiêu tác dụng cái kia chờ tầng thứ giao phong, bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được, thực sự là tốt một trận đại chiến, đang ở huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mọi người trong lòng vô cùng sợ hãi thời khắc, đột nhiên có thanh âm như vậy từ phương xa truyền đến, quay đầu mà trông, liền thấy một đầu bàn đại loài chim mang yêu thú thần tốc tiếp cận, chính là yêu hoàng cảnh tọa kỵ, ở nơi này mang yêu thú lưng lên, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu thân thể bút thẳng, cẩm y ngọc mang, tay áo phiêu diêu, chương hiển cường hãn uy thế, tại đây người sau lưng, cũng từng cái tản ra nguyên hoàng kỳ cao cấp khí tức, không giống bình thường. Chứng kiến những người này đến, quý thiên phục, lâm chấn dương đám người không khỏi mí mắt co rúng đứng lên, trong lòng tuôn ra nồng đậm hơn gánh ưu chi tình. Hồng Cường Long là thiên cương môn, bọn họ cư nhiên đến rồi, quý thiên phục khuôn mặt sắc thâm trầm, mâu quan càng là ngưng đứng lên. Cái này hạ cũng không hay a à. lâm chấn dương cũng cảm nhận được khẩn trương, trong ánh mắt nổi lên sóng lớn, huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người, tất cả đều phi thường tin tường, bá vương tông cùng cái kia thiên cương môn trong lúc đó, tồn tại không chết không thôi thâm cừu. Trước có thiên cương môn thiếu môn chủ hồng kiếm thu cùng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi chết bởi tô giật thủ, sau có hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ tán thân ở bá vương tông ly hỏa huyền dương giới bên trong. Đây là một khoảng không hơn không kém tử thù, không thể hóa giải, ở cừu hận như vậy phía dưới, thiên cương môn một mạch cần phải đem bá vương tông ngoại trừ chi cho thống khoái, nhất là đối đãi tô giật, cái kia hồng cường long sợ là hận không thể thực kỳ nhục, ngủ bên ngoài da, vì con trai độc nhất báo thù, nhãn hạ bá vương tông người cùng Ngọc Đỉnh tông kịch chiến say xưa, thiên cương môn đột nhiên giết đến, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, một khi bọn họ xuất thủ, bá vương tông tuyệt đối nguy hiểm, cũng đều là hoàng cấp, không có nguyên tông kỳ đến, không lâu sau chi về sau, theo thiên cương môn khổng lồ kia loài chim mang yêu thú lớn đến gần, quý thiên phục cảm giác được phía trên mọi người khí tức, không khỏi dài ra một hơi tới, thiên cương môn chính là nhị lưu thế lực, môn trung cũng tuyệt đối tồn tại nguyên tông kỳ nội tình như có nửa mạnh như vậy người tới tình huống kia chính là không xong tới cực điểm hôm nay huyền kiếm môn cùng lục hợp tông đều không yếu nhưng cùng thiên cương môn so với hai người điệp gia phía dưới cũng không đủ nhân gia chà đạp hoàn toàn không giúp được bá vương tông nhiều lắm dù sao cái kia hồng cường long đã là nửa bước nguyên tông cảnh tu vi phá lệ cường hãn thiên cương môn tất nhiên là lai giả bất thiện chúng ta cẩn thận một chút theo thì chuẩn bị xuất thủ lâm chấn dương gương mặt trầm giống như là hàng băng giống nhau lạnh lùng nói đạo bọn họ không khó tưởng tượng thiên cương môn này đi tới cuối cùng vì chuyện gì đối phương không có nguyên tông kỳ đồng hành cũng không giả nhưng nếu như bá vương tông bên kia tình thế lạc định khó tránh khỏi bọn họ hội nhân cơ hội xuất thủ đối với tô giật đám người đi một đòn tất sát bất kể nói thế nào quý thiên phục cùng lâm chấn dương nếu đã tới nơi đây cái kia thì nhất định sẽ đứng ở bá vương tông một bên thay bọn họ làm cái kia nhất sau một đạo thủ hộ cái này cũng là tô giật không cho bọn họ sớm trộn dụng ý bá khổng lồ loài chim mang yêu thú nhất lên một hồi cuồng phong dừng ở mỏ sơn phụ cận giữa không trung hồng cường long nhàn nhạt liếc mắt một cái huyền kiếm môn cùng lục hợp tông phương hướng giữa cổ họng hừ lạnh một tiếng mà sau ánh mắt dời một tay cổng ở thân về sau không tiếp tục nhìn nhiều bọn họ ở thiên cương môn trong mắt hai cái này tông môn còn không đáng nhắc đến tương đối mà nói bây giờ huyền kiếm môn lục hợp tông thực lực liền bá vương tông đều xa xa không kịp cái này bá vương tông thật đúng là quá mạnh cư nhiên có thể cùng hai vị nguyên tông kỳ chiến tới mức như thế theo quan chiến Thiên cương môn ở giữa có lão giả phát ra tiếng, mang theo vô cùng chấn động lay động nói đạo, bọn họ chứng kiến, la thừa cùng lô ứng hồng tất cả đều thụ thương khá trọng, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, một cái nho nhỏ bá vương tông, cư nhiên tử tử mà kéo lại hai vị nguyên tông kỳ cường giả, hôm nay nhất định phải bình định bá vương tông, làm cho bọn họ triệt để theo thế giới này trên tiêu thất, cái kia tô giật, càng là phải thừa dịp sớm gạt bỏ, nếu không thì thời gian một lúc lâu, không có bao nhiêu người còn có thể đè ép được hắn cũng có người phát ra thanh âm như vậy, không gì sánh được lạnh lùng, bao quát hồng cường long trong lòng, đều xuất hiện nghĩ như vậy phát. Cái này bá vương tông mỗi một lần nhìn thấy, thực lực đều có tăng mạnh, cư nhiên lại tăng thêm mấy tôn cường đại thú hoàng, còn có nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng tộc cùng phu nhân, cũng không biết cái kia tô giật đến cùng có bực nào chờ dạng bản lĩnh, có thể làm cho nhiều như vậy cường giả gia nhập vào bá vương tông, dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, sợ là không cần mấy năm, bọn họ thiên cương môn khuynh xào mà ra cố gắng đều đấu bất quá đối phương, loại này sự tình, Hồng Cường Long tuyệt đối không cho phép phát sinh, nhất định phải đưa hắn nhóm bóp chết ở nơi ở giữa, tô giật tiểu tử kia ở nơi ấy, rất nhanh, có người phát hiện tô giật ở gò núi trên ngồi xếp bằng thân ảnh, hắn không trốn khỏi, bá vương tông tất diệt không thể nghi ngờ, hai vị nguyên tông kỳ xuất thủ, bọn họ chỉ có một con đường chết, liếc thiếu niên kia thân ảnh liếc mắt, Hồng Cường Long nghiến răng nghiến lợi, mang theo nồng nặc hận ý nói đạo, tiểu tử kia tuyệt đối trốn không thoát, này thời gian cũng không có nhất định lập tức xuất thủ, nhãn hạ chiến tình thế trong sân đã một mảnh sáng tỏ, bá vương tông tuyệt đối không pháp chống lâu lắm, bọn họ chứng kiến, hai vị nguyên tông kỳ cường giả ở giữa hư không tung hoành xung phong liều chết, lực phạt đương thế, đáng sợ công kích theo trong tay bọn họ đánh ra, sở hữu đáng sợ sức mạnh hủy diệt, mà cái kia từng vị thú hoàng, tất thì là một cái hai tròng mắt hoàn toàn đỏ đậm, vàng vện tia máu, trắng răng tấn công, giết, khàn khàn ngôn ngữ tiếng theo thanh hoàng đám người trong miệng hô lên, càng cả giọng Vệ Linh Hoàng tuôn ra một đạo băng lam sắc hàng khí trường thương, đâm rách lô ứng hồng tuyệt đối lĩnh vực, nhưng ở đối phương hai trượng bên ngoài đình trệ, mà lô ứng hồng không biết bực nào thì sử dụng nhất tôn to lớn ngọc đỉnh, một cái hung hăng đánh vào Vệ Linh Hoàng bản thể thân thể chi tiến lên, quanh một tiếng, giống như ngô công một dạng Vệ Linh Hoàng bản thể trực tiếp rơi đập nửa khoảng không, nặng nề mà ngã ở dãy núi chi lên, mảng lớn khối đá bị chấn lên, sơn thể càng là hạ xuống mấy trượng sâu, cốt nửa ngày, Vệ Linh Hoàng cũng không có nhúc nhích phát sinh, không biết sống hay chết chết đi cho ta, lô ứng hồng trầm quát mở lời, ngọc đỉnh hoành khoảng không mà phát động, lại là một cái đánh vào vô thường tiên tử lồng ngực chi lên, đưa nàng đánh bay, vừa đi hơn 10 dặm, rơi vào hoàn toàn hoang lương dãy núi trong lúc đó, thừa dịp thời cơ này, thanh hoàng một đạo cục sáng màu xanh dết mở lĩnh vực không gian, thoáng thì tập kích trung lô ứng với hồng vai trái, trong nháy mắt huyết nhục nổ tung, lộ ra u mịch xương cốt, chết, lô ứng hồng lần nữa bảo quát, cước bộ ở giữa hư không liên tục khởi động bát bộ cản thiền một dạng lớn trên thanh hoàng thương lão nếp nhăn nắm tay bá nhưng đánh mạnh, liên tiếp chủy trung thanh hoàng đầu, ngao ngao, thanh hoàng trong miệng phát sinh tru lên, thân thể lăn lộn, không gian rung động, lão cẩu, nhận lấy cái chết, tô tiểu soái kịp thời chạy tới, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm quan trụ, trực tiếp tập kích ở lô ứng hồng hậu bối chi tiến lên, ầm, cái kia già nua thân thể một cái nhào tới trước, như muốn ngã lăn xuống đất, hậu bối trên da thịt bầy nhầy cháy đen, tí tách, rung động. Ở lô ứng hồng ngừng tay chi về sau, thanh hoàng khổng lồ minh xà thân lăn lộn rớt rơi cao thiên nhập vào dãy núi lại không động tĩnh tiểu tạp toái lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh lô ứng hồng giận dữ không thôi như thế lệ quỷ giống nhau nhìn chằm chằm về phía thân sau con kia kỳ mạo xấu xí chim nhỏ lúc này hắn bên trong tâm lý tràn đầy lệ khí đi tới bá vương tông phía trước lô ứng hồng hoàn toàn không tưởng tượng nổi một cái nho nhỏ bá vương tông cư nhiên hung hãn như vậy đúng là làm cho hắn chịu thiệt như này chi quá mức bỏ qua một bên kỳ môn huyễn hồn giới không nói chuyện chỉ là cái kia mấy vòng ngự hồn sát phù cùng anh lạm tạc, hơn nữa một đám thú hoàng cùng nhân loại phu nhân hung hãn tập sát, liền đã làm cho bọn họ cả người lực lượng sắp hao hết, đường đường nguyên tông kỳ cường giả rơi tới mức như thế, không chỉ có là trong lòng chấn động lay động, đồng thời cũng có vô tận khuất nhục, lão cẩu, nhìn ngươi làm sao có thể giết được ta, cô tiểu soái mở miệng, vỗ cánh tấn công, mảng lớn hỏa quang nhảy khoảng không mà ra, đốt xuyên tất cả đem lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian đều là cháy sạch biến hình cái kia nóng rực hỏa diễm phản phất cửu thiên thần hỏa giống nhau, không gì sánh được đáng sợ, giết, lô ứng hồng hô to, vững vàng giam cấm tuyệt đối lĩnh vực không gian, không cho cái kia hỏa diễm chân chính gần người, đồng thời khống chế được đại đỉnh bay ra, giống như 10 vạn đại sơn vỡ áp mà xuống, đem tô tiểu soái toàn bộ bao phủ ở bên trong, toàn bộ đại đỉnh mang theo không có gì sánh kịp uy thế áp bách, lấy tốc độ cực nhanh đập xuống phía dưới dãy núi, quanh, kinh khủng nổ đùng tạo nên, khói bụi bay tán loạn, loạn thạch xuyên khoảng không, nổ chấn thế dãy núi xuất hiện một cái gần 10 trượng sâu hố to, chung quanh núi đá càng là như giống như mạng nhện rạn nứt ra, hướng về bốn phía lan ra kéo dài, hừ, lô ứng hồng lạnh trên một tiếng, vẫy tay, đại đỉnh ông ông bay trở về trong tay, hắn lạnh lùng nhìn hố to bên trong, nhìn thấy không có một lát không có động tĩnh, liền hồng hộc mà bắt đầu thở hồng hộc, con kia chọc người sinh chán ghét chim nhỏ bị đánh rơi, hoàn toàn ở hắn tính kế bên trong, cũng không ngoài ý, chỉ là một trận chiến này, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, cả người lực lượng mười không còn một đây là một hồi ác chiến không cách nào tưởng tượng làm cho lô ứng hồng thụ thương cực trọng tiểu soái tiểu soái đại nhân bên kia âm dương minh giao tử tượng hoàng đám người gian nan chiến đấu bên trong cảm giác được tình huống của bên này không khỏi đều là kinh hô thành tiếng mà ở xa chỗ xem cuộc chiến quý thiên phục cùng lâm chấn dương một lòng cũng đều sách lên tô tiểu soái cùng tô giật quan hệ không bình thường hơn nữa con kia chim nhỏ cực kỳ bất phàm lúc này lại là bị nặng nề mà nhập vào dãy núi không biết sinh tử tiểu soái Tô giật hai tay nắm thật chặt, móng tay đều đâm vào huyết nhục bên trong, nhưng không cảm giác được đau đớn. Hắn gắn gượng đứng lên, muốn chạy đi ra xét một cái Tô Tiểu Soái tình huống, nhưng thân hình bỗng nhiên một hồi lay động, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Vết. Trên khoảng không, Âm Dương Minh Giao, Tử Tượng Hoàng, Long Tê Hoàng, Huyền Quy Hoàng bốn tôn thú hoàng phát ra kinh khủng gào thét tiếng, tiếp tục hướng la thừa phát sát. Mấy người đều ở đây đẫm máu, thụ thương cực trọng, đã là đang dùng sau cùng lực lượng tiến hành chống lại, sợ là không được bao lâu bọn họ cũng sẽ đi vào tô tiểu soái vô thường tiên tử thanh hoàng vệ linh hoàng bốn người sau bụi toàn bộ bị trấn áp xuống đáng sợ chiến đấu đang tiếp tục từng đạo năng lượng nhảy vào trời cao dết phá thương khung huyền kiếm môn lục hợp tông mọi người tất cả đều khóe mắt nhảy lên trở nên cảm thấy chấn động lay động cùng hoảng sợ như này ác chiến nhường cảm thấy kinh sợ tại hắn nhóm xa xa thiên cương môn mọi người cũng đều từng cái da mặt co giật vì bá vương tông hung hãn cảm thấy rung động tất cả nên kết thúc Lô ứng hồng chậm mấy hơi thở chi về sau, thương lão đục ngầu ánh mắt lần nữa chớp động, hắn nhìn về phía la thừa bên kia, chuẩn bị xoay người xuất thủ, mau sớm giải quyết hết bá vương tông thừa lại hạ mấy người kia, nhất là cái kia đầu hung hãn nhất âm dương minh giao, nhưng mà đang ở lô ứng hồng đang muốn động tác trong nháy mắt, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên khẽ động, ừng, hắn đảo mắt nhìn về phía phía dưới cái kia hố to bên trong, lão biểu hiện trên mặt xuất hiện trong nháy mắt động lại, chỉ thấy hơn 10 trượng sâu trong hố lớn, đột nhiên có một mảnh ngũ thải quang mang lóng lánh dựng lên tự dưng xuất hiện cái này ngũ thải quan mang khởi điểm cũng không hạo đại thậm chí nhìn qua có chút suy nhược nhưng chỉ một lát sau quá khứ quan mang đột nhiên bạo tăng biến đến vô cùng rực rỡ giống như là có một vòng ngũ thải dịu nhật theo nơi ấy bay lên nương theo cái này quan mang đồng thời xuất hiện là một hạo đại vô biên uy áp như xuyên thấu thời gian trường hà từ viễn cổ đi tới đương thế mang theo chí cường sinh linh uy nghiêm hung hãn trấn áp tại lô ứng hồng linh hồn chi tiến lên đây là cách rất xa quý thiên phục lâm chấn dương Hồng Cường Long đám người, cũng trong nháy mắt cảm giác được này của cường hãng uy áp, cô, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng kỳ dị kêu to truyền ra, đương thế tiên có thể nghe, mà thanh âm vừa ra, vô luận là quý thiên phục, lâm chấn dương, Hồng Cường Long đám người, vẫn là ở vào hố to bầu trời lô ứng hồng, hay là chính ở chiến đấu trong la thừa, mỗi người linh hồn đều ở đây nhịn không được mơ hồ có một ít run rẩy giống như có một vị thần sắp sửa xuất thế một dạng, vô thượng hung uy lâm thế, làm cho phàm trần thế tục trong lúc đó, tất cả tồn tại tất cả đều run rẩy đang ở bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ phía dưới hố to bên trong cái kia ngũ thải ánh sáng hung hãn xông lên nửa khoảng không ngũ thải ánh sáng bốc lên mọi người ngửa đầu mà trông nhìn thấy một con kỳ dị thần cầm như mũi tên nhọn giống nhau xông lên hư không cái này thần cầm cũng không bàn đại chẳng qua hơn 10 trượng thân thế nhưng cả người tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc quang mang chuyển hiện như vân hà vậy đẹp lạ thường lông cánh vỗ trong lúc đó nhấc cái lông đuôi trong người sau tung bay một chút quan mang giống như phồng tinh điểm suyết bên ngoài tiến lên. Đây là Phượng Hoàng, tất cả mọi người kinh trụ, ngay người ngay tại chỗ, tâm tình kinh hải đến rồi mức độ không còn gì hơn. Loại này thần cầm ở đây không người từng thấy, nhưng căn cứ vô số điển tịch cùng truyền thuyết, bọn họ trước tiên liền đoán được. Còn đây là viễn cổ thời gian mới vừa có chí cường sinh linh một trong, Phượng Hoàng, nghe đồn ở cái kia cực kỳ xa xôi quá khứ, đương thế trong lúc đó có rất nhiều không gì sánh được sinh linh mạnh mẽ, có thế tung hoành trong bốn biển, du lịch hoàng vũ bên ngoài, bể nghệ thế gian, giỏi hơn hàng tỷ sinh linh chi lên, không hề có cùng với ngang hàng người, bọn họ từ nhỏ liền vốn có không gì sánh được cường đại năng lực, há mồm ngầm chiếm vạn dặm thiên khung, giận dữ đạp nát vô ngân đại địa, hung uy thả ra, không gian trở nên tan rã, thế giới trở nên vỡ nát, rít lên một tiếng, có thế khiến thiên thượng địa hạ, toàn bộ sinh linh kinh hải phủ phục, mà phượng hoàng, chính là chỗ này loại sinh linh một trong, vô tận cường đại, cái này thế thượng, thật sự có phượng hoàng. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, hết thảy người vây xem tất cả đều sắc mặt đại biến tiểu soái tô giật cũng chứng kiến như vậy một màn cùng mọi người giống nhau rất là chấn động đồng thời trong lòng cũng xông lên vô tận bi phẫn ý tứ hàm xúc tô tiểu soái tu vi còn thấp như này một kích sợ rằng cần trả một cái giá thật là lớn cũng là không được phép mọi người suy nghĩ nhiều chính là chứng kiến cái kia thần cầm vỗ cánh trong lúc đó gió lốc thẳng lên tốc độ nhanh đến cực hạn ở lô ứng hồng một mảnh còn tự ngạc nhiên ánh mắt bên trong hung hăng đụng vào hắn thân tiến lên phanh lô ứng hồng thân thể cung thành một con đại tôm hình bắn ngược đi thẳng vào trong mây có tiên huyết thưa thớt mà rơi xuống mà cái kia thần cầm ở nơi này va chạm chi về sau giống như là hoàn toàn thoát lực giống nhau lần nữa rơi cao khoảng không ầm ầm chìm vào ban đầu trong hố lớn không một tiếng động huyền kiếm môn lục hợp tông thiên cương môn mọi người tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn một màn này phát sinh hô hấp ngừng lại không dám thở mạnh một cái tình cảnh như thế quá kinh người một con phượng hoàng xuất thế hành hung mạnh mẽ đánh đem nhất vị nguyên tông kỳ cường giả đụng phải bạch vân chi tiến lên một chỗ khác trong chiến trường tất cả mọi người dừng tay chém giết tạm dừng âm dương minh giao tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng la thừa năm người hẳn là nhãn thần run rẩy nhìn cái kia hố to thật lâu không nói hưu không biết quá bao lâu thiên khung trên có tiếng xé gió truyền đến đem mọi người tâm tư toàn bộ kéo lại ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy được một đạo thân ảnh già nua chính hăng hái rớt xuống tứ chi vô lực rũ khí tức quể oải vẫn còn một chút huyết vũ tùy theo cùng nhau rơi, banh một tiếng, cái này thương lão thân thân thể cuối cùng cũng đập vào mỏ sơn chi lên, tạo nên một mảnh khói bụi, khái khái, khoảng khắc chi về sau, mới có một tiếng hư nhược ho khang theo nơi ấy truyền đến, nhưng cũng không có càng nhiều hơn động tĩnh, hết thảy người vây xem tất cả đều hầu cuồng, cảm thấy hoảng sợ, nhất vị nguyên tông kỳ cường giả, dĩ nhiên cũng làm như thế thụ thương, khó có thể nhúc nhích, phượng hoàng oai, quả nhiên khó có thể suy đoán, cái kia phượng hoàng thần cầm, đừng không phải là lúc trước con kia chim nhỏ thiên cương môn trung có nhân gian khó mà nuốt hạ một bãi nước miếng hoảng sợ mà đạo đây không phải là thôi chắc tất cả mọi người có thể xác định cái kia phượng hoàng thần cầm tuyệt đối chính là lúc trước con kia kỳ mạo xấu xí chim nhỏ nhưng nhường sợ hãi là bên ngoài vốn chỉ là yêu hoàng kỳ sơ cấp tu vi cũng là trong nháy mắt bạo phát ra vậy đáng sợ lực lượng vô liêm sĩ như vậy một đạo nổi giận tiếng quát truyền ra tới tự la thừa miệng hắn mâu quang như tráng lãnh điện giống nhau bởi vì lô ứng hồng trọng thương mà nộ không mà khi bá vương tông tất cả mọi người muốn chết, la thừa thoáng thì cử động nữa, tuyệt đối lĩnh vực hoành khoảng không mà ra, bỗng nhiên trải rộng ra đi, một tay lấy âm dương minh giao, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng bốn người đồng thời bao quát đi vào, bá nhưng khí độ theo la thừa thân trên phát ra, trong cơ thể hắn hết thảy nguyên khí tất cả đều trong nháy mắt dân trào mà ra, thân hình xông thẳng âm dương minh giao đi, bốn tôn thú hoàng thấy thế, cũng trong nháy mắt động triển khai chống lại, giết, la thừa bạo quát, thi triển ra tuyệt đối lĩnh vực lực, Cắt gao đem âm dương minh giao kéo tới bên người một quyền oanh xuống đem tập sát mà đến hắc bạch quan trụ chuyển thành phấn vụn tiện đà hắn ngủ chỉ thành chọc trực tiếp vồ vào âm dương minh giao cổ huyết nhục bên trong một tay kia nắm chặt thành quyền hung ác quanh một cái mà hạ gào âm dương minh giao phát sinh hí giao vĩ vạn một cái lần lượt rút ra đánh vào la thừa thân tiến lên hai người thân thể đều là huyết nhục nổ nát vụn cảnh trạng cực thảm rầm 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 cùng này đồng thời tử tượng hoàng đám ba người thế tiến công giết đến rốt cục đem La Thừa đánh văng ra, thả Âm Dương Minh Dao, từng đạo hung hãn công kích rơi vào hắn thân trên, làm cho La Thừa lồng ngực nổ tung, xương cốt lộ ra, nửa bên bả vai đều bị đánh nát, La Thừa cả người máu me đầm đìa, cảnh trạng thê thảm, thân hình càng là sinh ra lay động, nhưng bên ngoài cả người chiến ý cũng là còn tự cao ngang phục ra, chỉ thấy hắn hung ác xoay người lại, một bước lại một sải bước ra, chính là lần lượt xuất hiện ở Tử Tượng Hoàng, Long Tê Hoàng, Huyền Quy Hoàng ba người trước người, mỗi một lần xuất hiện chi về sau đều là một cái trọng quyền đánh mạnh mà xuống, đem ba vị thú hoàng đập đến thổ huyết bay ra, từng cái rất hạ cao khoảng không, mà lúc trước chịu đến trọng kích âm dương minh giao, lúc này cũng là không kiên trì nổi, ở hư không gian lộn khoảng khắc chi về sau, cũng vô lực nện vào dãy núi gian, mấy tôn thú hoàng đều là không tiếng thở nữa phát sinh, hỗn hển, hỗn hển, đem mấy tôn thú hoàng toàn bộ đánh rơi chi về sau, la thừa thân thể một hồi lay động, hầu như muốn từ giữa không trung rơi xuống, suy yếu không gì sánh được, miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc bá vương tông, ba chữ này theo hắn giữa hàm răng tuế ra, phẫn nộ cùng cừu hận đang xen la thừa trong ánh mắt viết đầy tàn nhẫn ý, hôm nay tình huống quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm nguyên tông kỳ cường giả, tự nhiên bị bức bách đến nơi này chờ thê thảm tình trạng, cái này bá vương tông, quả nhiên không giống bình thường, chẳng qua còn tốt, bọn họ nay thiên sẽ tuyệt tử, la thừa hung ác ánh mắt chuyển động, nhìn về phía phía dưới một đạo thiếu niên thân ảnh, chính là cái kia bá vương tông tông chủ, tô giật, thiếu niên kia cố gắng chống đỡ thân thể, trong tay một thanh đại đao trụ tại trên đất khó khăn ở vùng núi ngược lên đi tới mà bên ngoài mục tiêu chính là không xa chỗ cái rãnh to kia cái hố trung có lúc trước cái kia phượng hoàng thần cầm hảo một cái bá vương tông thật là khiến người ngoài ý a à. thiên cương môn chỗ chi chỗ hồng cường long thật chặt bốc lên nắm tay làm cho này trước sau đó phát sinh tất cả cảm thấy hoảng sợ hai vị ngọc đỉnh tông nguyên tông kỳ cường giả liên thủ đối phó bá vương tông rõ ràng đều là gian nan như vậy xem hai người kia thê thảm giáng dấp quá mức nhường khó đón nhận tông chủ chúng ta là không phải nên xuất thủ xa chỗ nhất vị lục hợp tông cường giả trầm giọng mở miệng hướng lâm chấn dương hỏi huyền kiếm môn mọi người cũng đều là quay đầu nhìn về phía quý thiên phục chờ đợi chỉ thị của hắn bá vương tông đã mất có thế chiến người mà cái kia la thừa tuy là thụ thương cực trọng nhưng muốn triệt để đánh chết tô giật cũng vẫn là dễ dàng không biết những cái này thú hoàng đều thế nào quý thiên phục nỉ non một tiếng mà sau vung tay lên nói chúng ta đi bá mười mấy đạo thân ảnh hiện lên thần tốc rơi vào vùng núi xuất hiện ở tô giật trước người, lại còn có giúp đỡ sao, nhìn hai tông người xuất hiện, la thừa không khỏi là hai hàng lông mày một hiên, trầm giọng mà đạo, hắn mang theo cười nhạt tình, cũng rơi vào tô giật cách đó không xa địa phương, tiểu tử, ngươi như thế nào đây, quý thiên phục trong lòng có chút phát run sợ, nhưng không có quá nhiều địa lý hội la thừa, ngược lại là nhìn tô giật, ân cần hỏi, ta còn chưa chết, tô giật lắc đầu, nói ra, quý trưởng môn, lâm tông chủ, các ngươi tạm thời không cần quản ta, còn thỉnh cầu chư vị hỗ trợ đi đem bá thanh hoàng tử tượng hoàng bọn họ tìm về bảo đảm an toàn của bọn họ hiện tại hắn lo lắng nhất chính là một đám thú hoàng tình huống cũng không biết bọn họ sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng ta có thể nào mặc kệ ngươi quý thiên phục nhíu mày cũng không tình nguyện tô giật bản thân bị trọng thương nếu như mình mặc kệ hắn sợ rằng la thừa một kích là có thể đưa hắn đơn giản đánh chết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy huyền kiếm môn những người này thực lực coi như đối phương bản thân bị trọng thương có thể hay không chân chính đem ngăn trở cũng còn khó nói. Quý trưởng môn, Lâm Tông Chủ, xin nhờ, tô giật khuôn mặt sắc nghiêm túc, nói lần nữa, quý thiên phục bất đắc dĩ, không khỏi phất phất tay, mệnh lệnh huyền kiếm môn những người còn lại phân tán ra, đi đem một đám thú hoàn toàn bộ tìm được đồng thời mang về, nhưng hắn chính mình nhưng chưa ly khai, vẫn là đứng ở tô giật bên người, mà Lâm Chấn Dương, cũng giống như vậy, Nguyên Tông Kỳ, ta sống vài chục năm, cũng còn không có làm sao gặp qua đây, không nghĩ tới, lại có nhất thiên còn có thể cùng như vậy tồn tại đối lập nhau lâm chấn dương cười cười nhìn về phía không xa chỗ chính chậm rãi đi tới la thừa như thế mà đạo hắn cùng quý thiên phục một tả một hữu đứng ở tô giật hai bên đem vững vàng bảo vệ tốt thấy một màn này la thừa không khỏi lần nữa cười lạnh hắn khó có thể tưởng tượng vẫn còn có hai cái tam lưu thế lực người muốn nhúng tay đến việc này ở giữa tới hừ cái kia huyền kiếm môn cùng lục hợp tông thực sự là không biết sống chết bên kia Thiên cương môn nhân nhìn thấy cái này thanh tú tình hình, cũng không khỏi lên tiếng đùa cực. Cái kia la thừa dù sao cũng là nguyên tông kỳ, dù cho này thì trọng thương, nhưng lạc đà gầy so với mã đại, còn không phải bình thường nguyên hoàng kỳ có thể ngăn cản được đấy. Quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người liên thủ, cũng không được, bá bá bá, vừa lúc đó, đột nhiên một hồi âm thanh xé gió bắt đầu, tiện đà ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, không xa chỗ cư nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đi thẳng tới nơi sân trong lúc đó đứng ở tô giật mấy người cách đó không xa vùng núi lên, thương vân điện người, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, bao quát xa chỗ xem cuộc chiến thiên cương môn mọi người, xem cái này mà đến mấy đạo thân ảnh, cũng không chính là thương vân điện cường giả, không có nghĩ tới chỗ này sự tình, lại còn kinh động cái này nhất lưu thế lực, tại trưởng lão, tô giật ngẩn người, dừng bước lại, hắn nhận thức cầm đầu cái kia vị lão giả, cũng không chính là ban đầu ở triệu linh bí cảnh bên ngoài, chịu đến thiên cương môn mà giết lúc, còn giúp mình nói qua nói tạ vô hư tại trưởng lão này, không hiểu là, tạ trưởng lão cư nhiên vào lúc này chạy tới nơi đây, đồng thời trực tiếp rơi vào trong sân, cũng không biết thương vân điện là dụng ý gì, bá 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 bá, đang ở tạ trưởng lão vừa mới đến chi về sau, liên tiếp tiếng xé gió trước sau truyền ra, theo phương hướng bất đồng, đều có thân ảnh thần tốc tới, đi tới phụ cận, chẳng qua đại đa số thân ảnh, này thì đều giống như thiên cương môn giống nhau, vẫn duy trì một khoảng cách, lặng lặng quan sát, nhìn sơ một chút, nhiều như rừng khắp nơi thế lực, nhất tổng cộng tới không thua mấy trăm người, trong đó đại bộ phận đều là tán tu, nhưng những người này tu vi đều là phi thường cường đại, đa số đều là nguyên hoàng kỳ, còn có không thiếu nguyên hư kỳ, rất nhanh mọi người đến chi về sau, dần dần đều muốn nơi sân giữa tất cả tình thế, đại thể làm ra một cái ước định, cũng phân biệt ra được la thừa thân phận, khi hắn nhóm chứng kiến cô giật hãy còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, mà đối diện la thừa cũng cả người chật vật không dứt dáng dấp lúc, mỗi cá nhân tâm lý đều tồn tại khó mà diễn tả bằng lời chấn động lay động bá vương tông cư nhiên mạnh như vậy, làm cho nhất vị nguyên tông kỳ thê thảm như thế. Không biết bao nhiêu người trong lòng hoảng sợ vô cùng, la thừa nửa bên bả vai nổ nát vụn, thân trên càng là không có nhất chỗ hết tốt địa phương, khí thế cũng cực độ vẻ oải, cái này quá dọa người, đây chính là nguyên tông kỳ. Mau nhìn nơi ấy, cái kia người thật giống như là Ngọc Đỉnh Tông một vị khác nguyên tông kỳ, là Lô Ứng Hồng, có cường giả hô lớn, mọi người theo thấy được một cái lão giả, khái khái, cái này lão giả nằm trên đất, nhãn nhân lật bạch, một miệng ở giữa không ngừng tuôn ra đại cổ đại cổ tiên huyết, theo gò má chảy đến mặt đất bụi bặm bên trong, nhiễm ướt một mảng lớn địa phương, lúc này lô ứng hồng nhãn thần tan rã, thân thể càng là vẫn không nhúc nhích, lồng ngực vị trí có một khối trước sau thấu lượng lỗ thủng, có thể có quả đấm lớn nhỏ, mắt thấy sẽ không sống nổi, đó cũng là nguyên tông kỳ, cư nhiên sắp tắt thở, một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, chu vi mọi người tim đập đều vào giờ khắc này da tốc nhúc nhích, như buồn bực trống giống nhau nện ở lồng ngực tiến lên, lô ứng hồng tình huống, tuyệt đối là sống không nổi nữa chỉ là còn dư nhất sau một hơi treo ở nơi ấy mà thôi phỏng chừng không cần một hồi thì sẽ hoàn toàn tắt thở tình huống như vậy thật là làm cho người ta kinh hoảng so với la thừa bản thân bị trọng thương còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi nhất vị nguyên tông kỳ sẽ chết như vậy cái này như thế nào nhường tin tưởng nho nhỏ bá vương tông cứ nhiên có loại này thực lực sao trong nháy mắt theo mỗi bên chỗ mà đến mọi người tâm lý tất cả đều là tràn đầy chấn động lay động cùng kiên kỵ đối với bá vương tông có nhận thức hoàn toàn mới bọn họ lúc trước rất xa, đều có cảm giác được một đáng sợ lực lượng phóng lên cao, nói vậy Lô ứng hồng cùng vừa mới một màn kia có quan, nhưng mọi người cũng không biết, đó là một con phượng hoàng, thương vân điện, cửu tinh cốc, huyết dương tông, thiên cương môn, huyền âm môn, vùng núi lên, tô giật ánh mắt từ chung quanh quét nhìn mà qua, đem người tới thân phận đều là thu vào đáy mắt, ngoại trừ chính hướng đến gần mình thương vân điện tại trưởng lão đám người bên ngoài, cửu tinh cốc đường trưởng lão cũng tới, chẳng qua chỉ có một người độc thân, mặt khác, khuyết dương tông cái kia vị tất trưởng lão cũng mang theo mấy người xuất hiện tô giật đối với cái này lão gia hỏa ấn tượng nhưng là rất sâu sắc lúc trước ở triệu linh bí cảnh bên ngoài cái này tất tôn tất trưởng lão cư nhiên cái hố chính mình bên ngoài trên là khuyên can sự thực cũng là muốn cho chính mình đụng vào thiên cương môn nòng súng đi lên nếu không phải là tô giật cái kia thì đã đột phá đến nguyên hư kỳ ngũ trọng lại thêm trên có bất phàm thủ đoạn sợ là muốn chết ở thiên cương môn cái kia vị nguyên hư kỳ cửu trọng tột cùng trong tay cường giả cho nên đối với tất trưởng lão tô giật xác thực là không có có gì tốt quan cảm, ngược lại thì cửu tinh cốc đường vọng đường trưởng lão, ngược lại vẫn cùng tạ trưởng lão giống nhau, đứng ra ban mình nói qua nói, lão gia hỏa, người cũng tới rồi, thương vân điện tạ vô hư tạ trưởng lão nhìn về phía tứ phương, ánh mắt rơi vào cửu tinh cốc cái kia đường trưởng lão thân lên, khẽ mỉm cười một cái nói đạo, ngươi tới được nhanh hơn ta, đường trưởng lão lạnh nhạt nói, ngữ khí không có gì sóng lớn, hai người lập tức đồng thời nhìn về phía mặt khác nhất chỗ, chính là huyết dương tông đội hình khi nhìn thấy tất công tất trưởng lão thời điểm, tạ ơn nguyên hư cùng đường vọng hai người, tất cả đều là nhịn không được nhíu mày, không nói gì, chỉ là gật đầu, xem như là cùng tất trưởng lão chào hỏi, một hồi chi về sau, tất cả mọi người theo chấn động lay động ở giữa hoảng quá thần lai, la thừa, đã lâu không gặp, tạ trưởng lão xoay đầu lại, đầu tiên là hướng về phía tô giật mỉm cười, theo sau chính là nhìn về phía la thừa nói đạo, tạ vô hư, tiếp thật là đã lâu không gặp, la thừa trong con ngươi lòe ra quang mang, vẫn chưa nguyên nhân cố nhân gặp nhau mà sản sinh bất kỳ tâm tình chập chờn chỉ là ánh mắt lạnh lùng hỏi không biết thương vân điện này đến vì chuyện gì hắn hai mắt một mạch nhìn tạ trưởng lão muốn nghe được đối phương trả lời thương vân điện cùng ngọc đỉnh tông trong lúc đó có rất ít quá ma sát cũng không quá vực sâu nguyên bằng không ngọc đỉnh tông mấy trăm năm trước cũng không pháp ở hỗn loạn vực thành công cuộc khởi chỉ là rất kỳ quái cái này tạ trưởng lão xuất hiện rất rõ ràng không chỉ là tới xem náo nhiệt điều này làm cho la thừa có chút cẩn thận la thừa lão phu cùng ngươi cũng không vòng vèo tử xem ở quen biết một trận phần lên ngươi đi đi hảo hảo xử lý ngọc đỉnh tông lấy tu vi của ngươi còn có rất đại cơ hội có thể lần nữa sừng sững ở hỗn loạn vực ở giữa còn cái này bá vương tông thiếu niên ngươi cũng không cần giết hắn tạ trưởng lão mở miệng nói đúng là ra như vậy mấy câu nói tới chu vi vây xem mọi người nghe xong chi sau nhất tề sững sờ đều là không thể tin được nguyên lai like thương vân điện này tới là muốn đảm bảo tô giật cùng bá vương tông thương vân điện lại phải giúp bá vương tông Kiên cương môn bên này, hồng cường long trong con ngươi nổi lên khắc sâu vẫn nộ ý. Lão quỷ này, nguyên lai là thật coi trọng tô giật tiểu tử kia, mà ở huyết dương tông bên trong, tất trưởng lão khuôn mặt sắc nhịn không được có chút âm trầm, nhưng nỗ lực khắc chế xuống phía dưới, vẫn chưa biểu hiện quá rõ ràng. Hắn vừa liếc nhìn đường vọng đường trưởng lão, cái lão quỷ này chạy tới, có thể mục đích cùng tạ vô hư giống nhau. Tất trưởng lão nhãn trong càng phát có lãnh ý hiện lên, hai người này ở đây, đối với hắn kế hoạch có thể bất lợi, mặt khác như huyền âm môn chờ thế lực, lúc này cũng đều từng cái ngoài ý muốn nhìn giữa sân vì tạ trưởng lão lời nói mà cảm thấy kinh ngạc tạ vô hư ngươi đây là muốn ngăn cản với ta sao la thừa gương mặt kéo lão trường nhìn chằm chằm tạ vô hư nói đạo sự tình đã đến được trình độ như vậy bá vương tông mất đi tất cả chiến lực không nghĩ tới cái này tạ trưởng lão đột nhiên xuất hiện muốn hắn dừng tay điều này làm cho la thừa làm sao có thể đủ tiếp chịu nhưng mà hắn cũng là biết mặc kệ tạ vô hư nói là đại biểu cho thương vân điện vẫn là mình đều không phải là hắn la thừa thật có thể cự tuyệt được, đàm luận không trên ngăn cản, tiểu tử này cùng lão phu có điểm sâu xa mà thôi, chỉ hôm nay vì hắn đứng ra một lần, còn ngươi giữa hai người cừu hận, ngày sau thế nào ta sẽ không lại nhúng tay, tạ trưởng lão nhìn la thừa, nói như vậy, trong lúc nhất thời, la thừa trong lòng lãnh ý thao thiên dựng lên, nhưng cùng với thì lại tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn hắn buông tha tru diệt tô giật đám người, điều này thật sự là làm người khác khó chịu một điểm, nhưng mà, như cự tuyệt tạ vô hư, rất có thể ngay cả mình đều sống không nổi, mắt thấy lô ứng hồng hấp hối, lại nghĩ tới mười mấy tên ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ chết thảm, hắn có thể nào nuốt hạ khẩu khí này đi, tiểu tử kia thực sự là tốt số A, lại có thương vân điện người vì hắn xuất đầu, xa chỗ, không thiếu người vây xem đều phát ra than thở tiếng, lấy rất nhiều nguyên hoàng kỳ, nguyên hư cảnh tán tu vì chủ, cái kia ngọc đỉnh tông nguyên tông kỳ cường giả, chắc là không dám cự tuyệt chứ, có người ra nói rằng, bọn họ đã thấy la thừa khuôn mặt sắc càng ngày càng khó coi, đều nén thành màu đỏ tím sắc, nhưng lại không thể làm gì, chưa mở miệng, tuyệt đối là ở cố kỵ thương vân điện cùng tại trưởng lão, bá vương tông không diệt được a, à, cái kia tô giật lại bảo trụ một mạng, trừ phi là cửu tinh cốc cùng huyết dương tông nhúng tay, nếu không thì đại khái không ai lại đi động bá vương tông, rất nhiều người nghị luận, chỉ cảm thấy bá vương tông ở nơi này thì cư nhiên quanh co, thật sự là kỳ dị, hừ, nhưng mà như vậy cái thời điểm, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ tiếng vang lên, mà về sau, mọi người men theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đoàn người từ trên trời cao phi xuống, cũng đứng ở tô giật, la thừa, thương vân điện đám người không xa chỗ, thiên cương môn, cái kia hồng cường long muốn làm gì, mọi người nghi ngờ nói, cái kia rơi hạ người, chính là thiên cương môn đoàn người, lấy hồng cường long vì thủ, tạ trưởng lão, lần trước ở triệu linh bí cảnh bên ngoài nhưng là từng có ước định, ta thiên cương môn cùng bá vương tông ân oán giữa, ba đại nhất lưu thế lực đều là sẽ không lại nhúng tay, chỉ là không biết, tạ trưởng lão các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ, hồng cường long vừa nói, mâu quan lại liếc nhìn xa xa đường trưởng lão